chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 55, 1, Lưu Niên Khuynh Thành, 1, Tiểu Điệp nhìn ra tâm tình của Tiểu Thư không tốt, trên đường cũng không dám nhiều lời. Đến khi ba người trở lại nông trang, Giang Tiểu Lâu dặn dàng chuẩn bị nước nóng tắm rửa, cởi quần áo, tiền vào bồn tắm, Giang Tiểu Lâu mới thấy thả lỏng được một chút. Lúc này nước ấm vừa phải, Giang Tiểu Lâu vốc lên một vốc nước, hơi nước từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên, ngưng kết thành một làn khói. Giữa lúc mờ ảo đó, nàng nhớ đến khoảng thời gian trước kia của mình, ngốc như vậy, khờ như vậy, sống một cách bất bên, không có yêu hận tình cừu, không có oán hận ngập trời, chỉ đơn giản như vậy, đã không thể nào được nữa. Sau khi chết đi, chẳng qua mất hết niềm tin, nhưng lại thấy giữa dòng nước mềm mại, bản thân mình đang từ từ nổi lên, dung mạo thanh lệ, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập máu đỏ, muốn bọn gian ác gặp phải báo ứng, còn có tâm huyết của phụ thân, nhất định phải lấy về. Trong sương mù, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành thùng tắm, lặng lặng nghỉ ngơi, bốn phía gian nhà lặng lẽ, người trong bồn tắm như ẩn như hiện, lặng lẽ thở dài, cố lưu niên nhíu mày. Trốn tránh đuổi bắt, không cẩn thận đụng phải tình cảm tuyệt diễn này, bọc nước vang lên một tiếng, lực kềm chế của hắn rất tốt, chỉ giữ vững tinh thần, chuyên tâm chờ nàng rời đi. Bọc nước vang lên lần hai, hắn không một cử động, nhưng lại theo bản năng liếc nhìn xuống dưới, vừa vặn ánh mắt rơi vào đỉnh đầu đen nhánh. Nàng là ai? Nếu hắn không có đi nhầm, đây chẳng qua chỉ là một trạch viện nông gia bình thường. Bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, trong viện trồng nhiều trái cây rau dưa. Một đôi nông phụ ở bên ngoài thu dọn đình viện, phòng ốc tuy rằng bố trí sạch sẽ tao nhã, vị trí lại hết sức hẻo lánh. Đừng nói là phú quý danh môn, dù là người bình thường sẽ không chọn nơi này làm biệt viện, Giang Tiểu Lâu chỉ muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lúc, luồng khí ấm áp dâng lên làm nàng rất thoải mái, không tự chủ được liền thả lỏng tinh thần. Hí hí hí, hí 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 tê tê, âm thanh kia rất nhẹ, nhưng Giang Tiểu Lâu lại đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy đề phòng chung quanh không một bóng người nàng nhướng mắt lên là mình nghe nhầm sao không không thể yên tĩnh như vậy làm sao nghe nhầm được huống chi nàng lại có cảm giác bất an không tên cái cảm giác này là linh cảm khi nguy hiểm sắp đến đây là một nông trang vô cùng hẻo lánh ai sẽ nghĩ đến chuyện nàng trốn ở đây giang tiểu lâu tiếp tục chú ý lắng nghe quả nhiên lại một lần nữa nghe được âm thanh rất nhỏ kia nàng theo hướng âm thanh phát ra cuối cùng phát hiện điều làm mình thật sự khiếp sợ một con rắn có vảy màu đen, trong miệng phun ra cái lưỡi đỏ dài, đang ở phía đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, nó lại ở gần nàng như vậy, cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên, Giang Tiểu Lâu hít vào một hơi khí lạnh, theo bản năng muốn kêu to, nhưng đến thời khắc mấu chốt nàng ngưng lại, bên ngoài chỉ có tiểu điệp và ly tuyết ngưng trói gà không chặt, gọi các nàng vào chỉ sợ còn run rẩy hơn mình, Giang Tiểu Lâu cắn chặt hàm răng, theo bản năng mà nhẹ lùi về phía sau, ngay khi nàng cử động, con rắn kia đột nhiên ngẩng cao đầu, không ngừng phát sinh ra tiếng độc như đòi mạng, phóng như bay về hướng nàng, khi thấy con rắn như đã đến trước mặt, nó lại đột nhiên rớt xuống, giống như một chậu nước bị hắt ra lại đột nhiên đông cứng lại, mọi thứ chậm chậm giống như ảo ảnh, Giang Tiểu Lâu giật mình nhìn chầm chầm con rắn mới vừa dương nanh múa vuốt, trong thoáng chốc đã biến thành một con rắn chết. Nhạy bén phát hiện ngay chỗ cách đầu bảy tất có một lưỡi dao cực kỳ mảnh nhỏ, trong sương mù lóe ra chút ánh sáng, Tâm tư phòng bị của Giang Tiểu Lâu rất nặng, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua bốn phía, không có ai. Sau đó, nàng từ từ ngẩng mặt lên, bên trên xà ngang, có một nam tử trẻ tuổi, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trong bồn tắm, vai trắng noãn, cổ thon dài, còn gương mặt bởi vì hơi nóng của nước mà hơi đỏ hồng, giống như một tầng vải mỏng, trung động nhẹ nhẹ, trên lông mi có hơi nước, giống như cánh bướm đang múa, ống ánh long lanh, động vào sẽ tan biến, thanh lệ thoát tục, lại có nét quen thuộc không nói được, chỉ tiếc, trên người nàng có rất nhiều vết thương, có cái đã vết vẫy, có cái thì chưa, nhìn vô cùng đáng sợ, hoàn toàn phá hủy cơ thể vốn dĩ nên hoàn mỹ không khuyết điểm này, hắn khẽ mỉm cười, từ trên xà ngang nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác cực kỳ gọn gàng, như một chiếc lá rụng, mắt thấy đã đến trước mặt nàng, vị tiểu thư này, thất lễ. Âm thanh hắn trầm thấp, nhẹ nhàng phun ra, có một sức quyến rũ khác với tất cả mọi người. Ngay từ lúc nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, Cố Lưu Niên liền nhận ra nàng là ai, chỉ có điều, sự đề phòng người lạ trong mắt nàng, đã nói rõ nàng hoàn toàn không nhớ hắn. Quả thật, bây giờ bộ dạng của Cố Lưu Niên so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Giang Tiểu Lâu nín thở, trên đầu trộm đuôi cướp này quả thật không chỉ tuấn tú bình thường, vần tráng cao, sống mũi thẳng, đôi mắt khiến lòng người rung động, ánh mắt sáng như ánh trăng làm người ta run rẩy. gặp mặt trong tình cảnh này không thể nói là không xấu hổ nhưng thanh niên này phản phất không tự giác chút nào, khuôn mặt tuấn tú có thêm mấy phần cao ngạo, thiếu niên tuấn Mỹ trên đời đa phần đều thích mặc đồ trắng, chỉ vì muốn có thêm cảm giác bạch y tung bay vô cùng hấp dẫn, nhưng Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, không ngờ nam tử trước mắt này lại khiến màu trắng trở nên hút hồn như vậy, hào quang chói lọi, như ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, bất kể là nam hay nữ đều bị hắn mê hoặc, người này xuất hiện. Còn ai dám mặc xiêm y màu trắng đi rêu rao nữa, lan diễm độc tuyệt thế vô kỳ nhị. Vẻ đẹp của con sói là độc đáo vô cùng, thế gian có một không hai, đột nhiên trong đầu lại nảy ra hai câu thơ như vậy, quả thật không thể dùng từ ngữ nào miêu tả vẻ đẹp của hắn, bất cứ ngôn ngữ nào cũng đều làm giảm đi sự tuấn mỹ này, đáng tiếc, tuấn mỹ cách mấy cũng là một tên xấu xa. Thái dương trơn bóng của Giang Tiểu Lâu có một giọt nước lăn xuống, chảy dài xuống đến cằm, cố lưu niên dưỡng sốt, Giang Tiểu Lâu cấp tốc khoát ngoại bào lên, lùi lại một ít, giữ khoảng cách với hắn, lạnh lùng nói, ngươi là ai, ánh mắt nàng tràn đầy sát khí, chỉ đi ngang qua, tiểu thư không nên tức giận. Hắn bình tĩnh nhìn đôi mắt nàng, trong mắt đen sâu như biển, trong lúc lơ đảng, một chút xảo quyệt quét qua đáy mắt hắn, tiếng nói của hắn, mang chút ấy nấy, nhưng động tác mau lẹ, một thanh chủy thủ lạnh như băng đã nằm ngay trên cổ nàng, nàng hít sâu một cái, kẻ thức thời là trang tuấn liệt. Hiện giờ người này lặng yên không một tiếng động lẻn vào nông trang, dĩ nhiên không có ai phát hiện quả thật khiến người hoảng sợ còn thanh chuỷ thủ lạnh lẽo ngay cổ cho dù nàng tức giận đến mấy thì cũng phải nhịn lại nhịn được chuyện mà người khác không thể nhịn mới có thể giữ lại tính mạng mà làm đại sự cho dù nàng hiện tại hận không thể chặt đầu kẻ xấu xa này nàng cũng phải nhịn tiểu thư không nên hiểu lầm ta thật sự chỉ là lạc đường không cẩn thận nên mới ẩn thân trên xà ngang phải là không cẩn thận ẩn thân không cẩn thận nhìn nàng tắm ta tin ngươi Giang Tiểu Lâu có tâm tư cỡ nào chứ, trên mặt mỉm cười nói, chỉ là, rốt cuộc ngươi có mục đích gì, cố lưu niên khẽ mỉm cười, nụ cười kia thậm chí còn khiến người ta hoa mắt, bên ngoài có không ít người đuổi bắt ta, ta chỉ hy vọng Tiểu Thư có thể đưa ta bình an rời đi, nụ cười của hắn chói lòa, chiếu thẳng vào lòng người, tức giận của Giang Tiểu Lâu dâng lên, trên mặt càng lúc càng bình tĩnh, quả thật không ai có thể nhìn ra sơ hở, được, để tình lúc nãy ngươi đã cứu mạng ta, ta đưa ngươi đi ra ngoài, chỉ có điều, ngươi xoay người lại đi, ta phải mặc quần áo vào đã, từ, đa tạ. Cố lưu niên nói, Giang Tiểu Lâu nheo mắt lại suy nghĩ một chút, nụ cười ôn hòa như gió xuân, vậy ngươi xoay người đi, chủy thủ từ từ thu hồi, nàng nhanh chóng mặc quần áo, người kia vẫn không quay lưng lại, chỉ là nhắm mắt, Giang Tiểu Lâu cân nhắc trên lệch giữa mình và đối phương, ước lượng khả năng chạy trốn của mình, không thể, người này có thể không một tiếng động mà lẻn vào, tuyệt đối không phải cao thủ bình thường. Dù sao nàng cũng là nữ tử tay trói gà không chặt, chuyện nguy hiểm vẫn là không nên làm, nghĩ đến đây, nàng khẽ mỉm cười, phản phất không chút ngần ngại, được rồi, cố lưu niên mở mắt ra, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu nhìn mình cười, nụ cười nhàn nhạt sáng lạng như hoa xuân, khiến người ta say mê, ta cho rằng Tiểu Thư đang suy tính khả năng giết chết ta sau đó bỏ chạy, nếu Tiểu Thư muốn dùng chủy thủ, thì sức của nàng quá yếu, nếu chọn lựa dìm chết ta, thì bùng tắm quá nhỏ, sợ là không chứa nổi ta, Giang Tiểu Lâu hơi động trong lòng, rõ ràng đối phương không mở mắt, chính mình cũng không phát ra âm thanh gì, nhưng hắn lại đoán đúng tâm tư nàng, vẻ mặt nàng tươi cười, mắt có tia châm biếm, không có không có, công tử xem như là ân nhân cứu mạng của ta, sao ta lại làm ta chuyện lấy oán trả ân chứ, cố lưu niên không hé răng. Bốn chữ ân nhân cứu mạng này, phản phất làm hắn xúc động, trong giây lát, trái tim thấy ấm áp không tin được. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu tự nhiên nói, thật ra ngươi không cần phải lo lắng, ta không thể giết người ở đây được, cô nam quả nữ ở cùng một phòng đã đủ khiến người ta chê cười, mặc kệ ngươi là chết hay sống, danh tiết của ta cũng không đảm bảo, cho nên vì bảo vệ mình ta nhất định phải đưa ngươi bình an ra đi. Cố lưu niên cười một nụ cười trào phúng, tự hồ hoàn toàn không bị nụ cười ngọt ngào mê hoặc của nàng dụ dỗ, chỉ có điều không nói thẳng ra mà thôi. Giang tiểu lâu làm ra tư thế xin mời, trước tiên ngươi ra sau rèn tránh đi một chút cố lưu niên cũng rất hào phóng thật sự bước đi ẩn mình giang tiểu lâu hít sâu một hơi mới lớn tiếng nói tiểu điệp vào đi tiểu điệp đẩy cửa đi vào nhìn thấy giang tiểu lâu còn đang ướt nhẹp có chút kỳ quái nói tiểu thư người làm sao vậy giang tiểu lâu nói nhỏ bên tai nàng vài câu sau đó nói đi thôi tiểu điệp giật mình trừng mắt nhìn giang tiểu lâu nhưng nàng là nha đầu tuyệt đối trung thành cũng không dám hỏi nhiều lập tức rời đi một lúc sau, Cố Lưu Niên mới nhô đầu ra, mặt mày rạng rỡ, "Tiểu thư thật tốt bụng, đáy mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo, thần thái phong lưu đầy ẩn ý, ta không chỉ tốt bụng, mà còn tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, nhất định sẽ đưa ngươi đến nơi bình an, thì ra tiểu thư lại lương thiện đến vậy." Hắn nghiêm túc nói, không biết tại sao, Giang Tiểu Lâu nghe thấy trong giọng điệu của hắn có ý cười, giống như cười nhạo nàng mở to mắt nói dối, lại cẩn thận nhìn đôi mắt tươi cười nóng bỏng đó nàng cảm thấy nghi hoặc tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy trong lòng nàng chuyển qua vô số ý nghĩ cuối cùng lắc đầu thở dài ta không hỏi công tử tại sao đến đây cũng mặc kệ ngươi là ai chỉ cần đưa ngươi bình an rời đi chúng ta cũng không quen biết nữa đó là dĩ nhiên đại ân của tiểu thư ta ghi khắc cả đời trong lòng gian tiểu lâu cười gằn nhưng vẻ mặt không đổi lẳng lặng chờ tiểu điệp đến tiểu điệp nhanh chóng quay lại trong tay nâng một khay gian tiểu lâu ho nhẹ một tiếng mời ra đây, cố lưu niên lập tức hiện thân, đầu tiên tiểu điệp kinh ngạc, sau đó là ngơ ngác nhìn người kia, đến khi giang tiểu lâu phất phất tay trước mặt nàng, tiểu điệp mới hoàn hồn, xin mời công tử mặc vào bộ xiêm y này. Tiểu điệp không người nói, cái này thật giống trang phục nữ. Còn rất to lớn, cố lưu niên nháy mắt một cái, là trang phục nữ, còn là cỡ lớn nhất, ngươi nên cảm kích là tiểu điệp nhà ta đã từng to lớn như vậy. Giang Tiểu Lâu ung dung nói tiểu điệp đỏ mặt, nhỏ tiếng kháng nghị, bây giờ nô tỳ đâu có mập như vậy nữa, cố lưu niên không toát ra vẻ xấu hổ chút nào, trái lại khẽ cười, nàng thật là rộng rãi, giang tiểu lâu nhàn nhạt nói, tương phùng là hữu duyên, công tử gặp rủi ro, dĩ nhiên ta phải giúp đỡ, tiểu điệp nâng khay lên, cố lưu niên nhíu nhíu mày, giang tiểu lâu nhìn hắn, đây là cách tốt nhất, cũng là cách an toàn nhất, giả gái, đây cũng đâu phải cách gì tốt. Cố lưu niên nghi ngờ nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, gần như nghĩ nàng có phải đang tìm cớ trả thù hay không, nhưng đôi mắt trong trẻo không một chút hổ thẹn của đối phương đang nhìn hắn, không có nửa điểm chột dạ. Là hắn, nghĩ quá nhiều hay sao, cố lưu niên cầm bộ quần áo theo hồng mai lên, khóe miệng co rút một hồi, chờ đến khi cố lưu niên đi ra phía sau rèm thay sim y xong, giang tiểu lâu đang dặn dò tiểu điệp xử lý bộ y phục nam, quay đầu nhìn lại lập tức ngơ ngẩn, nam nhân dù sao xương cốt cao to, tay chân dài, cho dù là sim y cỡ lớn nhất mặt lên cũng sẽ không vừa, may mà hắn tuấn mỹ như vậy, cải trang thành nữ, ngoại trừ có chút cao to, nếu chỉ nhìn gương mặt thì sẽ thấy vô cùng mỹ lệ, tiểu điệp thổi phù một tiếng không nhịn được cười, đôi mắt giang tiểu lâu chuyển động, nói đẹp như thiên tiên, cố lưu ni ngớ ngẩn, cười khổ nói, cái này, giang tiểu lâu trầm mặt xuống, nói, công tử, đây chính là cách tốt nhất ta nghĩ ra được, ta giúp đỡ một tội phạm như vậy, đã là mạo hiểm rất lớn. Cố lưu niên cười như không cười, đáng tiếc ta lại không phải nữ nhân thật, đi ra ngoài sẽ bị lộ ngay. Nói xong, hắn chỉ chỉ vào tóc của mình, Giang Tiểu Lâu tặng hắn một cái nói, không quan trọng lắm, ta có cách. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phất tay với Tiểu Điệp, Tiểu Điệp lập tức cúi đầu dân tráp, mở ra nhìn vào, bên trong có đủ son phấn trang sức không thiếu thứ gì. Giang Tiểu Lâu thấy đối phương như người câm ăn phải hoàng liên, vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cười gằn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ra khỏi nông trang chính là đường lớn, muốn vào thành phải trải quạt tầng tầng lớp lớp kiểm tra, ngươi chỉ cần cúi đầu đi theo ta, không tùy tiện lên tiếng thì sẽ không sao, cố lưu niên cười khổ nói, cho dù bảo ta nói, ta cũng không biết nói gì, yên tâm đi, xin y nữ nhân, trang sức nữ nhân. Nếu nửa khắc trước có người nói cho hắn biết chuyện như thế này, chỉ sợ hắn sẽ cắt lưỡi đối phương đi, nhưng hiện tại, không chỉ phát sinh, mà hắn còn phải cam tâm tình nguyện làm theo. Giờ khắc này tâm tư hắn cực kỳ phức tạp, chỉ có trời mới biết, hắn hít một tiếng, đi tới tấm bình phong mỹ nhân. Mỹ nhân trên bình phong che mặt, phong lưu đa tình, cố lưu niên đưa tay áo lên, tạo dáng giống như nữ tử trên tấm bình phong, trừng mắt nhìn, cười nói, giống không, bột một tiếng, cái khay trên tay tiểu điệp rơi xuống, mặt giang tiểu lâu không hề có cảm xúc, giống, tư thái của cố lưu niên vốn là số một, giờ khắc này lông mày khẽ nhất, không dài không ngắn không đậm không nhạt đôi mắt tỏa sáng, quả thật là tuấn tú vô cùng, dù là nam giả nữ cũng rất phong lưu, tiểu điệp không nhịn được cứ quay đầu nhìn. Ly tuyết ngưng đã nghỉ ngơi, những nô bột trong nông trang đều bị tiểu điệp sai đi nơi khác, cố lưu niên đi theo giang tiểu lâu, trong lòng như đang nhỏ máu, giang tiểu lâu thầm nghĩ, nam tử này tuổi không lớn nhưng võ công cao cường, nếu mình không cẩn thận, sợ là sẽ bị hàm hại, quả thật hắn đã cứu nàng, nhưng lại nhìn thấy cái không nên thấy, nên phải chịu chút giáo huấn mới được. Cố lưu niên cười đến cong đôi mắt, khiến người ta mê mẩn, tiểu thư, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, nàng phải đưa ta vào thành an toàn mới được, ta sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức này, cho dù Giang Tiểu Lâu là người có tâm địa sắc đá, cũng không khỏi bị nhan sắc đó làm kinh ngạc. Hô hấp dừng một chút, lập tức nở nụ cười nói, được, nói xong, nàng lên xe ngựa trước, tiểu điệp ngại ngùng nở nụ cười, xin mời, cố lưu niên nhẹ cười, cũng leo lên xe ngựa xe ngựa bố trí vô cùng một mạc giang tiểu lâu lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần chỉ nghe âm thanh cố lưu niên trầm thấp nói vào thành tiểu điệp lập tức dặn dò phu xe khởi hành xe ngựa khởi động giang tiểu lâu mở mắt ra mới phát hiện ánh mắt đối phương vẫn chăm chú nhìn vào mình nàng càng thêm nghi hoặc lẽ nào bọn họ đã từng gặp nhau nhưng mà không có chút ấn tượng gì ra khỏi nông trang đến quan đạo giang tiểu lâu mới phát hiện quan phủ đang kiểm tra có không ít người đi đường đều bị giữ lại chỉ là cái xe này khá tầm thường binh sĩ vén rèn lên thấy chỉ toàn là nữ quyến liền dễ dàng cho qua cố lưu niên mỉm cười đôi mắt tỏa sáng tiểu thư quả nhiên giữ lời nụ cười trên mặt gian tiểu lâu càng sâu nói không cần khách khí sau này chúng ta coi như chưa từng gặp nhau cũng không cần nhớ kỹ ân đức của ta cố lưu niên nheo mắt không thể ta là người có ân phải báo ta sẽ nhớ kỹ tiểu thư hy vọng nàng cũng đừng quên ta người này trên mặt mang theo ý cười ôn hòa xem ra tao nhã thân thiết đáy mắt lại cất giấu sát cơ giống như một lưỡi kiếm bén nhọn thẳng vào đáy lòng đối phương ánh mắt trầm tĩnh như vậy trên đời có mấy người có được cơn phẫn nộ hiếm thấy bốc lên thanh đao bén nhọn trong lòng gian tiểu lâu sớm đã đem người trước mắt băm thành ngàn mảnh trên mặt vẫn là nụ cười như hoa xuân công tử đúng là người tốt người này quả thật ngoài mặt ôn hòa nội tâm gian trá rõ ràng ý muốn đe dọa nàng không được để lộ chuyện hôm nay bằng không hắn sẽ tìm tới cửa, nàng đang tắm rửa, hắn đột nhiên xông vào nhìn sạch sẽ, bây giờ được lợi còn ra vẻ, thật hận không thể khai hắn ra, nàng càng nghĩ như vậy, lại càng ôn nhu vô cùng. Bệnh cũ, tiểu thư mà cười, tiểu điệp liền thấy sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu, chương 55 2, Lưu Niên Khuynh Thành 2, tiểu thư là người quá thông minh, người thông minh đều có tật xấu, thích trở mặt, ta sợ nàng vừa quay lưng đã quên ta, nên phải để lại chút kỷ niệm mới được nói xong, hắn xuề tay ra, ngón tay thon dài vô cùng sạch sẽ, đây chính là sự uy hiếp không chút che đậy. Hắn muốn Giang Tiểu Lâu giữ bí mật chuyện này, không được nói với ai là có gặp hắn, lại uy hiếp nàng đưa ra tính vật, đồ vật của nữ tử quý giá cỡ nào, không thể vô cớ đưa cho nam nhân, bằng không chính là đưa nhược điểm vào tay hắn. Chẳng qua, nàng cũng không phải thiên kim khuê cát, không quan tâm những lễ nghi đó, trong lòng Giang Tiểu Lâu chuyển qua vô số suy nghĩ lại lùi về phía sau, nói rõ ý không muốn hợp tác, không ngờ người kia đột nhiên vương người tới, cánh tay dài cuộn chặt Giang Tiểu Lâu vào trong lòng, Giang Tiểu Lâu kinh hãi, đôi mắt của hắn đột nhiên xuất hiện thần thái khác thường, lóe lên ánh sáng như thiên la địa võng, dường như có ánh sao xuất hiện, bao vây nàng chung quanh, đôi mắt như sóng nước lấp lánh, ngầm phun trào, trong nháy mắt tỏa ra vô số mê hoặc, lại như hết sức nguy hiểm, giống như mũi tên nhọn bắn vào lòng nàng càng làm cho nàng không thể phản ứng lại cho dù tâm trí Giang Tiểu Lâu vô cùng kiên định, cũng không khỏi trở nên hoảng hốt, nụ cười không tự chủ động ở trên mặt, thần thái yêu diễm như sao băng xẹt qua trên mặt hắn, nếu một khắc trước hắn còn ôn hòa vô hại như một con cừu, thì bây giờ đã biến thành một con báo, quấn chặt lấy con mồi, đột nhiên Giang Tiểu Lâu cảm thấy mình đã biến thành con mồi, bản năng sinh tồn mãnh liệt rung động. Một người, sao có thể trong chớp mắt có biến chuyển như vậy, cũng may cảnh này chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhìn lại thì đối phương đã trở về vị trí của mình nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra gian tiểu lâu khẽ hô một tiếng mới phát hiện khăn tay đã bị đối phương lấy đi cái này coi như tính vật của tiểu thư cho ta chỉ cần tiểu thư giữ bí mật tính vật này sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời hắn ung dung cười cợt lộ ra hàm răng trắng loãng gian tiểu lâu liếc mắt nhìn khăn tay trong tay đối phương trong lòng cười gằn trên mặt cố lộ ra ý bất mãn nếu ngươi đã lấy đi thì còn hỏi cái gì Cố lưu niên nói, dĩ nhiên là, lời còn chưa nói hết, hô hấp đã cứng lại, hắn vội vã đề khí, nhưng cảm thấy trống rỗng, trong lòng nhất thời hốt hoảng, nguy rồi. Ánh mắt của hắn như dao nhọn hướng về Giang Tiểu Lâu, nàng động tay động chân, hắn phát hiện ngoại trừ mình còn nói được, thì ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, còn chưa kịp nghĩ đã nghe Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, ôm nhu nói, xin lỗi, ngươi không yên tâm ta, ta cũng vậy, nghe âm thanh dịu dàng, nhìn thấy đôi mắt thanh lệ, cố lưu niên không nhịn được nói, nàng động tay động chân ở đâu, Giang Tiểu Lâu nâng lên một chén trà, cười như không cười, phải đó, ngươi đoán xem, cố lưu niên phát hiện khăn tay trước ngực mình tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nhất thời sụ xuống, khăn tay, thật là một người thông minh. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu tươi cười, thở vào nhẹ nhõm, ngày thường cố lưu niên chỉ quen bảy người khác, chưa bị lừa gạt bao giờ, vừa tức vừa cười nói. Chẳng trách người ta nói độc nhất là lòng dạ nữ nhân, tiểu thư tuổi còn nhỏ mà tâm tư không nhỏ, Giang Tiểu Lâu cười nhẹ, con người của ta rất đơn giản, xưa nay ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nếu như ngươi không có tâm tư muốn khống chế ta, cướp khăn tay của ta, ta cũng không ra hạ sách này, ngươi còn trách được ai? Nói xong, nàng dặn dò Tiểu Điệp, nói với phu xe chưa, Tiểu Điệp nhịn cười nói, dạ, đã chuẩn bị xong rồi. Đến nơi đó Tiểu Thư có muốn đi vào không? Giang Tiểu Lâu không quan tâm nói, không quan trọng, Ta chờ ngoài cửa, ngươi phái người đưa hắn vào là được." Trên mặt Cố Lưu Niên nổi lên cảnh giác, chỉ tiếp một chủ một tớ đã im lặng không nói nữa. Cố Lưu Niên muốn hỏi, nhưng dược liệu phát huy tác dụng, cổ họng cứng lại, không phát ra âm thanh được. Bây giờ, muốn giải thích đó chỉ là trò đùa thì cũng đã muộn. Tiểu Điệp lập tức lấy lại khăn từ trong lòng ngực hắn, Cố Lưu Niên không thể làm gì hơn là dương mắt nhìn, cửa thành tụ tập không ít binh sĩ, từng cái luân phiên kiểm tra tuy rằng thấy trong xe chỉ toàn nữ quyến nhưng cũng hỏi mãi mới thả đi gian tiểu lâu nhìn các binh sĩ bày binh bố trận đó ánh mắt quét qua người cố lưu niên suy tư xe ngựa đến một con phố lớn cửa hàng bên đường san sát tiền trang hàng gạo hàng trà quán rượu hàng gỗ hàng ngọc cầm đồ cẩm tú chói mắt tơ lụa giăng đầy bên đường người đi lại nhốn nháo đồ ăn chất đống hung thơm ngào ngạt xe ngựa không dừng lại mà rẽ qua góc phố phía tây đi hơn nửa canh giờ mới nghe tiểu điệp nhỏ giọng nói tiểu thư đến rồi giang tiểu lâu nhìn cố lưu niên một chút ánh mắt vô cùng ôn nhu trái tim cố lưu niên nhảy một cái cảm thấy không tốt xe ngựa đi lên một chút trên đường có nhiều tường cao mặt đường chật hẹp chỉ lọc một chiếc xe ngựa âm thanh bánh xe ùn ụt truyền vào tai cố lưu niên xe đến cửa sau sướng xuân viên tiểu điệp cũng không ra mặt chỉ dặn dò phu xe lôi cố lưu niên ra ngoài cố lưu niên nhìn chăm chú giang tiểu lâu trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn theo hắn rời đi, không biết sao, trong đầu cố lưu niên lại hiện ra tình cảnh đầy hương sắc lúc nãy, lúc đó bầu ngực thiếu nữ lộ ra một nửa, da dẻ mịn màng mượt mà, thân thể lung linh, cảnh tượng này vốn khiến người ta mê mẩn, nhưng nàng nhếch môi, khuôn mặt lạnh lẽo, màn xe nhẹ nhàng hạ xuống, ngăn cách tầm mắt hắn, phu xe giao người cho một nam nhân đứng ở cửa, dặn dò, người này là tặng không, nhưng phải chăm sóc cho tốt nam nhân áo xám luôn miệng nói, được được, lần sau có mối tốt như vậy đừng quên ta. Nói xong, hắn dặn dò hai nam tử đi cùng, hai bên tái phải giữ chặt cố lưu niên lôi vào trong, bước vào bên trong, hắn âm thầm đề khí, nhưng vẫn cảm thấy cả người mềm nhũng, không khỏi thầm cười khổ. Một nữ tử tuổi chừng 30 trang phục đẹp đẽ ra đón, vẻ mặt tươi cười nói, lâm tứ, hàng ngon ta bảo ngươi tìm đâu, lâm tứ cười hì hì, chỉ vào cố lưu niên nói, không phải ở đây sao nhưng mà phong nương, giá tiền phải nói lại, cô nương này muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn vóc dáng có vóc dáng, thấp hơn 50 lượng bạc ta sẽ không bán, triệu phong nương liếc nhìn cố lưu niên, thấy hắn dung sắc tuyệt lệ, phong độ người người, khiến người ta vừa nhìn đã mềm nhũng người, dù nàng có kinh nghiệm phong nguyệt lâu năm, cũng bị nhan sắc này làm ngơ ngẩn, vội vã cười nói, tốt tốt, dáng người đẹp, khuôn mặt đẹp. Nàng nhìn chung quanh một chút, còn sờ sờ vào người cố lưu niên, cố lưu niên đột nhiên mở to đôi mắt âm trầm nhìn thẳng đối phương phong nương chỉ cảm thấy rét lạnh trong lòng đột nhiên biến sắc lạnh lùng nói lâm tứ người muốn chết sao người mà ta cần là lâm tứ không chút hoang mang phong nương lo nhiều quá làm gì tóm lại ở đây đâu thiếu người thích sự mới mẻ chứ phong nương nghĩ lại rồi lại cười đưa tay lấy một cây trâm vàng cắm lên người cố lưu niên nói được ta nhận khách mời không thích ta giữ lại cho mình dùng cũng được nàng là người tinh tế, đã sớm nhận ra đây là một lan quân tuấn tú, trong chớp mắt đã có ý đồ khác, lâm tứ cười, buông tay nói, vậy thì lấy 50 lượng ra đây, trên xe ngựa, giang tiểu lâu khẽ cười nói, chúng ta đi thôi, tiểu điệp vô cùng thấp thỏm, tiểu thư, nô tỳ không ngờ trong nhà lại có rắn, bây giờ là mùa thu, trước khi ngủ đông rắn sẽ đi bổ sung năng lượng, cho nên lúc này nó sẽ khá hung hăng, huống chi các nàng ở tại nông trang. Ngoài cửa sổ còn có một cây nho, thường dẫn dụ tới các loại rắn hay côn trùng, Giang Tiểu Lâu không thấy kinh ngạc, không có con rắn đó, ta còn không dụ được hắn xuất hiện, Tiểu Điệp le lưỡi một cái, liếc mắt nhìn về trạch viện kia, Tiểu Thư, người bán hắn thật sao, không phải bán, cái này gọi là tặng không. Giang Tiểu Lâu tốt bụng sửa lại, nhưng mà, Tiểu Điệp còn muốn nói thì Giang Tiểu Lâu đã nhướng mày, hắn cứu ta một mạng, ta đưa hắn bình an vào thành, xem như là hòa nhau, nhưng hắn nhìn trộm ta tắm, không thể nhịn được, chẳng qua ta chỉ đáp lễ một chút cái đáp lễ này thật đáng sợ tiểu điệp dựng tóc gáy lên các binh sĩ ở cửa thành không soát được gì bất đắc dĩ liền xông vào các hộ dân lục soát kiểu lục soát này thường sẽ bắt đầu từ các cửu lâu trà lâu tầng lâu sở quán chuyện này vốn rất đơn giản đêm hôm qua trường an vương ban đêm vào cung diện thánh bị ám sát một cây chủy thủ cắm thẳng vào yết hầu tắt thở tại chỗ bọn hộ vệ liều mình đuổi theo thích khách lại leo tường tẩu thoát bẩm báo lên hoàng đế, thánh thượng vô cùng tức giận, lệnh lập chốt ở cổng thành bắt đầu lùng sục điều tra, các binh sĩ từ các hộ dân tìm ra một kẻ khả nghi, nhưng cuối cùng không xác định được, phụ trách việc này là phiêu kỵ tướng quân Vương Sung vô cùng tức giận, khi các binh sĩ tay cầm đuốc xông vào sướng Xuân Viên, tất cả mọi người đều bị kinh động, những nữ tử xinh đẹp sợ đến hoa dung thất sắc, lão đảo ngã nghiêng. Còn có khách nhân có thân Phật cao quý bước ra ngăn cản, vương sung lấy ra thủ dụ của hoàng đế, không ai dám lên tiếng nữa. Tất cả mọi người đều trầm mặt nhìn về phía binh sĩ đang tỏa ra các phòng, lần lượt lục soát. Triệu Phong Nương sợ đến trắng bệt, chỉ biết cười gượng dẫn binh sĩ đi kiểm tra. Gặp phải khách không chịu mở cửa, họ liền rầm một phát đạp mở cửa phòng. Lầu một không có, lầu hai cung không có, lầu ba là phòng ngủ của Hoa Khôi. Triệu Phong Nương vội vã ngăn cản. Trong phòng thật sự có khách, xông vào như vậy, mặt mũi sẽ mất sạch nhưng mà ai sẽ quan tâm đến mặt mũi của nữ tử thanh lâu. Vương Sung liếc mắt nhìn sĩ quan phụ tá bên cạnh, hắn tiến lên đẩy triệu phong nương ra, trầm một tiếng, cánh cửa phòng cứng rắn bị đẩy nứt ra, trầm một tiếng ngã xuống đất, phát sinh tiếng động đinh tai nhức óc. trong phòng nến đỏ lập lòe, cảnh xuân giàu dạt, dưới rèm, hình như có đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau, tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai bước qua. Vương Sung hừ lạnh một tiếng, một cái trường kiếm sáng lấp lánh đẩy tấm rèm lên, làm cho hoa khôi hét lên sợ hãi. Trên giường cố lưu niên phủ trường bào trên người, gương mặt tuấn tú như hoa đào, gương mặt hoa khôi bên cạnh xám ngắt, không so được với dung nhanh tuấn mỹ của hắn. Hắn đứng lên, hơi mỉm cười, âm thanh vô cùng dễ nghe, vương tướng quân, ngài đang làm gì vậy, vương sung sững sờ, lập tức nhận ra thiếu niên tuấn tú trước mắt này có thân phận gì, không khỏi trầm mặt xuống, không ngờ lại gặp hắn, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn đối phương, cố công tử, đã lúc nào rồi còn có thời gian vui vẻ đốc công đúng là nuôi được đứa con ngoan trên mặt cố lưu niên hiện ra vẻ trào phúng cười rằng, ta háo rượu háo sắc ham muốn hưởng lạc phiêu kỵ tướng quân thật là lạc hậu quá đâu phải ngày đầu biết ta cần gì phải ngạc nhiên hừ đốc công vất vả tìm kiếm đứa con thừa tự ta chỉ sợ ngươi chết không rõ ràng trên người nữ nhân thôi âm thanh vương sung càng trào phúng trên mặt cố lưu niên không chút bất an âm thanh hào hiệp lời của tướng quân sai rồi chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, tướng quân không hiểu chỗ ảo diệu trong đó thì cần gì cười ta, ta phụng mệnh lục soát thích khách, không rảnh phí lời với ngươi. Thanh trường kiếm của vương sung vung lên cổ hoa khổi, vị cố công tử này ở đây cả ngày sau, trên người hoa khôi khoác hờ tấm lụa mỏng, hoa dung thất sắc, buổi tối sau, đúng là ở chỗ ta, ba ngày lại đi đến chỗ xung quanh muội muội cụ thể là thế nào thì ngài phải đi hỏi muội ấy, vừa nói, vừa lùi về phía sau một chút, bộ dáng sợ hãi, cố lưu niên miễn cười duỗi hai tay ra, sao vậy, tướng quân hoài nghi ta sao, đã như vậy, không bằng ta đi cùng ngài một chuyến, lần trước vào cung bệ hạ còn khen ta thông minh, xương quốc tinh kỳ, là nhân tài luyện võ, đúng lúc ta có thể xin bệ hạ một thanh kiếm tốt, vô cùng sản khoái, không sợ hãi, ánh mắt vương sung càng ngày càng lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng đem người về, phó tướng bên cạnh đã nói nhỏ với hắn, tướng quân, dù sao hắn cũng là người được bệ hạ lên tiếng ban cho đất công làm con thừa tự được bệ hạ yêu thích ngài xem không có chứng cứ không thể dễ dàng động thủ đặc biệt tiểu tử này lại vô cùng gian xảo tay cầm kiếm của vương sung ướt đẫm mồ hôi đầu óc chuyển qua vô số ý nghĩ cuối cùng ra lệnh một tiếng phẫn nộ rời đi chuyện ám sát này suốt cả đêm không thể bắt được phạm nhân dư luận nhốn nháo xôn xao vương sung phải lãnh đủ cơn tức giận của hoàng đế bất đắc dĩ phải tìm người ra gánh tội bởi vì thân phận trường an vương tôn quý tội mưu sát hoàng thất liên lụy cửu tộc trong nhất thời người bị chém đầu ngoài chợ xếp thành hàng dài máu tươi nhuộm đỏ một vùng cố lưu niên ở lại sướng xuân viên nghe hát uống rượu ông mỹ nhân như không có gì xảy ra cho dù trong lòng vương sung nghi ngờ nhưng cũng không làm gì được hắn cho đến khi mọi chuyện lắng xuống người đáng chết cũng đã chết rồi cố lưu niên mới ra khỏi sướng xuân viên trường an vương quá cứng đầu lại dám yêu cầu hoàng đế cho hắn mở rộng một phần ba đất phong, sau khi bị từ chối còn buông lời oán hận. Hắn là đường huynh của hoàng đế, thân phận khác với mọi người, tội danh bình thường không quật ngã được hắn. Huống chi thái hậu nương nương rất che chở hắn, hoàng đế cũng không tiện ra tay, nhưng nếu thả hổ về rừng, tương lại nhất định sẽ gây ra mối họa lớn, hoàng đế không thể làm, thì có thể để thân tính đi làm. Trên đời này người hoàng đế tinh cây nhất, dĩ nhiên là quyền hải nhưng khi quyền hải nhận được mật chỉ cũng thấy khó xử dù sao trường an vương cũng là hoàng thân cao quý cũng không thể tạo ra tội danh vớ vẩn gì đó định tội chết cho hắn nhưng nếu không hành động quá ba ngày hắn sẽ trở về đất phong của mình bản thân mình không làm được việc khác gì vi phạm chỉ lệnh của hoàng đế cho nên trường an vương không thể không chết nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được người thích hợp đi chấp hành mệnh lệnh cuối cùng nghĩa tử hắn coi trọng nhất chủ động nhận lệnh yêu cầu được đi giết trường an vương quyền hải không muốn vì một trường an vương mà hủy diệt đứa con thừa tự mình không dễ gì tìm được nhưng dưới sự đảm bảo của cố lưu niên hắn không thể không đồng ý quả nhiên hắn thành công làm rất gọn gàng phải rồi cố lưu niên sao lại thất bại được tuy rằng hắn học võ trong thời gian ngắn nhưng là người có năng khiếu hiếm có nhìn qua là không quên xương quốc thanh kỳ đừng nói là trăm năm ngàn năm cũng khó gặp trường an vương chết rồi hắn nằm mơ cũng không ngờ yêu cầu quá đáng của mình lại dẫn đến kết cục thảm khốc như vậy dưới ánh trăng nông trang bao trùm một màn sương nhàn nhạt tất cả mọi người đã ngủ một nam tử trẻ tuổi cưỡi tuấn mã lắc lư đi lên đỉnh núi nhìn tòa nông trang ở xa xa hắn cưỡi ngựa tốt trường kiếm và ống tiêu dắt bên người bộ áo bào trắng không dính một hạt bụi gian tiểu lâu nàng lại không nhớ ta sao đúng rồi cố lưu niên năm đó chẳng qua chỉ là một tên ăn mày ngoài đường nếu không may mắn gặp được nàng nói không chừng đã chết rồi gặp phải nàng làm cho ta phấn đấu hơn để ta biết trên đời còn có thứ đáng cho ta muốn có được nếu lặng lẽ chết đi như vậy quả thật là đáng tiếc nàng từng giúp ta ta vĩnh viễn không quên nhưng mà sao nàng lại không nhớ ra ta là ai cố lưu niên khẽ mỉm cười trong lòng hắn gian tiểu lâu đã là một bằng hữu thân thiết nhưng mà trong mắt nàng hắn chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xa xông vào nông trang người khác rồi sẽ còn gặp lại nhau hy vọng lần sau gặp lại nàng còn nhớ đến ta hắn nở nụ cười quay đầu ngựa phóng đi tuấn mã màu trắng tung hoành ngang dọc trên đường trong lúc vô tình vượt ngang qua một chiếc xe ngựa hào hoa phú quý cuốn theo một cơn gió bụi khiến người trên xe phải lớn tiếng mắng chửi nữ tử xinh đẹp trong xe nhíu mày theo bản năng nhất rèm xe lên bên ngoài có chuyện gì tiếng nói vừa ra khỏi miệng đã thấy nam tử kia dừng ngựa, đúng lúc quay đầu lại. Ánh trắng chiếu thẳng vào hắn, ánh trăng đẹp như vậy, vẫn không so được với khuôn mặt hắn, hắn đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt tựa như mang theo ba phần men say, thiêu đốt như lửa rồi lại nhu tình như nước, nụ cười kia lập tức xông thẳng vào lòng nàng, làm cho nàng nghẹn ly, nhìn thoáng qua, khiến nàng quên mất thân phận cao quý quyền uy của mình, quên đi kiêu ngạo và quan vinh nhiều năm của mình đôi mắt nàng liên tục nhìn chầm chầm vào nam tử cưỡi túng mã đó, quên cả hô hấp, nàng hoàn toàn quên đi mình đang ở nơi nào, trên gương mặt như hoa như nguyệt xuất hiện vẻ nghi hoặc và si mê, nam tử đó, chính là cố lưu niên, chương 56, thần y cứu mạng. Sau khi nghiêm phượng nhã bị chém ngang lưng, kinh thành thay đổi kinh triệu doãn mới, cục diện dần dần khôi phục yên tĩnh, giang tiểu lâu cũng không khác gì ngày thường, vẫn ăn cơm, đọc sách, tịnh dưỡng theo thường lệ. Phó Triêu Tuyên cũng thường đến thăm, chữa bệnh cho nàng. Trải qua một tháng trị liệu, vết thương trên người Giang Tiểu Lâu kết vẫy lần nữa, sắc mặt dần dần khôi phục hồng hào. Lần đầu tiên Phó Triêu Tuyên nhìn thấy Ly Tuyết Ngưng và Tiểu Điệp, vô cùng kinh ngạc, hắn cho rằng Giang Tiểu Lâu hoàn toàn không có bằng hữu và người thân. Ly Tuyết Ngưng nhìn thấy Phó Triêu Tuyên. Chỉ có hướng về Giang Tiểu Lâu mỉm cười ra vẻ đã hiểu rõ, nhường lại phòng khách cho họ nói chuyện, cơ thể của nàng đã khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn phải chú ý một chút, số thuốc lần trước đưa cho nàng, phải uống đúng giờ ta dặn, không được ngại phiền phức. Phó Triêu Tuyên Ân cần dặn, ta đã khỏe hơn rất nhiều, không cần uống thuốc mỗi ngày. Tiếng nói giang tiểu lâu biển chuyển, ngân nga, như dòng nước nhỏ róc rách, tắm mắt lòng người, làm cho Phó Triêu Tuyên thất thần. Sư phụ của ta đã từng nói, bệnh nhân rất sợ đại phu, nếu như đại phu quá tin lời bệnh nhân, thì sẽ không chữa lành bệnh được. Đây là đơn thuốc ta mới viết, có cho thêm một vài loại thuốc, Buổi tối phải chú ý nghỉ ngơi mới giữ được tinh thần. Hắn ổn định tinh thần, mỉm cười trả lời, Giang Tiểu Lâu nhìn kỹ hắn, ánh mắt trong suốt, trước kia có một đại phụ từng nói, bệnh của ta không thể chữa dứt được, cả đời đều phải chịu đau đớn. Phó đại phu, huynh cũng cho là vậy đúng không? Phó Triêu Tuyên trầm tư chốc lát mới trả lời, quả thật rất khó, vậy ta còn thời gian bao lâu? Giang Tiểu Lâu thẳng thắn hỏi, Phó Triêu Tuyên nghĩ rất lâu, trên mặt lộ ra tia khó xử, nửa ngày sau mới lên tiếng, khó mà nói được, nếu giữ gìn tốt, thì kéo dài được 7-8 năm, nếu thuân thế tăng thêm, điều trị không hợp lý, có lẽ là một năm hoặc là nửa năm. Hắn vừa chú ý biểu hiện của Giang Tiểu Lâu, vừa uyển chuyển khuyên nhủ Tiểu Lâu, chỉ cần nàng để cho ta cố gắng chữa trị cho nàng, một năm sau nhìn lại, có thể sẽ khác, chỉ là chữa trị cũng cần đến một năm, đến khi đó nếu vẫn chưa có kết luận thì. Huống chi, nàng cũng không có thời gian một năm để tịnh dưỡng nếu nàng không chịu cố gắng nghỉ ngơi sợ là sẽ tổn thọ vì nhất thời nôn nóng mà làm lỡ một đời khỏe mạnh tội gì hắn tự hồ nhìn thấu tâm tư nàng không khỏi nhẹ nhàng khuyên bảo lại lập tức nhớ ra chuyện gì giọng điệu mang theo vui mừng nhưng mà còn có một cách nàng đi theo ta đến gặp sư phụ cầu người chữa bệnh cho nàng giang tiểu lâu mang theo kinh ngạc nói sư phụ của huynh là phụ thân huynh sao nàng từng nghe nói y học của Phó Triêu Tuyên là tổ tuyền, như vậy có lẽ là do phụ thân hắn truyền dạy. Không, trước kia phụ thân ta cũng mong ta kế thừa y bác của người, học chữa bệnh cứu người, nhưng ta lại qua háo thắng, một lòng muốn làm quan, đầy lòng quyết tâm báo quốc, phụ thân vô cùng thất vọng, vì thế nhiều lần cãi nhau. Khi ta khắc khổ học hành, phụ thân sinh trọng bệnh, khổ sở chịu đựng nửa năm thì ra đi, khi người bị bệnh, người có thể tự chữa trị nhưng lại không chữa, nhất định phải nhờ đại phu khác đến khám, những người kia y thuật không tin, làm chậm trễ thời gian, khiến ta vô cùng đau khổ. Các thúc bá trong nhà cho rằng ta là người kế thừa, phải kế thừa y bác của phụ thân, ta lại kiên trì không chịu. Từ khi phụ thân tạ thế, mẫu thân ngậm đắng nuốt cây chăm sóc ta, bà là người thân cận nhất với ta trên đời này. Phó Triều Tuyên bất đắc dĩ cười khổ, Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh, sau đó mẫu thân bị mắc bệnh về tỳ, lá lách, ngày đêm đau đớn khó chịu ta mời một số đại phu đến những đại phu này ai cũng tràn đầy tự tin chẩn bệnh người này nói bệnh này người kia nói bệnh kia kê đơn uống thuốc kết quả lại khiến người ta thất vọng hoàn toàn không có tác dụng tất cả đều bó tay mẫu thân có ân lớn với ta nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể cứu bà như vậy có thể xem là làm tròn chữ hiếu sao thế là ta mở sách thuốc của phụ thân ra cân nhắc những ghi chép quan trọng của phụ thân để lại khổ học một năm, đến khi có chút tâm đắc liền kê đơn cho mẫu thân, nhưng chỉ có thể làm giảm đau đớn cho bà, không thể thật sự chữa khỏi. Thế là, ta không thể không cầu viện sư phụ, người là bạn tốt của phụ thân, nể tình phụ thân mà miễn cưỡng thu nhận ta, theo người học tập ba tháng, ta liền có thể chữa bệnh cho mẫu thân. Bây giờ ở Đại Chu, không có ai có y thuật vượt hơn sư phụ ta, Giang Tiểu Lâu lắc đầu cười, sao vậy, nàng không tin. Hắn rất kinh ngạc không thể y thuật của huynh đã cao như vậy sư phụ của huynh còn có thể cao hơn sao nếu muốn chữa dứt điểm chỉ có thể đi cầu sư phụ ta chỉ có điều tuổi tác càng cao tính của người càng quái lạ không dễ dàng xem bệnh cho người khác đặc biệt là nữ tử phó triêu tuyên nghĩ đến chỗ khó xử ngừng lời nói lại nếu lệnh sư không chịu thì không miễn cưỡng giang tiểu lâu chậm rãi nói người có mệnh của mình sống chết do trời ta tin mình không đoản mạng như vậy Trước khi chưa làm xong chuyện mình phải làm, ta sẽ không buông xuôi dễ dàng." Phó Triêu Tuyên thất thần nhìn nàng, trong lòng dâng lên một trận khổ sở. Cõi đời này lại còn người không quan tâm sống chết của chính mình, quả thật, nàng chỉ quan tâm chuyện làm sao báo thù, hoàn toàn không thèm để ý tới cái khác. Hắn giả vờ nhăn nhó, "Ta phí hết tâm tư cứu nàng, chính nàng lại không xem chuyện này ra gì, sớm biết như vậy, ta đã không thèm tốn công." Giang Tiểu Lâu hơi run, sau đó nở nụ cười. Mái tóc đen dày phủ một bên mặt, Phó Đại phu, không phải ta không để ý đến sự sống chết của mình, mà là so với tính mạng, ta càng có chuyện quan trọng phải làm, nghe nàng nói chuyện ôn nhu như vậy, thái độ lại hết sức kiên quyết, Phó Triêu Tuyên không khỏi thêm khó chịu, thuở nhỏ hắn khắc khổ học hành chăm chỉ, tiếp theo đó từ bỏ đường làm quan mà học tập y thuật, trước đây vẫn cảm thấy cuộc đời mình rất có ý nghĩa, bởi vì hắn chữa bệnh cứu người, hắn vô cùng quen thuộc lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân cho nên nữ nhân cũng không khác gì những động vật khác nhưng sau khi gặp phải gian tiểu lâu lần đầu tiên hắn có cảm giác khác lạ trên đời này lại có một nữ nhân ôn nhu mỹ lệ kiên cường khiến người ta động lòng như vậy thế giới của hắn trước kia không tình cảm không ham muốn nhưng bây giờ lại rất phong phú hắn biết nhung nhớ biết quan tâm hắn không dám tiết lộ tình cảm chỉ có thể bất đắc dĩ nói nàng đúng là một người đặc biệt trong mắt ta thì không có gì quan trọng hơn tính mạng giang tiểu lâu mở miệng dò hỏi sư phụ mà huynh nói rốt cuộc là ai không phải nàng không muốn chữa bệnh sao còn quan tâm làm gì đôi mắt phó triêu tuyên lóe lên vẻ kinh ngạc đầu óc lập tức chuyển động làm sao mới khiến giang tiểu lâu đồng ý đi tìm sư phụ hắn trầm tư chốc lát hắn tiếp tục nói sư phụ của ta là la tử kính cũng xưng là thái vô tiên sinh lúc trước ta muốn bái sư tính tình ông ấy cao ngạo lại cố chấp mặc dù biết phụ thân ta là ai vẫn từ chối vì để ông ấy nhận lời, mỗi ngày ta đều chờ trước cửa, chịu đựng cái nhìn xem thường của người khác, mọi người đều nói ta như con chó ghẻ theo đuổi, tự hồ nghĩ đến chỗ thú vị, nụ cười của Phó Triêu Tuyên trở nên sáng ngời, vì muốn bái sư, mỗi ngày hắn đều dùng tư thế bái sư mà đứng trước cửa lớn. Khi mưa to gió lớn, người đi đường chạy trốn không còn một ai, hắn vẫn mặc kệ mà đứng đó không nhúc nhích, huynh đợi bao lâu. Giang tiểu lâu nổi lên hiếu kỳ, nửa năm, sau nửa năm, gia sư tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo mới, tự mình mở cửa đón ta vào, nhận ta làm đồ đệ. Trên gương mặt tuấn lãng hiện lên vẻ kiêu ngạo, đôi mắt rạng rỡ, Giang Tiểu Lâu như tỉnh ra, mỉm cười nói, "Phó đại phu, lệnh sư nhìn trúng chính là thái độ làm người của huynh, dùng thái độ thành kính theo đuổi y thuật, đây chính là lý do ông ấy thu nhận huynh, mặc kệ là học vấn gì sự nghiệp gì, chỉ có thể dùng hết tâm lực mới đạt được cảnh giới cao." Phó Triêu Tuyên Tán Thành nói, gia sư y thuật cao minh, ta chỉ học tập một thời gian liền có thể xưng là danh y cứu người, nếu người chịu chữa trị cho nàng, có cơ hội khỏi hẳn bảy tám phần, ta mặc kệ nàng muốn làm gì, đều cần phải có cơ thể khỏe mạnh để làm. Đại nghiệp chưa thành mà người đã chết, không lẽ muốn để lại tiếc núi vậy sao, nàng không quên được thù hận, nếu kẻ thù của nàng chưa gục ngã, mà nàng đã chôn thay dưới đất, còn có mặt mũi nào đi gặp phụ huynh phó triêu tuyên nghiêm túc khuyên nhủ hoàn toàn xuất phát từ quan tâm gian tiểu lâu suy nghĩ chốc lát quả thật cần một cơ thể khỏe mạnh để thực hiện kế hoạch nhưng vị tiên sinh này rõ ràng là người kiêu ngạo từ cách hắn lựa chọn đồ đệ đã thấy rõ nửa năm hờ hững ngoảnh mặt làm ngơ hoàn toàn có thể sàng lọc đi tuyệt đại đa số những người thiếu ý chí không thể không thừa nhận cách làm này không sai một người không đủ kiên nhẫn gặp phải chút cản trở là lui bước thì làm sao chịu được vất vả để học được y thuật cao minh, trở thành đại phu chân chính. Phó Triêu Tuyên là một Phật tử, bền gan vững chí, chăm chỉ ngoan cường, hắn là người duy nhất chịu được thử thách, cho nên hắn mới có y thuật cao minh. Giang Tiểu Lâu cũng không muốn chết, ngược lại, nàng phải sống, sống thật lâu thật vui vẻ, sống lâu hơn hết thảy. Đại ca thích du sơn ngoạn thủy, nàng phải thay huynh ấy đi khắp thiên hạ, ngắm hết cảnh đẹp, đến khi kẻ thù chỉ còn lại xương trắng nàng cũng phải tươi tắn như một đóa hoa, được, ta đi tìm sư phụ huynh. Cuối cùng Giang Tiểu Lâu Hạ quyết tâm, Phó Triêu Tuyên nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng, trong lòng hơi động, tự hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói, cho dù muốn thể hiện tình cảm cũng không nên nhân lúc này, bằng không chính là lợi dụng người ta gặp khó khăn. Hắn không phải kẻ đê hèn, cho nên hắn lựa chọn im lặng. Sáng sớm hôm sau Phó Triêu Tuyên đã tới, Giang Tiểu Lâu không dễ dàng khuyên nhũ ly tuyết ngưng đi theo, Phó Triều Tuyên hơi kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì, xe ngựa đi hai canh giờ không ngừng nghỉ, cuối cùng chạy đến nơi ẩn cư của Thái Vô Tiên Sinh. Dưới chân núi có một khu nhà ba gian, chung quanh cây xanh tỏa bóng, hoa nở ngập trời, hoàn cảnh vô cùng thanh nhã. Xuống ngựa, trên mặt Ly Tuyết ngưng có chút do dự, Tiểu Lâu nghe nói tính tình Thái Vô Tiên Sinh rất quái lạ, ông ấy sẽ chịu gặp chúng ta sao? Giang Tiểu Lâu cười, có gặp hay không, chờ chúng ta đi thỉnh cầu mới biết được phó triều tuyên đi lên trước mở cửa dược đồng mở cửa phát hiện là hắn trên mặt hiện ra nét vui mừng đến khi nhìn thấy nhóm người giang tiểu lâu lại hiện ra vẻ nghi hoặc tiên sinh không gặp nữ bệnh nhân công tử biết mà dược đồng gãi đầu vẻ mặt thản nhiên ta sẽ vào trước thỉnh cầu sư phụ mọi người chờ trước ở ngoài phó triều tuyên quay lại cười giang tiểu lâu gật đầu nhìn phó triều tuyên đi vào trong mặc kệ dược đồng tò mò nhìn các nàng qua hồi lâu Phó Triêu Tuyên đi ra cửa mặt mày vui mừng, ta đã nói rõ với sư phụ, người đồng ý cho nàng đi vào. Giang Tiểu Lâu đi qua từng cánh cửa đều chăm chú nhìn chữ viết đề trên bảng, nàng đi rất chậm, hứng thú quan sát khắp nơi. Tiến vào nội đường, Phó Triêu Tuyên ra dấu với các nàng, ra hiệu không nên phát ra âm thanh. Thế là Giang Tiểu Lâu liền im lặng đứng một bên chăm chú nhìn. Phó Triêu Tuyên đã nói, Thái Vô Tiên Sinh không quá 60, nhưng trên thực tế nàng thấy đó lại là một nam nhân trung niên sắc mặt hồng hào khí chất cao quý, tuổi tác chỉ khoảng chừng 40, đối phương không ngồi ở đại sảnh, mà nằm nghiêng trên giường, trước mặt cũng không có bệnh nhân. Lúc nãy khi tiến vào, tiểu lâu thấy đệ tử của Thái Vô Tiên Sinh bắt mạch trong sân, trước mặt đặt một quyển sách, liên tục ghi chép bệnh tình vào đó. Lát sau, liền nhìn thấy một đệ tử trẻ tuổi chạy vào nội đường, đến trước mặt Thái Vô Tiên Sinh bẩm báo, sư phụ, bệnh nhân này chưa quá 3 tuổi, bị bệnh phát ban. Trước khi đến đây đã đi khám đại phu khác, nhưng bị chẩn đoán sai nên biến thành nguy kịch khi đệ tử quan sát thấy vết bang đã bắt đầu tím đen thái vô tiên sinh chỉ nằm ở đó nghe nghe xong mới nói chuẩn bị giấy bút đệ tử trẻ tuổi mở giấy ra lập tức chuẩn bị ghe chép thái vô tiên sinh không nhanh không chậm nói nếu xuất hiện tình huống này nói rõ chính khí đã hỏng nặng nếu không trị liệu đúng sẽ mất mạng kê đơn ngưu lý cao chờ đứa bé uống được ba ngày bài tiết ra phân như hình trứng cá vết bang sẽ đỏ trở lại Độc tố xem như bị đẩy ra ngoài, đệ tử trẻ tuổi đột nhiên sực tỉnh, bệnh này sợ là ban sẽ phát vào bên trong, giữ lại bên trong sẽ rất nguy hiểm, sư phụ dùng cách này có thể đẩy độc tố ra bên ngoài, ra được là khỏi hẳn, đệ tử xin thụ giáo, hắn vừa muốn thu thập giấy bút muốn đi ra ngoài, lại nghe Thái vô tiên sinh nói bóng gió, loại bệnh này rất dễ tái phát, nói cho cha mẹ của đứa bé, chờ đến tháng 9 thì hái ngô lý tử, tự nấu thành cao, nếu đứa bé tái phát thì cho thêm ba tiền xạ hương vào ngưu lý cao, uống hai lần là khỏi, vâng, tên đệ tử này vừa lui xuống, một đệ tử khác lại tiến vào, sư phụ, một bệnh nhân ăn thức ăn thừa, trướng khí nghiêm trọng. Đệ tử đã cho hắn uống ba ngày thuốc tiêu thực, nhưng vẫn không có tác dụng, thái vô tiên sinh nhíu mày, ta đã nói với ngươi, lúc trị bệnh phải bốc đúng thuốc, phàm là thuốc đều có ba phần độc tính, đừng tùy tiện kê đơn, nếu chỉ là chướng bụng thì để hắn về nhà, dùng tiêu tam tiên nấu nước uống là được ba ngày sau nếu không khỏi thì trở lại đệ tử đỏ mặt lên lặng lẽ lui xuống giang tiểu lâu suy tư phó triêu tuyên giải thích nhẹ nhàng lấy sơn tra thần khúc mạch nha xào cho kẹo lại chính là tiêu tam tiên trong ba thứ này sơn tra thiên về tiêu thực thần khúc thiên về tiêu đàm mạch nha cũng giúp tiêu hóa ba loại kết hợp chính là phương thuốc tốt để tiêu hóa liên tiếp lại có ba bốn đệ tử đi vào khám cho các bệnh nhân khác nhau chỉ cần nói ra mạch tượng và bệnh trạng, thái vô tiên sinh đều có thể phán đoán chính xác bệnh tình và kê phương thuốc, không chỉ nhanh mà còn cực kỳ chính xác, cách chữa bệnh này thật sự khiến người ta nhìn mà kinh ngạc, như đoán được suy nghĩ trong lòng gian tiểu lâu. Phó Triêu Tuyên lần thứ hai nhẹ giọng nói, sư phụ của ta đã hơn 60, tinh lực có hạn, dùng cách này có thể chữa trị thêm được nhiều bệnh nhân. Giang Tiểu Lâu cười gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, đây là một cách dạy đệ tử tinh diệu của Thái Vô Tiên Sinh, rất nhiều đại phu học nghệ không tin chưa kịp xuất sư đã kê đơn chữa bệnh, làm lỡ rất nhiều bệnh nhân, nhưng nếu không cho họ chữa trị, thì sẽ thiếu kinh nghiệm thực tế, cho nên thái vô tiên sinh để cho đệ tử học tập ngay trong quá trình trị liệu, cái nào không rõ thì đi hỏi lại, có lợi cho sự phát triển của đệ tử, lại không làm lỡ thời gian của bệnh nhân, quả thật là một đại phu có trách nhiệm, một canh giờ sau, thái vô tiên sinh mới nhìn thấy phó triêu tuyên, không khỏi sầm mặt lại, triêu tuyên ta từ lâu đã nói không cứu nữ bệnh nhân tại sao còn dẫn theo nữ quyến đến đây phó triều tuyên tiến lên hai bước cung kính hành lễ sư phụ xin người nể tình đệ tử chữa trị cho nàng hắn nói chắc nịch biểu hiện thẩn khiết thái vô tiên sinh quan sát hắn tỉ mỉ toát ra biểu hiện suy tư hắn rất hiểu đệ tử của mình đối với nữ nhân xưa nay luôn chán ghét tránh xa sao lại vô cớ đến cầu hắn chữa bệnh lại chăm chú nhìn hai cô nương đứng bên đó đều là hoa nhường nguyệt thẹn đặc biệt là cô nương mặc áo lam đứng phía trước nụ cười ôn nhu ánh mắt như sao sáng khiến người ta gặp là không quên trong lòng dường như hiểu ra được gì hắn thở dài nói ngươi biết tại sao sư phụ không chữa cho nữ bệnh nhân còn muốn làm khó ta để cho sư huynh sư đệ ngươi khám đi đệ tử biết rõ y thuật của sư phụ nếu đệ tử còn không chắc chắn thì bọn họ sao có thể chữa sư phụ người đã từng nói thấy chết không cứu khác nào giết người hôm nay có một bệnh nhân giai đoạn cuối ở ngay trước mắt, lẽ nào sư phụ trơ mắt nhìn sao, đệ tử cảm thấy, sư phụ không phải là người như thế, xin sư phụ đừng làm đệ tử thất vọng. Phó Triêu Tuyên nói từng chữ, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, hiếm khi thấy sư huynh tao nhã lại có thần thái này, một đệ tử trẻ tuổi định lên tiếng khuyên răng, đột nhiên nhìn thấy nụ cười của Giang Tiểu Lâu, lập tức nhẹn lại, không kềm được mà đỏ mặt, thái vô tiên sinh chỉ cau mày, không nói gì, theo ta thấy, Phó đại phu lo qua quá rồi, Thái Vô Tiên Sinh là người có trí tuệ, người không chịu chữa cho nữ bệnh nhân, chỉ là nhất thời nghĩ không thông suốt, chứ không phải cả đời sẽ như vậy." Giang Tiểu Lâu đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn ánh mắt cả sảnh đường. Thái Vô Tiên Sinh và các đệ tử trong dược đường đều hiếu kỳ nhìn nàng, một cô nương trẻ tuổi lại dám đứng trước mặt tiên sinh nói như vậy, đúng là quá to gan. Bọn họ nào biết, chuyện to gan hơn Giang Tiểu Lâu còn từng làm, sợ gì một chuyện này. Thái vô tiên sinh nhìn kỹ Giang Tiểu Lâu, lời này có ý gì, biểu hiện Giang Tiểu Lâu ôm nhu, giọng điệu mềm mại, trên đường vào đây, ta nhìn thấy trong nhà tiên sinh treo một số bản hiệu, cái thứ nhất viết hai chữ vị liệu, chữ liệu này xuất phát từ nhã kinh, chỉ một món ăn có vị đắng, mà vị liệu có nghĩa là nếm thử mùi vị gian khổ. Thái vô tiên sinh dùng hai chữ này, có ngụ ý là dân chúng lắm tai nạn, chính mình nên đồng cam cộng khổ, phân ưu tinh thần với dân chúng, ta nói có đúng không? Thái vô tiên sinh hơi kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Lâu, lập tức ngồi thẳng lại, ngươi đúng là học không ít, biết được chân ý của ta, lúc nãy ta nghe nói, khi còn trẻ tiên sinh học hành khắc khổ chăm chỉ, mỗi lần đọc sách, không chỉ miệng đọc tay chép, mà còn lặp lại bảy lần, cho nên thư phòng của tiên sinh được đặt tên là Thất Lục Trai, tiên sinh cố gắng chăm chỉ cần cù, nghiên cứu y thuật trong thiên hạ, quyết không thể là một đại phu tầm thường, điểm này ta vô cùng kính nể, khi đi vào sân, ta thấy nơi ở của các đệ tử được người đặt tên là Thạch Trai, thực tế, tiên sinh đang muốn nhắc nhở các đệ tử, muốn nghiên cứu học vấn thì tâm phải rắn như thạch, cư xử làm người phải có ý chí chính trực quang minh, đúng không? Thái vô tiên sinh gật gật đầu, không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng, dung mạo giang tiểu lâu mỹ lệ, đôi mắt lấp lánh động lòng người, nhưng những cái này chỉ là nói cho các đệ tử biết phải chăm chỉ học hành, nỗ lực tiến bộ, làm một đại phu tốt nhưng ta cho rằng cái thật sự thể hiện suy nghĩ của Thái Vô Tiên Sinh, chính là hai chữ hàm linh treo ở trước cửa dược đường, Thái Vô Tiên Sinh càng nghe càng ngạc nhiên, những bản hiệu này treo đã mấy chục năm, từ xưa tới nay cũng ít ai nhìn tới, tất cả mọi người đi ngang qua, thậm chí chưa từng có ai hỏi hắn một câu về ý nghĩa của nó. Dù cho là Phó Triêu Tuyên chăm chỉ giỏi giang, cũng chỉ có hứng thú với y thuật, mà không phải y đạo, muốn trở thành danh y thiên hạ, chỉ cần nghiên cứu y thuật là được nhưng nếu muốn đạt được cảnh giới tối cao, thì phải sáng tỏ được y đạo. Đáng tiếc hắn treo y đạo ở trên kia đã quá lâu, hoàn toàn không có ai để ý tới. Thái vô tiên sinh từ từ hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nói thử, y đạo chân chính là gì? Giang tiểu lâu hơi mỉm cười, cúi đầu nhướng mày đều là phong tình thước tha, xin thứ cho ta cả gan suy đoán. Thái vô tiên sinh dùng hai chữ hàm linh, hẳn là muốn nói với tất cả đệ tử, muốn trở thành một đại phu chân chính, nhất định phải có lòng từ bi trắc ẩn, có niềm tin vào nỗi khổ phổ cứu hàm linh dưới sự dẫn dắt của niềm tin này một đại phu mới có thể chuyên tâm chữa bệnh nâng cao y thuật của mình không sợ khó khăn đây mới là bước tiến vào cảnh giới tối cao của y học giang tiểu lâu là người thông minh nhưng nàng không chỉ thông minh mà còn rất nghiêm túc khi nàng vừa bước vào đã tỉ mỉ phỏng đoán mọi thứ phân tích hành động và ngôn ngữ của thái vô tiên sinh cõi đời này có nhiều người thích nịnh bợ nhưng am hiểu nịnh bợ cũng không dễ dàng người tinh thông đạo lý này càng hiếm như lá mùa thu nịnh bợ chân chính là muốn đối phương biết rõ người đang nịnh bợ nhưng vẫn rơi vào bẫy như thường phong độ và tư thái của giang tiểu lâu lúc không nói chuyện khiến người ta thấy thư thái lúc nói chuyện thì cao nhã càng không cần nhắc đến lúc nàng ở trước mặt mọi người thể hiện kiến thức của mình và những hiểu biết sâu sắc của nàng đối với thái vô tiên sinh nhất thời ngay cả phó Triêu tuyên cũng sửng sốt trước kia hắn đã đi ngang hai chữ hàm linh vô số lần nhưng chưa từng nghiêm túc nghĩ về ý nghĩa của nó đúng là hắn quá sơ ý chỉ biết vùi đầu vào sách y chưa từng hiểu được chân ý của sư phụ ở đây ngoại trừ phó triêu tuyên và thái vô tiên sinh các đệ tử khác đều vì tuổi còn nhỏ ai nấy đều đỏ mặt nhìn gian tiểu lâu các cô nương trẻ trung xinh đẹp thì không ít nhưng lại hiếm thấy người nào nói chuyện dẫn ý từ sách vở thần thái thông dong lại không hề khiến người ta cảm thấy là con mọc sách đang khoe chữ vừa xinh đẹp vừa biết lấy lòng người có thể nói là nước chảy mây trôi liền một mạch thái vô tiên sinh nhìn gian tiểu lâu từ từ hiểu rõ tại sao đệ tử đắc ý nhất của mình lại nhìn nàng bằng đôi mắt khác phó triêu tuyên quanh năm vùi đầu học y coi trị bệnh cứu người là chuyện quan trọng nhất trên đời mặc kệ nữ tử khiêu khích dụ dỗ thế nào hắn vẫn không hiểu phong tình nghiêm túc thận trọng rõ ràng đang ở độ tuổi trẻ trung ngông cuồng lại không thích phong hoa tuyết nguyệt không ham giao tiếp xã hội cả ngày nghiên cứu sách thuốc và phật học nếu như không phải mẫu thân kịch liệt phản đối, hắn rất có thể sẽ xuất gia. nhưng người cứng nhắc như vậy, lại đặc biệt ưu ái nữ tử trước mắt này, đáng tiếc, vị giang cô nương này thông minh lại giả hoạt, tâm tư sâu sắc, đối với phó triều tuyên mà nói không phải là chuyện tốt, hắn nên tìm một hiền thê, toàn tâm toàn ý ủng hộ sự nghiệp y học của hắn, chứ không phải một cô nương xinh đẹp xuất chúng, tâm cơ thâm trầm. nghĩ đến đây, thái vô tiên sinh cười cười nói, ta có thể chữa cho ngươi. Nhưng chỉ lần này, không có lần sau. Đây, một là nể tình Triêu Tuyên, hai là do ngươi đã nói trúng tâm ý của ta, Phó Triêu Tuyên vui mừng vô cùng, với y thuật của sư phụ, chỉ cần người chịu chữa cho Giang Tiểu Lâu, tuyệt không có lý gì chữa không hết, hắn vừa muốn cảm tạ, lại nghe thấy Giang Tiểu Lâu nói, vậy thì mời tiên sinh chữa cho bằng hữu của ta, một lời nói ra, kinh động mọi người, Phó Triêu Tuyên mặt mũi hoảng hốt nhìn Giang Tiểu Lâu, nàng nói gì, sắc mặt Ly Tuyết ngưng đại biến rõ ràng giang tiểu lâu đã nói nàng là nữ tử độc thân không thể tùy tiện cùng nam nhân xuất hành nên mới yêu cầu nàng đi cùng khó khăn lắm thái vô tiên sinh mới chịu chữa cho nàng sao nàng lại đem cơ hội quý giá này nhường cho mình không người cần xem bệnh là tiểu lâu ta rất khỏe nàng giật mình vội vã nói như vậy thái vô tiên sinh liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch và đôi môi tái mét của ly tuyết ngưng lắc đầu nói bệnh đến giai đoạn cuối dù ta chữa trị cũng không kéo dài quá một năm nửa năm nhưng còn gian cô nương ngươi vẫn còn cứu được từ lâu ly tuyết ngưng đã rõ ràng tình trạng của mình rõ ràng là không còn thuốc chữa cho nên nàng nghe nói như vậy cũng không quá thương tâm chỉ ôn nhu nói với gian tiểu lâu nghe thấy tiên sinh nói chưa ta là người chữa không khỏi đừng lãng phí thời gian với ta nên nắm lấy cơ hội này mà chữa cho muội đi vẻ mặt gian tiểu lâu bình tĩnh nụ cười lại rất kiên trì xin thái vô tiên sinh chữa cho bằng hữu của ta Phó triều tuyên tiến lên một bước, Tiểu lâu, nàng làm vậy? Giang Tiểu lâu chăm chú nhìn hắn, Phó đại phu, đại phu vốn không nên đối xử thiên vị với bệnh nhân, đúng không? Ta là một bên nhân, Tuyết Ngưng cũng vậy, bệnh của tỷ ấy còn nặng hơn ta, nếu như không có Thái vô tiên sinh chữa trị, nàng chỉ sống được mấy tháng thôi. Nếu Thái vô tiên sinh chịu giúp, tỷ ấy có thể sống thêm nửa năm một năm. Huynh là một đại phu, sao có thể chỉ vì thân thiết với ta hơn với tỷ ấy mà quên đi thiên chức của mình? như vậy có khác gì vi phạm giáo lý nhà Phật, triệt để vứt bỏ sự dạy dỗ nhiều năm qua của tiên sinh đối với huynh, phó triêu tuyên nhất thời im lặng, không biết trả lời gian tiểu lâu như thế nào. Là một đại phu, hắn đương nhiên hy vọng mỗi một bệnh nhân đều được chữa trị công bằng, nhưng là một nam tử ái một nàng, hắn hy vọng nhất là thấy nàng được bình an, sư phụ là người nói là sẽ làm. Muốn xin người ban thêm ân điển cũng không biết phải chờ đến bao giờ, Giang Tiểu Lâu lại từ bỏ cơ hội quý giá như thế điều này làm hắn như có lửa đốt trong lòng, lại không thể làm gì. Hắn biết rõ Giang Tiểu Lâu rất lợi hại, nàng đang nhắc nhở hắn, một người tin tưởng Phật tổ, phải biết rõ đạo lý chúng sinh bình đẳng, nàng không hề có gì đặc biệt, Ly Tuyết Ngưng cũng cần được chữa trị như vậy, không, ta không cần. Ly Tuyết Ngưng kiên quyết từ chối, khuôn mặt luôn ôn hòa xuất hiện một tia kiên quyết, Tiểu Lâu, nếu muội buộc ta chữa bệnh, là đang ép ta tự mình kết liễu, rõ ràng có cơ hội được cứu mạng, nhưng người này lại lựa chọn từ bỏ, một cảm xúc chưa từng có nảy sinh trong lòng Giang Tiểu Lâu. Mặc kệ là Ly Tuyết Ngưng đồng ý lập tức hay ẩm ờ đưa đẩy, chỉ cần có lòng suy nghĩ cho bản thân mình, thì không xứng trở thành bằng hữu của Giang Tiểu Lâu. Da Gia thịt Giang Tiểu Lâu như tuyết, đôi mắt lành lạnh toát ra vẻ tiêu sái, Ly Tuyết Ngưng, tỷ cho rằng ta vì trả ơn tỷ sao, ta chỉ vì chính mình thôi. Năm đó tỷ cho ta một tấm chiếu, giúp ta không phải phơi thay nơi hoang dã, ân đức này ta ghi khắc cả đời hôm nay ta đem hy vọng sống trao cho tỷ, chính là hy vọng trả nợ cho tỷ. Người sống trên đời, chỉ cần thông thản với lòng, thì không có gì mà không làm được. Dù sao cũng còn tốt hơn so với những người thân mang tuyệt kỹ nhưng khư khư ôm ấy quy tắc không buông, xem hai chữ nhân đức còn cao hơn trời. Nàng vừa nói, vừa nháy mắt với ly tuyết ngưng một cái, ly tuyết ngưng sững sờ, theo bản năng nhìn nàng, trong lòng nổi lên nghi hoặc vô cùng. Lúc nãy ý của tiểu lâu là, Thái vô tiên sinh khẽ nói, tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén lắm, những lời này là nói cho ta nghe sao, Giang tiểu lâu quay lại nở nụ cười, yên tĩnh tao nhã, thái vô tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh, tiểu lâu không dám trở trò trước mặt người, không sai, chính là đang nói tiên sinh, mặc dù đang ăn nói sắc bén, đôi mắt nàng vẫn lấp lánh, đôi mắt quyến rũ, khiến người ta mê mẩn, thái vô tiên sinh không khỏi giận dữ, lông mày nhíu chặt, tiểu nha đầu như ngươi thì hiểu cái gì. Thân là đại phu, Bệnh nhân có thể chữa được thì sao lại không chữa? Ta có đạo lý của ta, Phó Triêu Tuyên chỉ lo nàng chọc giận sư phụ, vội vàng đánh lạc hướng nói, "Sư phụ, người đừng tức giận, Tiểu Lâu chỉ là thẳng tính thôi, thẳng tính." "Hừ, vậy là có thể ăn nói bậy bạ sao?" "Lý nào là vậy?" Trên mặt Thái Vô Tiên Sinh bao phủ một tầng mây đen, lập tức có đệ tử trẻ tuổi nói với Giang Tiểu Lâu, "Vị cô nương này sư phụ không chữa trị cho nữ nhân hoàn toàn là có lý do của mình cô nương không biết thì không nên nói bậy vốn là thái vô tiên sinh từ xưa chữa bệnh không hỏi xuất thân không hỏi phú quý hay bần cùng đối xử bình đẳng nhưng sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong một lần chữa trị cho một bệnh nhân nữ chưa có gia đình người nhà bệnh nhân nói là bệnh nhân bị chướng bụng hắn lại chẳng là mang thai thế là người nhà bệnh nhân làm ầm lên thậm chí hắt nước bẩn trước cửa nhà hắn cực điểm nhục nhã làm cho hắn suốt một năm phải đóng cửa không thể khám bệnh. Sự thật chứng minh hắn đã đoán đúng, nữ tử kia chưa kết hôn nhưng lại mang thai, một năm sau sinh ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp. Người nhà bệnh nhân vừa thẹn vừa giận, thà dìm chết đứa bé đó chứ không chịu nhận lỗi với hắn. Thái vô tiên sinh phẫn nộ đến cực hạn, từ đó không chữa trị cho nữ bệnh nhân, mặc kệ là thân phận gì, bất kể là nữ quý nhà ai. Nếu có nữ bệnh nhân đến khám, hắn thà để đồ đệ ra mặt, bản thân không bao giờ khám càng không lên tiếng nhắc nhở, trượt khỉ hay không đều do ý trời. Chuyện này đã sớm trở thành thông lệ, người người đều biết, Giang Tiểu lâu nghe được đệ tử trẻ tuổi kia nói xong, đôi mắt như có dòng suối chảy qua, nói như vậy, Thái Vô Tiên Sinh là tức giận quá độ, nên không chấp nhận được bị người khác hiểu lầm, không đợi Thái Vô Tiên Sinh lên tiếng, Giang Tiểu lâu đã nói tiếp, khi đại ca ta ra ngoài du lịch, từng nghe kể về chuyện của một vị Nguyệt Thuyền Thiền Sư, bây giờ ta xin kể cho Tiên Sinh nghe không chừng có thể có tác dụng với tiên sinh vị thiền sư này là một cao thủ rất giỏi về hội họa chỉ là mỗi lần hắn vẽ tranh đều đòi người mua phải trả tiền trước bằng không sẽ không vẽ hắn là đệ tử phật tổ lại tính toán tiền bạc như vậy cho nên có rất nhiều người coi thường hắn có một ngày tri phủ thanh châu xin hắn vẽ tranh nguyệt thuyền thiền sư không hỏi gì cả chỉ nói một câu phó triêu tuyên hỏi hắn nói gì giang tiểu lâu cười cười thần sắc bất động hắn hỏi ngươi có thể đưa ta bao nhiêu tiền người bên cạnh nghe xong lời này không khỏi nghị luận sôi nổi có người nói lão hòa thượng này tham tài có người nói hắn không biết giả vờ có người nói hắn không xứng làm hòa thượng ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tri phủ thanh châu trả lời như vậy nhưng cũng yêu cầu hắn vẽ tại nhà tri phủ vẽ ở trước mặt trăm vị quan khách thiền sư nhận lời đi theo ở trước mặt các vị quan khách và tri phủ đại nhân vẽ tranh sau khi vẽ xong tri phủ đại nhân trả một trăm lượng tiền thù lao, thiền sư vừa muốn rời khỏi, lại nghe thấy tri phủ cao giọng nói trước mặt mọi người, hòa thượng này tuy rằng có tài vẽ tranh, nhưng trong mắt chỉ có tiền tài, đầy người đều là mùi tiền, người như vậy đã sớm bị tiền tài làm bẩn, quả thật khiến người ta căm ghét, căn bản không xứng làm đệ tử nhà Phật. Sau khi nói xong lời này, tri phủ liền đốt cháy bức họa của thiền sư ngay tại chỗ, không chỉ như vậy, hắn vì nhục nhã thiền sư, hắn lại yêu cầu một bức họa trước mặt mọi người chỉ là lần này muốn thiền sư vẽ trên váy của tiểu thiếp hắn mọi người nghe đến đây càng hăng say lắng nghe vẽ tranh trên váy nữ nhân đối với đệ tử nhà phật mà nói là nhục nhã cỡ nào lưng thái vô tiên sinh thẳng tắt trên mắt hiện ra vẻ căng thẳng hắn đồng ý sao giang tiểu lâu cười khanh khách nhìn hắn nguyệt thuyền thiền sư vẫn hỏi như thế ngươi ra bao nhiêu tiền tri phủ trả lời hắn ngươi muốn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu Thiền sư ra giá 300 lượng, sau đó thật sự vẽ tranh trên váy của nữ nhân, sau đó rời đi trong tiếng chế nhạo nhục mạ của mọi người. Hòa thượng này đúng là thấy tiền sáng mắt, chỉ cần có tiền là có thể hạ nhục được hắn, phải phải, Phật môn bại hoại. Các đệ tử trong sảnh bàn tán xì xào, âm thanh gian tiểu lâu không nhanh không chậm, từ từ tao nhã, rất nhiều người nghi ngờ, tại sao chỉ cần có tiền là được. Vị thiền sư bị sỉ nhục cũng không có phản ứng này, rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu? người như vậy có xứng làm đệ tử nhà Phật sao? Trên thực tế, nơi thiền sư ở thường phát sinh thiên tai, người giàu có không chịu ra tiền cứu trợ người nghèo, bởi vậy hắn tìm một nhà kho, vào lúc được mùa thì tích trữ lương thực, chuẩn bị đến khi có thiên tai thì lấy ra cứu trợ người nghèo. Mà trong số những người nghèo này, lại có nhiều người không hay biết, từng sĩ nhục cười nhạo hắn không xứng làm đệ tử nhà Phật. vị thiền sư này vốn có thể ngồi ở Phật đường niệm kinh không màng thế sự, nhưng hắn lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm xuất đầu lộ diện bán đi tài hoa của mình chỉ vì có thể cung cấp thêm lương thực cho người nghèo vì thế hắn có thể chịu đựng sỉ nhục và cười nhạo của bất cứ ai không cãi lại ai hết thậm chí không biện giải nửa câu cho mình trái tim của hắn chỉ có từ bi chỉ có bá tánh không nghĩ tới chính mình càng không nghĩ tới vinh nhục cá nhân Giang Tiểu Lâu miễn cười nói như vậy đôi mắt ống ánh nhìn vào Thái Vô Tiên Sinh chúng ta làm người làm việc đều sẽ có lúc bị người hiểu lầm có lúc hiểu lầm này sẽ đi theo cả đời, nhưng mà như vậy thì sao, chỉ cần không thẹn với lòng, thì không nên giữ mãi không quên. Không e ngại cái nhìn thế tục, không e ngại người khác mắng chửi, đây mới thật sự là người đắc đạo, người có phẩm tính cao thượng, bụi trần sao có thể ô nhiễm tâm hồn hắn. Thái vô tiên sinh, ông nói có đúng không, thái vô tiên sinh nhìn chầm chầm nàng, gần như quên ngôn ngữ. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, tự hồ đang chăm chú suy nghĩ, vừa giống như muốn nổi giận giang tiểu lâu nói rõ ràng từng câu từng chữ đều khuyên bảo hắn tháo bỏ khúc mắt nhưng từ đầu tới cuối nàng rõ ràng đang bày ra một cái bẫy cho hắn nhảy vào một tiểu nha đầu như thế tâm cơ quá sâu lúc nàng đang tính toán ngươi lại vẫn đang cười ngọt ngào khiến ngươi không có cách nào nổi giận cẩn thận suy nghĩ một hồi tuổi nàng còn trẻ nhưng lại nhìn rất rõ thế giới này tuyệt không phải nhân vật tầm thường hắn trầm tư một lúc lâu cuối cùng hạ quyết tâm nói không sai, người không thẹn với lòng chính là Phật, là do đi tự đi vào ngõ cục, những năm này là ta đã sai rồi, Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt mỉm cười, như vậy, giới hạn một người còn nữa không, Thái Vô Tiên sinh nặng nề lắc đầu, ván khí tích tụ nhiều năm trong lòng bị quét sạch, thay vào đó là sợ hãi sâu sắc với Giang Tiểu Lâu, hắn đứng lên, vỗ tay nói, hay, hay cho một nữ tử miệng mồm lanh lợi, cho dù không vì ngươi tháo gỡ được khúc mắt trong lòng ta, mà chỉ vì những lời nói này của ngươi, ta sẽ cứu mạng ngươi. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta sẽ tận tâm tận lực, Phó Triêu Tuyên thở vào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người vui mừng, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Giang Tiểu Lâu, tiên sinh nói sai, là tính mạng của hai người, đều sẽ giao vào tay ngài, Thái Vô Tiên Sinh sững sờ, lập tức nở nụ cười, đúng, là hai người, chương 57, giao Phó sinh tử, có việc đột xuất nên nghỉ mất hai ngày, hôm nay bột bù nhé, chương 57, giao Phó sinh tử nếu đã đồng ý với Giang Tiểu Lâu, Thái Vô Tiên Sinh nói được sẽ làm được, chủ động bắt mạch cho Ly Tuyết Ngưng, chờ hắn bắt mạch xong, lại lắc đầu nói, bệnh quá lâu, sớm nửa năm may ra còn hy vọng cứu chữa, tình huống bây giờ, nhiều nhất là kéo dài được nửa năm một năm, còn phải hết sức điều dưỡng, hắn nói chuyện trực tiếp, cũng không kiên kỵ, hơn nữa còn nói rõ trước mặt mọi người, sắc mặt Ly Tuyết Ngưng không có gì thay đổi, rõ ràng đã đoán được kết quả từ trước, Giang Tiểu Lâu hỏi tới, vậy theo ý ngài, phải chữa thế nào, thái vô tiên sinh thở dài, kê thuốc bổ khí dưỡng thân, cố gắng tịnh dưỡng, đừng hao phí tinh thần, mới kéo dài lâu một chút, ly tuyết ngưng đứng lên, trịnh trọng cảm ơn đại phu, thân hình của nàng gầy yếu, một cơn gió thổi ngang cũng muốn ngã, vẻ mặt lại hết sức trầm ổn, khiến người nhìn liền sinh lòng thương hại, mọi người dồn dập quát ra vẻ đồng tình, tuổi trẻ như vậy, lại không thể sống được lâu. Phó Triêu Tuyên vội vã kéo Giang Tiểu Lâu qua, sư phụ, xin khám cho nàng thử về mặt ngoại thương đệ tử sẽ nghĩ cách chữa trị nhưng căn cơ của nàng quá yếu ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương nghiêm trọng đệ tử không dám tùy ý cho thuốc quả thật không biết làm gì thái vô tiên sinh trừng mắt nhìn đồ đệ cách đổi xử đặc biệt như vậy sợ người khác không nhận ra hay sao thân là đại phu không thể nảy sinh tình cảm đặc biệt với bệnh nhân đây là vô cùng ngu xuẩn đại chu từ xưa có cách nói người trong cuộc thì tối người ngoài cuộc thì sáng Thái vô tiên sinh rất tán thành quan điểm này, khi đại phu xem bệnh cho người nhà, tránh không khỏi bị tâm trạng làm ảnh hưởng, bởi vì họ hoàn toàn dựa trên quan sát khí sắc của đối phương và mạch tượng để chẩn đoán bệnh, khám bệnh cho người nhà, khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, thậm chí hoài nghi, khi kê thuốc sẽ thấy do dự, người nhà còn như vậy, người yêu chẳng phải sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho nên thái vô tiên sinh phất tay với phó triêu tuyên, đứng qua một bên, ta tự có chủ trương. Thái vô tiên sinh tỉ mỉ bắt mạch cho Giang Tiểu Lâu, trầm ngâm chốc lát, mới trả lời, trong cơ thể có hiện tượng tụ máu, phải dùng phương pháp tan máu. Sau đó quay đầu về phía dược đồng nói, ngươi đi ra ngoài mua mấy cân thịt bò, mua thêm ít bao tử heo, nhớ là phải chọn loại còn tươi, dược đồng há hốc miệng, hả, đi, đừng hỏi nhiều. Phó Triêu Tuyên rất hiểu tính của Thái vô tiên sinh, vội vã dục hắn, dược đồng chưa từng nghe nói tới phương thuốc kỳ lạ như thế, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì hơn là chạy đi động tác của hắn cũng không chậm hơn nửa canh giờ đã về thái vô tiên sinh vẫy tay gọi nàng lại đây nhìn kỹ một chút gật đầu nói được lập tức cho vào lò ninh nhừ đến khi nát ra như cháo thì cho nàng ta uống gian tiểu lâu kinh ngạc tiên sinh đây là thuốc của ta sao thái vô tiên sinh không chút do dự mà nói đúng bắt đầu từ hôm nay ngươi ở lại dược quán mỗi ngày phải uống ba chén cháo này một chén cũng không được thiếu Giang tiểu lâu nhìn thịt bò đỏ tươi, bất giác buồn nôn. Thái vô tiên sinh lại vỗ đầu nàng như một đứa bé, nha đầu, thuốc đắng giả tật chữa khỏi bệnh, ngươi phải cố gắng uống thuốc, vì cơ thể giang tiểu lâu yếu ớt, ăn uống trước giờ rất thanh dạm, các đại phu trước kia cũng dặn nàng không được ăn những món quá bổ, nhưng vị tiên sinh này đi ngược lại đường cũ, giang tiểu lâu không khỏi nghi ngờ, có phải do mình lúc nãy nói quá mức, chọc tức tiên sinh, cố ý tìm cơ hội làm khó nàng phó triêu tuyên ôm nhu an ủi giang tiểu lâu chắc chắn sư phụ sẽ không trêu đùa bệnh nhân nàng an tâm dưỡng bệnh là được tối hôm đó giang tiểu lâu nhìn chén canh thịt nóng hổi trước mặt hầu như có cảm giác muốn nôn tại chỗ theo bản năng mở miệng nói thái vô tiên sinh trọng lượng khoan dung tuyệt đối sẽ không bắt nạt bệnh nhân chén canh này có thể miễn hay không thái vô tiên sinh thấy sắc mặt nàng trắng xanh chỉ khẽ miễn cười bình tĩnh nhàn nhã phải uống khoảng 10 ngày ngươi cố nhẫn nại đi Giang Tiểu Lâu liền ở lại y quán, mỗi ngày nhìn Thái Vô Tiên Sinh và những đệ tử kia trị bệnh, lúc rảnh rỗi còn có lòng thỉnh giáo các đệ tử khác về các dùng thảo dược, nhìn rất nhàn nhã tự tại. Phó Triêu Tuyên mỗi hai ngày đều tới hỏi thăm một lần, sẵn tiện quan sát tình hình của Tiểu Lâu. Cứ vậy qua 10 ngày, cơ thể Giang Tiểu Lâu quả nhiên có khôi phục, Thái Vô Tiên Sinh bắt đầu thay đổi yêu cầu, Triêu Tuyên, bây giờ là thời cơ tốt nhất, chuẩn bị canh hạt đào bổ khí, mỗi ngày uống 3 lần. Cái gọi là canh hạt đào bổ khí, là loại canh chuyên dùng để chữa chứng ứ huyết và tích nhiệt, mỗi ngày ba lần, số lượng hơn bình thường khá nhiều. Cuối cùng Giang Tiểu Lâu cũng không phải uống canh thịt nữa, nhưng lần này cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, bởi vì mỗi lần uống xong, sẽ không thể ăn uống bình thường, ói mửa không ngừng, những thứ ói ra đều là máu và một vài thứ không rõ là gì. Ba ngày sau, tính ra cũng gần đạt yêu cầu, Phó Triêu Tuyên mới đem cháo loãng và rau luộc mềm ra cho nàng ăn, xem như là khôi phục ăn uống bình thường. Theo lý mà nói, lục phủ ngũ tạng của Giang Tiểu Lâu đều bị tổn thương, trong cơ thể ứ độc quá nhiều, nôn mửa như vậy nhất định là sẽ tổn thương nguyên khí rất nặng, nhưng mà tình hình lại ngược lại, những thứ tích tụ trong người sau khi được nôn ra, nàng bắt đầu thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể dần dần trở nên khỏe mạnh, thái vô tiên sinh vẫn chưa chịu cho nàng đi, trái lại cố ý gọi nàng đến nói chuyện, ta có chuyện muốn dặn dò ngươi trong lòng Giang Tiểu Lâu vô cùng kính nể y thuật của Thái Vô Tiên Sinh, mỉm cười nói, Tiên Sinh, Ngài đã cứu mạng ta, Tiểu Lâu sẽ cảm kích cả đời, Thái Vô Tiên Sinh lắc đầu, ta không cần ngươi báo đáp. Ta chỉ muốn cứu mạng một người trẻ tuổi sắp phải bước chân vào địa ngục mà thôi, ngươi là một cô nương thông minh, nhưng tâm tư quá sâu, như vậy không có lợi cho bệnh tình của ngươi, Triêu Tuyên đã dùng hết khả năng để cứu ngươi, ngoại thương không còn đáng ngại nữa, còn về nội thương cách của ta có thể hóa giải hết độc tố tích tụ trong người ngươi trong vài năm tới tính mạng của ngươi sẽ không đáng ngại bây giờ chỉ còn vấn đề lục phủ ngũ tạng bị tổn thương cái này không phải ngày một ngày hai là chữa được nếu sau này ngươi tu thân dưỡng tính tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi điều trị dùng thuốc của ta thì sống đến bảy tám mươi cũng không thành vấn đề nhưng nếu ngươi lại kiệt sức lao lực thì khó mà nói được giang tiểu lâu rất rõ thái vô tiên sinh là người rất có trí tuệ hắn đã nhìn ra tâm tư nặng nề của nàng cho nên mới quanh co khuyên nhủ nghĩ tới đây nàng như có điều suy nghĩ nói tiên sinh yên tâm sau khi trở về tiểu lâu sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe không để cho ngài phải uổng phí công sức thái vô tiên sinh nghe được nàng có ý khác nếu nàng đã không gật đầu đồng ý có nghĩa là sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện muốn làm bỏ đi ai có chí nấy nếu ai cũng có thể nghĩ thông suốt vậy thì thế giới này đâu còn chuyện buồn nữa hắn suy nghĩ một chút mới nói Triêu Tuyên là một đứa trẻ tốt, ta nhìn nó học y, chữa bệnh, cứu người, bản tính nó thuần thiện, chính trực, chỉ là quá mức ương bướng, có rất nhiều chuyện không biết ứng biến, người như vậy nếu chỉ làm đại phu thì không sao, nhưng nếu bị dính dáng đến những chuyện phức tạp khác, vậy thì chưa chắc là. Giang Tiểu Lâu cũng rất thông minh, nàng biết Thái Vô Tiên Sinh đang lo lắng vì đệ tử của mình, nụ cười của nàng vô cùng thông dong, tiên sinh yên tâm, tiểu lâu hiểu rõ ý của ngài, ta sẽ không quấy rầy phó đại phu càng không cản trở hắn trở thành đại phụ giỏi nhất trên đời này. Thái vô tiên sinh nhìn Giang Tiểu Lâu, tờ RNG gờ lòng thở dài. Cô nương này xinh đẹp biết mấy thông minh biết mấy, chuyện gì cũng nhìn thấu, gần như không cần hắn phải nói gì, người đời đều có lòng ích kỷ, hắn dù là một đại phu cũng không ngoại lệ. Trong tất cả đệ tử, Phó Triêu Tuyên là người có tài nhất, cũng là người hắn chọn lựa kế thừa y bác của mình, tuổi hắn đã lớn, thời gian còn lại không nhiều, Triêu Tuyên thì khác, hắn sau này sẽ trở thành một đại phu vô cùng xuất sắc tuyệt đối không thể phân tâm vào lúc này giang tiểu lâu là một cô nương thông minh nhưng không phải là một hiền lương nữ tử chịu an phận ở một bên phò tá sự nghiệp của trượng phu trái tim của nàng quá sâu quá lớn không thích hợp với phó triêu tuyên hắn tin rằng ám thị của mình nhất định nàng sẽ hiểu đúng lúc này phó triêu tuyên bước vào cửa nhìn thấy hai người trò chuyện trên mặt lộ ra ý cười sư phụ mấy ngày nay con suy nghĩ rất nhiều cuối cùng đã hiểu tại sao sư phụ lại dùng thuốc như vậy thái vô tiên sinh nở nụ cười nói nói thử xem phó triêu tuyên nói mỗi ngày cho tiểu lâu uống canh thịt là dưỡng dạ dày của nàng khi dạ dày khỏe thì chính khí sẽ đủ khi đó sư phụ sẽ công kích thật mạnh nếu sư phụ không dùng canh thịt dưỡng cho chính khí của tiểu lâu thật khỏe một khi bắt đầu trừ độc thì sẽ tổn thương nguyên khí tiểu lâu tất sẽ mất mạng vì muốn tiến bộ về mặt y thuật hắn lại dốc lòng như vậy Giang Tiểu Lâu nhìn Phó Triêu Tuyên mặt đầy hưng phấn, không khỏi cười nhẹ. Hắn là một nam nhân chính trực lương thiện, nhưng hắn không hợp với mình, chỉ tiếc bây giờ hắn còn chưa nhận ra điểm này. Từ phòng khách đi ra, Phó Triêu Tuyên mời Tiểu Lâu đến trò nghỉ mát ngồi một chút, nàng vui vẻ đồng ý. Ở trò nghỉ mát, nhìn màu sắc rực rỡ phía xa, lá xanh tươi mơn mởn, hắn cố ý nấu một bình trà xanh, nhàn nhã ngồi tâm sự. Phó Triêu Tuyên ôn hòa hỏi, ngày mai cùng ra chợ không? nghe nói tối có hội hoa đăng, nhất định sẽ rất náo nhiệt, ngày mai không được, vì ta đang muốn thu dọn hành lý về nông trang, vậy, chiều nay ta đưa nàng về được không? Ta có thể nghỉ ngơi một ngày, gần đây y quán cũng không có nhiều bệnh nhân. Phó Triêu Tuyên Kiên nhẫn hỏi, Giang Tiểu Lâu ngưng mắt nhìn hắn, nói, Phó Đại Phu, Huynh không nên lãng phí thời gian với ta, bàn tay cầm chén trà của Phó Triêu Tuyên đột nhiên căng thẳng, yên lặng đánh giá nàng một lúc, có phải sư phụ ta nói gì với nàng không? Thái vô tiên sinh là người phẩm đức cao thượng, sẽ không nói nhiều, huynh đừng hiểu lầm ông ấy. Vẻ mặt giang tiểu lâu không gợn sóng, trong đầu nàng, hiện lên tình cảnh tối qua nói chuyện với Ly Tuyết Ngưng. Lúc đó, Ly Tuyết Ngưng do dự không thôi, cuối cùng mở miệng, phó đại phu, hắn thành thân chưa, giang tiểu lâu kinh ngạc nhìn đối phương, không có, vậy hắn có đính hôn hay có ý trung nhân chưa? Ly Tuyết Ngưng thấp thỏm, giang tiểu lâu bật cười, Hẳn là không, muội quen hắn lâu chưa, không tính là lâu, thật ra, hắn đã giúp ta một chuyện, hắn là một đại phu chính trực, giống như là hắn thích muội đúng không? Ly Tuyết ngưng do dự mãi, cuối cùng nói thẳng, Giang Tiểu Lâu thấy kinh ngạc, sao tỷ lại hỏi vậy, Tiểu Lâu, ta không có ý gì khác, thân là đại phu thì phải quan tâm bệnh nhân, nhưng hắn cũng không phải chỉ quan tâm muội bình thường, mỗi ngày đều tự mình đến hỏi chuyện ăn uống của muội, bắt mạch cho muội, nhìn hắn không phải người tùy tiện. Nếu không thật lòng yêu thích, sẽ không có hành động như vậy, Ly Tuyết Ngưng là người thông minh nhanh trí, hoặc là khả năng che giấu của Phó Triêu Tuyên quá thấp, che giấu vô cùng thất bại, Giang Tiểu Lâu chỉ cười nói, đừng nghĩ như vậy, hắn từng giúp đỡ ta, đồng thời cũng thương hại ta, người đời đều có lòng thương hại mà đúng không? Huống chi ta chỉ xem hắn như một bằng hữu tốt mà thôi, bằng hữu tốt có nghĩa là Giang Tiểu Lâu không hề có ý nghĩ gì khác với hắn, Tiểu Lâu, muội không giống ta muội có dung mạo mỹ lệ và trí tuệ, là cô nương ai cũng yêu thích, nếu muội từ bỏ hạnh phúc của mình thì thật quá đáng tiếc, thân là bằng hữu của muội, ta hy vọng muội có thể tìm được một người thương mình, được hắn chăm sóc. Ly Tuyết ngưng tiếc trẻ một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể thành thật nói, đáng tiếc, Giang Tiểu Lâu chỉ đành phụ lòng người bạn tốt này, Phó Triêu Tuyên tướng mạo đoan chính, cá tính chính trực, nàng lại hoàn toàn ngược lại, hai người có cái nhìn khác nhau cho dù cố gắng đi cùng nhau cũng sẽ không có hạnh phúc, nàng không phải đến chịu tội, càng không vố cớ tự tìm người đến cản tay cản chân mình. Phó Triêu Tuyên thấy nàng suy tư, trong lòng không khỏi gấp gáp, da mặt mỏng manh đỏ lựng lên. Hắn không biết cách biểu lộ với nữ tử, càng không biết làm sao nói rõ tâm tư mà không bị hiểu lầm, cho nên hắn chỉ do dự mà nhìn Giang Tiểu Lâu, nghiêm túc nói, Tiểu Lâu, hy vọng nàng cho ta cơ hội làm bạn bên cạnh nàng. Nếu như, có thể để ta chăm sóc nàng, ta sẽ càng vui mừng." Lúc nói chuyện, hắn cố gắng khống chế giọng điệu run rẩy, làm ra bộ dáng bình tĩnh. Nhưng mà lời nói của hắn mang ý nghĩa hết sức rõ ràng, hắn đồng ý chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, vẫn làm bạn ở bên cạnh nàng. Đây là một nam tử lương thiện, hắn đem hết toàn lực dùng cách của mình để biểu lộ tâm ý, nếu là làm bằng hữu, nàng sẽ rất thích một người tao nhã, chính trực như vậy. Chỉ tiếc Nàng chưa từng xem hắn là tình nhân hay trượng phu, hắn thấy nàng một lúc lâu cũng không trả lời, tâm tình căng thẳng, mặt mày ửng đỏ, "Tiểu Lâu, ta biết quá khứ của nàng, ta hoàn toàn không để ý, có phải do lúc nãy lời của ta quá mức vội vàng, cho nên nàng chưa có tâm lý chuẩn bị, không sao, ta có thể chờ." Cho dù nàng muốn ta chờ bao lâu, ta cũng có thể, không, ta không có ý này. Giang Tiểu Lâu hướng mắt nhìn về phía mặt trời, không có ý sốt sắng hay ngại ngùng chỉ có vẻ dịu dàng cảm động làm ấm lòng người ta hiểu rõ con người của phó đại phu huynh là người chính trực lương thiện tương lai rất có tiền đồ rất nhiều cô nương sẽ rất vui mừng nếu có được sự quan tâm của huynh huynh yêu thích ta ta cũng thấy vinh hạnh và vui mừng cũng muốn cảm tạ huynh nhưng ta đã từng thề trước mộ phụ huynh nếu không thể vì họ nêu cao chính nghĩa báo thù rửa hận dù chết ta cũng không thành thân vĩnh viễn duy trì thân phận nữ nhi gian gia phó triêu tuyên chấn động da Gia thịt gian tiểu lâu dưới ánh mặt trời trắng như tuyết đôi mắt quyến rũ dịu dàng nhưng thái độ vô cùng kiên quyết nàng từ chối vô cùng thẳng thẳng cũng bảo toàn mặt mũi cho hắn nói chính xác ra nàng hiểu các từ chối người làm sao để người đó không bị tổn thương nhưng nàng vẫn từ chối rất rõ ràng lý do này khiến hắn không nói thêm gì được so với nói thẳng là không thích hắn như vậy cũng khá hơn rất nhiều phó triêu tuy nhìn dung mạo của nàng một hồi lâu không nói ra lời rất lâu sau hắn mới lặng lẽ mỉm cười, tuy rằng ta không phải là người thông minh, nhưng ta hiểu ý nàng, nàng kiên cường, trí tuệ hơn ta, ta tin trên đời này không ai ngăn cản được nàng. Hắn cười nhẹ, đứng lên, không phải không đau lòng, chỉ là Giang Tiểu Lâu đã rất cố gắng bảo toàn lòng tự ái và mặt mũi của hắn, hắn sao có thể tự mình làm mình mất mặt, tự tôn không phải dùng để bị chà đạp, bị từ chối, cũng phải duy trì được phong độ. Giang Tiểu Lâu đứng ở chòi nghỉ mát, Nhìn theo Phó Triêu Tuyên rời đi, Phó Triêu Tuyên đi xuống bậc thang, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, nàng nhìn hắn cười thông dong, trong nháy mắt, trong lòng hắn như mất mát cái gì. Có lúc hắn như muốn quay lại cầu xin nàng vài câu, nhưng cuối cùng lòng tự ái ngăn cản hắn. Hắn chỉ cười, giống như không hề bị đã kích, thẳng lưng bước đi, quả thật gian Tiểu Lâu không nói dối, nàng cảm thấy rất vui, mặc kệ trong tình huống nào, có nam tử biểu lộ tình cảm đều là chuyện khiến người ta vui vẻ khi nàng vẫn chưa quay lại liền nghe thấy một tiếng thở dài, mùi đó, Giang Tiểu Lâu hồi phục tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt tiếc trẻ của Ly Tuyết Ngưng là phát ra từ đáy lòng. Phó Đại Phu là một đối tượng xứng đáng phó thác chung thân, mùi lại bỏ qua, thật không biết mùi là thông minh hay là ngu ngốc. Giang Tiểu Lâu cười cười, âm thanh bình thản như cũ. Vậy tỷ cứ cho là ta ngu ngốc đi. Ly Tuyết Ngưng bất đắc dĩ nhếch miệng, thật là ngốc quá. Giang Tiểu Lâu liếc nàng một cái, cười không nói. Ngay vào lúc này nàng nhìn thấy một dược đồng dẫn theo một nam nhân đi vào đại sảnh đó là một nam nhân trung niên da dẻ trắng trẻo vóc dáng rất cao thân thể gầy gò thẳng tắp đôi mắt hẹp màu xám tràn ngập ánh sáng khoan dung đến độ tuổi này nếu dùng hai chữ anh tuấn hình dung hắn là đã xem thường hắn phải nói là hắn có một khí chất thoát tục đủ khiến người khác phân biệt ra được dù hắn đứng lẫn trong trăm nghìn người hắn theo dược đồng đi vào trong đại sảnh rõ ràng là đi gặp thái vô tiên sinh Thái độ của Dược Đồng với hắn vô cùng quen thuộc tự nhiên, xem ra chính là khách quen hoặc là bằng hữu của Thái vô tiên sinh. Khi hắn đi ngang trò nghỉ mát, nhìn lướt qua Giang Tiểu Lâu, ánh mắt vô cùng đoan chính khoan dung, không vì có hai nữ tử xinh đẹp mà nhìn lâu hơn. Hành vi này rất không tầm thường, bởi vì những người đến đây khám bệnh đều không kềm lòng được mà nhìn Giang Tiểu Lâu thêm một chút, vì cô nương này dung mạo mỹ lệ, khí chất cao quý, lại như một cây hương đàm, hấp dẫn ánh mắt mỗi người đó là khách của thái vô tiên sinh sao ly tuyết ngưng xa xa nhìn nảy ra hiếu kỳ hiếm thấy ánh mắt giang tiểu lâu nhìn theo nam tử trung nhiên khuôn mặt hiện lên một tia mỉm cười trong suốt không đó là tạ khang hà một phú hào ly tuyết ngưng cảm thấy biểu hiện của giang tiểu lâu có chút đặc biệt không khỏi quay đầu lại nhìn nàng hỏi muội biết hắn giang tiểu lâu lắc lắc đầu nói không quen biết nhưng mà rất nhanh sẽ quen thôi câu nói này hết sức kỳ quái cái gì là không quen cái gì là rất nhanh sẽ quen, lẽ nào Giang Tiểu Lâu sẽ đi làm quen sao? Ly Tuyết Ngưng đang kinh ngạc, lại nghe thấy Tiểu Lâu nói, Tuyết Ngưng, ta muốn nhờ tỷ giúp ta một chuyện, Ly Tuyết Ngưng cũng không do dự, nói đi, Giang Tiểu Lâu tiện tay lấy xuống túi gấm đưa cho nàng, nghiêm túc nói, những gì ta sắp nói vô cùng quan trọng, tỷ nhất định phải nhớ kỹ, hiếm khi Ly Tuyết Ngưng thấy nàng trịnh trọng như vậy, liền gật đầu nói, muội yên tâm, nàng không hỏi tại sao, thậm chí không hỏi là phải làm thế nào, ngay lập tức đã đồng ý, bằng hữu chân chính không phải là như vậy sao? Giang Tiểu Lâu yên lòng, ở bên tai nàng nói nhỏ mấy câu, Ly Tuyết ngưng gật đầu liên tục. Tạ Khang Hà là bạn tốt của Thái Vô Tiên Sinh, Thái Vô Tiên Sinh vừa nhìn thấy hắn lập tức vui mừng, đến đây, mau đem bàn cờ ra, hôm nay huynh nhất định phải đánh cờ xong thì mới được đi. Tạ Khang Hà bất đắc dĩ cười nói, ta đến là lấy thuốc cho phu nhân, lần nào cũng bị huynh giam lại, ta biết phải làm sao đây? trên mặt thái vô tiên sinh tỏ vẻ hiển nhiên sao lại sợ vợ như sợ cọc vậy đúng là vô dụng đã nói trước là đừng cưới vợ sống tự do như ta không tốt sao hắn vừa nói vừa thả người ngồi xuống bàn cờ đã chuẩn bị xong chỉ lo tạ khang hà hối hận tạ khang hà cười khổ cũng không có từ chối hai người ngồi xuống bắt đầu đánh cờ chỉ tiếc thái vô tiên sinh y thuật cao minh kỳ thuật lại quá kém ba lần bốn lượt cứ hạ cờ lại đổi tạ khang hà thì không sao các đệ tử bên cạnh đã toát mồ hôi lạnh, chẳng trách không ai muốn chơi cờ với sư phụ, đánh cờ vốn là hạ cờ không thay đổi, tư cách chơi cờ như vậy thật là quá kém. Ngay lúc họ đang chơi cờ, một tên đệ tử đi vào bẩm báo, sư phụ, ly cô nương có bệnh trạng choáng ván nôn mửa, không biết có tiện chẩn bệnh hay không. Thái vô tiên sinh đang cầm quân cờ lên, nghe xong lập tức thả xuống, mời cô nương vào, ly tuyết ngưng bước vào, mặc bộ y phục màu xanh, làn da trắng nõn, khí chất thanh nhã. Thái vô tiên sinh nhìn thấy nàng liền vội nói, đưa tay ra, mặt ly tuyết ngưng mang theo xấu hổ, dịu dàng quỳ gối, thái vô tiên sinh, vì muốn gặp ngài nên ta đã nói dối, xin ngài tha thứ, thái vô tiên sinh cực kỳ khó hiểu, vì muốn gặp ta, có chuyện gì, ly tuyết ngưng nhìn về phía người mặt đầy nghi hoặc là tạ khang hà, âm thanh mơ hồ mang theo kích động, bởi vì vừa nãy ở trò nghĩ mắt ta nhìn thấy ân nhân, cho nên cố ý đến đây, chính là vị này, ân nhân, chuyện này là sao? Tạ Khang Hà cùng Thái Vô Tiên Sinh liếc mắt nhìn nhau, không khỏi khó hiểu. Tạ Khang Hà kinh ngạc nói, vị cô nương này, ta và cô nương không quen biết vì sao gọi ta là ân nhân. Khóe mắt ly tuyết ngưng cảm nhận được phía sau họ đang có một tầm mắt quan sát tình hình trong sảnh, nàng nhớ tới căn dặm của Giang Tiểu Lâu, âm thanh thê thảm nói, có lẽ tạ lão gia đã quên, nhưng ta vĩnh viễn ghi nhớ, năm ta 11 tuổi, là ngày cứu ta từ trong vũng máu, đồng thời đưa ta bình an về thành. Tạ Khang Hà mặt đầy kinh ngạc, những gì Ly Tuyết Ngưng nói hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Tuyết Ngưng dù sao cũng sống ở Thanh lâu, hư tình giả ý không làm khó được nàng. Giờ khắc này nước mắt nàng như mưa xuân tung bay, giọng nói nghẹn ngào, "Ta mất mẹ từ nhỏ, phụ thân là thương nhân thông thường, vì trong nhà không người chăm sóc, phụ thân thường dẫn ta đi theo khắp nơi. Có lần đi tới ngoại thành Lâm Châu, chúng ta gặp phải mã tặc, bọn chúng cướp đi của cải còn giết chết phụ thân ta. Ta đành phải trốn dưới thi thể phụ thân." sau đó là ngài đi ngang phát hiện ta, ông ra ra khỏi thi thể phụ thân, ngài đưa ta về lại thành, nhưng kiên quyết không nói ra họ tên. Sau khi ta chết, các thúc bá chiếm nhà ta, tuổi ta còn nhỏ, không ai đòi lại công bằng cho ta, chỉ có thể mang theo của cải tích lũy của phụ thân đi xuống miền Nam nhờ vả cậu, cho đến ba tháng trước mới quay lại, lần đầu nhìn thấy ngài, là ta nhận ra ngay, ngài là ân nhân của ta, xin nhận của ta một lạy, mặt ly tuyết ngưng đầy cảm kích, âm thanh uyển chuyển, khiến người ta không tự chủ được thay đổi sắc mặt. Tạ Khang Hà ngây ngốc ra, Thái Vô Tiên Sinh thì luôn miệng nói, trên đời này còn có chuyện trùng hợp vậy sao, ông bạn già, những năm này huynh giúp rất nhiều người, chỉ sợ cũng không nhớ ra vị cô nương này đâu. Tạ Khang Hà lắc lắc đầu, mặt đầy nghi hoặc, không, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Ly Tuyết ngưng lấy từ trong ngực ra một cái túi gấm, nói, lần này ta vào thành, cũng là muốn tìm kiếm ân nhân, hy vọng báo đáp ân đức năm xưa số ngân lượng này xem như tấm lòng của ta hy vọng ngài chịu nhận lấy ta biết ngài là thương nhân ta sẽ bẩm báo với kinh triệu doãn đại nhân xin đại nhân khen ngợi ngài trước tặng quà sau biểu dương quả thật là món ngon trên trời rơi xuống thái vô tiên sinh cười nói bạn già lần này phải cảm ơn ta đến đây chơi cờ mà còn gặp được người huynh từng giúp đỡ gian tiểu lâu vẫn ở trong bóng tối quan sát biểu hiện của tạ khang hà quan sát vẻ mặt của hắn phân tích tính tình của hắn người bình thường gặp phải chuyện tốt xảy ra đột ngột thế này, đều sẽ sơ ý mà để lộ bản chất của mình, hoặc tham lam hoặc cảnh giác, hoặc là, một mảnh thịnh tình của Ly Tuyết Ngưng, mặt đầy vui sướng, hoàn toàn là đúng mức. Tạ Khang Hà cẩn thận hồi tưởng một phen, sau đó nói với nàng, quả thật trước kia ta thường lai like vãn Lâm Châu làm ăn, cũng từng giúp nhiều người, thế nhưng dù nghĩ thế nào ta cũng không nhớ ra được chuyện này. Vẻ mặt Ly Tuyết Ngưng kinh ngạc, tại lão gia cảm thấy ta nói dối sao? Mọi người giật mình Ly Tuyết ngưng dân tiền đưa danh đến cho hắn, cần gì phải nói dối. Sắc mặt tạ Khang Hà trịnh trọng nói, ta cũng tin là cô nương nói thật, nhưng những chuyện cô nương nói, quả thật không phải do ta làm. Ân nhân của cô nương là một người khác, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt hiện lên vẻ cười. Ly Tuyết ngưng biết vở kịch này còn chưa diễn xong, trước vẻ kinh ngạc của mọi người, nàng không thể tin được nhìn đối phương, tạ lão gia, chuyện đã qua nhiều năm, có lẽ ngài đã sớm quên cũng không chừng. Không, có là có, không là không. Biểu hiện Tạ Khang Hà vô cùng nghiêm túc. Nếu ta thật sự cứu cô Nương, dù sao cũng còn có chút ấn tượng. Nhưng khi nhắc chuyện này, ta không có chút ấn tượng nào. Cho nên ta nghĩ, cô Nương đã nhận lầm người. Ly Tuyết Ngưng không tự chủ được phát ra vẻ thất vọng. Tạ Khang Hà tiếp tục nói, vì cô Nương này, người cứu cô Nương là ai thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là cô Nương đã sống sót. Ta nghĩ nếu người đó không chịu lưu lại họ tên là không muốn cô nương báo đáp hắn. Số tiền này, cô nương nên giữ lại mà sinh sống đi, như chém đinh chặt sắt, không chút do dự nào, Giang Tiểu Lâu cười, phản ứng đầu tiên là quan trọng nhất. Nếu như hắn tham lam, dù cho là cự phú cũng sẽ không từ chối tiền bạc. Huống chi đây là ly tuyết ngưng chủ động cho hắn, không phải hắn cố ý lừa gạt, chuyện đã trôi qua nhiều năm, không tra ra được tung tích, chỉ cần tuyết ngưng nhận định, hắn cần gì phải từ chối chuyện tốt này nếu hắn háo danh, có thể có được biểu dương của kinh triệu doãn, đối với danh tiếng của hắn cũng sẽ rất có lợi. Cho nên, hắn rất có thể sẽ ngầm thừa nhận chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này, đôi mắt Giang Tiểu Lâu trầm ngâm, rơi vào trầm tư, ly tuyết ngưng lặng lẽ nhìn Giang Tiểu Lâu ngoài cửa. Giang Tiểu Lâu lắc đầu với nàng, ra hiệu đừng nói nữa, Thái Vô Tiên Sinh đối với tình huống này có chút ngoài ý muốn, không khỏi vuốt râu mép cười nói, Ly cô nương, xem ra là nhận lầm người, cái này cũng là chuyện thường xảy ra, Ly Tuyết Ngưng cười cười, thoải mái nói, "Vâng, nếu Tạ lão gia đã nói là không có ấn tượng, vậy thì là Tuyết Ngưng nhận lầm người, dù sao cũng hay có người giống người, lúc đó ta cũng chỉ có 11 tuổi." Nàng vừa nói, vừa tiếp tục đánh giá Tạ Khang Hà. Tạ Khang Hà cười cười, xoay người tiếp tục chơi cờ với Thái Vô Tiên Sinh. Ly Tuyết Ngưng cũng không đi ra, chỉ đứng một bên yên lặng quan sát, hai người nọ cũng không để ý chuyện nhận lầm người nữa sảng khoái tập trung đánh cờ qua một lúc lâu lại nghe thái vô tiên sinh hỏi đúng rồi lần trước mảnh đất mà huynh nói thật sự muốn mua hết sao sắp xếp cho toàn bộ những nông hộ đó dời đi không phải là con số nhỏ đâu tạ khang hà cười ta sẽ không để họ chịu thiệt quá nhiều tất cả chi phí một mình ta chịu chỉ là làm phiền tiên sinh giúp ta lên tiếng để họ chịu dời đi huynh ra giá cao như vậy lại cho họ đất đai màu mỡ ai mà không chịu chuyển có điều mảnh đất đó tuy rằng dựa vào núi ở cạnh sông lại vô cùng hẻo lánh cũng không thể mở cửa hàng không thích hợp khai hoang huynh muốn mua làm gì cái đó tạ khang hà hạ xuống một quân cờ mới trả lời đó là mảnh đất phong thủy may mắn để xây mộ ta có một vị bằng hữu mộ phần nhà hắn thường bị người ta quấy rầy ta muốn chuyển hắn đến nơi không bị ai quấy phá nghèo không đổi nhà giàu không dời mộ thông thường người ta sẽ không tùy ý di dời mộ phần còn nữa cho dù muốn rời mộ cũng sẽ không do một vị bằng hữu làm, trừ khi có lý do đặc biệt, hành vi của Tạ Khang Hà khiến Thái Vô Tiên Sinh vô cùng khó hiểu, hắn là người thẳng tính, liền trực tiếp hỏi, "Vậy con cái của người đó, bằng hữu của ta có một đôi trai gái, nhưng đáng tiếc con trai của hắn tuổi trẻ mất sớm, con gái cũng không còn nữa, khi đó ta còn ở Lâm Châu và Thương Châu kinh doanh, một tráng trước quay lại đây mới đột nhiên nghe tin dữ này, nếu như ta có thể về sớm một chút" sự tình có khi còn có thể cứu vãn được. Mộ phần gia tộc nếu không ai coi sóc, sẽ trở nên hoang vu, nghe ý của hắn, dĩ nhiên là có người không chịu bỏ qua cho gia đình này, còn đến quấy rầy người chết, thái vô tiên sinh nhíu mày, rốt cuộc là nhà ai mà khốc liệt như vậy, tạ khang hà không muốn tiết lộ, chỉ thở dài một tiếng, nói, sau này có cơ hội, ta sẽ cho huynh biết, hắn là đề phòng tai vách mạch rừng, cả nhà người đó chết quá kỳ lạ thái vô tiên sinh không tự chủ được mà nghĩ như vậy lại nghe thấy giọng nói một cô gái trẻ tuổi vang lên tạ bá phụ cháu gái đến chậm xin người tha thứ khi nghe thấy ba chữ tạ bá phụ tạ khang hà lập tức quay đầu nhìn ra ngoài chỉ thấy một cô gái mặc áo màu lam đứng ở nơi có ánh sáng khuôn mặt như ngọc đôi mắt thâm thúy thần thái cử chỉ không gì không đẹp nụ cười cực kỳ nhu hòa nàng đi tới ở trước mặt mọi người hành lễ với hắn bá phụ tiểu lâu là con gái của tử hư người quên rồi sao, tạ khang hà nghe được hai chữ tử hư, bỗng nhiên làm rất quân cờ, đứng lên, tràn nghiệp kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Lâu, công tử hư, là tên giả 20 năm trước bằng hữu của hắn dùng, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Nàng chẳng lẽ là, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, lập tức phục hồi tinh thần lại, con, con là Tiểu Lâu, trên mặt toát ra ý vui mừng không thể che giấu. Thái vô tiên sinh nhạy bén nhận ra có sự thay đổi, lập tức vất tay với đám đệ tử, bảo bọn họ lui hết ra ngoài, không còn người ngoài, tạ Khang Hà thật sự không che giấu sự vui mừng, sắc mặt trở nên cực kỳ kích động, con đúng là tiểu lâu, Giang tiểu lâu lần thứ hai quỳ gối với hắn, lúc nãy tiểu lâu thăm dò bá phụ, tội đáng muôn chết, xin người tha thứ, tạ Khang Hà sững sờ, nhìn qua ly tuyết ngưng đang ấy nấy đứng bên cạnh, không khỏi kinh ngạc đến ngay người, nhưng mà hắn nhanh chóng hiểu được, mọi chuyện đều là tiểu cô nương này muốn thăm dò hắn. Hắn cười khổ lắc đầu, tự mình tiến lên nâng nàng dậy, con đã gọi ta một tiếng bá phụ, sao ta lại không hiểu được tình cảnh của con, nói gì tới trách tội chứ, lời nói phong độ của hắn đều vô cùng rộng lượng khoan dung, vẻ mặt giang tiểu lâu tươi cười, biểu hiện thêm ba phần kính ý, là tiểu lâu không có mắt nhìn, không, giữa lúc bất thường thì cẩn thận là trên hết. Lần trước ta đến Nghĩa Trang Giang Gia, phát hiện có không ít người rình mò, liền nghi ngờ có người muốn động vào mộ phần phụ thân con, cho nên mới mạo mùi chuẩn bị lặng lẽ đem họ chuyển đi nơi khác. Tạ Khang Hà giải thích với nàng, Giang Tiểu Lâu đã sớm biết, Lương Khánh và Nghiêm Phượng Nhã Hoài nghi phụ tử Giang Gia còn giấu giếm tài sản, hai kẻ đó cũng thật sự vô sĩ, thậm chí ngay cả phần mộ cũng không tha. Nàng lần nữa biểu đạt ý cảm ơn với Tạ Khang Hà, khổ tâm của bá phụ, Tiểu Lâu đa tạ, Thái Vô Tiên Sinh ở bên cạnh nhìn rất lâu, giờ mới hiểu được mọi chuyện, thì ra phần mộ mà Tạ Khang Hà nói, chính là phụ thân của giang tiểu lâu hắn không khỏi thở dài đây mới là duyên phận lại có thể cho các người gặp nhau ở đây trên đời này không có duyên phận vô duyên vô cớ tất cả đều được sắp đặt có lý do giang tiểu lâu đã có chuẩn bị từ đầu trước khi đến đây nàng thăm dò thái vô tiên sinh thăm dò tạ khang hà trong lúc vô tình phát hiện hai người họ lại là bằng hữu nàng suy nghĩ mãi nếu đi tìm hắn thì quá đột ngột ở đây gặp gỡ thì ngược lại càng tốt hơn không thể trách nàng đa nghi mặc dù phụ thân từng nhắc người này có thể tin tưởng được, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ly Tuyết ngưng mỉm cười nhìn họ, không lên tiếng, Thái Vô Tiên sinh tò mò hỏi, ta quen huynh lâu như vậy, sao chưa từng nghe huynh nhắc tới vị bằng hữu này, tạ khang hà cười, trong nụ cười có toát ra một tia cây đắng nhàn nhạt, Giang Tiểu Lâu cũng nhìn hắn, quả thật, phụ thân từng nhắc qua có quen tạ khang hà, mặc dù bọn họ đều là thương nhân nổi tiếng, đều là cự phú, nhưng chưa từng lui tới thậm chí nàng chưa từng gặp hắn ở gian gia nếu họ đúng là bạn tốt vì sao mãi đến trước khi chết phụ thân mới nói với nàng nếu có khó khăn khi đi đến đường cùng có thể tìm tới tạ bá bá này bằng hữu có thể khiến cho phụ thân ủy thác sinh tử tuyệt đối không phải người thường nhưng đôi bạn này lại nhiều năm chưa từng lui tới tạ khang hà thấy mọi người đều có vẻ nghi ngờ không thể không nói lúc trước khi ở liêu châu tử hư huynh đã là người giàu có là một thế gia công tử, còn ta, năm đó là con của một ngư dân không biết một chữ, không một xu dính túi, khi đó phụ mẫu ta còn sống, ta còn một tiểu muội, một nhà bốn người sống bằng nghề đánh cá, nhưng chủ đủ ăn thôi, không thể ăn ngon cũng không thể mặc ấm, có một lần, một mình ta ra ngoài, tình cờ gặp được tử hư huynh rơi xuống nước, cho nên ta cứu hắn, hắn cho ta 50 lượng bạc trả ơn, ta vui vẻ cầm bạc về nhà, lại bị phụ thân đánh một trận, người nói cứu người là bổn phận, không cho ta nhận tiền, ta hết cách, chỉ có thể cầm tiền đi trả lại hắn. Trên thực tế, có vài lời tạ Khang Hà chưa nói, khi phụ thân từ chối 50 lạng đó, tiểu muội của hắn vì cuộc sống đói kém thiếu thốn, dinh dưỡng không đủ, chỉ còn lại chút hơi tàn. Mặc dù như thế, phụ thân trung thực của hắn cũng kiên quyết không chịu nhận tiền. Ba ngày sau, muội muội hắn ra đi trong tiếng khóc gào của mẫu thân hắn, lúc đó tạ Khang Hà còn rất trẻ, chỉ là một thiếu niên 13, 14 tuổi, hắn chỉ biết chạy ra ngoài đê khóc lớn, sau đó hắn gặp được Giang Thừa Thiên dùng tên giả là Tử Hư. Giang Thừa Thiên nghe nói như thế, hết sức cảm động, cố ý chạy đến nhà hắn nhìn thử. Từ đó, bọn họ liền trở thành bằng hữu, một đôi bằng hữu không tương xứng, một bên là thế gia công tử, một bên là tiểu tử nhà nghèo. Tình hữu nghị này hết sức kỳ lạ, cũng dẫn đến nhiều lời chê trách. Nhưng mặc kệ người khác nghĩ gì, Giang Thừa Thiên đều làm theo ý mình, thường lui tới tạ gia, thậm chí kính trọng phụ mẫu tạ gia như phụ mẫu của mình. Sau đó, tử hư huynh thường theo ta đi chơi trên sông. Có một lần, chúng ta ở trên sông phát hiện một tấm chiếu cuộn lại, nhất thời hiếu kỳ ta dùng mái chèo mở ra. Vừa mở ra mới thấy trong đó là một thi thể nữ, ta rất sợ, lo lắng người khác sẽ cho rằng nữ nhân này có liên quan đến chúng ta, muốn lập tức ném đi, nhưng tư hữu huynh lại nói, Người lâm vào cảnh này vô cùng đáng thương, còn phải làm quỷ trên sông, không bằng đưa nàng đi chôn, sau này còn có thể đầu thai. Ban đầu ta có chút do dự, sau cùng vẫn nghe lời hắn. Hai người chúng ta đem thi thể lên bờ, lúc vào đến bờ sông, ta không cẩn thận bị vấp ngã, thi thể lăn từ trong chiếu ra, bọn ta liền ngây người, trong bụng thi thể có một cái lỗ, vô số cá chình miêu từ bên trong tràn ra, ít cũng đến trăm con, cá chình miêu. Thái Vô Tiên Sinh tháng phục đúng là cá chình miêu sao? Vâng, xác thực là cá chình miêu. Tạ Khang Hà không chút che giấu, cá chình đẻ trứng dưới biển, sinh trưởng trên sông, giống như rắn nhưng không lấp lánh, bởi vì mảnh như lá liễu, nên còn được gọi là cá lá liễu, mùi vị rất ngon, nhà quyền quý cực kỳ yêu thích, thường ra giá cao mua về. Đáng tiếc cá chình miêu không thể tự nuôi, hàng năm vào thời điểm cố định, các ngư dân sẽ ở khi vực cửa sông quăng lưới để bắt cá nhưng cho dù là mất cả tháng cũng chỉ bắt được một số ít. Càng như vậy, càng hiếm có, một con cá còn quý hơn hoàng kim. Bọn ta rất kinh ngạc, ban đầu ta không nhận ra đó là gì, tử hư huynh bảo ta chờ, đến khi không còn con cá nào rơi ra nữa, chúng ta mới đưa thi thể đi mai tháng, hai người bọn ta còn rất thành kính bái lạy trước một. Tạ Khang Hà nói vậy, tự hồ rơi vào trầm tư, mọi người nghe đến nhập thần, quên cả lên tiếng, bán đi cá trình miêu thu được cả 300 lượng, được số tiền lớn như vậy, ta đặc biệt vui mừng, nhưng bằng hữu của ta lại đột nhiên biến mất, Giang Tiểu Lâu trong lòng run một cái, không khỏi hiếu kỳ hỏi, biến mất là ý gì, tạ Khang Hà nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng ôn hòa, như là nhìn con trai mình, bằng hữu của ta không để lại lời nào, cũng không xuất hiện ở làng chài nữa, vì hắn sợ kết giao phải người không thật lòng, nên không dùng tên thật, cho nên ta mất rất nhiều thời gian cũng không tìm ra người tên tử hư bất đắc dĩ phải mời tú tài vẽ lại hình dáng hắn mới tìm ra được gian gia ta đợi ở cửa ba ngày nhưng tất cả mọi người đều nói gian gia đã dọn đi ta cũng không tin nhưng mặc kệ ta đến bao nhiêu lần cũng không tìm được bất kỳ người nào họ gian mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau tại sao sau khi phát đạt gian thừa thiên lại không muốn gặp mặt gian tiểu lâu nhẹ nhàng cong môi lộ ra một nụ cười khó nhận thấy con biết lý do là gì mọi người đều đang suy đoán chỉ có Giang Tiểu Lâu chỉ nghe qua một cái là hiểu rõ, nhạy bén của nàng, thái vô tiên sinh cũng không bằng. Nhìn thấy tạ khang hà lộ vẻ mặt gấp gáp, Giang Tiểu Lâu sâu sắc biết được, nàng đang ở rất gần mục tiêu của mình. Chương 58, 1, Phú Quý Ngập Trời, tạ khang hà sững sờ, chăm chăm nhìn Giang Tiểu Lâu, một lúc sau mới gật gật đầu, vấn đề này quấy nhiễu ta nhiều năm, tại sao lúc ta bần cùng tử hư lại thân thiết như vậy, chờ ta phát đạt rồi, muốn cùng hắn chia sẻ hắn lại bỏ chạy, đôi mắt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười, phụ thân cảm thấy số tiền đó nên thuộc về bá phụ, cho nên mới biến mất như vậy. Tuy Giang Tiểu Lâu không có mặt ở đó, nhưng nói rất chính xác, ngay cả tạ Khang Hà cũng không thể không phục, con đúng là rất hiểu phụ thân con, không sai, sau hôm bán hết cá trình, ta liền mang theo toàn bộ tiền đi tìm hắn. Nếu không có hắn trạch tâm nhân hậu, kiên trì đòi mai tán cô nương đó, căn bản sẽ không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống số tiền đó hẳn là thuộc về hắn ánh sáng rực rỡ phát ra từ đôi mắt gian tiểu lâu không số tiền đó là thuộc về tạ bá phụ phụ thân chắc chắn như vậy nên mới tránh mặt không để bá phụ tìm được điều này nói rõ người rất hiểu tính tình cố chấp của bá phụ tình nguyện từ nay về sau không qua lại cũng phải ép bá phụ nhận lấy số tiền này quan trọng nhất là nếu như không có bá phụ cứu phụ thân người cũng sẽ không có mạng mà giúp đỡ bá phụ tất cả đều là nhân quả tuần hoàn thiện có thiện báo tạ khang hà không khỏi kinh ngạc nửa ngày cũng không nói ra lời thái vô tiên sinh gật gật đầu tiểu lâu nói không sai tất cả đều có nhân mới có quả huynh mang trong lòng hảo ý gieo xuống thiện quả cho nên ông trời mới cho huynh của cải tạ khang hà lại thở dài nói không tìm được hắn ta dùng tất cả tiền đi làm ăn ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ sau đó làm ăn càng lúc càng lớn từ từ mở rộng đến các châu huyện thế là ta bắt đầu phái người đi tìm phụ thân con cuối cùng ta biết trước kia hắn cũng không thật sự rời khỏi Liêu Châu, chỉ là thay đổi nơi ở, ta tìm đến trước cửa nhà, nhưng cho dù ta đến bao nhiêu lần, tử hư cũng không chịu gặp ta. Có một lần ta nhốt hắn trên thuyền, hắn thà từ đuôi thuyền nhảy xuống sông, làm cho ta dở khóc dở cười, rõ ràng là ta thiếu nợ hắn, sao hắn lại bỏ chạy như vậy chứ, Giang Tiểu Lâu mỉm cười, tạ khang hà quá mức cố chấp, hắn trăm phương ngàn kế tìm được phụ thân, chính là vì báo ân vì hắn cho rằng của cải có được là nhờ có phụ thân phụ thân từng nói tiền tài dùng cũng hết giao tình ăn không hết cho nên người khác để dành tiền người lại để dành tình nghĩa để dành bao nhiêu tiền thì cũng chỉ là núi vàng biển bạc còn tình cảm thì nhiều hơn cả trời dĩ nhiên không phải ai cũng đáng để tin tưởng cũng không phải mỗi lần thi ân đều có thể khiến người khác ghi nhớ phải gặp được một người thật lòng uống nước nhớ nguồn thì đến lúc quan trọng mới dùng được phụ thân tránh mặt tạ khang hà không chịu lui tới với hắn, một mặt cảm thấy khoản tài phú này hẳn là thuộc về tạ gia chăm chỉ lương thiện, mặt khác phụ thân cũng có suy tính của mình, tạ khang hà nhiều năm tâm niệm là phải báo ân, đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ có công dụng rất lớn, phụ thân là người tốt rất kỳ lạ, một mặt người làm việc tốt không cần báo đáp, vừa thầm quan sát mỗi người, phát hiện bản tính của họ, cố gắng lợi dụng, mà trong hai người con, chỉ có gian tiểu lâu kế thừa cá tính và đặc điểm này cho nên nàng mới có thể nhìn một cái là thấu hiểu ý của phụ thân dĩ nhiên cũng có lúc người nhìn nhầm ví dụ như tần gia tuy gia phụ không nhắc đến tạ bá phụ trước mặt tiểu lâu nhưng đến lúc lâm chung lại kéo tay tiểu lâu nói nếu sau này gặp phải khó khăn không thể duy trì được nữa có thể tới tìm bá phụ người đã nói tạ bá phụ là người trung thành chính trực nhất định sẽ tận lực giúp đỡ tiểu lâu Giang tiểu lâu mỉm cười nói một cách thành thẩn phụ thân tin tưởng tạ khang hà vì họ là bằng hữu, nhưng đã nhiều năm không gặp, Tạ Khang Hà vẫn còn giữ bản tính đó sao? Giang Tiểu Lâu không thể tùy tiện tin tưởng, cho nên nàng mới dùng Ly Tuyết Ngưng đến thăm dò. Biện pháp tuy hơi thô lỗ, nhưng hữu hiệu lại trực tiếp, chỉ có phản ứng đầu tiên mới có thể biểu hiện ra cá tính chân thực của một người, nhưng chuyện này cũng có cái hại, nếu Tạ Khang Hà là người thật sự thông minh, thì chưa chắc hắn sẽ tiếp nhận của cải Ly Tuyết Ngưng tặng, vì hắn không thể xác định tương lai có bị người ta vạch trần hay không danh tiếng sẽ bị hủy trong chốc lát. Nhưng mà, Giang Tiểu lâu lại nghe thấy hắn mua đất xây mộ, lúc Giang Gia gặp rủi ro, tất cả mọi người đều vạch rõ ranh giới, nhưng mộ phần của phụ thân và đại ca luôn có người quét dọn, không có cỏ dại, trên đất còn có dấu vết tế bái, người nào lại không ngại hiền nghi mà làm như vậy. Bây giờ nàng có thể khẳng định, người đó chính là Tạ Khang Hà, hắn không chỉ đến thăm bằng hữu đã mất, thậm chí còn định mua đất xây mộ cho bằng hữu để người đó không bị quấy rầy sau khi qua đời, cho dù là đến lúc này, Giang Tiểu Lâu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, bởi vì hắn cũng có thể làm vậy để mua danh, đừng trách nàng đa nghi, không có ai đáng để tin tưởng hoàn toàn cả, cho dù là Tạ Khang Hà mà phụ thân luôn tin tưởng cũng vậy. Cho nên nàng mới dẫn dụ Tạ Khang Hà kể ra quá trình hắn và phụ thân kết bạn, nếu trong lời kể của Tạ Khang Hà có chút gì giả dối hay che giấu, Giang Tiểu Lâu đều mơ hồ có thể nhận ra được nhưng hắn lại vô cùng thành thật đồng thời không chút nào che giấu bao gồm những chuyện khi hắn đang thất chí nghèo túng không một xu dính túi những trải nghiệm của hắn và giang thừa thiên và lý do giúp hắn phát đạt một người chú trọng danh tiếng nhất định sẽ chọn lựa che giấu quá khứ không vẻ vang của mình hận không thể để thắp thiên hạ biết sự phú quý hiện giờ của mình nhưng ngay cả chuyện muội muội mình chết đói hắn cũng nói ra trực tiếp thừa nhận xuất thân mình nếu như hắn muốn chiếm lấy khoản tài sản này hoàn toàn có thể chiếm hết công lao làm của mình hoàn toàn không cần nói ra nhưng hắn không có cho tới lúc này giang tiểu lâu mới tin tưởng hắn tiền lập nghiệp của ta là nhờ tử hư trợ giúp nếu không có hắn bây giờ ta vẫn còn là một ngư dân vì lẽ đó tất cả gia sản của ta một nửa là nhờ ta nỗ lực một nửa phải thuộc về tử hư nếu hắn đã qua đời vậy sẽ do con cái của hắn kế thừa tạ khang hà trịnh trọng nói Lúc trước bán đi tất cả các trình miêu, tiền thu được đều đem đi đầu tư, nếu không có số tiền đó hắn sẽ không cống hôm nay, cho nên hắn nghĩ của cải của mình có một nửa là thuộc về gian thừa thiên, lời này vốn dĩ cũng không sai. Nhưng hôm nay hắn đã là cự phú, gia tài ngàn vạn, số tiền phải chia ra đâu phải chỉ một ít như trước kia, nhìn thấy hắn không chút do dự mà quyết định như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngay người, ngay cả gian tiểu lâu cũng thấy kinh ngạc, bá phụ con đến gặp người chỉ vì phụ thân từng nhắc đến người con chỉ hy vọng gặp được người bằng hữu mà phụ thân đến lúc lâm chung cũng không quên được tuyệt không có ý tứ gì khác số của cải kia là do người nhiều năm vất vả làm ra gia phụ còn không có chút công lao nào huống chi là con con cảm kích lòng tốt của bá phụ nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nếu tạ khang hà chỉ là diễn trò thì có thể dừng lại ở đây vì hắn đã thành công khiến giang tiểu lâu tin tưởng nhưng hắn không hề có ý dừng lại mà nhìn giang tiểu lâu nói tiểu lâu năm đó ta không thể báo đáp cha con khi con cái của hắn gặp khó khăn ta cũng không ra tay giúp đỡ khiến lương tâm ta vô cùng bất an nếu con có thể tiếp nhận những thứ này sau này khi ta chết mới thật sự không thẹn với lòng tạ khang hà không phải đang diễn trò lại càng không phải đang làm dáng hắn là thật lòng giang tiểu lâu vừa muốn cự tuyệt tạ khang hà đã nhẹ nhàng phất tay nói tiểu lâu đây là cố gắng cuối cùng của ta vì tử hư huynh nếu như con không cần, có thể mang cho người khác hoặc quyên góp, đều tùy con, nhưng ta rất kiên trì, mong con đừng từ chối lễ vật của bá phụ, cho dù Giang Tiểu Lâu miệng lưỡi sắc sảo, cũng không nghĩ tới tạ Khang Hà lại quyết định như vậy, cho nên trong nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì, ngẩn người một lúc lâu, tạ Khang Hà chuyển qua thái vô tiên sinh bên cạnh, tiên sinh, cháu gái ta ở đây là khám bệnh sao, bệnh tình của nó đã khá hơn chưa, thái vô tiên sinh lộ ra vẻ đắc ý. Có ta thì còn sợ gì, yên tâm đi không có gì đáng ngại chỉ cần cố gắng điều dưỡng sau này không được lao lực tạ khang hà nghe vậy không chút do dự nói vậy thì tiểu lâu theo bá phụ về nhà đi về nhà hắn muốn đưa nàng về nhà tiểu lâu choáng ván, trong kế hoạch của nàng quả thật là bắt đầu từ tạ gia như vậy nàng sẽ dần dần tiếp cận được trung tâm tài phú của kinh thành nhưng nàng không ngờ mình chưa kịp tiến hành bước tiếp theo tạ khang hà đã chủ động mời nhưng thân phận con đặc thù nếu tùy tiện đến quý phủ quấy rầy, nàng có chút do dự. Tạ Khang Hà cười nói, không cần bận tâm, con là con gái của vị bằng hữu tốt nhất của ta, cũng là khách quý của ta, ai sẽ dị nghị chứ, ánh mắt giang tiểu lâu như dòng nước chảy, chậm rãi lướt qua ly tuyết ngưng. Tạ Khang Hà thấy nàng nhìn ly tuyết ngưng, bèn nói, nếu ly cô nương không ngại, có thể cùng đi tạ phủ, làm bạn với tiểu lâu, nhìn thấy giang tiểu lâu vẫn do dự, hắn không khỏi cười lên, tạ gia sẽ có thêm một chủ nhân chứ không phải khách tiểu lâu bất kể sau này con muốn làm gì đi đâu bá phụ đều không có dị nghị nhưng lúc nãy thái vô tiên sinh đã nói con phải cố gắng điều dưỡng trước khi thân thể hoàn toàn khôi phục theo bá phụ về nhà đi giang tiểu lâu bình tĩnh nhìn vào mắt tạ khang hà đôi mắt hắn vô cùng chân thành giọng điệu thần thái đều là quan tâm mặc dù là tâm địa sắt đá cũng phải cảm động nàng khẽ mỉm cười nói bá phụ thịnh tình như vậy tiểu lâu cung kính không bằng tuân lệnh Trước cuộc tạ Khang Hà thở vào nhẹ nhõm, mặc kệ đứa bé này có muốn tài sản của hắn hay không, hắn đều sẽ tìm cách khiến cho nàng nhận lấy, lúc này mới tạm quên tâm sự nhiều năm của mình, thiếu nợ gian gia, sau này hắn làm sao còn mặt mũi đi gặp bạn cũ. Giang Tiểu Lâu vẫn chưa lập tức rời đi, nàng yêu cầu ở lại dược đường nửa tháng, xử lý xong chuyện riêng của mình, tạ Khang Hà không ép, hắn cũng cần về nhà chuẩn bị, khi mọi chuyện xử lý xong, sáng sớm giang tiểu lâu tự mình đi bái biệt thái vô tiên sinh hắn lại phất tay nói đi thôi đi thôi ta biết sớm muộn gì ngươi cũng đi giang tiểu lâu cười nói xin nhờ tiên sinh thay ta nói lời từ biệt với phó đại phu xin nói những gì huynh ấy giúp cho giang tiểu lâu ta rất cảm tạ mong huynh ấy bảo trọng thái vô tiên sinh nghe vậy không khỏi nhìn lại nàng cô nương lần này đi là không quay lại được thật sự không hối hận sao câu này không đầu không đuôi người khác nghe không hiểu nhưng Giang Tiểu Lâu lại hiểu nếu nàng chọn Phó Triêu Tuyên tương đương với chọn lựa cuộc sống êm ấm nàng sẽ có một trượng phu chịu bảo vệ nàng một gia đình an toàn đầm ấm có thể có con nhưng nàng lựa chọn từ chối Phó Triêu Tuyên rời đi nơi này có nghĩa là nàng từ chối cuộc sống như vậy lựa chọn tương lai sóng gió tứ bề vạn phần mạo hiểm đứa bé này thật khiến người ta không biết nói gì Giang Tiểu Lâu lần nữa nở nụ cười âm thanh quyết đoán phải ta không hối hận tiên sinh xin bảo trọng nói xong nàng liền xoay người lại bước đi thái vô tiên sinh nhìn bóng lưng của nàng cuối cùng thở dài một hơi đi ra đi sáng sớm đã đến tại sao lại muốn tránh mặt phó triêu tuyên từ sau thân cây đi ra sắc mặt thẫn thờ thái vô tiên sinh lường hắn một cái thật là không có tiền đồ chẳng trách người ta không thích ngươi nếu là thích thì dũng cảm tranh thủ bộ dáng này thì có ích gì phó triêu tuyên cười khổ lắc đầu sư phụ không phải người không đồng ý con với nàng sao thái vô tiên sinh không nhịn được thở dài tiếc trẻ nói tất cả đều là mệnh không theo ý mình được lẽ nào ta không đồng ý là ngươi bỏ qua sao phó triêu tuyên cười đúng vậy lẽ nào sư phụ không đồng ý con sẽ bỏ qua sao nó đến tạ gia ta không biết nó định làm gì nhưng ta thấy lần gặp mặt này quá trùng hợp tạ huynh cao hứng quá có lẽ không nhận ra nha đầu này quá tinh ranh phó triêu tuyên nhíu mày ý sư phụ là trong lúc bọn họ nói chuyện, xe ngựa càng đi càng xa, từ từ biến mất trong tầm mắt. Xe ngựa một đường đi thẳng, Giang Tiểu Lâu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về những bá tánh bên ngoài, Ly Tuyết ngưng nhìn nàng, suy tư, "Tiểu Lâu, sao muội muốn vào Tạ gia?" Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, tỉ nhịn cả một quãng đường, đợi đến giờ mới hỏi, xem như là rất giỏi chịu đựng, Tạ Khang Hà sau khi phát tài thì không đánh cá nữa, đầu tiên hắn mua một tiệm gạo, tiếp theo phát triển đến tiệm tạp hóa, quán rượu ban đầu vì thiếu kinh nghiệm mà bị lừa gạt không ít tiền, sau đó có được kinh nghiệm, lại thêm con người hắn thật thà, rộng rãi kết thiện duyên, chuyện làm ăn càng lớn, mở cả xưởng tơ lụa, đồ cổ, châu báu, các ngành các nghề đều có mặt hắn, hắn cũng không quên gốc, cố ý mua lại ngàn mẫu ruộng tốt, tự mình trồng gạo, ngũ gốc, mở rộng làm ăn đến các châu huyện, trở thành một phú hào chân chính. Giang Tiểu Lâu vốn là báo thù mà đến, nàng chọn tại gia, nhất định là có lý do rốt cuộc đó là gì? Giang Tiểu Lâu không những vào tạ gia, còn bán đi nông trang, đồng thời để Ly Tuyết Ngưng và Nha Hoàng Tiểu Điệp đi theo. Ly Tuyết Ngưng rất thông minh, nàng mơ hồ nhận ra một chút, rồi lại không nói ra được cụ thể, dù sao tâm tư Tiểu Lâu quá sâu, khiến người ta không thể đoán được. Sau khi bán đi nông trang, Giang Tiểu Lâu còn là một chuyện kỳ lạ, nàng lấy một số tiền lớn mua heo chết, ngay cả heo bệnh chết cũng mua, gần 100 con. Ly Tuyết Ngưng cho rằng nàng phát điên, nhưng Giang Tiểu Lâu rất kiên trì, không chỉ như vậy, nàng còn thuê một chiếc thuyền tự mình giám sát, đưa thuyền chứa đầy heo chết ra mặt Đông Kênh Đào, đi dọc theo sông. Ban đầu Ly Tuyết ngưng nghĩ nàng đem heo đi bán, nhưng Giang Tiểu Lâu thuê người dùng lưới đánh cá, bệnh thành túi rồi trói heo vào trong, quấn chặt miệng lại, bỏ hết xuống sông, nhưng nàng không bỏ hết tất cả heo xuống cùng lúc, cũng thay đổi nhiều địa điểm khác nhau, mỗi lần thả heo lại thuê những người khác nhau, như là đang che giấu cái gì. Ly Tuyết Ngưng không hiểu Giang Tiểu Lâu muốn làm gì, nàng chỉ thấy Giang Tiểu Lâu dùng cây lớn đánh dấu những nơi thả heo xuống, còn vẽ một tấm bản đồ chỉ có nàng mới hiểu. Khi làm xong, Giang Tiểu Lâu như trút được gánh nặng, Giang Tiểu Lâu không trả lời, chỉ là lột một trái nho đưa đến trước mặt nàng, cái này rất ngọt, tỷ ăn thử đi. Ly Tuyết Ngưng tiếp nhận trái nho, ánh mắt càng nghi ngờ, Giang Tiểu Lâu cũng ăn một trái, thật sự rất ngọt, nụ cười càng sâu, ta đến tạ gia, dĩ nhiên có dụng ý của ta tỷ không cần lo lắng, rốt cuộc cũng là không chịu nói, ly tuyết ngưng thở dài, tạ gia không tranh đất trong kinh thành với các quan to quý nhân, chỉ xây một tòa nhà ở ngoại ô phía nam, diện tích rất lớn, sau khi vào cửa mới thấy phòng ốc, sương đình đạt đến hơn 100 gian, hành lang chồng chất, lầu các liên miên, đây là phong cách mà người liêu châu thích ở, tạ khang hà là người hoài cổ, giang tiểu lâu tươi cười đi theo hướng dẫn của tạ khang hà, vừa đến phòng khách, nàng ngẩng đầu nhìn, ở giữa treo một tấm biển to chữ vàng, thận tư đường, câu đối hai bên vô cùng ngay ngắn. Giang tiểu lâu ngưng thần nhìn chốc lát, nói, câu đối này của bá phụ viết rất hay, bọn người ly tuyết ngưng cũng dừng lại, biết mắt nhìn câu đối, đó là, học hành cũng được, cày ruộng cũng được, chăm chỉ là được, lập nghiệp khó khăn, giữ thành khó khăn, biết khó sẽ không khó. Tạ Khang Hà nhìn Giang Tiểu Lâu, thần sắc nhiều hơn mấy phần ôn nhu, câu đối này là dùng để tự xét lại, lúc nào ta cũng tự nhắc nhở mình mới không quên nguồn cội lão gia ngài trở về rồi đang khi nói chuyện một giọng nữ ôn hòa vang lên một mỹ nhân hoa phụ đứng ở cửa đại sảnh phía sau một đàn ma ma lớn tuổi đứng chen chúc tiểu lâu tới gặp vương di nương đi tạ khang hà cười nhẹ hắn nói là di nương mà không phải bá mẫu điều này rất khác biệt giang tiểu lâu nhạy bén phát hiện ra điểm này chỉ hơi mỉm cười tiếng lên nói vương di nương vương bảo trân là thiếp của tạ khang hà vì hiểu biết chữ nghĩa cư xử lão luyện tạ khang hà hay mang nàng ra ngoài làm ăn nàng cũng không phụ lòng hắn chuyên tâm việc nhà sắp xếp nhân sự chuyện gì cũng đều giúp hắn hiến kế năm rộng tháng dài không chỉ về phương diện làm ăn tạ khang hà không rời được nàng ngay cả sinh hoạt hàng ngày trong nhà cũng toàn nhờ nàng giang tiểu lâu biết thương nhân làm ăn đều có hai dạng nữ nhân một là phu nhân ở trạch viện một là ở bên ngoài giao thiệp người khác không biết đến chính phu nhân, có thể sẽ xem người hay đi theo bên ngoài là phu nhân. Tuy rằng nói là thiếp, nhưng địa vị của Vương Bảo Trân ở tại gia cũng không kém nguyên phối phu nhân, những tiểu thiếp khác càng không thể so sánh, chẳng qua nàng rất hiểu quy củ, không chịu để mọi người gọi mình là nhị phu nhân, chỉ chịu xưng hô là Vương Di Nương. Vương Bảo Trân nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, hơi sững sờ, thì ra vị này chính là Giang Tiểu Thư, màu mời vào. Vương Di Nương cười rạng rỡ, mọi người vào phòng khách, Vương Bảo Trân mới cười nói, phu nhân quanh năm ăn chay lễ Phật, hôm nay là sinh nhật Bồ Tát, nàng ở Phật đường cúng bái, buổi trưa sẽ đích thân mời tiệc giang tiểu thư. Hồng ma ma, còn ngay ra đó làm gì, mau mời mấy vị tiểu thư đến đây gặp khách quý, thái độ của nàng vô cùng nhiệt tình, ánh mắt rơi vào trên người giang tiểu lâu cũng rất ôn hòa, thậm chí có thể nói là ân cần. Tạ Khang Hà khá hài lòng biểu hiện của nàng, nhưng cố ý sửa lại, không phải mời khách từ nay về sau tiểu lâu sẽ ở lại tạ gia, là chủ nhân, Vương Bảo Trân vẫn chưa lộ ra vẻ giật mình, vâng, là thiếp nhanh miệng nói sai, nàng chủ động kéo tay Giang tiểu lâu, đầy mặt ôn hòa, đến đây rồi thì là người nhà, mọi thứ ăn mặc chi dùng đều nói với Di Nương, đừng khách sáo, rõ ràng tự xưng là Di Nương, nhưng lại nói lời chỉ có chủ mẫu mới nói, Giang tiểu lâu không hề trả lời, chỉ đứng cười, trong nụ cười có chút ngại ngùng. Ly tuyết ngưng cúi đầu cục mắt, thỉnh thoảng nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, lại cúi đầu, không khỏi nở nụ cười. Nha đầu này, rất giỏi ra vẻ, diễn tùng một thiếu nữ mới đến nơi xa lạ đang căng thẳng y như thật, Tạ Khang Hà cười, nhìn nàng kia, làm Tiểu Lâu sợ, Vương Bảo Trân cười ha ha, tính của thiết nóng nảy, lão gia cũng biết mà, sau này Tiểu Lâu cũng biết thôi, Giang Tiểu Lâu cúi đầu cười, không lâu lắm, các tiểu thư của Tạ gia đến, từng người sáng sổ xinh đẹp, tụ tập một chỗ không khác gì trăm hoa đua nở các nàng rất kính lễ tạ khang hà từng người cúi đầu chào chờ đi đến trước mặt giang tiểu lâu mới mỉm cười ngẩng đầu lên các thiếu nữ này trên người đều có mấy phần hàm súc khiêm cung lại như hoa bách hợp có khí độ nhàn nhã cần có của một thiên kim tiểu thư tuy rằng chỉ là thương gia rõ ràng tạ khang hà cũng khá nghiêm khắc với các nữ nhi đại tiểu thư tạ nguyệt có gương mặt giống hệt vương di nương gương mặt trái xoan đôi mày tinh tế mắt phượng dài xinh đẹp vô cùng sáng của nhi mị nàng lặng lẽ kéo tay Giang Tiểu Lâu, thấp giọng nói, mùi mùi thật đẹp, ngữ khí của nàng tràn ngập ước ao và vui mừng, mười phần chân thành. Giang Tiểu Lâu ngại ngùng cười, hơi mang theo vẻ cảm động, tuy rằng tạ nguyệt xinh đẹp, nhưng lại đeo cây trâm thủy tinh có tua rua thật dài. Theo quy củ đại chu, chỉ có một khả năng, nàng đang thủ tiết, Giang Tiểu Lâu cẩn thận suy nghĩ một chút, không có nghe tạ bá phụ nhắc tới chuyện này. Hay là tạ nguyệt vẫn chưa thật sự xuất giá? vậy thì chỉ còn một khả năng vọng môn phương chữ phương theo mê tín mà nói thì bởi vì cô nương này có mệnh quá cứng chưa xuất giá đã khắc chết hôn phu sau đó thì rất khó tìm được nhà chồng người ngoài mới gọi nàng là vọng môn phương nói như vậy vị tiểu thư thiên kiều bá mị này thật rất đáng thương nghĩ tới đây nụ cười trên mặt tiểu lâu càng ôn hòa hơn nhị tiểu thư tại nhu bộ dáng nho nhã mắt dài nhỏ miệng nho nhỏ dung mạo không quá xuất sắc nhưng cũng có phong cách tính cách điềm đạm, chỉ đứng xa xa nhìn Giang Tiểu Lâu, mặc dù có chút không hào phóng nhưng lại điềm đạm đáng yêu. Giang Tiểu Lâu còn nghi ngờ, nếu gió to một chút không chừng sẽ thổi bay vị tiểu thư này đi. Tam tiểu thư tạ hương đứng bên cạnh đại tỷ, lông mi đen bóng công vút, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong trẻo như nước hồ mùa xuân, khóe miệng không cười cũng nhấc lên, dung mạo vui tươi, tràn đầy tò mò nhìn Giang Tiểu Lâu, ngươi từ đâu tới đây, sóng mắt nàng lóng lánh, mang theo thăm dò vốn là thuần khiết lại phai nhạt ba phần. Giang Tiểu Lâu nở nụ cười nói, ta, Tạ Khang Hà lập tức nói, Tiểu Lâu từ Liêu Châu đến, Tạ Khang Hà không muốn nói chuyện của Giang Tiểu Lâu ra, tránh phiền phức, Tạ Hương ồ một tiếng, liếc mắt nhìn về đại tỷ Tạ Nguyệt. Tạ Nguyệt sợ tam muội không biết nói chuyện làm khách tức giận, mới đảo mắt, muội cứ hỏi này hỏi kia, thật không có phép tắt, tứ tiểu thư Tạ Du đứng một bên, nàng vai thon cổ dài, màu da trắng nõn, đôi mắt đen thăm thẳm cô gái này, rõ ràng quần áo một mát nhưng lại rất rực rỡ, mỹ lệ vô cùng làm người khác phải chú ý. Giang Tiểu Lâu để ý thấy, khi nàng bước vào, cả người nhẹ như chim yến, như liễu rũ trong gió, phong tình vạn chủng, lại không có chút nào kinh bạc. Trước khi vào tạ gia, Giang Tiểu Lâu từng nghe nói, tạ du không giống các tiểu thư khác, nàng là dưỡng nữ, mẫu thân nàng từng là ca kỹ, phụ thân là bạn tốt của tạ Khang Hà. Bởi vì mẫu thân không được phép bước vào liêu phủ, Tạ Khang Hà mới thu nhận Tạ Du. Tạ Khang Hà nhận nuôi một cô gái không cùng huyết thống với mình, còn xem nàng như con ruột, phần khí độ này đủ làm người ta biến sắc. Tạ Du mỉm cười đứng cạnh nhị tiểu thư Tạ Nhu, càng làm lu mờ dung mạo tầm thường của Tạ Nhu. Nàng dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn Giang Tiểu Lâu, dung mạo là điểm các cô gái xinh đẹp hay so sánh với nhau, đặc biệt xưa nay nàng luôn nghĩ mình rất đẹp, nhưng Giang Tiểu Lâu lại không hề thua kém nàng, mùi vị chua xót trong lòng không thể nói rõ chỉ đứng một bên quan sát, đám người tạ nguyệt đều chú ý đến Giang Tiểu Lâu, đối với Ly Tuyết Ngưng không thèm nhìn tới, chỉ có ngũ tiểu thư tạ Xuân, nàng thấy mọi người chen chúc nhìn Giang Tiểu Lâu, liền chủ động đi tới bên cạnh Ly Tuyết Ngưng, cười nói cùng nàng, tạ Xuân nhỏ tuổi nhất, tóc mai phất phơ, hoa thực dược cắm trên đầu không phải hoa giả, mà là mới hái trong vườn, còn có một con bướm lượng chung quanh, nhìn bộ dạng rất buồn cười, quả nhiên, tạ Hương thổi phù một tiếng, cười nói, tiểu ngủ trên đầu muội có gì vậy tạ xuân nghiêng đầu qua chỗ khác lắc lắc đầu nói cái gì muội không thấy một con bướm lớn bay trên đầu sao tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi đừng lấy mấy thứ hoa linh tinh cài lên đầu ngay cả bướm cũng đến rồi làm khách sợ là không hay đâu trên mặt tạ hương mang theo ý bẩn cợt, tạ xuân không tinh xảo như các vị tiểu thư khác nhưng mày rậm mắt to mặt như trăng tròn nghe xong lời tạ hương nói liền nhìn lên đầu quả nhiên thấy một con bướm bay tới bay lui nàng hì hì cười không nhịn được mà bắt lấy con bướm trong tay vừa tính thả đi lại nghe vương bảo trân cười nói ngũ tiểu thư tiểu lâu còn ở đây đừng làm nàng sợ tạ khang hà nhíu mày nổi lên vẻ thiếu kiên nhẫn hiếm thấy không được làm loạn tạ xuân có dung mạo giống tạ khang hà nhất nhưng xem bộ dạng của hắn lại không hẳn là thích nữ nhi này giang tiểu lâu vừa nhìn qua cũng hiểu được đại khái tạ xuân không phản đối mà thả con bướm ra chỉ nhìn giang tiểu lâu một chút lầm bầm tỷ ấy đâu phải được làm từ bùn, gió thổi một cái là tan mất, sao lại dễ bị kinh sợ như vậy, tuy rằng oán giận, nhưng vẫn rất ngây thơ, sắc mặt tạ khang hà trầm xuống, tạ xuân. Gọi ra cả họ tên, rõ ràng tức giận vô cùng, được rồi, lần nào về cha cũng giáo huấn con, con chỉ là thấy hoa đẹp nên hái xuống cài lên đầu, cũng không phải cố ý chọc giận cha. Tạ Xuân vội xin tha, lúc này, Tạ Du mở miệng nói câu đầu tiên, Giang Tiểu Thư bản tính thiện lương, sao lại vô cớ tức giận chứ phụ thân lo xa rồi âm thanh uyển chuyển êm tai như chim hoàng oanh khiến lòng người rung lên nhìn như giải vây cho tạ xuân thật ra còn có ý khác quả nhiên sắc mặt tạ khang hà càng không vui thấy không sau này học hỏi tứ tỷ nhiều một chút còn không quy củ như vậy ta sẽ đưa con cho ma ma giáo dưỡng quy củ dường như chuyện tạ xuân bị quát mắng là bình thường cũng không chút nào để ý cười hì hì cho qua tạ nguyệt nhiệt tình nhất lập tức chuyển đề tài, tiểu lâu lần đầu đến kinh thành sao. Sau này rảnh rỗi, ta mang muội ra ngoài đi dạo, kinh thành rất náo nhiệt, muội sẽ rất thích, giang tiểu lâu chỉ cười cười, vô cùng ôn nhu, nhìn như một cô nương ngại ngùng, vương bảo trân thầm quan sát nàng, nhìn thấy như vậy vô cùng hài lòng, tạ khang hà coi trọng giang tiểu lâu, nàng đương nhiên hy vọng cô nương này dễ chung sống, nếu tính tình hung hăng, thì sẽ không dễ xử lý. Chương 58, 2, Phú Quý Ngập Trời, 2 vương bảo trân còn hỏi giang tiểu lâu đi đường có thuận lợi không giang tiểu lâu chỉ nhẹ giọng trả lời hai câu lời nói cử chỉ tuy rằng kín đáo lại vô cùng khéo léo không chỉ tạ khang hà gật gù ngay cả người soi mói như tạ du cũng phải thừa nhận giang tiểu lâu được dạy bảo rất tốt là một khuê tú đoan trang sắp đến giờ rồi chúng ta qua chỗ phu nhân dùng bữa đi vương bảo trân nhẹ giọng nhắc tạ khang hà tạ khang hà gật đầu đứng lên trước tiên nói với mọi người đi thôi bọn họ đi ra phòng khách một đường xuyên qua tiền viện, liền nhìn thấy một mảng rừng trúc rộng lớn, màu xanh biếc dạt dào. Tạ Nguyệt thấy ánh mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào rừng trúc, thần sắc có vài phần kiêu ngạo, lúc trước là do phụ thân đòi trồng, Di Nương thì cảm thấy trồng hoa cỏ sẽ tốt hơn. Khi ở Liêu Châu, phụ thân vì trồng một rừng trúc mà phí không ít tâm tư, đi khắp nơi mua cây giống tốt nhất, Giang Tiểu Lâu đóng vai một người nghe hoàn hảo, trên mặt mang theo nụ cười, cổ vũ nàng nói tiếp, nói ra cũng lạ, có lẽ phụ thân là người có duyên, có một ngày có một đạo nhân phương xa đến, khuôn mặt hắn gầy gò, khí vũ bất phàm, cười ha hả hỏi có phải phụ thân ta đi khắp nơi tìm trúc, phụ thân nói đúng, hắn nói nể tình phụ thân có lòng, sẽ hiến lên cây trúc gia truyền, hắn thả tay lên bàn một cái, để lại một cái rễ trúc sau đó thì bỏ đi, chờ khi phụ thân đuổi theo ra cửa thì đã không thấy tâm hơi, phụ thân cầm lấy rễ trúc, nhìn không ra có gì tốt, ngẫm lại đến đâu hay đến đó liền dặn dò hạ nhân đem trồng. Thời gian dài, những cây trúc quý giá đắt tiền đều chết, cũng không còn nhớ tới nó nữa. Sau khi chuyển đến Kinh Thành, phụ thân cố ý chọn những giống trúc cốt mang theo, chỉ có cây trúc này, phụ thân suy nghĩ một lúc cũng mang theo. Có một năm, Kinh Thành xảy ra ôn dịch, các danh y đều không chữa được. Mọi người nghe đến đã biến sắc, khắp nơi lòng người bàn hoàng, đại ca ta cũng bị bệnh, phụ thân suốt ngày lo lắng, ăn ngủ không yên một đêm người đột nhiên nằm mơ, thấy lão đạo lần trước lại đến, nói với phụ thân, ngươi là người hữu duyên, vốn không nên gặp kiếp nạn này, trước kia ta đem phương thuốc giao cho ngươi rồi, hãy dùng lá của nó pha thành trà, chữa được bách bệnh, lấy cành đặt bên trong phòng, trừ được bách tà. Sau khi tỉnh, phụ thân dặn người làm theo lời đạo nhân, quả nhiên có hiệu quá, đã cứu được mạng của đại ca, âm thanh của tạ nguyệt có ba phần kiêu ngạo, nụ cười càng mỹ lệ, giang tiểu lâu nghe xong, đúng là khá kinh ngạc. Xem thần tình và giọng điệu chắc chắn của tạ nguyệt, phản phất như lão đạo kia có tồn tại thật, chẳng qua, đại chu lưu hành tư tưởng ngàn mẫu trúc, nhà nào có vườn ngàn mẫu trúc, thì phú quý không khác nào phong hầu. Tạ Khang Hà mở trang viên rộng rãi là vì trồng trúc, cũng là vì phát tài, nghĩ như vậy, nàng nói, trúc đại diện cho trinh tiết, phẩm vị và phong nhã, thà rằng ăn không thịt, không thể ở thiếu trúc, không thịt khiến người gầy, không trúc khiến người thô tục, có thể thấy phẩm vị của tạ bá phụ thật không tầm thường thấy nàng hiểu chuyện như vậy tạ nguyệt cười càng sâu toàn bộ viện này trang trí rất tinh xảo ly tuyết ngưng và tiểu điệp nhìn rất hứng thú tảng đá kia thật đẹp ly tuyết ngưng chỉ vào một chỗ cười nói trúc và đá là đôi bạn song sinh toàn bộ khu vườn của tạ gia lấy trúc làm chủ đề chính nên cũng có rất nhiều đá đó là do phụ thân dùng số tiền lớn mua về có không ít là bảo vật gia truyền của người khác tam tiểu thư tạ hương cười cong đôi mắt những tảng đá này rất quý giá thường có người muốn trộn phụ thân còn cho người đổ bạc nóng chảy vào trong những tòa giả sơn này để không ai có thể mang đi nổi mỗi ngọn núi giả đều đổ bạc nóng chảy vào tại gia đúng là phú quý ngập trời nhưng xa xỉ như vậy là chuyện tốt sao giang tiểu lâu nghe thấy không khỏi nghĩ như vậy đến nhà ăn vương bảo trân cười nói hôm nay là tẩy trần cho tiểu lâu đều là món ăn thông thường trong nhà đừng khách sáo Giang Tiểu Lâu thở vào nhẹ nhõm, cười nói, đã rất lâu con chưa được ăn bữa cơm gia đình. Lúc này, các tỳ nữ đưa một vị nữ tử trung niên đi tới, dung mạo nàng kém hơn Vương Bảo Trân rất nhiều, nhưng trời sinh khí chất ôn nhu, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu chỉ yên lặng gật đầu, là một cô nương tốt, phu nhân, cũng không còn sớm, chúng ta ăn thôi. Tạ Khang Hà rất kính trọng tạ phu nhân, tạ phu nhân mỉm cười gật đầu, mọi người liền đồng thời tiến vào nhà ăn món ăn trước tiên do người của nhà bếp đưa lên, các tỳ nữ mới nhận lấy, sau đó mới đi đến trước bàn ăn thông báo, gà đông an. Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn, chén dĩa trên khay đều là đồ sứ tinh tế, cổ điển, tạ khang hà lắc đầu, tỳ nữ nâng khay lui ra, tỳ nữ thứ hai cầm khay tiến lên, báo, bác tiên quá hải náo la hán, tạ khang hà gật đầu, khay nhẹ nhàng thả xuống, tỳ nữ thứ ba cầm khay tiến lên, một trứng ấp song phượng, tạ khang hà gật đầu, khay đặt lên bàn tỳ nữ thứ tư tiến lên tôm long tỉnh tạ khang hà chưa nói vương bảo trân gật đầu khay thả xuống tỳ nữ thứ năm đưa khay lên cánh phượng vĩ tạ khang hà vừa mới lắc đầu lại nói giữ lại đây là món ăn liêu châu tiểu lâu sẽ thích trước sau đưa đến ba mươi món ăn lưu lại chỉ chừng mười món vương bảo trân vô cùng nhiệt tình tự mình chia thức ăn cho giang tiểu lâu tỳ nữ bên cạnh cũng đang thêm rau cho nên chén của nàng đầy lên rất nhanh lúc dùng cơm tỳ nữ đứng cạnh không rời không ngừng chia thức ăn thêm. Những món gọi là thức ăn thông thường, trên thực tế cực kỳ phong phú, mặc dù Giang Tiểu Lâu xuất thân phú hào, có những món cũng chưa từng gặp. Nàng rất rõ ràng, Tạ Khang Hà đã dốc toàn lực để chăm sóc nàng, những thứ được giữ lại trên bàn ngoại từ tổ yến, canh sâm, còn có món trứng chưng đẹp mắt. Giang Tiểu Lâu chỉ nếm thử một chút, liền phát giác mùi vị đặc biệt, Tạ Hương nở nụ cười ngọt ngào, trứng gà nhà ta rất khác, Tiểu Lâu ăn thấy thế nào? trong giọng nói của đối phương có ý bẩn cợt trong nháy mắt tiểu lâu đã nhận ra âm thanh nàng mềm mại lúc trước ở trong cổ thư ta có thấy một phương thuốc nói mỗi ngày dùng nhân sâm bạch thuật táo đỏ nghiền thành bụi phấn cho gà ăn thì gà sẽ sinh ra trứng sâm thuật mùi vị đặc biệt chỉ là một một trứng giá một lượng bạc quả thật quá cao ta cũng rất muốn nếm thử cuối cùng hôm nay đã được như ý tạ hương kinh ngạc nàng cho rằng tiểu lâu là nhà quê liêu châu không nghĩ tới nàng biết trứng gà này được nuôi thế nào có thể thấy người ta cũng không nghèo như nàng nghĩ, trong nháy mắt vẻ mặt vô cùng khó xử. Chương 59.1 Hứa hẹn hôn nhân. 1. Trên bàn có một dĩa măng tre thịt băm, khi ăn có một mùi thơm đặc biệt động lại trong miệng. Lúc nãy Tạ Hương không thành công, giờ khắc này thấy Giang Tiểu Lâu ăn một miếng, lập tức chớp cơ hội nói: "Tiểu Lâu, ngươi đừng nghĩ món măng này tầm thường, lúc đem nấu thì măng phải tươi, chậm một chút là mùi vị không còn nữa." Giang Tiểu Lâu nếm thử chốc lát mới nói: mùi vị này không phải là ngon bình thường nói vậy là sau khi bá phụ đào được măng trên núi phải cho người không ngừng nghỉ đưa về phủ tạ khang hà cười lên như gặp được tri âm tiểu lâu nói không sai vì đảm bảo nguyên liệu nấu ăn được tươi mới ta để đầu bếp mang theo một cái lò nhỏ khi hắn hái được măng lập tức rửa sạch cắt gọn cho vào nấu cùng với thịt trước đó thì kiệu phu đã nhóm lửa một đường vừa đi về vừa nấu ngọn núi gần đây nhất cách khoảng nửa ngày đường chờ khi về đến phủ măng và thịt cũng vừa chín khi ăn thì mùi vị vừa đủ gian tiểu lâu không khỏi cảm thán cơm canh bình thường mùi vị không thua sơn hào hải vị quá mức tinh tế ly tuyết ngưng thưởng thức một miếng cơm rang thông thường không khỏi hơi hoảng nhìn bên ngoài từng hạt cơm như ngọc trong vàng có trắng không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon tạ xuân bên cạnh giải thích với nàng cái này gọi là kim khỏa ngân làm rất tốn công khi nàng nói khó khăn trên mặt không có vẻ đắc ý như tạ hương mà là có chút không hài lòng, nhìn thức ăn đầy bàn như vậy, đầu bếp còn sợ là hơi ít, cố ý đem hoa cúc tách ra thành từng cánh, bỏ lên món ăn lúc còn nóng, như vậy, có thể nói là sắc, hương, vị, hình, cái nào cũng tuyệt, sau hai lần tạ hương không làm khó được Giang Tiểu Lâu, người nhà họ Tạ bắt đầu nhìn Giang Tiểu Lâu bằng con mắt khác. Dùng xong, Tạ phu nhân nói, "Vương di nương, mang Tiểu Lâu đi xem chỗ ở của nàng đi." "Vâng, phu nhân." Vương Bảo Trân vô cùng cung kính tạ phu nhân cười với giang tiểu lâu xoay người đi giang tiểu lâu nhìn bóng lưng của nàng suy tư vương bảo trân nói tiểu lâu ta dẫn con đi xem giang tiểu lâu phục hồi tinh thần cười nói vậy thì làm phiền vương di nương tạ gia rất kỳ lạ phu nhân không quản sự toàn bộ đều cho di nương quản tạ khang hà cũng rất thản nhiên thê thiếp đảo ngược vị trí các tiểu thư tạ gia cũng không thân cận với tạ phu nhân lắm người nhà này quả thật thú vị vương bảo trân tự mình dẫn giang tiểu lâu và ly tuyết ngưng đến nơi ở đây là một sân viện rộng rãi xinh đẹp chạm trổ công phu vương bảo trân cười nói lão gia nói hơi gấp nên con tạm ở đây rồi ta sẽ sắp xếp cho con đến nơi tốt hơn đồ đạc trong viện đều là những thứ quý giá giang tiểu lâu lộ ra vẻ mặt kinh sợ vì được sủng ái nói không cần làm phiền vương di nương tiểu lâu chỉ là sống nhờ không cần phí công quá vương bảo trân lắc đầu kéo tay nàng thân thiết nha đầu khờ quá sau này không được nói là sống nhờ nữa lão gia nói rồi từ nay con chính là chủ nhân ở đây cùng làm bạn với các tiểu thư sống cuộc sống vô lo con cứ an tâm thiếu cái gì thì nói với ta nói xong nàng xoay người hướng về tỳ nữ đứng ở cửa các ngươi phải chăm sóc cho tiểu thư thật tốt nếu có thất lễ ta sẽ không tha tất cả mọi người vô cùng kính lễ nàng vội vàng không người vân dạ một ma ma đi tới cạnh vương bảo trân cung kính nói di nương lão gia mời người đến gặp, Vương Bảo Trân cười thanh khách nói với Giang Tiểu Lâu, phòng của Ly cô nương ở phía tây viện này, các con cứ nghỉ ngơi trước, ta đi gặp lão gia, sẽ quay lại thăm mọi người sau, khách khí, chu đáo, nhiệt tình, quả thật là một chủ nhân tốt, Giang Tiểu Lâu nhìn theo Vương Bảo Trân rời đi, tự hồ hứng thú với nàng, Tiểu Điệp dặn dò người đem hành lý vào, lại dẫn các tỳ nữ ra ngoài thu dọn, chờ nàng đi tới trước tủ, chuẩn bị xếp y phục vào, lại hét lên kinh hãi, tiểu thư, người xem, mở tủ ra, bên trong xếp đầy sim y, theo gấm, lăng la, tơ lụa, từng bộ tinh xảo, phức tạp, trực trở như cầu vồng, khiến người ta hoa mắt, tiểu điệp không giấu được tháng phục, che miệng nói, nhiều y phục quá, không chỉ nhiều, còn là đồ tốt nhất, vô cùng đắt giá. Mấu chốt chính là, kích thước rất vừa vặn, đều là mới may, có thể thấy là chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, Giang Tiểu Lâu cười nói, quả nhiên là đến đúng chỗ, tạ bá phụ không chút hẹp hòi. Sau này rời đi, mang theo y phục cũng đủ để mở cửa hiệu quần áo, nàng nói như đang đùa, phản phất lại như than thở, các tỳ nữ trong phòng đều không rõ, chỉ cúi thấp đầu không dám trả lời. Phòng khách của Tạ phu nhân rất yên tĩnh, một con mèo trắng như tuyết đang nằm lười biếng bên chân nàng, bản thân nàng ngồi trên một cái giường gỗ nhỏ, khép mắt tụng kinh, Tạ Khang Hà ngồi bên cạnh, vẫn im lặng không nói. Tạ phu nhân niệm xong một đoạn, lúc này mới ngẩng lên nhìn hắn, "Lão gia, có gì muốn nói sao?" tạ khang hà cười âm thanh có chút ấm áp hôm qua nghỉ ngơi tốt không tạ phu nhân khẽ cười vẻ mặt bình thản như nước mỗi ngày đều ngủ đúng giờ rất tốt tạ khang hà ngừng nụ cười lại hôm nay nàng đã gặp tiểu lâu cảm thấy thế nào tạ phu nhân trầm ngâm chốc lát từ từ nói dung mạo tốt tính tình cũng tốt còn hơn các tiểu thư nhà ta mấy phần tạ khang hà gật đầu mặt mày vui mừng vậy thì tốt tạ phu nhân chú ý tới vẻ mặt của hắn trong lòng hơi động vì sao lão gia muốn nói lại thôi tạ khang hà suy tư là thế này tiểu lâu là con gái của bạn tốt của ta tính tình nó ôn nhu phẩm hạnh đoan trang năm xưa người bạn này có ân rất lớn với ta ta đã từng nhắc với nàng chuyện đó rồi được ân của người ngàn năm ghi nhớ nếu tiểu lâu gả cho liên thành thì không còn gì tốt bằng sắc mặt tạ phu nhân thay đổi lão gia liên thành cũng là con trai tôi là trưởng tử của ông chúng ta đều muốn tốt cho nó đây là dĩ nhiên chỉ là có một việc tôi phải nói trước liên thành không phải là người chịu cho người khác sắp đặt ông muốn cưới vợ cho nó thì phải được nó đồng ý tuyệt không thể miễn cưỡng tạ khang hà khẽ nhíu mày ta sẽ không chọn sai tiểu lâu sẽ là một hiền thê tạ phu nhân trầm tư không phải vấn đề ở gian tiểu thư mà là cá tính liên thành khác với mọi người có một câu tôi đã từng nói với ông liên thành là một đứa bé rất có chủ kiến mặc dù ông là cha nó nó kính trọng ông tin tưởng ông nhưng cũng không có nghĩa là ông sẽ quyết định thay nó được, nói gì kỳ vậy, lệnh của cha mẹ, lời của mai mốt, lão gia bị mê hoặc rồi. Tạ phu nhân cắt ngang lời hắn, vẻ mặt kiên định, đứa nhỏ liên thành này là do tôi dạy dỗ, tâm tư chính trực, làm việc theo lý, nếu ông nói có lý, nó sẽ nghe lời ông, đó là nó có hiếu, nhưng nếu ông ngược ý nó, hoàn toàn không tôn trọng nó, chỉ sợ nó cũng sẽ không nghe lời ông. Tạ Khang Hà sửng sốt, lẽ nào bảo nó cưới tiểu lâu là oan ức cho nó sao, đối với tạ Khang Hà mà nói, Giang tiểu lâu là con gái của ân nhân, lại xinh đẹp ôn nhu, mặc kệ trước đây nàng gặp phải chuyện gì, hắn đều có trách nhiệm chăm sóc nàng, bây giờ nàng không chỗ nương tựa, hắn muốn thay Giang thừa thiên lo cho nàng, có gì không đúng, nhưng mà, chăm sóc một tiểu cô nương, không thể chăm sóc cả đời, cách duy nhất là biến nàng thành con dâu mình. Để nhi tử thay mình chăm sóc nàng, đây là cách hắn báo ân, đơn giản, trực tiếp hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, xác nhận cá tính của Liên Thành không thể miễn cưỡng được, không khỏi nói, nếu nó không chịu, thì còn lão nhị và lão tam, lão gia, mặc kệ ông nghĩ gì, đều phải xem ý tứ gian cô nương, không phải cứ ông nói thì người ta sẽ thích, nàng phải đồng ý gả thì ông mới làm chủ được. Bằng không, chính là cưỡng ép. Tạ phu nhân nhắc nhở, trong lòng tạ khang hà không phải đối, nàng nói không sai, những câu này ta sẽ nhớ kỹ. Còn có một việc, ta nói trước cho nàng biết vương bảo trân vừa đi tới cửa liền nghe âm thanh bên trong truyền ra nàng dừng bước nghe xong một lúc không khỏi biến sắc tiếp theo lại nghe tạ khang hà nói cuộc đời tiểu lâu vô cùng khó khăn nhiều lần gặp bất hạnh ta rất thương cảm nó cũng sẽ thay cha nó chăm sóc nó thật tốt cho nên mặc kệ người khác nghĩ gì nó sẽ vẫn ở lại nhà này nó cũng như con gái ta hơn nữa nó rất thông minh hiểu chuyện tính tình liên thành khó đoán lão nhị lão tam cũng không xác định nếu không hy vọng gì, nếu phải gả tiểu lâu ra ngoài, ta sẽ cho nó một nửa gia tài làm của hồi môn. Về chuyện này, tạ phu nhân chỉ là nghe, không bình luận, rõ ràng nàng cũng không để ý đến tài sản của tạ gia. Nếu lúc trước không có gian thừa thiên giúp đỡ, hôm nay tạ khang hà không có gì cả, lấy ra một nửa gia sản hoàn toàn là có lý. Vương Bảo Trân nhíu mày, vị gian tiểu thư này chiếm vị trí lớn như vậy trong lòng lão gia sao, tỳ nữ dân trà, âm thanh dần nhỏ đi, vương bảo trân tằng hắn một cái đi vào cười đoan trang lão gia phu nhân tạ phu nhân nói ngồi xuống đi trước mặt tạ phu nhân vương bảo trân rất cung kính nghe được câu này nàng liền ngồi xuống nhưng chỉ ngồi nửa người hơi mỉm cười bộ dáng lắng nghe tạ khang hà trầm ngâm nói bây giờ tiểu lâu ở đây phu nhân lại không quản sự tất cả đều nhờ bảo trân nàng chăm sóc ta là nam nhân rất nhiều chuyện không thể lo chu đáo nàng phải tính toán một chút nếu tiểu lâu cần gì thì phải đáp ứng nó hiểu chưa hắn xưa nay chỉ lo chuyện làm ăn chuyện trong nhà không hề để ý các vị tiểu thư cũng đều giao cho vương bảo trân chăm sóc nhưng hắn quan tâm giang tiểu lâu như vậy có thể thấy giao tình giữa hắn và gian gia không tệ vương bảo trân khẽ cười nói chuyện như vậy không cần lão gia dặn dò thiếp sẽ làm thỏa đáng tuyệt đối không để tiểu lâu bị thiệt thòi tạ khang hà hài lòng gật đầu vậy thì ta an tâm rồi vương bảo trân trở lại viện của mình đại tiểu thư tạ nguyệt và tam tiểu thư tạ hương đã ở đó từ lâu. Tạ nguyệt thấy nàng đi vào, vội vàng đứng lên nói, mẹ, đại tiểu thư tạ nguyệt là con ruột của vương bảo trân, có điều ở trước mặt mọi người đều phải theo quy củ gọi nàng là di nương, vì vương bảo trân kiên trì mình chỉ là thiếp, không phải thê, tạ hương cũng đứng lên cười, đôi mắt vương bảo trân lóe lên, tam tiểu thư cũng tới sao, mồi ngồi. Mẫu thân của Tạ Hương là tỳ nữ cao thị bên người Vương Bảo Trân, xưa nay thân thiết với Tạ Nguyệt, cũng rất cung kính với Vương Bảo Trân, Di Nương, phụ thân nói gì? Gia đầu đó có lai lịch gì? Tạ Hương kích động hỏi, Tạ Nguyệt cười nói, Tam muội đừng gấp, để mẹ từ từ nói, Vương Bảo Trân ngồi xuống, chậm rãi uống một hớp nước, phụ thân con chỉ nói chúng ta cố gắng chăm sóc, cái khác không nhắc tới, sao lại vậy, ngay cả người phụ thân cũng không nói sao? Tạ Nguyệt vừa rồi còn nói người khác đừng gấp, bây giờ hai mắt mình cũng mở to hết sức kinh ngạc, trước đây có chuyện gì phụ thân cũng không giấu người vương bảo trân nói không nhanh không chậm nha đầu ngốc phụ thân con là nam nhân suy nghĩ của nam nhân sao có thể nói hết với nữ nhân hắn là chủ trong nhà nói thế nào thì ta chỉ biết làm theo thế đó gương mặt tạ nguyệt nổi lên nghi ngờ thở dài nói mẹ ơi mẹ trong nhà đang yên ổn lại có người lạ đến người không tra rõ thì thôi sao có thể để phụ thân nói sao thì làm vậy chứ vương bảo trân nhíu mày nói nguyệt nhi phụ thân con đã nói, Giang Tiểu Lâu là con gái ân nhân, nếu không có Giang Gia, đến nay hắn vẫn còn là một tiểu tử nghèo. Được ơn người ngàn năm ghi nhớ, Di Nương, người đừng nghe phụ thân nói vậy, chuyện xưa cũ rồi, cái gì mà ân đức Giang Gia chứ, tạ gia có ngày hôm nay đều do Di Nương và phụ thân cùng nhau phấn đấu, có liên quan gì tới người khác, đều do phụ thân gàn bướng, tạ hương không nhịn được quán giận, tam tiểu thư, con đừng nói vậy vương bảo trân không đồng ý phụ thân con mà nghe con vong ân phụ nghĩa như vậy sẽ trở mặt đó nghe nói năm đó lão gia có thể phát tài số tiền đầu tiên là nhờ gian gia trợ giúp nếu thật sự là như thế lão gia tốt với con gái của nhà đó cũng có thể hiểu được tạ hương hoàn toàn không sợ hừ một tiếng nói di nương người cũng thấy đó phụ thân chưa từng thân thiết với chúng ta như thế làm như chỉ có gian tiểu lâu mới là con ruột của người tam muội sao lại nói vậy phụ thân không có ý đó đâu tạ nguyệt càng nghe càng thấy kỳ cục không khỏi ngăn lại tạ hương không dám cãi lại đại tỷ chỉ nói nhỏ đại tỷ muội nói thật mà nhìn phụ thân đi khắp nơi đều lấy nàng làm đầu ngay cả viện muốn dành cho tỷ cũng để cho ả dù sao ả chỉ là người sống nhờ sao có thể cao hơn cả tiểu thư chính quy như chúng ta lời nói của tạ hương mặc dù hơi quá đáng nhưng cũng có lý huống chi quả thật lai lịch không rõ tạ nguyệt cũng không khỏi nghi hoặc kỳ thật nàng ta vẻ mặt ôn hòa tính tình dịu dàng hành động có giáo dưỡng có lẽ là được giáo dục tốt chỉ là không rõ lai lịch phụ thân lại không chịu nói giang gia là người thế nào họ giang thì ở liêu chiêu đâu chỉ có trăm nghìn người ngay cả ở kinh thành họ giang cũng rất phổ biến nữ nhi đều được nuôi trong khuê phòng sợ là không ra được gì dốc lòng nghe ngóng cũng không phải không ra được gì tạ hương nghĩ tới nghĩ lui chủ động nhắc nhở tam tiểu thư lão gia đã nói không cho ai hỏi han lung tung tránh cho giang cô nương không vui con nên nhớ kỹ nếu lão gia nổi giận ta cũng không giúp được đôi mắt vương bảo trân lơ đảng, di nương một người không rõ thân phận như ả mới đến mà mọi người đã hướng về ả con cũng vì muốn tốt cho mọi người thôi lúc trước thì phụ thân cho con gái của ca kỷ thanh lâu vào nhà còn bắt chúng ta phải xem nàng như tỉ muội ruột khiến bọn hạ nhân nghị luận khắp nơi rối loạn cả nhà bây giờ thì còn hay hơn không biết thân phận là gì, âm thanh tạ hương hơi ngừng lại, biểu môi kinh thường. Tạ hương rất không thích tạ du, đặc biệt là ngoại hình xinh đẹp của nàng, khi nói chuyện đều tỏ ý xem thường. Trong mắt nàng, xuất thân của tạ du dù sao cũng không thể ở trong phủ, vương bảo trân thở dài nói, dù sao cũng là ý của phụ thân con, chúng ta coi như không biết đi. Tạ Nguyệt thấy thần sắc Vương Bảo Trân phức tạp, trong lòng nổi lên nghi hoặc, Tạ Hương lại cúi đầu suy nghĩ, mỉm cười, Di Nương, mặc kệ gian tiểu lâu là thân phận gì ả đến tạ gia cũng chỉ vì tiền thôi nếu vậy thì dễ sau này con sẽ thường lui tới với ả quan sát một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch nghe xong lời nàng tạ nguyệt dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang vương bảo trân vương bảo trân khẽ gật đầu tạ hương rời đi tạ nguyệt tự mình nâng ấm trà rót cho vương bảo trân động tác mềm mại cao quý ôm nhu nói mẫu thân chuyện này người thật sự không làm gì sao vương bảo trân cười cười nói ta đã bóng gió với phụ thân con, hắn vẫn không chịu tiết lộ. Lúc nãy đến chỗ phu nhân, lại tình cờ nghe thấy ông ta nói muốn đem Giang Tiểu Lâu gả cho đại ca con, gả cho đại ca. Tạ Nguyệt giật mình trợn mắt, đại ca là người tin mắt, xưa nay phụ thân đã thu xếp cho huynh ấy bao nhiêu người, huynh ấy chưa từng gật đầu. Dù cho phụ thân có uy quyền, cũng không miễn cưỡng được huynh ấy. Giang Tiểu Lâu mới đến, mọi người còn chưa hiểu ả phụ thân lại bị ả lừa dối như vậy còn muốn cho ả làm dâu trưởng tạ gia cái này chẳng phải là điên rồi sao vương bảo trân nhíu mày nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể thừa nhận trượng phu giỏi làm ăn lần này quá hồ đồ tuy rằng tạ gia không phải quý tộc nhưng lại cự phú gia đình bình thường với không tới gian tiểu lâu một là không có gia thế hùng hậu hai là không có đồ cưới phong phú ba là không có phụ mẫu là một nữ cô nhi nữ tử như vậy cứ nuôi trong nhà như con chó con mèo thì còn được dù sao chỉ là thêm một miệng ăn đợi đủ tuổi thì gả ra ngoài cho xong giống như tạ du cho một phần của hồi môn không nhiều không ít còn được danh tiếng tốt tạ gia hoàn toàn không thiếu chút tiền đó nhưng nếu đem một cô nhi về nhà làm dâu trưởng nàng không thể không nghi ngờ tạ khang hà bị uống nhầm thuốc con cũng biết phụ thân con lúc làm ăn rất khôn khéo nhưng lại tiêu tiền như nước nói là ông trời cho hắn phát đạt không được quên nguồn cội hàng năm quyên tiền cho làng chài liêu châu đếm không hết uyên cỡ nào cũng vô ích. Gánh nặng như vậy hắn còn lo chu toàn, nói gì nuôi thêm một đứa con gái chứ, chỉ đó điều, ta không ngờ hắn lại có suy nghĩ đó, nói một câu khó nghe, nếu người bên ngoài biết được, còn không biết sẽ dị nghị thế nào, nói không chừng chúng ta có nhược điểm gì trong tay nha đầu này, mới phải đáp ứng ả à ta như vậy, Vương Bảo Trân càng nói, biểu hiện càng nghiêm nghị, tiếp theo nàng nghĩ đến chuyện tệ hơn, không chỉ như vậy, ta còn nghe phụ thân con nói, muốn chia một nửa gia sản cho ả, tạ nguyệt đột nhiên phì cười, lông mày cong lên, mẹ, có phải người nghe lầm, đầu phụ thân không bị hỏng, sao lại mê sản như vậy, ta cũng mong mình nghe lầm, vương bảo trân trừng mắt cắt ngang lời nói của nàng, ta là người ăn nói linh tinh sao. Ta đứng ở cửa, nghe rất rõ ràng, tuyệt đối không sai, một nha đầu không biết từ đâu ra, vô duyên vô cớ phân một nửa gia sản, phụ thân không điên thì là ngốc rồi. Tạ Nguyệt không cười, sắc mặt nặng nề thấp giọng nói nguyệt nhi vương bảo trân khẽ quát không được nói phụ thân như vậy mẹ nguyệt nhi nói thật tạ nguyệt nhướng mày con cảm thấy nhất định là mẹ nghe lầm hoặc là phụ thân nói đùa cơ nghiệp cực khổ dựng nên sao có thể vô cớ đưa cho người khác con tuyệt đối không tin vương bảo trân cũng không định giải thích với nàng nàng lo lắng những gì hôm nay nghe được đều là thật nàng hiểu rõ tạ khang hà không phải là người tùy tiện lên tiếng nếu hắn đã nói nhất định là đã hạ quyết tâm đừng thấy hắn ngày thường vẫn hay tới hỏi ý kiến nàng nhưng thực tế lần nào nàng cũng phải nói theo ý hắn nếu nàng nói ngược lại ý hắn thì cũng không êm đẹp vương bảo trân suy nghĩ một chút nói lúc nãy tạ hương nói không sai nữ tử đều yêu thích châu báu trang sức quần áo đẹp từ ngày mai con thường xuyên đến tán gẫu với ả một là thăm dò hai là hai là cũng có thể trông chừng ả không cho ả bày trò tạ nguyệt lập tức cười nói nương yên tâm con gái biết làm gì rồi vương bảo trân nhìn con gái cảm thấy nàng ngày càng trầm ổn không khỏi gật đầu ngẫm lại nàng bổ sung một câu bất mãn đến mấy cũng không được để lộ ra đặc biệt không được để người ta nắm được nhược điểm tuy phu nhân không quản sự mọi người vẫn nhìn chằm chằm ta nếu con cư xử không tốt với gian tiểu lâu không chừng sẽ có người mách lại lão gia chúng ta không thể để làm hỏng danh tiếng công phu bề ngoài vẫn phải làm đầy đủ, vâng, chương 59, 2, hứa hẹn hôn nhân, 2, hai tỷ muội tạ nguyệt và tạ hương, buổi chiều ngày hôm sau đã mời Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng đi dạo chung quanh tham quan, các nàng đi qua hoa viên, mỗi một nơi đều được giới thiệu, cuối cùng đến trước cửa lớn, tạ nguyệt vẻ mặt tươi cười, lúc viện này được xây, phụ thân căn cứ theo truyền thống thương hộ Liêu Châu xây năm cửa. Năm cửa này mỗi cái có công dụng khác nhau, chỉ mở ra khi cần thiết, lâu dần, bằng hữu khắp nơi chỉ cần xem nhà ta mở cửa nào, thì có thể biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, cửa này là cửa tài, khi các trưởng quỷ đến chúc Tết, cửa tài sẽ mở. Thứ hai là cửa thọ, khi có sinh thần, chúc thọ, hoặc các thân hữu đến chơi sẽ đi cửa này, tạ nguyệt vừa nói vừa nhìn biểu hiện gian tiểu lâu. Tạ gia khí khái như thế, nếu nàng toát ra vẻ mặt hâm mộ, thì có thể biết nàng là nữ tử ham tài, đến khi đó sẽ nghĩ ra cách làm cho nàng lộ ra sơ sót. Giang Tiểu Lâu nghe như không nghe, trên mặt mang theo nụ cười, đây là cửa lộc. Tạ Nguyệt nói một nửa thì không nói nữa, nhị ca và tam ca đều đang đi học, tương lai nếu ghi tên bản vàng, là lúc cửa lộc mở ra. Tạ Nguyệt cười hì hì tiếp lời, Giang Tiểu Lâu nghe đến đây, nhàn nhạt cồ một tiếng, sau đó là cửa hỉ, nhà nào cũng có việc hỉ hay tang lễ, sẽ không tránh khỏi phải náo nhiệt một phen lúc này sẽ mở cửa hỉ, cửa mà chúng ta vào hôm qua, là cửa phúc đúng không? Tạ Khang Hà hy vọng phúc khí mỗi ngày đều đi theo tạ gia, cho nên cửa phúc là cửa ra vào hàng ngày, có thể coi là cầu phúc hưởng phúc, ly tuyết ngưng suy đoán nói, tỷ nói không sai, chúng ta là vào từ cửa phúc. Giang Tiểu Lâu vừa nói xong, tạ hương đã kinh ngạc thốt lên, a, à, là đại ca trở về, Giang Tiểu Lâu theo ánh mắt của nàng nhìn tới, một nam tử trẻ tuổi một thân phong trần, mệt mỏi xuống xe ngựa, Tạ Liên Thành. Giang Tiểu Lâu có phản ứng, Tạ Liên Thành đang bước lên bậc tam cấp, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc chạm phải đôi mắt Giang Tiểu Lâu, nhất thời chấn động, Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, hướng về hắn nháy mắt một cái, Tạ Nguyệt hết sức ân cần, "Đại ca, huynh về rồi." Nói xong tiếng lên đón, vô cùng vui mừng, Tạ Liên Thành đi tới, dáng người kiên cường, có khí chất ung dung, vừa có vẻ phong lưu nhưng lại không tùy tiện, biểu hiện có giáo dưỡng, hắn không chút biến sắc nhìn Giang Tiểu Lâu, Hoài An bên cạnh cũng đã nhận ra, nhưng thiếu gia không động dung, hắn chỉ giật mình một cái, vẫn nhìn xuống không phát ra tiếng kêu kinh ngạc, "Đại ca, huynh còn chưa gặp qua Giang tiểu thư, hôm qua nàng mới đến nhà chúng ta." Tạ Nguyệt liếc mắt nhìn Tạ Liên Thành, cười giới thiệu như vậy, Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Liên Thành, đáy mắt mỉm cười, nhưng bề ngoài biểu hiện như người xa lạ. Tạ Liên Thành trong nháy mắt cũng hiểu rõ, dĩ nhiên cũng bất động, khẽ mỉm cười, giang tiểu thư. Khách khí, nho nhã lễ độ, lại hết sức xa cách, cứ như lần đầu gặp mặt, nụ cười giang tiểu lâu ôm nhu, kêu một tiếng đại công tử, nghi lễ chu toàn, vẻ mặt ngại ngùng, trong nháy mắt hoài an không biết mình nên làm ra bộ mặt gì. Hắn biết rõ giang tiểu lâu là ai, thậm chí từng nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của nàng, nằm trên đất, người đầy máu, chỉ còn một hơi thở lần sau gặp mặt, nàng là hoa khôi đứng đầu quốc sắc thiên hương lầu, hình dung lạnh lẽo, vũ điệu khuynh thành. Lần thứ ba gặp mặt, nàng một thân một mình đối mặt tương trạch vũ, khí thế bức người, biểu hiện hung hăng, tuyệt không giống nữ tử bình thường. Ngày hôm nay là lần thứ tư gặp mặt, lại như gặp được một người hoàn toàn khác, ôn nhu, hòa khí, cao quý, trang nhã, mang theo một chút ngại ngùng đúng mực, nữ nhân này, không lẽ sẽ trở mặt. Hoài An không khỏi thầm liếu lưỡi lặng lẽ đánh giá Giang Tiểu Lâu. Đôi mắt nàng sâu thẳm mà sáng sủa, lúc này đang mỉm cười, Tạ Liên Thành chỉ hơi gật đầu, khẽ cười nói, "Ta vừa trở về, phải đi gặp phụ thân, cáo từ." Nói xong, hắn mang theo Hoài An rời đi. Trong mọi người, chỉ có Ly Tuyết ngưng nhận ra nét mặt Giang Tiểu Lâu có chút không bình thường, nàng khẽ cười, phát giác hai người đó không phải lần đầu gặp mặt, nhìn Tạ Liên Thành rời đi, vẻ mặt suy tư của Tạ Nguyệt lướt qua Giang Tiểu Lâu đến khi Giang Tiểu Lâu chú ý đến ánh mắt nàng, nàng lập tức rời đi. Tạ Nguyệt thì giải thích, đại ca ta tính tình lạnh nhạt như vậy, cô nương đừng để ý, huynh ấy rất hoan nghênh cô nương, chỉ là không thích thân cận với nữ tử, ngoại trừ mấy tỷ muội trong nhà. Nàng nói như vậy, một là chỉ ra cá tính tạ liên thành, hai là nói Giang Tiểu Lâu là người ngoài, lời nói ẩn dấu châm chọc, khiến người ta thấy không vui. Giang Tiểu Lâu không để ý chút nào, lặng lẽ nở nụ cười trong thư phòng tạ gia chỉ có hai cha con tạ liên thành ngồi trong phòng chén trà trong tay tạ khang hà vẫn chưa uống thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn tạ liên thành nhìn phụ thân dường như rất căng thẳng tạ khang hà do dự mãi cuối cùng mở miệng liên thành hôm nay phụ thân gọi con về là có việc quan trọng muốn bàn với con tạ liên thành nhìn tạ khang hà thần sắc bình tĩnh phụ thân mời nói tạ khang hà ở trước mặt người khác đều nói một không hai chẳng biết vì sao lại có chút kính để trưởng tử âm thanh không tự chủ được có chút khẩn trương lúc ở cửa gặp tiểu lâu rồi đúng không phụ thân vừa mở miệng đã nhắc tới giang tiểu lâu có thể thấy là chuyện liên quan đến nàng tạ liên thành dĩ nhiên gật đầu có gặp vốn tạ khang hà muốn chờ tạ liên thành hỏi tiếp nhưng hắn chỉ im lặng chờ đợi không khỏi thấy lúng túng ta muốn nói phụ thân của tiểu lâu là bạn đã nhiều năm không gặp của ta cho nên con gái của hắn ta cố ý đưa về đây chăm sóc tiểu lâu dung mạo xuất chúng tính tình ôn nhu cũng rất thông minh, chỉ tiếc số mệnh thăng trầm, tao ngộ nhiều bất hạnh, nhưng nàng là người có tự ái rất cao, sẽ không tiếp nhận sự thương hại của người khác. Phụ thân hy vọng con có thể giữ nàng lại. Con hiểu ý của ta không? Tạ Khang Hà ám chỉ rất rõ ràng, hắn muốn Tạ Liên thành cưới Giang Tiểu Lâu, trả lại ân tình hắn nợ Giang Thừa Thiên. Về điểm này, tuy rằng hắn đã đồng ý với Tạ phu nhân, nhưng vẫn không cho là đúng. Đại trưởng phu đối nhân xử thế phải đứng vững gót chân, không thẹn với lòng, nợ cha con trả là đương nhiên, nếu tạ liên thành có thể cưới giang tiểu lâu, hắn mới xem như có thể ăn nói với bạn cũ, còn về hai vị thiếu gia còn lại trong nhà, trưởng tử chưa thành thân, sao đến lượt bọn họ, trong mắt tạ khang hà, bất hạnh của giang tiểu lâu toàn do sơ sót của hắn mà ra, nếu hắn tìm thấy nàng sớm một chút, thì nàng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy, tạ liên thành nhìn phụ thân của mình, trên mặt xẹt qua ti kinh ngạc. Tuy phụ thân hay bảo hắn thành thân sinh con, nhưng chưa từng mở miệng yêu cầu, lần này nói ra như vậy, chính là rất quyết tâm. Chuyện này, phụ thân nói với Giang Tiểu Thư rồi sao, tạ Khang Hà sững sờ, lập tức nói, vẫn chưa, dù sao con phải đồng ý, ta mới nói với nó được, biểu hiện tạ Liên Thành hơi trầm xuống, giọng điệu kiên quyết, đã như vậy, thì không cần phải nói, con không chịu. Cho dù là phụ thân thỉnh cầu, con cũng không chịu sao con ghét bỏ tiểu lâu không cha không mẹ cảm thấy nó không xứng với con không không phải ý này phụ thân con sẽ không cưới gian tiểu lâu thứ nhất trong lòng phụ thân con là người xứng với nàng nhưng như người nói nàng tính tình kiêu ngạo liệu có đồng ý gả cho con hay không thứ hai phụ thân giữ nàng lại là để cho nàng có cuộc sống tốt nếu người cầu hôn với nàng người khác sẽ cảm thấy gian gia thi ân cầu báo làm bẩn thanh danh nàng thứ ba con và nàng đều là người lành lặng bình thường, có thể tự mình quyết định, phụ thân ra lệnh cho chúng con thành thân, là không tin tưởng con, cũng là không tôn trọng nàng. Thứ tư, cho dù nàng có gả cho con hay không, con vẫn sẽ xem nàng như muội muội, cố gắng bảo vệ, tạ khang hà gấp gáp, nói cho cùng, là con không muốn làm theo ý ta, tạ liên thành nhìn phụ thân, âm thanh nghiêm túc trang trọng, không, là con tôn trọng ý kiến cá nhân của nàng. Giang Tiểu Lâu chỉ sống nhờ ở nhà ta, không phải con rối của phụ thân không thể tùy tiện để người thao túng nếu phụ thân thấy mình nợ gian bá phụ hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho nàng sau này tìm cho nàng một nam nhân thích hợp dĩ nhiên điều kiện đầu tiên là nàng phải thật lòng bằng lòng được rồi tạ khang hà đột nhiên cắt ngang cả người như bị phủ bởi một tầng sương lạnh nếu đã đem tiểu lâu về thì nó cũng giống như con gái của ta nó chỉ là một cô gái yếu đuổi không lẽ còn phải tự đi tìm trường phu sao Liên Thành, con có biết tiểu lâu chịu bao nhiêu cực khổ không? Một khi đã vào tạ gia, sau này mọi chuyện ta sẽ an bày tốt cho nó, ta cho con biết, nếu con không chịu cưới tiểu lâu, ta sẽ chia một nửa gia tài cho nó, đến khi đó con đừng hối hận, hiếm khi thấy phụ thân hùng hổ như vậy, quả thật là đã nổi giận rồi, nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, tạ Liên Thành vẫn kiên trì. Có thể tạ Khang Hà cho rằng, Giang Tiểu Lâu từ trong cái chết sống lại, nên cực kỳ yếu đuối, nhưng hắn không nghĩ vậy, Giang Tiểu Lâu là người cá tính, có suy nghĩ riêng, nàng sẽ không tùy tiện nghe người khác sắp đặt, dĩ nhiên phụ thân có ý tốt, nhưng ý tốt mà lại không hiểu rõ vấn đề, thật sự khiến người ta không thể tiếp nhận. Hắn có thể khẳng định, nếu phụ thân nói ra đề nghị hoang đường này với Giang Tiểu Lâu, nàng sẽ khịt mũi coi thường, đến khi đó, nói không chừng nàng sẽ sinh ra phản cảm với tạ gia, xoay người rời đi, há không phải phụ lòng tốt của phụ thân, con sẽ không hối hận nếu phụ thân thích có thể đưa tất cả tài sản cho nàng tạ liên thành cũng không phải đùa giỡn vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh giọng điệu nghiêm túc con tạ khang hà kích động lại quay về đề tài cũ có phải con ghét bỏ tiểu lâu cái gì trước kia nó cũng là thiên kim tiểu thư lại xinh đẹp như vậy có chỗ nào để chê bai chứ âm thanh tạ liên thành không nhanh không chậm êm tai như nước phụ thân con chưa từng ghét bỏ nàng càng không có tư cách đó nàng rất xinh đẹp lại thông minh đủ để xứng với bất cứ nam nhân nào con chỉ cảm thấy người làm như vậy đối với nàng là một sự làm khó gian tiểu lâu không chỉ mỹ lệ còn kiên cường chuyện xảy ra với nàng quả thật quá nhiều nếu đổi thành người khác đã không sống nổi cả đời này tạ liên thành sẽ không quên dáng vẻ khi đó nàng cả người đầy máu trong nháy mắt nàng trở nên cao quý đoan chính bất tri bất giác làm người ta mê muội nhưng hắn không ngu dốt thậm chí hắn còn hiểu gian tiểu lâu hơn tạ khang hà đồng thời cũng rất tôn trọng nàng con quá cố chấp ta cũng chỉ nghĩ cho con tạ khang hà cảm thấy có chút chán nản tại sao thê tử và nhi tử đều như vậy một người là bồ tát sống lạnh như băng một người hời hợt phản bác hắn tâm tình của hắn vô cùng tệ không có sức nói chuyện giống như một tờ giấy mỏng phải rồi con cái gì cũng không chịu nghe ta luôn có chủ kiến riêng có lúc ta thật sự nghi ngờ rốt cuộc là con giống ai tại sao lại cố chấp như vậy phụ thân những gì con nói đều là thật lòng, nếu người cố tình không nghe, Liên Thành cũng hết cách. Con còn phải đi gặp mẫu thân, con lui ra trước. Hắn rất đúng mực, sắc mặt bình tĩnh, đứa con trưởng này, giống như một cái đầm nước hiền hòa, kỳ thực sâu không lường được, sớm đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Tạ Khang Hà thở dài một hơi, vất tay với hắn, đi đi, Tạ Liên Thành đi ra khỏi thư phòng. Mới vừa nhìn vào sân đã thấy ở khung cửa hình trăng lưỡi liềm có một cô gái đang đứng, váy màu hoa hải đường, trên đầu cài trâm hoa hải đường, trong tay bưng khay trà, thấy hắn đi ra, cô gái kia vội vã muốn né tránh, hắn cũng đã thấy rõ nàng, tứ muội thấy đối phương nhận ra mình, tạ du xoay đầu lại, khí chất thoát tục, vẻ đẹp rực rỡ, mắt nàng như phủ một tầng sương mù, khóe mắt có một hình tròn lạnh lẽo trượt xuống, nhìn như hạt châu, trong chớp mắt nàng che đậy bằng vẻ tươi cười, bưng khay trà đi qua, đại ca. Nét cười của nàng như tơ lụa mềm mại, xem ra rất dịu ngoan khiến người ta rung động, chỉ có điều đôi mắt ảm đạm, xem ra tiều tụy hơn ngày thường ba phần. Tạ Liên Thành cười, đến đưa trà cho phụ thân sao, Tạ Du nhìn Tạ Liên Thành, che lại đôi mắt khao khát, môi run run vất vả nói, vâng, Tạ Liên Thành cũng không để ý, chỉ gật đầu với nàng liền rời đi. Biểu hiện của Tạ Du cực kỳ bất an, chỉ cảm thấy đôi mắt Tạ Liên Thành như hai cái hồ sâu không thấy đấy, chiếu rọi hết tâm sự của nàng. Nàng xoay người, nhìn bóng lưng hắn, không tự chủ được mà đôi mắt đau xót, nước mắt không kềm được mày chảy ra. Từ đầu tới cuối, hắn không liếc nhìn nàng thêm một cái, tỳ nữ nhiễm nhi hầu hạ trong thư phòng vội nói, tứ tiểu thư, để nô tỳ làm đi, nói xong liền muốn nhận cái khay trong tay nàng, không ngờ tạ du vốn trầm tĩnh lúc này đột nhiên cao giọng, tức giận nói, cút qua một bên, tứ tiểu thư xưa nay vốn xinh đẹp như một bức tranh sơn thủy, âm thanh êm tai như một bài thơ, lại phát sinh sự tức giận đáng sợ như vậy nhiễm nhi sợ hết hồn, tứ tiểu thư, người, tạ du lập tức tỉnh ngộ, nàng cắn răng đưa khay trà cho nhiễm nhi, ngươi đưa vào đi. Nói xong, nàng bỏ đi không quay đầu lại, nhiễm nhi rất kỳ quái, lúc nãy lão gia và đại thiếu gia nói chuyện trong phòng, bọn họ đuổi mọi người ra xa, ai ngờ tứ tiểu thư tình cờ đến đây, muốn đem trà vào, nhưng tính thời gian mà nói, sao đến giờ trà còn ở trong tay tứ tiểu thư, cũng đã nguội lạnh. Tạ Du càng chạy càng nhanh, các tỳ nữ đuổi theo đến thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngay lúc này, tạ du bỗng dừng bước, ánh mắt nhìn về người đang ở tròi nghỉ mát cách đó không xa, tỳ nữ mạch nhi kinh ngạc nhìn về phía đó, chỉ thấy trong tròi có đại tiểu thư, tam tiểu thư, còn có người mới tới là giang tiểu lâu, ly tuyết ngưng, như đang nói về đề tài gì thú vị, đại tiểu thư cười rất vui vẻ, cái này có gì hay mà nhìn. Mạch Nhi quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình, phát hiện vẻ mặt nàng rất kỳ quái dung mạo tứ tiểu thư xem như mỹ lệ vô cùng, giờ khắc này đôi mắt nàng phát ra ánh sáng chói rọi, nhìn chầm chầm vào tròi nghỉ mát, vốn gương mặt luôn mang theo ý cười lạnh nhạt, giờ khắc này đặc biệt hiu quạng thê lương. Tiểu thư, Mạch Nhi vừa muốn mở miệng, lại thấy tạ du bước chân đi về phía tròi nghỉ mát, chương 60, 1, sóng gió nổi lên, 1, tạ Nguyệt đang nói đến những hí khúc lưu hành gần đây, còn hỏi Giang Tiểu Lâu biết đánh đàn không, bầu không khí rất hòa hợp, khi tạ Nguyệt đang cao hứng, phát hiện Giang Tiểu Lâu lại nhìn về phía xa xa, không khỏi quay đầu nhìn theo, chỉ thấy một cô gái đứng ở trò nghỉ mắt đối diện, quần áo bay nhẹ, thân hình đơn bạc, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Chính vào lúc này, Mạch Nhi hoang mang chạy tới, muốn kéo Tạ Du đi, còn nhỏ giọng nói gì đó. Nhưng Tạ Du không quan tâm, lạnh lùng đi tới, Tạ Nguyệt nhướng cao lông mày, nhìn Giang Tiểu Lâu cười nói, đây là tứ muội của ta, hôm qua cũng gặp rồi, ngày thường nàng không thích náo nhiệt, Hôm nay đúng là hiếm có. Vừa dứt lời, Tạ Du đã lạnh lùng nói, Đại tỷ, muội là con gái Tạ gia, sao chiêu đại khách mời lại không gọi muội? Vẻ mặt nàng lạnh lùng, âm thanh tuy không cao nhưng có vẻ không vui vẻ, nói một câu khiến mọi người đều sửng sốt. Tạ Du thường thích đi cùng nhị tiểu thư Tạ Nhu, hai người đều điềm đạm, ôm nhu yếu đuối. Nhị tiểu thư thích hoa cỏ, tứ tiểu thư thích thi từ, hai người không tham gia vào hoạt động trong nhà, càng đừng nói là chiêu đại khách mời. Tạ Nguyệt bị nói đến không hiểu ra sao, sắc mặt chìm xuống. Chính mình cũng không cố ý làm khó, Tạ Du đây là cố ý gây sự sao? Trong chớp mắt, Tạ Du lướt đến như một con chim én, nhìn chầm chầm Giang Tiểu Lâu, thờ ơ nói: Hôm qua đứng xa, ta không thấy rõ, hôm nay nhìn kỹ thấy Giang Tiểu Thư quả nhiên là dung nhan cẩm tú, hoa nhường Nguyệt thẹn, đúng là một mỹ nhân. Tỷ muội Tạ Nguyệt và Tạ Hương có chút ngượng ngùng, tuy rằng các nàng đề phòng Giang Tiểu Lâu nhưng cũng không ăn nói kỳ cục như vậy dù sao vẫn phải giữ thể diện tạ nguyệt hơi suy nghĩ phải lên tiếng tứ muội muội sao lại thất lễ như vậy tạ du lạnh nhạt nhìn nàng một cái nói hả chẳng qua muội chỉ khen gian tiểu thư dung mạo mỹ lệ sao lại là thất lễ đại tỷ tỷ hỏi gian tiểu thư đi nàng có để bụng không tất cả mọi người nhìn gian tiểu lâu khiến nàng sửng sốt vị tứ tiểu thư này hôm qua còn yên lành hôm nay sao lại sinh ra nhiều địch ý như vậy, mình đang ngồi trong này, chưa bao giờ có khúc mắc gì với nàng, quả là có gì đó không đúng. Mạch Nhi mặt đầy tươi cười ngăn cản tạ du, tứ tiểu thư, lúc nãy người gặp gió lớn, còn nói là đau đầu mà, chúng ta về trước nghỉ ngơi, gặp khách sau cũng được, tạ du giận tái mặt nói, đại tỷ và tam tỷ đều ở đây, sao ta bỏ đi được, đây đâu phải đạo đại khách của tạ gia. Ta không đi, ta muốn ở lại, tin là Giang Tiểu Thư cũng muốn ta tiếp đãi nói xong, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Giang Tiểu Lâu. Ly Tuyết Ngưng lo lắng, lần đầu Giang Tiểu Lâu vào tạ phủ, rốt cuộc đây là nơi nào, sao những người này người thì thăm dò, người thì căm thù, khiến người ta không biết ứng phó sao. Không ngờ Giang Tiểu Lâu lời nói tự nhiên, nụ cười như cũ, tứ Tiểu Thư nói đúng, đây là tạ gia, dĩ nhiên khách phải theo chủ. Mạch Nhi vẫn lo lắng tạ du làm ra chuyện thất lễ, không khỏi lặng lẽ kéo tay áo nàng, À, du cười gằn đẩy nàng ra, "Ngươi tránh ra đi, chủ tớ đảo lộn, chủ khách bất phân từ khi nào vậy?" Lại đến Phiên Nha đầu đi cai quản tiểu thư, nàng nói xong câu này, viết bước đến gần Giang Tiểu Lâu hai bước, Ly Tuyết Ngưng cảm thấy bất an, chỉ lo nàng làm cái gì, theo bản năng đứng lên. Ai ngờ nàng chỉ khinh bỉ nhìn Ly Tuyết Ngưng một cái, thuận thế ngồi xuống cạnh Giang Tiểu Lâu, thân thể dán sát vào, cười nói, "Giang tiểu thư, ta vừa thấy ngươi là có cảm giác thân thiết." Có thể nói là chúng ta rất có duyên. Vừa nói, vừa chủ động nắm tay Giang Tiểu Lâu, Giang Tiểu Lâu đột nhiên tiếp xúc với tay Tạ Tứ tiểu thư, chỉ cảm thấy đôi tay này rất lạnh, mềm mại không xương, nàng cũng không sốt sắng, chỉ là cười như không cười đối mắt với Tạ Du, "Đúng đó Tứ tiểu thư, chúng ta cứ như vừa gặp đã quen." Đúng là vừa gặp đã quen, vừa thấy thành thù, mà Giang Tiểu Lâu còn chưa biết thù hận vì đâu mà có. Nếu nói là đố kỵ dung mạo, hôm qua lần đầu gặp nàng chỉ có chút chua xót, chứ không có quái lạ như hôm nay, chẳng lẽ là vì lý do gì khác, nhưng rốt cuộc là tin tức gì, khiến một cô gái cao quý lạnh nhạt lại có dũng khí thế này, tạ nguyệt là trưởng tỷ, rất có khí thế, xưa nay cũng không thích thái độ lạnh nhạt của tạ du, không khỏi trầm mặt, giang tiểu thư là khách, đương nhiên sẽ không để bụng chuyện mùi thất lễ, nhưng không mời mà tới không phải thói quen tốt, tứ muội muội, muội nên về nghỉ ngơi thì hơn. Đây rõ ràng là đuổi khách, hơn nữa không để lại cho tạ du chút mặt mũi nào. Tạ du cảm thấy âm thanh của đối phương như mũi dao nhọn, quán khí lấp kín trong lòng, nhưng cố gắng không để ý tới, cười khanh khách nói, Giang tiểu thư, nơi ở của chúng ta gần nhau, ta đưa ngươi trở về, vừa nói, tay đã kéo Giang tiểu lâu đứng lên, không biết là khí lực ở đâu đến khiến người ta kinh ngạc, nếu Giang tiểu lâu cứng rắn rút tay ra, một là không lễ nghi, hai là khiến người ta chê cười, nàng chỉ đành cười cười, nếu vậy thì đa tạ tứ tiểu thư. Ly tuyết ngưng đứng lên theo, ánh mắt bất an, khi đi ngang tạ nguyệt, tạ du lạnh lùng, ngước mặt lên, mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt mang theo tia kiêu ngạo khinh bỉ. Thế là, nàng thành công nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của đại tỷ từ từ thay đổi, như đang nghiến răng nghiến lợi thầm chỉ nàng. Tạ du thấy thoải mái trong lòng, nhẹ nhàng đi xuống bậc thang, nhìn theo các nàng rời đi, tạ hương chán ghét nói, nha đầu này không hiểu quy củ còn điên điên vậy mà phụ thân sủng ái nó, đúng là không hiểu nổi, dĩ nhiên là đang nói tạ du. Tạ Nguyệt chăm chú nhíu mày, không che được vẻ chán ghét trong mắt, dặn dò, chúng ta đi xem sao, tạ hương gật dù, lập tức đứng dậy đi theo. Hai người vừa mới đi tới hoa viên, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, không khỏi biến sắc, người đâu, tứ tiểu thư rơi xuống hồ, âm thanh xé nát bầu trời yên tĩnh của tạ gia, khi tỷ muội tạ Nguyệt chạy đến. Hoa viên đã có không ít tỳ nữ ma ma tạ du được bọc trong áo choàng cả người run rẩy mạch nhi khóc nức nở nói tứ tiểu thư rơi vào hồ mọi người cảm thấy khó mà tin nổi hoa viên này có dòng suối nhỏ nhìn bên ngoài thì trong suốt thực tế nước rất sâu tứ tiểu thư đang yên đang lành sao lại vô cớ ngã xuống rất nhanh toàn bộ người của tạ gia bị kinh động nước chảy xuống từ tóc của tạ du đôi mắt đỏ ngầu thân thể nhỏ bé được bọc trong áo choàng rất yếu ớt khi nàng thấy tạ khang hà xuất hiện lập tức khóc lóc nhào vào lòng hắn, phụ thân, tạ khang hà sững sờ, vội sờ lên mặt nàng, sao vậy, sao lại rơi xuống nước, vương bảo trân bên cạnh lòng như lửa đốt truy hỏi, mạch nhi, ngươi chăm sóc tứ tiểu thư kiểu gì vậy, mạch nhi lắp bắp, nô tỳ, nô tỳ, không tự chủ liền liền nhìn gian tiểu lâu, ban đầu mọi người không để y tới biểu hiện mập mờ này, nhưng tạ du ước như cá run rẩy trong lòng tạ khang hà, hai tay nắm chặt lấy hắn, đã lâu mà chưa hoàn hồn. Sau một lúc tạ khang hà truy hỏi, nàng giật giật mí mắt, ra vẻ vô cùng sợ hãi, phụ thân, không liên quan đến Giang Tiểu Thư, nàng không phải cố ý, tạ Khang Hà giật mình nhìn Giang Tiểu Lâu, Tiểu Điệp không nhịn được tức giận, Tiểu Thư sao lại nói vậy, rõ ràng người tự ngã xuống, liên quan gì đến Tiểu Thư nhà nô tỳ trong nháy mắt, cao thấp đã rõ, dù sao Tiểu Điệp vẫn chưa trải qua những chuyện thế này, đối với những chuyện sâu xa trong đại trạch không hề hiểu rõ, vừa nói ra đã lộ khuyết điểm. Nước mắt tạ du rơi như mưa, vội vã che mặt quay đi chỗ khác, nàng cố nén quan ức nói, phải, đều do ta không cẩn thận, gương mặt nàng như ngọc, cực kỳ tinh xảo, trong trẻo, khiến người ta sinh lòng thương tiếc, Giang Tiểu Lâu nghe xong lời này, nhưng chỉ cười không giải thích, đôi mắt như hạt châu của tạ nguyệt xoay một cái, định ra chủ ý, trên mặt lại hiện vẻ do dự nói, phụ thân, nhất định Giang Tiểu thừa không cẩn thận thôi, có lẽ, vì đi sát bờ hồ quá. Tạ hương thích nhất gây sóng gió, cái miệng tươi tắn phụ họa, đúng, nhất định là vậy. Bề ngoài nhìn như giải vây cho Giang Tiểu Lâu, thực tế là thêm dầu vào lửa. Ngay lúc này, Tạ Liên Thành nhận được tin tức chạy tới, hắn nhìn thấy tình hình không khỏi run run. Tạ Du nhìn thấy hắn liền ngẩng đầu lên, tuy nước mắt đã ngừng như vẫn còn vương vấn, vô cùng đau khổ nói, đại ca, sao huynh lại đến đây, huynh nghe được tiếng thét. Tạ Liên Thành nói như vậy, mắt đảo qua người Tạ Du, phát hiện cả người nàng ướt đẫm, bộ dáng trưng trưng, mới hỏi xảy ra chuyện gì, là muội không cẩn thận rơi xuống nước, cũng may Mạch Nhi kịp thời kéo lên, tạ du xoa xoa nước mắt, cơ thể run rẩy ly tuyết ngưng không khỏi nhíu mày, vị tứ tiểu thư thanh cao lạnh lùng này, công phu diễn kịch quá tốt, rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng chính là gian tiểu thư đẩy, Mạch Nhi phản phất nói theo bản năng, còn chưa nói xong đã nghe tạ du quát khẽ, không được nói bậy. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Giang Tiểu Lâu, Tạ Nguyệt không khỏi nghĩ thầm, không lẽ lúc nãy tạ du gây sự nàng liền trả thù sao nhưng trực tiếp ra tay như vậy cũng quá ngang ngược rồi không có chút nào đạo làm khách rất rõ ràng mọi người ít nhiều đều nghĩ như vậy ngươi nói là gian tiểu thư đẩy tiểu thư xuống hồ trên mặt vương bảo trân kinh ngạc miệng vẫn chất vấn mạch nhi mạch nhi muốn nói lại thôi tạ du vội nói con không sao di nương đừng nhọc lòng vì con việc này không nên tra cứu nữa đừng quấy nhiễu khách nhân vương bảo trân nhìn tạ khang hà dò hỏi chuyện này hết sức đặc thù tạ tứ tiểu thư là dưỡng nữ tạ khang hà thương yêu nàng còn hơn người khác mấy phần nhưng giang tiểu lâu vừa tới xem như là khách quý hai người kia phát sinh xung đột không biết tạ khang hà sẽ giúp ai mà giúp ai cũng không ổn tạ khang hà không muốn khiến giang tiểu lâu không vui chỉ có thể lựa chọn thiệt thòi cho tạ du mọi chuyện đều là hiểu lầm không nên nhắc lại tạ du cúi đầu che đôi mắt đắc ý màn này diễn ra Giang Tiểu Lâu sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng phụ thân, qua thời gian nữa, còn sợ không đuổi đi được sao? Phụ thân, con tin Giang tiểu thư sẽ không vô cớ làm vậy. Tạ Liên Thành ở thời điểm ngàn cây treo sợi tóc lập tức mở miệng, ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn Giang Tiểu Lâu, có thể giải thích cho mọi người không? Tiếng nói của hắn thuần hậu, ôn hòa, khiến lòng người thoải mái, không có ý chất vấn mà chỉ là muốn tìm hiểu sự tình. Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu đứng bên cạnh nhìn Tạ Du biểu diễn trên mặt như cười mà không cười, cũng không nói nửa câu. Giờ khắc này tạ Liên Thành hỏi nàng, đáy mắt nàng lóe qua một nụ cười, trên mặt lại là ấy nấy bất an, ta, quả thật đã đẩy tứ tiểu thư xuống, tạ khang hà sững sờ, không dám tin, tạ Liên Thành không khỏi choáng váng, dừng lại chốc lát mới nói, tại sao, Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, tự hồ do dự, mất sự kéo ống tay áo lên, mọi người nhìn kỹ mới phát hiện trên cổ tay nàng có cái lỗ nhỏ, đứng xa không thấy chỉ có đứng gần mới phát hiện cái lỗ đó nhỏ như đầu kim chung quanh đang sưng lên đỏ hồng một mảng mọi người ngơ ngác nhìn nhau lại nghe giang tiểu lâu nói tiếp lúc nãy tứ tiểu thư và ta đi đến bên hồ không hiểu sao lại có một con ong độc bay đến lượn chung quanh đầu tứ tiểu thư ta sợ nàng bị châm cố ý đẩy nàng một cái không ngờ nàng đứng không vững bị ngã xuống hồ ta quả thật hổ thẹn đều do ta sai dùng sức quá mạnh không ngờ tứ tiểu thư yếu ớt như vậy lại đứng không vững, nghe thấy lời này, tạ Khang Hà chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại tạ Du, phát hiện trên tóc của nàng có một đóa hoa hải đường trắng, vô cùng bắt mắt, không khỏi trầm mặt, Du Nhi, sao con lại học ngủ nha đầu cái trò này chứ, đang yên lành cài hoa làm gì, dẫn dụ ông đến còn không biết, lại liên lụy tiểu lâu, tạ Khang Hà xưa nay rất ôn hòa với tạ Du, thương tiếc chăm sóc nàng nhất trong số các nữ nhi, chưa bao giờ lộ ra sự bực tức này. Trong nháy mắt, cả người tạ du cứng đờ, không nói được lời nào, tâm tư tạ du xoay chuyển liên tục, phụ thân nghi ngờ ông độc là do đóa hoa trên đầu nàng dẫn đến. giang tiểu lâu vì muốn cho nàng bị mắng, trên tay còn có vết bị ông chích, còn mình thì vu oan nàng ta đẩy mình xuống hồ, nhìn kiểu gì cũng thấy là tạ du cố tình gây sự, nàng quính lên, không khỏi nước mắt lưng tròng, con, con không nhìn thấy con ông, ông bình thường thì không sao, đó là ông độc. giang tiểu lâu giơ cổ tay lên cho nàng nhìn vẻ mặt ôm nhu nhưng có vẻ rất đau đớn, thái vô tiên sinh từng nhắc ta, hoa viên mùa này rất dễ dẫn đến ông độc, nọc của nó tiến vào trong máu sẽ gây sưng đỏ nóng rực, đâu chỉ là sưng đỏ, thái vô tiên sinh còn nói có thể sẽ xuất hiện bóng nước hoặc tụ huyết, hoại tử, ly tuyết ngưng vẫn ở bên cạnh nhìn từ đầu tới cuối, tính tình nàng trước giờ rất tốt, giờ khắc này lại không kềm được tức giận, tiểu lâu muội thật là, tránh đi là được, tại sao còn xông đến. Chính muội cũng không chắc mình có bị dị ứng lọc ông hay không, thái vô tiên sinh đã nói người thân thể suy yếu rất dễ bị khó thở thậm chí sẽ mất mạng lòng tốt cứu người bị hiểu lầm muội thì có lý do gì đẩy tứ tiểu thư xuống nước nghi ngờ này đúng là vô căn cứ nàng tiếp lời rất nhanh rất lưu loát thái vô tiên sinh quả thật đã nói như vậy cũng nhắc nhở nàng coi chừng ông độc nhưng hắn không có nói nghiêm trọng như vậy nếu không phải là cả bầy ông tấn công thì cũng không có gì cùng lắm là sưng đỏ năm ba ngày thôi nhưng lúc này nói càng nghiêm trọng thì tội lỗi của Tạ Du càng lớn. Ánh mắt mọi người nhìn Tạ Du rất khác thường. Vũ tiểu thư tuổi nhỏ, thích cắm hoa thật trên đầu là ngây thơ hoạt bát, còn tứ tiểu thư thích cài hoa thì thôi. Liên lụy người khác còn muốn tố cáo, lúc nãy khóc lóc làm người ta thương tiếc, bây giờ bị biến thành có tội, không phân phải trái. Vương Bảo Trân nhìn Giang tiểu lâu, nhất thời không biết nàng nói thật hay giả, nhìn vẻ mặt nàng, nói như đinh đóng cột, vết thương lại sưng đỏ vô cùng chân thực, không giống nói dối nhưng cũng hơi trùng hợp quá mức, tạ du lặng lẽ trừng mạch nhi, đều là ngươi ăn nói lung tung, suýt nữa oan uổng người tốt. Nàng vừa nói vừa ấy nấy nhìn Giang Tiểu Lâu, ta, ta, ta thật sự không biết, Giang Tiểu Thư, đều do ta sai, tạ Khang Hà thở dài nói, con đó, không hiểu rõ sự tình, suýt nữa trách quan Tiểu Lâu, Giang Tiểu Lâu mười phần rộng lượng, mỉm cười, đâu có, bá phụ quá lời, chỉ là hiểu lầm thôi, tạ Khang Hà lập tức dặn dò, đi mời đại phu đến khám cho tiểu lâu. Tạ du không ngờ Giang tiểu lâu chỉ dùng vài câu nói đã đánh ngã mình, giờ khắc này cười không được, khóc không xong, thậm chí có chút lúng túng. Tạ liên thành đứng tại chỗ nhìn Giang tiểu lâu, mang theo ý cười. Nha đầu này, thì ra ít lên tiếng, lại là người Giang xảo vậy. Ly tuyết ngưng yên lòng, nhìn bề ngoài Giang tiểu lâu là người dịu ngoan, hiền lành, ôm nhu dễ gần. Nếu như không biết, còn cho rằng nàng dễ ăn hiếp, vậy thì sai rồi người ngoài thấy nàng hòa khí lại không ngờ nàng gian xảo âm hiểm vô cùng tạ gia mời đại phu đặc biệt đến khám cho giang tiểu lâu đảm bảo không có gì mới rời đi tạ khang hà và vương bảo trân dặn dò giang tiểu lâu nghỉ ngơi cho tốt tỉ muội tạ nguyệt và tạ hương an ủi vài câu rồi rời đi để lại một mình tạ du đứng không phải ngồi cũng không xong không thể làm gì khác hơn là nói tiểu lâu hôm nay đều do ta sai giang tiểu lâu chỉ bưng chén trà từ từ uống nghe nàng nói nhưng không ngẩng đầu lên, cuốn hơn nữa mới dương mắt nhìn nàng, cười lạnh lùng. tứ tiểu thư không cần quá tự trách, ông độc không có mắt, đâu biết chọn người. tạ du nghe xong không khỏi cả kinh, nhưng chỉ có thể cười nói, phải, đều do nó không có mắt, suýt nữa phá hỏng tình cảm giữa chúng ta. hai người đó, một đối một đáp, đem chuyện không hề xảy ra là ông độc nói rất trôi chảy. ly tuyết ngưng nghe thấy không khỏi lắc đầu, cuối cùng tạ du đứng dậy cáo từ, tiểu điệp phụng lệnh đưa nàng ra ngoài vẻ mặt tràn đầy khó chịu nhưng vẫn phải làm hết lễ nghi ra đến cửa tạ du ra hiệu không cần nữa nhẹ nhàng xoay người rời đi chương sáu mươi sóng gió nổi lên hai tiểu điệp nhìn bóng lưng nàng mềm mại như chim én càng thấy cáu giận không khỏi rên lạnh một tiếng quay đầu vào chờ vào trong phòng tiểu điệp không khỏi truy hỏi tiểu thư tứ tiểu thư đó rõ ràng là oan uổng người đang đi bình thường lại nhảy vào hồ còn kéo người xuống lẽ nào người không thấy Giang Tiểu Lâu nghe vậy, đôi mắt đen lấy nhìn nàng, vậy theo ý ngươi, ta phải làm sao, xông lên vạch trần âm mưu của nàng, nói bá phụ dạy dỗ nàng một trận, Tiểu Điệp tâm vẫn sụp sôi, dĩ nhiên không thể bỏ qua như vậy, Giang Tiểu Lâu cười yếu ớt, mới đến, lại anh dũng như vậy, lá gan đúng là không nhỏ, Tiểu Điệp nghe thấy câu này của Giang Tiểu Lâu không ổn, vội cười nói, Tiểu Thư, nô tỳ cũng vì bất bình thay người, sau này làm gì nói gì đều phải động não. Hôm nay ta làm vậy chẳng qua là giữ thể diện cho tạ bá phụ. Nếu làm lớn chuyện mọi người sẽ rất khó xử, ta và tứ tiểu thư không có thâm thù đại hận, cần gì đuổi đến cùng." Giang Tiểu Lâu nói như vậy, chẳng qua nàng dùng vết ông chích ở chỗ thái vô tiên sinh làm cớ, chính là hy vọng giải quyết được tình hình, Tiểu Điệp vẫn còn chút bất bình, nhưng không dám tranh luận với Giang Tiểu Lâu. Ly Tuyết ngưng nhìn Tiểu Điệp lắc đầu, người đó, Tiểu Lâu chưa từng để ai bắt nạt, nàng chịu khoan dung người khác sao ngươi không thể? Chuyện gì cũng dĩ hòa vi quý, không phải sao, Ly Tuyết Ngưng dùng thái độ khoan dung để giải thích vấn đề này, lại không nghĩ trong lòng Giang Tiểu Lâu có tính toán khác, chút chuyện nhỏ này, không ảnh hưởng đến địa vị của tạ tứ tiểu thư ở tạ gia, cần gì phải làm chuyện thừa thải. Giang Tiểu Lâu theo bản năng nhìn về phía Ly Tuyết Ngưng, ánh mắt đối phương quá trong suốt, tuy rằng có ưu thương, nhưng càng có nhiều yên tĩnh, vĩnh viễn tràn ngập thương xót, thấu hiểu, bao dung thế gian. Giang tiểu lâu không kềm được nghĩ về chính mình, mỗi lần soi gương nàng đều tránh nhìn vào mắt. Bất tri bất giác, đôi mắt nàng có quá nhiều thù hận, giả tâm bừng bừng, luôn cắn xé nàng, người như nàng, sao lại có bằng hữu như ly tuyết ngưng, chỉ sợ người ta không chịu. Tiểu điệp không chú ý biểu hiện của Giang tiểu lâu, chỉ là nghĩ linh tinh, đúng lúc tỳ nữ tinh tinh của tạ gia vào đổi trà, tiểu điệp nhìn tinh tinh có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, lập tức miếng chặt miệng, không lên tiếng nữa. Ly Tuyết Ngưng nhìn bộ dạng căm hận của nàng ta, cảm thấy rất buồn cười, nàng cho rằng nha đầu này tuy ngốc, nhưng cũng biết tai vách mạch rừng, cũng xem như không quá ngốc. Tạ Du trở lại viện của mình, thấy tỳ nữ đang chăm sóc cho cây hải đường, không khỏi khí huyết dâng lên, đoạt lấy kéo trong tay tỳ nữ, cắt không ngừng tay, không chút lưu tình, đến khi cành lá thưa thớt, mới cảm thấy trái tim mình như bị vò nát. Mạch Nhi chỉ lo tay Tạ Du bị thương, nhất thời cuốn lên, đi tới cướp cây kéo lại, tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ, tiểu thư, bản thân nàng có ý tốt, không ngờ do tâm tình tạ du không tốt, tay hơi dùng sức, khiến cây kéo vạch vào lòng bàn tay tạ du tạo ra một vệt đỏ, máu không ngừng chảy ra, tạ du hét lên một tiếng, đẩy nàng ngã qua một bên, mạch nhi kinh hải cực điểm, lập tức đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, ngươi muốn hại chết ta. Cái nhà này ai cũng xem ta là người dư thừa, bây giờ cả nhà đầu các ngươi cũng khi dễ ta ngươi nhìn tay ta đi, tạ du tức giận hét ầm lên, người bên ngoài đều nghe thấy, khó dám tin người bé nhỏ như nàng lại phát ra âm thanh chói tai như vậy, mạch nhi kinh ngạc sững sờ, trung lập cập, còn chưa kịp giải thích, cây kéo lập tức bay tới dưới chân nàng, mạch nhi nơm nớp lo sợ, dù sao tạ du nhìn có vẻ rất tức giận, sắc mặt trắng bệch, cả người lão đảo, mạch nhi bị dọa sợ, vội vã đứng lên dìu nàng, không ngờ bị tạ du đẩy ra. Động tĩnh trong viện đã kinh động cố ma ma trong nhà, bà lập tức đi ra, nhìn thấy tất cả tỳ nữ đứng ở đó không dám tới gần, mà tiểu thư thì loạn choạng muốn ngã, chỉ có Mạch Nhi ngây ngốc đứng bên cạnh, không kèm được trầm mặt xuống, quên hết quy củ rồi sao, còn không mau đi làm việc đi, các tỳ nữ cúi đầu lui xuống, không dám nhìn cố ma ma một chút, cố ma ma đi tới đỡ tạ du, liếc mắt ra hiệu với tạ du, ngươi là người chết sao, dìu tiểu thư đi, Mạch Nhi còn do dự, chưa lập tức đưa tay ra, không biết tạ du lấy sức lực từ đâu, mặc kệ cố ma ma đi thẳng vào phòng, cố ma ma vào cửa, chỉ thấy tứ tiểu thư ngồi trước gương, thân thể không nhúc nhích, chỉ nhìn chầm chầm vào gương, biểu hiện vô cùng khác thường, tuổi tạ du không lớn lắm, nhưng lại có phong vận đặc biệt, một cái nhíu mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân đều thù hưởng được phong tình của ca kỹ năm đó, nhưng mà trải qua giáo dục của gia đình giàu có, thì những nữ tử khác không thể bị được nữa, chỉ là nụ cười và một cái chớp mắt. Nàng đã tập luyện trước gương cả trăm lần, Kết hợp phong thái của tiểu thư cao quý và phong lưu trời sinh, khiến người ta không tự chủ được mà sinh lòng thương mến, nhưng hiện giờ, nàng hận không thể đập nát cái gương này. "Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Lúc đi ra vẫn còn vui vẻ, sao trở về lại nổi giận?" Bọn nha đầu không hiểu chuyện, muốn đánh muốn mắng đều tùy ý người, dặn dò nô tỳ một tiếng là được, sao có thể nổi giận trước mặt mọi người, lỡ truyền ra ngoài thì không hay. Cố Ma không nhịn được nói, nàng là nhũ mẫu của Tạ Du xem như là người thân cận nhất. Tạ Du quay mặt lại, một khuôn mặt trắng như tuyết, nàng liếc nhìn cố ma ma không lên tiếng, chỉ có nước mắt rơi xuống. Hảo tiểu thư của ta ơi, người làm sao vậy, đừng khóc, có gì cứ nói với nô tỳ. con cái của cố ma ma đã ra khỏi phủ thành gia lập thất, vị tiểu thư này còn quan trọng hơn trời, vừa thấy nàng khóc sẽ lập tức hoảng loạn. Tạ Du cắn răng, đôi mắt đỏ hồng, ta ở tại gia chỉ là người bị ghét bỏ, ngày hôm nay mất hết thể diện, còn gì để nói nữa cố ma ma đã hỏi rõ ràng giờ khách này hiểu được vội lau nước mắt cho nàng ôm nhu khuyên nhủ tiểu thư giang tiểu lâu chẳng qua chỉ là khách mời người được lão gia yêu thương từ nhỏ sao ả so được với người người tốt với ả làm bộ cho lão gia xem ông ấy sẽ khen người thông minh hiểu chuyện trước giờ không phải đều là như vậy sao cho nên lão gia mới thương người nhất trên mặt tạ du có vẻ giận dữ và xấu hổ hôm nay phụ thân thiên vị ả người đã không còn thương ta nữa vừa nói vừa không nhịn được nghiến răng nói, ma ma, bà không biết gian tiểu lâu đó gian xảo cỡ nào đâu, nịnh phụ thân xoay mòng mòng, còn thương tiếc ả hơn cả ta, cố ma ma nhíu mày nói, tiểu thư, hôm qua ta nhìn thấy từ xa, nha đầu kia cũng rất đẹp, không ngờ tâm cơ thâm trầm, nhưng mà, chúng ta không sợ, ả được sủng ái, cũng không phân chia được phần đồ cưới của tiểu thư, cố ma ma là người hiện thực, bà chỉ nhìn thấy lợi ích, chỉ cần lợi ích cá nhân của tạ du không bị hao tổn cái khác không cần để ý. Trên thực tế chính là vậy, tạ gia phú quý ngập trời, tạ lão gia thương nàng như con ruột, tương lai xuất giá sẽ chọn một gia đình tương xứng, sẽ không thiếu một phần đồ cưới hùng hậu. Tạ du nước mắt lưng tròng nói, nhưng ta nghe thấy phụ thân nói với đại ca, muốn cưới ả làm đại tẩu, cố ma ma sững sờ, sắc mặt nhất thời thay đổi, hảo tiểu thư, nếu đã biết lão gia coi trọng ả, tội gì trêu chọc vào, lỡ sau này ả thật sự gả cho đại thiếu gia hai người làm sao chung sống, nói bậy, đại ca sẽ không cưới ả. Sắc mặt tạ du đại biến, trong nháy mắt vẻ bi thương biến thành phẫn nộ, mẫu thân của nàng là một ca kỹ thanh lâu, nhưng phụ thân nàng xuất thân là vọng tộc Liêu Gia ở Liêu Châu, nếu không vì xuất thân của mẫu thân quá thấp, nàng đã là tiểu thư Liêu Gia, phụ thân nhát gan chỉ dám kim ốc tàn kiều, sau khi mẫu thân chết hắn chỉ dám đem mình đến tạ gia nhờ vả. Khi đó mình còn là một hài tử không thể rời xa mẹ cả ngày vừa khóc vừa la, ngoại trừ đại ca chịu an ủi nàng, chưa từng ai thật lòng quan tâm nàng. Cho đến nay, trái tim của nàng chỉ chứa được đại ca và bản thân nàng, cho dù là tài sản tạ gia hay là cái khác, nàng đều không hề để ý. Khi tạ nguyệt tạ hương đề phòng gian tiểu lâu khắp nơi nàng còn cười nhạo các nàng ta vì chút tiền mà tính toán chi ly, nhưng khi nàng phát hiện phụ thân muốn đại ca cưới gian tiểu lâu, cảm giác này hoàn toàn thay đổi. Nàng trở nên phẫn nộ, tức đến nổ phổi, trong lòng chua xót cực kỳ. Sắc mặt cố ma ma tái xanh, bà quay đầu liếc mắt nhìn, trong phòng không có ai, vội kéo tạ du vào nội thất, thấp giọng nói, tiểu thư, không lẽ người đối với đại thiếu gia, một lời trúng đích, mặt tạ du trở nên đỏ chót, trợn to hai mắt nhìn cố ma ma, không nói nên lời, phải, dù tuổi nàng không lớn lắm, nhưng rất mẫn cảm với tình yêu nam nữ, đại ca và phụ thân thường xuyên ở bên ngoài, nàng thường nửa đêm tỉnh lại, lặng lẽ cầu xin phù hộ hắn bình an trở về nhưng nàng chưa từng cầu xin cho phụ thân biết đại ca hôm nay trở về nàng cố ý cài hoa hải đường hắn yêu thích nhất đi gặp hắn chỉ để hắn vui vẻ nhưng mà đây là bí mật của nàng ngày thường quyết không dám để lộ nàng rất rõ ràng nếu suy nghĩ này của nàng bị người khác biết phụ thân sẽ căm ghét nàng tạ nguyệt tạ hương sẽ xem thường ngay cả đại ca ôn hòa cũng sẽ không muốn nhìn thấy nàng khi đó nàng sẽ không được gặp hắn nữa nhưng mà bí mật này cuối cùng cũng không giấu được cố ma ma tiểu thư người điên rồi phải không người là nữ nhi tại gia đại thiếu gia là đại ca của người đại ca cái gì huynh ấy hoàn toàn không phải nàng thốt lên theo bản băng tiểu thư người bỏ suy nghĩ đáng sợ đó đi người họ tạ hai người là huynh muội ruột tuyệt đối không có khả năng thứ hai nếu bị lão gia và những người khác biết được người còn đường sống sao cố ma ma hoảng hốt Cấp gáp đến độ mặt mày trắng bệch tạ du cũng tái mét mặt mày mở miệng muốn nói gì đó nhưng yên lặng không lên tiếng tạ gia thu nhận nàng phụ thân cho nàng làm nữ nhi tạ gia thân phận này sẽ theo nàng cả đời nàng nhớ đại ca ngày đêm đều nhớ rõ ràng là suy nghĩ điên rồ những câu nói này nàng há không biết cuối cùng nàng bỗng nhiên đứng lên lại ngồi xuống không nhịn được nói ta là nữ cô nhi không phải gian tiểu lâu cũng vậy ả à dựa vào đâu không giống người là tiểu thư lớn lên ở tạ gia đã ở đây từ nhỏ tiểu thư người nghe cho kỹ đừng nói là lão gia đã cho người mang họ tạ cho dù người còn mang họ liêu lão gia cũng sẽ không đồng ý người không suy nghĩ xem ông ấy có lòng tốt thu nhận đứa con gái không nơi nương tựa của người bạn tốt sau đó nuôi lớn người gã đi yên ổn ai cũng sẽ tán thưởng lão gia nhân đức nhưng nếu tạ gia nuôi lớn người rồi đưa đến cho đại thiếu gia tạ gia sẽ trở thành một nơi xấu xa lão gia là người nghĩa khí cỡ nào, ông ấy sẽ chịu sao? Cố ma ma tận tình khuyên nhủ, tạ khang hà muốn cho giang tiểu lâu gả vào tạ gia, người khác còn có thể nghĩ là báo ân, nhưng tạ du thì khác, cho dù hiện giờ nàng vẫn mang họ của mình, chỉ là sống ở tạ gia, nàng cũng nợ ân tình tạ gia quá nhiều, nếu gả cho đại thiếu gia, người ta sẽ nói tạ gia thi ân cầu báo, tính toán với nữ cô nhi, truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe. Huống chi hiện giờ nàng là tứ tiểu thư đường đường chính chính, thân phận này cả đời cũng không thay đổi được, không biết Tạ Du lấy sức lực từ đâu, lông mày dựng thẳng lên, đôi mắt tràn ngập tàn khốc, ta biết dù thế nào cũng không đến lượt ta, nhưng đại ca như vậy, có cưới cũng phải cưới một người ta tâm phục khẩu phục, Giang tiểu lâu ngoại trừ gương mặt, thân thế cũng không nơi nương tựa như ta, là một nữ cô nhi, sao xứng với đại ca, xưa nay nàng ăn nói nhỏ nhẹ, cố ma ma từng từng thấy biểu hiện đáng sợ thế này nhất thời kinh hoảng. Vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đồ sứ vỡ, cố ma ma phản ứng đầu tiên, chạy ra ngoài, lôi người đang đứng bên ngoài vào, tức đến nổ phổi, người nghe thấy cái gì, mạch nhi nhìn thấy tạ du và cố ma ma biểu hiện căng thẳng, trợn mắt nhìn mình chầm chầm, nàng rung lên, nói lắp bắp, nô tì, nô tì, không nghe thấy gì hết. Vừa nói, chân nàng vừa lùi về phía sau, cố ma, ma liếc mắt nhìn tạ du, môi của nàng như mất đi toàn bộ màu máu ánh mắt sợ hãi cố ma ma tát mạch nhi một cái còn chưa cút xuống mắt mạch nhi lập tức đỏ lên nàng không dám nói nhiều nửa câu nhanh chóng lui xuống nội thất nhất thời im lặng tạ du hoang mang nói ma ma nhất định nó đã nghe thấy cố ma ma nhớ mày mạch nhi là nha đầu bán đức cho tạ gia tuy rằng ngày thường làm việc khá trung thành nhưng dù sao vẫn là nha đầu của tạ phủ chỉ cần là người trong phủ thì ai cũng chịu sự quản thúc của vương di nương hôm nay nàng nghe được lời này, không chừng ngày mai sẽ truyền đến tai Vương Bảo Trân. Trong phủ ngoại trừ lão gia và đại thiếu gia, không có ai thật lòng hoan nghênh tứ tiểu thư, nếu mọi người biết được tâm tư của nàng, nói bóng nói gió gì đó, một muội muội dám yêu thương huynh trưởng, cho dù giữa họ không có chút huyết thống nào, nhưng danh phận cũng đã sớm định sẵn, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Ma ma, người phải cứu ta. Tạ du không khỏi thất kinh, ta nên làm sao, nếu như Mạch Nhi nói ra ngoài, thì không còn gì nữa, cho dù Mạch Nhi thật sự trung thành với tiểu thư, người khác cũng sẽ tìm cách moi thông tin từ nàng. Tạ Du đã đến tuổi xuất ký, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, cái chờ đợi nàng không phải là chết thì là bầu bạn với Phật môn cả đời. Tạ Du do cố ma ma nuôi từ nhỏ, làm sao bà có thể trơ mắt nhìn đối phương lưu lạc đến nước này, tiểu thư, ta sẽ trông chừng thật kỹ, không để cho nó ăn nói linh tinh. Cố ma ma trong chốc lát liền hạ quyết tâm, vẻ mặt âm trầm. Tạ Du đang sợ hãi trong lòng, nghe xong lời này không khỏi rung lên, bà, cả buổi tối mặt Nhi thấp thỏm không yên, mặc kệ đi đến đâu, cố ma ma đều nhìn nàng chầm chầm, cho dù đi nhà xí cũng vậy, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm khiến người ta hoảng sợ, tối hôm đó vốn đến lượt nàng trực đêm, đột nhiên nhìn thấy bóng người ở trước cửa sổ lung lay một thoáng, là cố ma ma, nàng sợ đến suýt nữa không nói ra lời, cố ma ma lắc đầu một cái, vẫy vẫy tay với nàng, giống như có gì muốn nói. Nàng gấp gáp vội vàng đứng dậy, đi ra cửa. Buổi tối ở tại gia rất yên tĩnh, tiếng trống canh ba vang lên đã được một lúc lâu. Tiểu Điệp kiên trì đòi trực đêm lại ngủ trước, nửa đêm nàng thức dậy đi nhà xí, mới kinh ngạc phát hiện trước cửa sổ có một người đang đứng ngắm trăng. Tiểu Điệp không khỏi sợ hết hồn, chờ thấy rõ đó là ai mới thở vào nhẹ nhõm, "Tiểu thư, sao muộn rồi người còn chưa ngủ?" Giang Tiểu Lâu không trả lời nàng, chỉ nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Đêm nay, trăng thật sáng, thật đẹp đáy mắt của nàng, vừa có nét ủ dột vừa có nét sáng sủa, bất giác như có sóng ngầm mãnh liệt, tiểu điệp có chút lo lắng, lại gọi một tiếng, tiểu thư, giang tiểu lâu giống như vừa lấy lại tinh thần, nàng chú ý tới tiểu điệp thần sắc bất an, không khỏi nghi người miếm môi, nở nụ cười, lại nhìn ánh trăng một chút, mới hỏi, hôm nay mồng mấy, hả? Tiểu điệp cả người sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại, tiểu thư, hôm nay là mồng ngày 10 tháng 9, mồng ngày 10 tháng 9 còn cách sinh nhật nàng một tháng. Trước kia cứ đến lúc này, Tần gia sẽ đặc biệt chúc thọ cho nàng, Tần Tư còn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, nói đến đây, chớp mắt một cái cũng đã lâu không gặp rồi, có thể những người đó đã sớm quên mất nàng. Nhưng mà, nàng sẽ làm cho họ nhớ đến nàng, mồng ngày 10 tháng 10, còn một tháng nữa, Tiểu Điệp, đi ngủ đi. Giang Tiểu Lâu đi qua bên cạnh Tiểu Điệp, buông lại một câu, Tiểu Điệp gãi đầu, càng lúc càng không hiểu, quay đầu nhìn bóng lưng tiểu thư, ngoan ngoãn nuốt xuống nghi vấn. Hơn nửa đêm, sao đột nhiên lại hỏi ngày tháng, hôm nay có gì đặc biệt sao? Đêm này, Giang Tiểu Lâu ngủ rất say, tạ gia sắp xếp rất cốt, chăn đệm tinh xảo mềm mại, giường lớn sang trọng, màn trắng như tuyết mới tinh, khi ngủ còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng, thật là một buổi tối hoàn hảo, tất cả đều rất hài lòng. Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu mặc nội bào ngồi trước gương, thả mái tóc đen dài ra, tinh tinh tỉ mỉ chảy tóc cho nàng, biểu hiện cẩn thận chu đáo. Sau khi chảy xong, nàng liền mở hộp trang sức ra, khi nhìn thấy những món châu báu tinh xảo bên trong, Giang Tiểu Lâu nhạy cảm nhận ra tinh tinh có hơi chững lại một chút, sau đó tiếp tục trang điểm như không có gì. Mọi người đều cho rằng Giang Tiểu Lâu là cô nhi sinh ở nhà tạ gia, cho nên Vương Bảo Trân theo lời tạ khang hà dặn dò mà chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay cả sim y trang sức đều có sẵn. Nhưng khi trang điểm Giang Tiểu Lâu cố ý dùng trang sức của riêng mình, số đồ này là khi ở quốc sắc thiên hương lầu nàng lặng lẽ chuyển đến chỗ vương đại phu gần đây vừa lấy lại hiển nhiên những châu báu này khiến tinh tinh không kèm được phải ngẩn ngơ đại khái là không ngờ giang tiểu lâu lại có đồ tốt như vậy giang tiểu lâu tỉ mỉ quan sát biểu hiện của tinh tinh khẽ cười đang lúc trang điểm không ngờ cửa bị đẩy ra rầm một tiếng tinh tinh nhíu mày nhìn tiểu điệp đứng ở cửa trong lòng nghĩ đúng là từ bên ngoài đến hoàn toàn không có quy củ chỉ nghĩ đến đó, đã nghe thấy tiểu điệp hoảng loạn chạy đến trước mặt Giang Tiểu Lâu, hỗn hển nói, tiểu thư, nha đầu kia chết rồi, chết rồi, ai chết rồi. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng một chút, ánh mắt dao động, nói, nói chuyện đàng hoàng, sắc mặt tiểu điệp trắng bệt, là nha đầu mạch nhi đi theo tứ tiểu thư, hôm qua nàng nhảy xuống giết chết rồi, bột một tiếng, cây lược trên tay tinh tinh đột nhiên rơi xuống đất, gương mặt cũng trở nên trắng bệt. Chương 61, 1, Ma ở trong lòng người, 1 mọi người vừa chạy đến vườn hoa, thì nhìn thấy bốn vú già cường tráng nâng một cái cán, đi ra từ hậu viện tứ tiểu thư, vẻ mặt cố ma ma hoảng loạn đi theo phía sau, Giang Tiểu Lâu từ xa nhìn, vừa nhìn đã nhận ra người nằm trên cán là Mạch Nhi. Lúc này nàng được bọc trong một tấm chiếu, mái tóc ướt nhẹp lộ ra ngoài, mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, Vương Bảo Trân thấy tình hình như thế, bước nhanh lên phía trước hỏi, cố ma ma, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố ma ma cúi đầu nói, Vương Di Nương, hôm qua Mạch Nhi làm sai chút chuyện, tiểu thư trách mắng hai câu, nhất thời tức giận nói muốn đuổi đi, ai ngờ nha đầu này cho là thật, nửa đêm khóc lóc không ngừng, suy nghĩ không thông, nửa đêm lặng lẽ lẻ lẻn ra ngoài nhảy xuống giếng tự tử, nghe xong lời này, trên mặt mọi người đều phủ một tầng bóng tối. Mạch Nhi là nha đầu bán đứt của tạ gia, cha mẹ nàng còn làm nô bột trong phủ, tuy nàng không phải là nha đầu xuất sắc, nhưng cũng được coi là thông minh lanh lợi khiến người khác yêu thích nhìn thấy nàng chết đột ngột như vậy, một đám tỳ nữ và ma ma trên mặt đều hiện ra vẻ đồng tình. Tiểu điệp nhìn thấy thi thể Mạch Nhi, chỉ thấy đầu óc choáng váng, trái tim như nhảy lên trên, ngày hôm qua Mạch Nhi còn vui vẻ chạy nhảy, hôm nay lại chết rồi, lúc này, bốn vị tiểu thư còn lại của tạ gia cũng đến. Nghe nói người chết là người trong viện tạ du, trên mặt tạ hương có nét hưng phấn lộ rõ, nàng không nghĩ ngợi nhiều, kéo lấy cố ma ma hỏi, cố ma ma, rốt cuộc tứ muội của trách kiểu gì vậy, Mạch Nhi xưa nay là nha đầu vô tư, sao lại chỉ vì mấy câu nói mà tự tử, trong lòng cố ma ma phiền chán, trên mặt lại không dám để lộ chút nào, chỉ cung kính nói, tam tiểu thư, người biết tứ tiểu thư mà, bình thường con kiến còn không nở dẫm lên, Mạch Nhi làm vỡ ngọc bội người yêu thích, người chỉ nhẹ nhàng trách mắng vài câu, nô tỳ nghĩ, xó lẽ do nha đầu Mạch Nhi này quá tự ái, xưa nay đã quen sống thoải mái. Không hiểu là tiểu thư muốn tốt cho nó nhất thời nghỉ không thông suốt đôi mắt tạ hương lóe sáng hừ một tiếng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một vị phụ nhân gào lên thê thảm con gái của ta nói xong một bóng người màu xanh từ hoa viên xông thẳng đến một đường bò lê lết té ngã bên người mạch nhi những ma ma khác liếc mắt nhìn nhau đều nhận ra người này là mẫu thân của mạch nhi trương thị trương thị mặt đầy nước mắt và bi phẫn ngẩng đầu lên tàn bạo nhìn cố ma ma người nói đi Tại sao một đứa con gái đang yên đang lành lại chớp mắt là không còn nữa? Vẻ mặt của Mama có chút ngượng ngùng, bà lui về phía sau một bước, trên mặt mang theo ấy nấy. Trương Mama, chuyện này cũng không ai ngờ, hôm qua bà không ở trong viện, không biết đã xảy ra những chuyện gì. Mạch Nhi bị lão gia trách mắng, lại không cẩn thận làm vỡ ngọc bội của tiểu thư. Tiểu thư tuy không mắng nhiều, nhưng trong lòng nó chắc là rất buồn. Nói ra thì cũng tại nha đầu này mệnh khổ, không trách được người khác. Đôi mắt Giang Tiểu lâu hơi động, chuyện trong viện, Trương Thị càng khóc gây gắt thê thảm, vừa khóc vừa nói với Vương Bảo Trân, Di Nương, xin người làm chủ cho con gái Nô Tì. Bao nhiêu năm qua, Phu Thê Nô Tì ở tại gia nếu không nói là cúc cung tận tụy, thì cũng là nghiêm ngặt cẩn trọng, chưa từng có chút nào lười biếng. Sống đến tuổi này, bọn Nô Tì chỉ có một đứa con, bây giờ nó nhắm mắt ra đi như vậy, sau này Phu Thê Nô Tì làm sao mà sống đây? Thấy cảnh này, mọi người không khỏi thương tâm. Chỉ nghe tạ hương hét lên một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy theo lời cố ma ma nói, lẽ nào chuyện này là vì chuyện hôm qua xảy ra trong hoa viên sao? Sắc mặt cố ma ma trắng nhật, phản phất đã lỡ lời, tam tiểu thư, nô tỳ không dám nói vậy, nô tỳ không có ý này, nhưng mọi người đã nghe rõ ràng, tuy cố ma ma nói mạch như làm vỡ ngọc bội của tứ tiểu thư, cho nên sợ hãi tự sát, nhưng tỳ nữ làm việc cẩn thận cách mấy cũng đều có lúc sai lầm, mà tứ tiểu thư là người rất hiếm khi nổi nóng, lại không quá chú ý đến mấy món trang sức. Trước kia Mạch Nhi cũng không phải chưa từng làm sai, sao lần này lại nghiêm trọng như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, đây chẳng qua là nói tránh đi thôi, rất có khả năng là vì hôm qua xảy ra chuyện mới khiến Mạch Nhi nghĩ đến chuyện tìm chết. Nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Giang Tiểu Lâu. Hôm qua, Mạch Nhi chỉ chứng Giang Tiểu Lâu đẩy tiểu thư nhà nàng xuống hồ. Ai ngờ trong chớp mắt, Giang Tiểu Lâu dùng một con ong độc chứng minh mình trong sạch. Tứ tiểu thư đương nhiên có thể chối rằng mình không thấy gì, nhưng còn nha đầu này, ai sẽ tin nàng? Tất cả đều biến thành lỗi của nàng, ngay cả lão gia cũng trách cứ, mạch nhi gặp quan uổng, nghĩ không thông suốt cũng không chừng. Ánh mắt kiều mị của tạ nguyệt giật giật, không khỏi tiếc hận nói với trương thị, mạch nhi là một nha đầu tốt, xưa nay thành khẩn, làm việc chăm chỉ. Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, bà đừng lo, chúng ta sẽ an táng cho nàng tử tế, còn về phu thê của bà nói tới chỗ này nàng nhìn về phía vương bảo trân vương bảo trân gật đầu nói nữ nhi duy nhất của bà đã không còn chúng ta sẽ phụ trách đến cùng chỉ có điều trước mặt mọi người khóc lóc như vậy thật không ra thể thống truyền ra bên ngoài còn không biết bị nói đến cỡ nào khiến mạch nhi đi cũng không an lòng theo ta thấy trương ma ma bà cứ đưa mạch nhi về tan sự cần những gì toàn bộ do chúng ta xử lý sau khi trương ma ma khóc sức mướt đưa mạch nhi đi Vương Bảo Trân quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chầm chầm cố ma ma, xảy ra chuyện lớn như vậy sao tứ tiểu thư không xuất hiện, cố ma ma đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, sáng sớm xảy ra chuyện như vậy, tiểu thư khổ sở vô cùng, còn vì mạch nhi mà khóc hết một trận, nói mình làm chủ tử mà không để ý đến nha đầu này đang bất ổn, nên mới hại nàng còn trẻ đã mất mạng, bây giờ có lẽ còn đang ngồi khóc trong phòng, Vương Bảo Trân trầm mặt xuống nói, dù thế nào, chuyện này ta cũng phải nói rõ ràng với tứ tiểu thư. Nói xong, nàng bước vào trong viện tạ du, cố ma ma sốt ruột liếc mắt nhìn, dậm chân một cái cũng đuổi theo sau, những người khác nhìn thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tạ Nguyệt đang trầm tư, tam tiểu thư bên cạnh không nhịn được kéo tay nàng, đại tỷ, chúng ta đi xem một chút, chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể bỏ lỡ, nghe nàng nói, thật giống như mạch nhi chết là chuyện vui vậy, đại khái là cuộc sống của các tiểu thư khuê các quá tẻ nhạt, ngay cả chuyện bất hạnh cũng khiến cho các nàng thấy hưng phấn mắt thấy tạ hương vô lễ như thế tạ nguyệt không khỏi quát khẽ tam muội nói bay cái gì vậy muội đâu phải không biết trong nhà xảy ra chuyện di nương sẽ không thoát khỏi liên quan muội không giúp phân ưu còn ở đây ồn ào ngày thường di nương đúng là phí công thương muội nói xong lời này nàng hừ lạnh một tiếng ném tay tạ hương ra nhanh chóng rời đi tạ hương nhìn bóng lưng tạ nguyệt không khỏi biểu môi dẫn theo nha đầu ma ma xông thẳng vào viện tứ tiểu thư như vậy trong vườn chỉ còn lại nhị tiểu thư tạ nhu ngũ tiểu thư tạ xuân cùng với giang tiểu lâu ly tuyết ngưng mặt tạ xuân sợ hãi hướng về nhị tiểu thư nói nhị tỷ đang yên đang lành sao lại vô cớ chết người bây giờ phụ thân không có nhà vậy phải làm sao đây nhị tiểu thư tạ nhu sững sờ phụ thân không ở nhà người đi đâu không phải hôm qua còn ở nhà sao ánh mắt lại chuyển hướng nhìn giang tiểu lâu giang tiểu lâu thấy nàng hỏi mỉm cười nói tạ bá phụ nói có việc phải về Thương Châu xử lý, hôm qua đã đi ngay trong đêm, tạ nhu nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, sắc mặt trầm xuống. Trong nhà này, nhị tiểu thư tạ nhu là người không được xem trọng nhất, tin tức lớn như vậy nàng là người cuối cùng biết, có chút khó chịu, nàng cười nhạt nói, Giang Tiểu Thư còn biết nhiều hơn người làm con như ta, Giang Tiểu Lâu nhìn thấy vẻ chua xót của nàng. Nhưng chỉ khẽ miễn cười nói, hôm qua lúc tạ bá phụ đi, cố ý dặn dò người nhắn lại, vương di nương làm việc chu đáo nói tin này cho mọi người biết chỉ là lúc đó đã trễ chắc nhị tiểu thư đã ngủ không có để ý thôi lời này nói xong biểu hiện của tạ nhu lập tức thay đổi nàng quay đầu lại trừng mắt với nha đầu bên cạnh mình phụ thân không ở nhà tin tức này cũng không báo sớm cho ta biết đám phế vật các ngươi làm gì vậy nha đầu không dám biện bạch chỉ cúi đầu thấp giọng nói dạ tiểu thư nô tỳ sai rồi sáng hôm nay nghe nói mạch nhi chết nô tỳ hoảng hốt cũng chưa kịp nói với người, thấy lời của Giang Tiểu Lâu được nghiệm chứng, sắc mặt của Tạ Nhu khá hơn một chút. Nàng cười nói với Giang Tiểu Lâu, "Đã như vậy, Giang Tiểu Lâu, chúng ta vào viện tứ muội xem sao?" Giang Tiểu Lâu chỉ đứng bất động, Tạ Nhu kỳ quái nhìn nàng, nụ cười Giang Tiểu Lâu hơi ngừng lại, bình thản nói, "Nhị tiểu thư, đây là việc nhà Tạ gia, ta là người ngoài không tiện đi vào, xin người thay ta hướng về tứ tiểu thư vấn an, nhắn nàng đừng quá đau lòng, nên giữ gìn sức khỏe." ta sẽ không vào đâu, nghe xong lời này, tạ nhu gật gật đầu, thầm nghĩ giang tiểu lâu này thật có lễ nghĩa, hiểu quy củ. Việc này là việc riêng của tạ gia, không nên để người ngoài biết được, nghĩ tới đây, nàng liền nói với tạ xuân, ngủ muội chúng ta mau vào xem, không chừng tứ muội đang rất thương tâm. Lúc nói câu này, vẻ mặt nàng toát ra mấy phần quan tâm thật lòng. Ngũ tiểu thư tạ xuân bướng bỉnh nháy mắt với giang tiểu lâu một cái, đôi mắt tròn sáng sủa, sau đó kéo tay nhị tiểu thư, được, không nói nữa, chúng ta đi thôi, nhìn thấy hai người rời đi, ly tuyết ngưng mới nói với Giang Tiểu Lâu, Tiểu Lâu, chuyện này muội thấy sao, Giang Tiểu Lâu quay đầu lại, nhìn thấy thẩn sắc ly tuyết ngưng có tia bất an, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đây là chuyện của tạ gia, không liên quan đến ta, ta thấy sao cũng không quan trọng, tiểu điệp lại nói, tiểu thư, cũng không thể nói vậy, lúc nãy người nghe cố ma ma nói đó, ý của bà ta rõ ràng là, còn chưa dứt lời, Giang Tiểu Lâu đã nhìn nàng một cái. Tiểu Điệp căng thẳng, lập tức run rẩy quên cả những gì muốn nói. Ly Tuyết ngưng lại tiếp lời của Tiểu Điệp, Tiểu Lâu, tuy Tiểu Điệp nói không khéo, nhưng ý cũng không sai. Lúc nãy lời của cố ma ma muội cũng nghe thấy, bà ta muốn nói lại thôi, che che giấu giấu, giống như muốn đem cái chết của Mạch Nhi đổ lên đầu muội. Chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không liên quan đến muội, nhưng cách nói của cố ma ma lại khiến người ta nghi ngờ. Giang Tiểu Lâu nghe đến đây, cũng không sốt ruột, chỉ khẽ nói, dù cho như vậy thì đã sao? Lẽ nào chỉ vì một ma ma ăn nói linh tinh mà ta phải hoảng hốt sợ sệt? Người không thẹn với lòng, có gì phải sợ, sắc mặt Ly Tuyết Ngưng co lại, nhắc nhở Giang Tiểu Lâu, cẩn thận là trên hết cũng không phải là sai, Giang Tiểu Lâu gật gật đầu, mang theo ý cười, Tiểu Điệp thấy hai người cũng không xem trọng việc này, không tránh khỏi nhiều chuyện, tiểu thư, chúng ta phải ở lại tạ phủ nếu những người kia cứ nói bậy bạ thì phải làm sao, Giang Tiểu Lâu sững lại, nở nụ cười tươi sáng, muốn sống được trong một gia đình thế này, những chuyện không nên biết thì đừng biết, không nên nghe thì đừng nghe, miệng của họ mọc trên người họ, lẽ nào ngươi muốn ta phải đi biệt miệng từng người sao, Tiểu Điệp tỉnh ngộ, Giang Tiểu Lâu nói không sai, căn bản không cần để ý những người trong tạ phủ nói gì, dù sao Tiểu Thư đã nói họ sẽ không ở lại lâu. Không lẽ tạ gia lại vì một tỷ nữ mà tin những lời nói vô căn cứ, đi làm khó gian tiểu lâu sao? Cái chết của Mạch Nhi như một hòn đá ném vào hồ nước, sau khi làm nổi lên gợn sóng thì lặng lẽ biến mất. Trong thâm trạch đại viện, một nha đầu chết thì chẳng đáng là gì, chuyện này rất thường xảy ra, dù cho gia phong tại gia khoan dung, cũng không thể ngăn cản một nha đầu nghĩ quẩn. Lại nói Vương Bảo Trân đã làm thích đáng hậu sự cho Mạch Nhi, cho phụ mẫu nàng không ít tiền bạc, bọn họ nhanh chóng ngậm miệng không nói gì nữa nhưng chuyện này vẫn ngầm lan truyền trong đám nha đầu ma ma ai cũng đều suy đoán nguyên nhân cái chết của mạch nhi có người nói nàng bị tứ tiểu thư trách mắng cho nên mới tự tử nhưng đó chỉ là một số ít người nói vậy đại đa số mọi người đều bàn tán bọn họ cho rằng nguyên nhân hoàn toàn là do chuyện xảy ra ở hoa viên không biết vì lý do gì mạch nhi lại chỉ trích giang tiểu thư đẩy tiểu thư nhà nàng ngược lại bị lão gia trách mắng một trận mạch nhi mang oan khuất trong lòng cho nên gieo mình xuống giếng mất mạng sau khi cách nói này lưu truyền ra mọi người không khỏi nảy sinh lòng nghi ngờ nếu một người không bị oan ủng tuyệt đối sẽ không tự tử nói không chừng khi đó mạch nhi là nói thật suy đoán này lặng lẽ lan truyền trong tạ gia mỗi người khi nhìn thấy gian tiểu lâu biểu hiện đều rất quái lại hiển nhiên bọn họ tin tưởng lời đồn này chỉ có điều trên mặt vương bảo trân không lộ ra chút gì đối với gian tiểu lâu vẫn khách khí như xưa nếu nàng không lên tiếng những người khác không ai dám nhiều lời ai cũng biết hiện giờ lão gia xem trọng gian tiểu lâu còn hơn con ruột của mình ngay cả tứ tiểu thư rất được sủng ái cũng không bằng lão gia thà rằng khiến nàng oan ức cũng phải giữ được thể diện cho gian tiểu lâu tiểu điệp ở bên ngoài nghe được lời đồn hết sức bất mãn nhưng lại không dám nói lại những lời này với hai vị tiểu thư chỉ có thể giận dỗi một mình nàng cầm ấm trà đứng đờ ra ngay cả khi tinh tinh bước vào cũng không phát hiện tinh tinh đứng cạnh cửa sổ cố ý ho khang một tiếng tiểu điệp nghe thấy tiếng động cúng quyết ngẩng mặt hướng về tinh tinh cười là ngươi sao tinh tinh cười nói tiểu điệp ngươi có tâm sự gì sao tiểu điệp vội vàng lắc đầu cúi đầu ôm một bụng bực tức không biết có nên nói không tinh tinh cong môi lên hôm nay nàng nghe được một ít lời đồn đang muốn đến nói với tiểu điệp nhìn thấy tiểu điệp cúi đầu suy nghĩ tập trung liền mơ hồ đoán được đối phương đã sớm biết việc này lại qua một trận tiểu điệp ngẩng đầu lên Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tiểu Điệp muốn nói chuyện với Tinh Tinh, nhưng cảm thấy đối phương cũng không phải người của mình, nói nhiều lại sợ tiểu thư trách tội, liền muốn nói lại thôi. Tinh Tinh là người thông minh, sớm đã hiểu được mọi chuyện, không kềm được nói, "Tiểu Điệp, ngươi có tâm sự sao? Hay là, ngừng một chút mới nói, hay là những người bên ngoài nói gì khiến ngươi không vui?" Tiểu Điệp chấn động, âm thanh lập tức trầm xuống, "Không, không có gì." Tinh Tinh lắc đầu nói, ta biết bây giờ người ngoài đều nói xấu tiểu thư nhà ngươi khắp nơi, đúng không? Tiểu điệp không tự chủ được gật gật đầu, lại cuốn quýt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bất an. Tinh tinh nở nụ cười, nàng có thể thấy tiểu điệp là người tâm tính đơn thuần, người như vậy trong chốn hào môn phú quý rất hiếm. Không có hai bộ mặt thì không thể sinh tồn ở chốn này. Tiểu điệp nhìn tinh tinh, đơn thuần hỏi, tinh tinh tỷ, ngươi ở nơi này đã lâu, có quen với mạch nhi không? Tinh tinh tự nhiên nói, đâu chỉ là quen, nha đầu đó, nàng dừng lại một chút, tự hồ quan sát phản ứng của tiểu điệp, hài lòng thấy sắc mặt trắng bệch của đối phương, tiếp tục nói, nha đầu kia là nha đầu bán đứt trong phủ, khi còn nhỏ bọn ta thường chơi chung với nhau, chỉ có điều lớn lên, được phân đến viện khác nhau, ngươi phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, cũng xa cách không ít, hai năm qua cũng ít qua lại. Nàng nói như vậy, trên mặt toát ra một tia cảm khái, lời này xem như là xuất phát từ tâm can, tiểu điệp nghe thấy có chút mê hoặc tinh tinh tỉ ngươi nói xem tại sao mạch nhi lại tự sát tinh tinh do dự một chút cuối cùng thấp giọng nói giống như là vì chuyện hôm đó ở hoa viên sau khi bị lão gia trách mắng tứ tiểu thư cũng mắng nàng một trận nàng đau lòng cả buổi tối không ăn không uống có lẽ là nghĩ không thông suốt cho dù tinh tinh không nói hết nhưng trái tim tiểu điệp cũng rung lên chỉ một chuyện nhỏ như vậy là tự tử sao dù thế nào nàng vẫn không thể hiểu được chỉ vì bị tạ khang hà giáo húng vài câu Mạch Nhi sẽ nghĩ không thông suốt, mạng người rẻ mạt như vậy sao? Khi ở quốc sắc thiên hương lầu, cho dù là giang tiểu lâu hay ly tuyết ngưng, ai mà không phải nhận đủ dằn vặt khuất nhục, nhưng chưa có ai nói là muốn chết cả. Chết tử tế không bằng sống cực khổ, vì chút chuyện mà tìm đến cái chết, đối với tiểu điệp mà nói đúng là quá hoang đường. Dĩ nhiên, vì hoàn cảnh sống không giống nhau, cho nên nàng không thể hiểu được hành vi tự tử của Mạch Nhi, trong lòng càng khó chịu, không thể nào. Tinh tinh là người thông minh chỉ nghe một nửa đã hiểu, lại cười nhạt nói, nha đầu ngốc, chuyện này cũng không khó hiểu, ta chỉ lén nói với ngươi, ngươi đừng nói ra ngoài, tiểu điệp ngoan ngoãn gật gù, tinh tinh cố ý thần bí nói, ngươi cũng biết, tứ tiểu thư không phải là con ruột của lão gia, việc này dĩ nhiên tiểu điệp biết, cho nên nàng căng tai trợn mắt lắng nghe, thường ngày tinh tinh không thích nói chuyện, hôm nay lại như cái máy nói không ngừng, tứ tiểu thư không phải con ruột của lão gia, nhưng sống ở đây nhiều năm. Lão gia rất yêu thương nàng, ngay cả đại tiểu thư, tam tiểu thư cũng không sánh bằng. Cho nên ai cũng nói sau này tứ tiểu thư xuất giá sẽ rất khoa phong. Nói thì nói vậy, nhưng ai cũng biết sự sủng ái của lão gia cũng không chắc chắn, dù sao cũng không phải con ruột, nếu có ngày tứ tiểu thư làm sai gì đó, lão gia sẽ không thích nàng nữa. Nói một câu khó nghe, trời có lúc nắng lúc mưa, lão gia không thể che chở cho nàng cả đời. Chuyện xảy ra ở hoa viên hôm đó, tâm tình tứ tiểu thư căng thẳng người bên cạnh dĩ nhiên cũng thấp thỏm theo nếu tứ tiểu thư mất đi sự sủng ái của lão gia thì nàng còn sống ở tạ gia nổi sao ngươi nghĩ lại xem có phải là đạo lý này không tinh tinh giả vờ cao thâm tiểu điệp nghe qua tựa hồ có chút rõ ràng lại có chút nghi hoặc nàng nói theo bản năng vậy thì thật đáng tiếc nếu chỉ vì lão gia quở trách vài câu mà tự tử thì không biết ta phải chết bao nhiêu lần rồi tinh tinh vô cùng mẫn cảm lập tức hỏi tới tiểu điệp lẽ nào trước đây ngươi rất khổ lời vừa nói ra tiểu điệp tự hộ ý thức được mình đã nói sai một nha đầu như nàng nói như vậy người ngoài không hiểu còn tưởng gian tiểu lâu hay ngược đãi nàng nàng không khỏi ngượng ngùng cười giả lả ý của ta là lúc còn ở nhà mẹ kế đối với ta không đánh thì mắng rất hung dữ ta cũng không vì vậy mà đi tự tử tinh tinh nhìn tiểu điệp ngậm chặt miệng không nói nữa nàng cũng không vội vã chỉ là thầm cười trong lòng ngày tháng còn dài muốn biết nội tình của Giang Tiểu Lâu, sau này còn nhiều cơ hội, nghĩ đến đây, nàng thở dài nói, ta thật lo lắng cho Giang Tiểu Thư, Tiểu Điệp bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, tinh tinh lại nói tiếp, nếu chuyện phát triển thêm nữa, không chừng lời đồn sẽ càng khó nghe, ngươi cũng biết, gia đình đông người thì ai cũng rất nhiều chuyện, mỗi người một ý, bọn họ không nhất định sẽ hoan nghênh Giang Tiểu Thư, Tiểu Điệp nổi lên một tia ngờ vực, nhìn tinh tinh nói, ngươi cũng là người nhà họ tạ lẽ nào ngươi sẽ giúp đỡ tiểu thư nhà ta tinh tinh oán trách ngươi đúng là nha đầu ngốc ta đã vào viện này chính là để hầu hạ gian tiểu thư xem ý của lão gia ông ấy sẽ giữ tiểu thư lại cho đến khi xuất giá như vậy thậm chí ta còn có thể theo tiểu thư gã ra ngoài chuyện đó cũng rất bình thường trong mắt mọi người ta đã là người của tiểu thư sao lại đi giúp người ngoài được lời này của tinh tinh đúng là không sai tạ khang hà thu nhận gian tiểu lâu vốn là muốn tìm cho nàng một chỗ dưỡng bệnh chờ khi nàng khỏe lại tạ khang hà sẽ tìm một chỗ tốt cả nàng đi tinh tinh nói có tình có lý tiểu điệp không thể không tin tinh tinh quan sát vẻ mặt nàng quỷ quyệt nói lời đồn chỉ là chuyện nhỏ ngươi có nghe nói không gần đây tạ gia có chút không yên ổn tiểu điệp sững sờ ngây ngốc hỏi không yên ổn còn có chuyện gì nữa sao tinh tinh nói nhỏ bên tai tiểu điệp vài câu tiểu điệp quýnh lên ngươi nói cái gì có ma hai chữ này vừa ra khỏi miệng, tinh tinh cũng quính lên theo, che miệng tiểu điệp lại, nói nhỏ lại, ngươi sợ tiểu thư không nghe thấy sao, tiểu điệp gật đầu liên tục, lúc này tinh tinh mới buông lỏng tay, nhìn nàng oán giận, ngươi cứ la làng như vậy, sẽ có ngày gây ra họa, đừng trách ta không nhắc ngươi, lão gia ghét nhất là chuyện ma quỷ, nhưng mà, ngươi cũng nên cẩn thận, tiểu điệp ngây người, cẩn thận. Cẩn thận cái gì, tinh tinh nhẹ nhàng tằng hắn một cái, không phải ngươi không biết, mạch nhi chết oan cũng có chút liên quan đến tiểu thư lỡ nàng ta mang lòng oán giận tìm đến viện chúng ta thì sao ai mà biết được nghe xong lời này hai chân tiểu điệp mềm nhũng nàng sợ nhất những chuyện ma quỷ này tối hôm đó đến lượt tiểu điệp các đêm trăng đêm nay rất sáng tia sáng nhu hòa nhàn nhạt chiếu vào sân phủ lên một tầng sương trắng tiểu điệp lăn qua lộn lại trên chiếc giường nhỏ bên ngoài trong lòng luôn nhớ lời tinh tinh nói nàng muốn ngủ nhưng không sao ngủ được lăn qua lộn lại suýt nữa đã rơi ra khỏi gường. Nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn vào sân, thở vào nhẹ nhõm, cũng may không làm tiểu thư thức giấc. Giang tiểu lâu rất khó ngủ, lúc trước khi tiểu điệp đã ngủ say như chết thì nàng vẫn còn tỉnh. Hôm nay tiểu thư đi nghỉ ngơi sớm rồi, tiểu điệp tự nhắc mình không thể đánh thức tiểu thư dậy. Nhưng mà vào lúc này, tiểu điệp nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, ở trên hành lang. Tiểu điệp sững sờ, vểnh tai lên, tiếng bước chân phản phất như bước chân mèo, nhẹ nhàng yên lăng. Tiếp theo là âm thanh khóa cửa bị đẩy ra, tiểu điệp hoàn toàn tỉnh táo, hoảng sợ trợn mắt nhìn về phía cửa, nhưng giống như cơn ác mộng, âm thanh kia biến mất trong nháy mắt, tiểu điệp vô cùng bất an, nàng mang giày vào đi ra hướng cửa, mở cửa ra. Ngoài cửa trống rỗng, ngoại trừ bóng đêm yên tĩnh và màn sương trắng thì không có gì cả, tiểu điệp thở vào nhẹ nhõm, đóng cửa kỹ lại, thả rèm xuống mới xoay người quay trở lại giường, vì sợ hãi, nàng quay lưng vào trong mà ngủ, nhưng luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chầm chầm, khiến nàng sợn tóc gáy, nàng lại từ từ xoay người ra ngoài, nhìn khắp căn phòng, đầu tiên là cửa, rồi cửa sổ. Gian nhà rất tốt, ánh trăng bên ngoài lại rất sáng, nàng rõ ràng nhìn thấy bên cửa sổ ở hướng đông, giấy dán cửa không biết đã bị ai xé đi, một đôi mắt âm hàng tận xương cốt đang nhìn nàng từ vết thủng đó, tiểu điệp hét lên một tiếng, từ trên giường rơi xuống đất. Tiếng động này đánh thức Giang Tiểu Lâu, nàng khoác áo rời giường, từ phòng trong đi ra, nhìn thấy Tiểu Điệp nằm dưới đất, mặt đầy sợ hãi, mới nhíu mày hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Tiểu Điệp lăn lộn vồ tới ôm Giang Tiểu Lâu: "Tiểu thư, có ma, nô tỳ thấy ma." Giang Tiểu Lâu nghe nói như vậy không khỏi nhíu mày: "Ma? Ma ở đâu?" Tiểu Điệp không dám nhìn cái cửa sổ kia một chút, chỉ dùng ngón tay chỉ vào, ngón tay đang không ngừng run rẩy: "Âm thanh bất an là ở đó." Giang Tiểu Lâu nhìn theo ngón tay nàng, ngoại trừ cửa sổ đã bị rách một miếng giấy dán, không còn gì khác, nàng thở dài một hơi, tiểu điệp, nửa đêm nửa hôm đột nhiên la lối như vậy, sẽ làm phiền tuyết ngưng nghỉ ngơi đó, nghe thấy lời này, tiểu điệp bỗng ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm gian tiểu lâu, tiểu thư, người không tin nô tỳ sao? Nô tỳ nhìn thấy thật mà, con ma đó có đôi mắt đen, tóc rối tung, toàn thân áo trắng, đáng sợ lắm, biểu hiện gian tiểu lâu nghiêm nghị, khoác lại áo khoác, vẻ mặt lạnh lẽo nói, đi, theo ta ra ngoài nhìn thử, ta muốn xem con ma này từ đâu mà tới. Tiểu Điệp liên tục lùi lại, lùi liều mình tránh né, không, nô tỳ không dám, không đi. "Tiểu thư, người đừng kéo nô tỳ." Giang Tiểu Lâu một đường mạnh mẽ kéo Tiểu Điệp đi ra, trực tiếp xuyên qua hành lang, gió lạnh thổi từng trận, nàng vẫn lẫm liệt không hoảng sợ, nhưng vào lúc này, phía tây sân viện đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, ánh mắt nàng ngưng lại, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Điệp sợ đến mất hồn bị nàng kéo đi, cả người rét tung. Phía tây này xưa nay bỏ không, giờ khắc này cửa đóng chặt, chỉ nghe thấy âm thanh vang lên đứt quãng. Tiểu điệp đứng không vững muốn bò ra, giang tiểu lâu nhìn nàng một chút, hừ lạnh một tiếng rồi nhấc váy lên, một cước đạp mở cửa, cánh cửa rầm một tiếng mở rộng, âm thanh lột cột vang lên, càng có vẻ quỷ khí âm trầm, tiểu thư, đừng vào. Tiểu điệp hỗn hển nói, giang tiểu lâu không quay đầu lại, không chút do dự bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bức người, toàn bộ gian phòng trống rỗng, ngoại trừ đồ đạc yên tĩnh nằm một chỗ ra thì không còn gì khác. Tiểu thư, vào đi, Giang Tiểu Lâu trầm giọng nói, lúc này Tiểu Điệp mới run rẩy bỏ vào, nằm ở ngưỡng cửa nhỏ giọng nói, Tiểu thư, bắt được ma chưa, Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nói, loại người giả ma, cũng không khác bọn chuột nhắc, sao dám hiện thận, Tiểu Điệp vẫn sợ hãi ngó giáo giác, Giang Tiểu Lâu lạnh lùng kéo nàng đứng lên, đừng có bày ra bộ dáng tệ hại này nữa, sợ cái gì nhưng mà họ nói đó là oan hồn mạch nhi. Tiểu điệp vẫn sợ hãi đến sắc mặt trắng nhật, gương mặt xinh đẹp của Giang Tiểu Lâu toát ra tia cười khinh bỉ, người có ba phần sợ ma, ma có bảy phần sợ người. Là oan hồn thì đã sao, khi sống là một người nhu nhược, chết rồi cũng là ma vô năng, ác ma có ác đến mấy cũng chỉ dám bắt nạt người yếu đuối, đối với người ác nó cũng chỉ có thể cung kính cúi đầu, nói xong, nàng lạnh lẽo liếc mắt nhìn toàn bộ gian phòng, nhấn mạnh từng chữ, ta mặc kệ ngươi là người hay ma, muốn tìm ta thì cứ đường đường chính chính mà đến, đừng rụt đầu rụt cổ, ta thật muốn nhìn thử, lột da của ngươi ra có thể làm được khăn che mặt không, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy bột một tiếng, tiểu điệp thét lên, một con mèo bỗng nhiên xuất hiện. Giang tiểu lâu lạnh lùng nhìn con mèo đi ngang chân mình, mặt không biến sắc, nói, đi thôi, nói xong, nàng liền kéo tiểu điệp đi ra ngoài. Đi đến trước cái cửa sổ bị rách giấy, Giang Tiểu Lâu tinh tế quan sát kỹ, sau đó nàng cúi đầu liếc nhìn xuống đất, thình lình thấy một vũng nước nhỏ, trong vũng nước còn có một ánh bạc lóe lên. Giang Tiểu Lâu không ý kỵ, hạ thấp thân người cầm đồ vật đó lên, đặt trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Là một cái vòng tay trân châu, thủ công rất khéo léo, nhưng chất liệu cũng không quý giá lắm. Tiểu Điệp ngày càng hoảng sợ nói, Tiểu Thư, đây là của Mạch Nhi, nhất định là nàng. Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp một chút, tự cười mà không cười nói, ý của ngươi là Mạch Nhi chết đi sống lại, cố ý bò đến cửa sổ để thăm ngươi, tiểu điệp lập tức yên lặng, Mạch Nhi đã chết rồi, nàng sẽ không thể đứng đây hù họa mình, không khỏi nói, tiểu thư, vậy thì thật sự chính là ma, nô tỳ chắc chắc không nhìn lầm, người tin nô tỳ đi, Giang tiểu lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người đi ra sân viện. Tiểu điệp không dám dừng lại, vội vã đi theo nàng, chương 61, 2, ma ở trong lòng người, 2 ngày hôm nay người trông coi trước viện của Giang Tiểu Lâu là một ma ma họ la, tuổi hơn 40, tinh thần quắc thước, đôi mắt rất có thần. Bà nhìn thấy Giang Tiểu Lâu vội vàng hành lễ, Giang Tiểu Thư, muộn vậy rồi sao còn ra ngoài, Giang Tiểu Lâu hờ hững, lúc nãy Tiểu Điệp ở trong phòng nhìn thấy có người vào sân, la ma ma sững sờ kinh ngạc, hả, có chuyện đó sao, Tiểu Điệp ưỡn ngực lên, cười lạnh, lời của ma ma thật lạ, bà ở ngoài cửa. Nếu có người tiến vào bà không thấy sao, bây giờ nàng chỉ có thể gồng mình nói cứng, tự nhủ cái đó không phải là hồn ma. Nhưng la ma ma nói một câu làm cho trái tim nàng lập tức chìm vào đáy vực, tiểu thư, nô tỳ canh giữ ở đây, không thấy bất cứ ai đi vào, đây là viện của tiểu thư, người đang nghỉ ngơi bên trong, nô tỳ có gan to bằng trời cũng không dám để cho người ngoài đi vào. Nếu tiểu thư không tin, thì cứ hỏi nó đi, bà nói xong, chỉ vào một nha đầu bên cạnh, nha đầu này lúc nãy đang ngủ gật, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Tiểu nha đầu chỉ khoảng 13-14 tuổi, thấy Giang tiểu lâu mặt lạnh như sương đứng đó, nàng liền gật đầu liên tục như gà mổ thóc. "Giang tiểu thư, nô tỳ ngồi ở cửa, nếu có người đi vào nô tỳ không thể không biết, lời này cũng không sai, hai người đều bảo vệ ở cửa, sao lại để người lạ đi vào? Mình nhìn thấy hồn ma thật sao?" Tiểu Điệp không khỏi sợ hãi, nàng tận mắt nhìn thấy thi thể mạch nhi, càng cảm thấy âm khí còn chưa tan. Nghĩ như vậy, càng thấy lạnh cả người hai chân run rẩy, Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt như nước, nếu La Ma Ma kiên trì nói vậy, chuyện tối nay nhất định là ác mộng. Tiểu Điệp, quay về nghỉ ngơi tiếp đi, không có gì nữa đâu, vào phòng, Tiểu Điệp lắp bắp nói, tiểu thư, nô tỳ có thể ngủ dưới đất trong phòng trong không? Giang Tiểu Lâu không khỏi thở dài, thật sự sợ như vậy sao? Tiểu Điệp mạnh mẽ gật đầu, thật sự rất đáng sợ, tiểu thư, nô tỳ rất sợ. Giang Tiểu Lâu vừa bực mình vừa buồn cười, vậy thì tùy ngươi. Ngươi xác định con ba đó sẽ không vào phòng trong tìm ngươi sao? Tiểu Điệp Suýt nữa đã khóc tại chỗ, Giang Tiểu Lâu thấy nàng không chịu nổi nữa, lắc đầu nói, "Ta đi ngủ, nếu sợ quá thì cứ vào ngủ cùng ta." Tiểu Điệp đứng trước mặt Giang Tiểu Lâu, đã không dám nhiều lời, chỉ gật đầu liên tục, đi theo Giang Tiểu Lâu vào phòng trong. Chỉ là lần này, nàng không dám ngủ, an vị trên giường nhỏ, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm bốn phía. Cửa sổ đã đóng kỹ, vết rách trên cửa cũng đã sửa lại không còn tiếng bước chân lộc cột nữa. Nhưng tiểu điệp vẫn hết sức căng thẳng, nàng thà cả đêm không ngủ cũng không muốn gặp phải chuyện đáng sợ như vậy nữa. Sáng hôm sau, Giang tiểu lâu dặn dò tiểu điệp đi ra ngoài lấy nước nóng để trang điểm. Tiểu điệp đi tới phía sau hành lang, chỉ thấy tinh tinh trước giờ tinh thần phấn chấn lại mang đôi mắt gấu trúc, đang ngồi phía trước thất thần mất hồn. Tiểu điệp tiến lên lắc lắc nàng, tinh tinh cuốn quyết đứng lên nói, mới sáng sớm, sao lại dọa người như vậy, tiểu điệp sững sờ, vội vàng nói, Tiểu thư kêu đi lấy nước, người muốn trang điểm, Tinh Tinh gật đầu, tiểu điệp đi phía sau lưng nàng, hai người một trước một sau tiến vào phòng nước, chỉ nghe được mấy tỳ nữ nấu nước đang nói gì đó, một tỳ nữ nói, mạch nhi nhảy xuống giếng tự tử, âm khí rất nặng, một người khác nói, đúng đó, tối qua ngươi có nghe có tiếng bước chân kỳ quái không, thật đáng sợ. Lập tức có người phụ họa, đúng vậy, ta cũng nghe thấy, nhưng đã nửa đêm, không ai dám ra ngoài kiểm tra. Lỡ đúng là ma, bắt chúng ta đi thì phải làm sao, một âm thanh trẻ trung vang lên, nhỏ giọng một chút, Giang Tiểu Thư không thích nghe những thứ ma quỷ này đâu, có người phản bác, đều do nàng tự rước lấy, Mạch Nhi không đi tìm người khác sao lại tới tìm nàng, còn không phải vì nàng ta đẩy tứ Tiểu Thư xuống hồ, Mạch Nhi chỉ chứng nàng, bị trả đũa khiến cho lão gia trách phạt. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của Giang Tiểu Thư, nàng còn chưa nói hết, một người khác mau mau che miệng nàng lại, không nên nói vậy. Tai vách mạch rừng, nghe nói lão gia rất yêu thích Giang tiểu thư này, chuẩn bị giữ nàng ở lại đây cả đời, người như vậy không đắc tội được, Tiểu Điệp nghe đến đây, hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không tiếp tục đứng lại đó nữa, quay người trở về. Tối hôm đó, Tiểu Điệp vẫn không ngủ được, cứ nửa tỉnh nửa mê, cảm giác mơ hồ có người đi lại trong sân. Giang tiểu lâu biết Tiểu Điệp bất an, nàng cũng đang yên lặng chú ý động tĩnh ngoài sân, mỗi lần nằm xuống, đều nghe được tiếng bước chân rất nhẹ lướt qua tự hồ đang lượn một vòng trước cửa, lại bồng bềnh đi xa. Chuyện như vậy kéo dài liên tiếp 7 ngày, dần dần ai cũng biết chỗ của Giang Tiểu Thư có ma ám, ngay cả lúc nhìn thấy Giang Tiểu Lâu cũng tỏ vẻ sợ hãi, chỉ lo dính phải thứ gì không sạch sẽ. Cứ như vậy, người trong tạ gia ai cũng hoang mang, Giang Tiểu Lâu vẫn cứ ăn ngon ngủ yên, không để ý chút nào tới ánh mắt lo lắng của người khác. Cho dù họ nói đến tận trời nàng cũng không để ý nhưng ly tuyết ngưng và tiểu điệp không có cách nào yên tâm được, tiểu điệp sợ hãi vô cùng, có một tối ly tuyết ngưng cũng bị kinh sợ, mất ngủ mấy ngày liền, hai nàng đều cảm nhận được có điều bất thường, giống như có sóng ngầm mãnh liệt, nhưng không ai nói rõ được đó là gì. Giang tiểu lâu đi lại trong hoa viên, người chung quanh tránh đi còn không kịp, nàng xem như không thấy, chỉ đi vào trò nghỉ mát ngồi xuống ngắm hồ, vừa ngắm vừa tính toán, không lâu nữa chính là ngày mùng ngày 10 tháng 10, ngày này vô cùng quan trọng, Nàng không muốn vì một việc nhỏ mà quấy nhiễu tâm tình, Tạ gia thì thế nào, ma thì thế nào, nàng hoàn toàn không để ý, chỉ cần không làm hỏng đại sự, những người này không cần để tâm. Nàng đang suy nghĩ, nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng bay đến tai, Giang tiểu thư thật có nhã hứng, Giang tiểu lâu xoay đầu lại, nhìn thấy Tạ Liên Thành cười cười tiến vào, hắn mặc bộ áo lam, hình dung phong lưu tiêu sái, khí độ cao quý lộ ra mấy phần ôn hòa, nàng khẽ cười sao vậy, hôm nay tạ đại thiếu gia không ra ngoài, tạ liên thành và phụ thân hắn bận biểu chuyện làm ăn, rất ít ở nhà, ngày thường tuyệt đối không nhìn thấy hắn, tạ liên thành mỉm cười đứng đó, trong mắt mang theo hứng thú và ý thăm dò, ta nghe nói trong nhà có chuyện phát sinh, cố ý đến quan tâm. Giang tiểu thư vẫn an hảo chứ, giang tiểu lâu khẽ thở dài một cái, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện ma quỷ này ai cũng biết rồi. Tiểu điệp vội vàng nói, Đại thiếu gia, trong viện thật sự có ma, nô tỳ chính mắt nhìn thấy." Tạ Liên Thành lại lắc đầu, "Ta ở tại gia này nhiều năm rồi, chưa từng nghe nói có ma." Giang Tiểu Lâu tự nhiên cười, nụ cười có vẻ đẹp kinh tâm động phách, "Đại thiếu gia nói sai rồi, có ma, ma ở trong lòng người." Chương 62.1, Cá rơi vào lưới. 1. Tạ Liên Thành thở dài một tiếng, tiếp theo vững vàng nói, "Giang tiểu thư, chuyện này nếu xử trí thỏa đáng, cũng là một chuyện tốt với nàng." Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, không xem là đúng, hả? Có gì tốt cho ta? Tạ Liên Thành không khỏi mỉm cười, nếu xử trí thỏa đáng, có thể cảnh cáo những kẻ lén lút, đồng thời đứng vững gót chân ở Tạ gia, không tốt sao? Lông mày Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhướng lên, nụ cười chậm rãi ngưng lại, "Đại công tử, huynh có ý gì?" Đôi mắt Tạ Liên Thành đen bóng, khuôn mặt nghiêm nghị, dựa theo tính của nàng, nếu không có gì quan trọng thì sẽ không ở lại Tạ gia. Giang Tiểu Lâu hơi run run tiếp theo hừ một tiếng quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được đại công tử bên người tạ bá phụ có một nhi tử như vậy tin chắc chuyện làm ăn đã có người kế thừa nàng nói lời này đúng là thật lòng thấy vui cho tạ khang hà cho dù là chuyện làm ăn hay chính trị tìm được một người thừa kế thích hợp quả thật là khó như lên trời thông thường đời thứ nhất tạo dựng sự nghiệp đều oai phong hiển hách đời thứ hai đều kém hơn một chút chỉ đạt mức bình thường đến đời thứ ba hoàn toàn chỉ biết hưởng thụ không có động lực phấn đấu Hoa viên phú quý chỉ có thể nuôi dưỡng được mẫu đơn yêu kiều, cho dù là người có quyết tâm nghị lực, ở trong cuộc sống an nhàn tự tại đều sẽ không còn lòng tin và quyết đoán, nhưng tại liên thành trước mắt, dung mạo tuấn tú, phong độ quân tử, lại quan sát tỉ mỉ ngôn từ thú vị, trong nho nhã lộ ra phong thái say lòng người, Giang Tiểu Lâu thật lòng thấy vui cho tạ Khang Hà, nếu đại ca của nàng còn sống, dựa vào tính khí nóng nảy của hắn, sợ là không bằng được tạ liên thành, không, phải là kém xa. Tạ Liên Thành nói không sai, lần này là một bước ngoặt với Giang Tiểu Lâu, nếu nàng xử lý thỏa nàng, từ nay về sau Tạ gia sẽ không còn ai dám động đến nàng nữa, nhưng nàng chưa muốn để Tạ Liên Thành nhìn thấu tính toán của mình, càng không thể để hắn cảm thấy việc này rất dễ xử lý, cho nên, nàng khép mắt, yên tĩnh uống trà, một lát sau mới ngẩng mặt lên, dịu dàng cười một tiếng, đại công tử, dù sao đây cũng là việc riêng của Tạ gia, ta chỉ là khách nhân, không ở lại quá lâu. Đứng ra xử lý việc này có nhiều bất tiện, ánh mắt Tạ Liên Thành sáng sổ âm trầm, Giang Tiểu lâu nói như vậy, rõ ràng đã có cách xử lý, nhưng lại không muốn nhúng tay vào chuyện của Tạ Gia, cho nên chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, giả vờ đánh trống lãng. Ánh mắt chạm nhau, một bên bình tĩnh như hồ nước, như có thể chứa đựng tất cả mưa gió, một bên lại thần bí khó lường, đặc biệt thông tuệ và quyến rũ, Tạ Liên Thành vào Nam ra Bắc, gặp gỡ vô số nữ nhân nhưng chưa từng thấy nữ tử nào có ánh mắt như vậy. Đôi mắt tạ liên thành khẽ động, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện quả thật xảy ra ở tạ gia, ta phải tự lo. Nói như chém đinh chặt sắt, từng chữ cứng rắn như đá, trên mặt giang tiểu lâu có vẻ khen ngợi, đã như vậy, xin đại công tử giúp ta một tay, không chờ đối phương trả lời nàng đã mỉm cười nói, bằng không, lỡ ta ra tay không biết nặng nhẹ, làm lớn chuyện lên, hoặc làm quá mạnh tay, sợ là đại công tử cũng thấy khó xử tạ liên thành và phụ thân hắn là người làm ăn ngày thường đi đông đi tây khắp nơi bận rộn xưa nay không hỏi đến chuyện trong nhà mà tạ phu nhân lại là một vị bồ tát mỗi ngày chỉ ngồi ở phật đường ăn chay niệm kinh những chuyện khác không bao giờ hỏi tới tất cả sự vụ trong nhà đều đổ hết lên người vương bảo trân dĩ nhiên vương bảo trân phải nhúng tay vào khắp nơi tỉ mỉ cẩn thận từ trên xuống dưới sắp xếp khá thỏa đáng tuy rằng bên trong mẹ con vương thì có không ít mờ ám nhưng Tạ Liên Thành biết nước trong quá sẽ không có cá, hắn không tính là một lưới bắt hết, càng không định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Giang Tiểu Lâu nói không sai, chuyện nhà là khó xử lý nhất, đặc biệt là loại chuyện không thể nói rõ này. Nhưng gia phong Tạ gia quả thật phải chỉnh đốn lại, hắn suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói, "Được, ta đồng ý với nàng, nếu có bất cứ thứ gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định tận lực." Hai người đều là người thông minh, nguyên nhân hậu quả đều đã biết rõ, nhìn nhau nở nụ cười. Ở một góc khác của hoa viên, cố ma ma đỡ tạ du từ một gốc cây đi ra. Tạ du nhìn về phía trò nghỉ mát, trong mắt như có lửa phun trào, ngoài miệng lại nói, gió thu rất mát mẻ, ta muốn hóng gió, ma ma về trước đi, cố ma ma sững sờ, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trò nghỉ mát, không khỏi hoảng hốt, nắm lấy tay nàng nói, tiểu thư, bên ngoài gió lớn, người nên về sớm nghỉ ngơi, nô tỳ không đi đâu hết, phải ở lại với người, tâm tư tạ du từ từ bình tĩnh lại một lát sau mới hoàn hồn, nhìn cố ma ma một chút, trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ. Nàng rất rõ ràng, cố ma ma hoàn toàn là vì nàng, nếu bây giờ nàng đi đến trò nghỉ mát, trong lúc tức giận không biết sẽ nói ra chuyện gì, một khi bị gian tiểu lâu hay đại ca nhìn ra vấn đề, sau này nàng đừng mong tiếp tục làm người nữa, nghĩ đến đây, nàng chỉ đứng đó, suy si ngốc nhìn về phía trò nghỉ mát, gió thu mang mát thổi bay y phục, làm rối tóc nàng, làm cho cả người nàng càng thêm đơn bạc. Cố ma ma rõ ràng nhìn thấy, có nước mắt chảy ra từ mắt nàng, trong lòng không khỏi rùng mình. Trong ấn tượng của bà, xưa nay tiểu thư thanh cao lãnh ngạo chưa khi nào có vẻ mặt này, chỉ là có chút chuyện không thể làm được, ví dụ như tâm tư đối với đại thiếu gia, một khi bị người ngoài biết, nhất định sẽ bị đưa đi bầu bạn với thanh đăng cổ Phật, nói tới nói lui đều do gian tiểu lâu kia, nếu ả ta không xuất hiện, tiểu thư sẽ không phạm sai. Cố ma ma trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, không khỏi nghiến răng nghiến lợi trong lòng âm thần tính toán có cơ hội phải tìm mọi cách đuổi gian tiểu lâu ra ngoài một mặt đoạt lại ân sủng của lão gia dành cho từ tiểu thư mặt khác đuổi được tâm ma của tiểu thư bằng không có ả ngày nào tứ tiểu thư sẽ không yên ngày đó cùng lúc đó tam tiểu thư tạ hương tìm tới vương bảo trân nói cho vương bảo trân biết chuyện ma quái trong nhà rất lợi hại tốt nhất mời một vị pháp sư làm pháp sự trừ ma đến khi đó trong nhà sẽ được sạch sẽ vương bảo trân không khỏi thấp giọng quở trách nói con nghĩ tạ gia là chỗ nào lão gia không ưa nhất là mấy chuyện quỷ thần con mời pháp sư về lỡ xảy ra chuyện gì lời đồn truyền ra ngoài chẳng phải là cái được không đủ bù cái mất ta khuyên con không nên nghĩ tới chuyện này nữa tạ hương ngọt ngào cười kéo tay vương bảo trân vương di nương con cũng chỉ nghĩ cho người thôi vương bảo trân ngừng lại một chút trầm giọng nói lời này là ý gì tạ hương công môi vương di nương phụ thân đem cả nhà giao cho người quản lý, bây giờ Mạch Nhi chết rồi không nói, còn có chuyện ma quái, khắp nơi lòng người bàn hoàng, người người nghị luận, theo con thấy, không bằng mời pháp sư đến dọn dẹp sạch sẽ, những kẻ quấy phá dù là người hay ma đều đuổi ra khỏi phủ hết, nàng nói như vậy, đôi mắt mỹ lệ tỏa ra ánh sáng gian xảo tà ác, Vương Bảo Trân chấn động trong lòng, lập tức hiểu được, không khỏi liếc xéo nàng một cái, tam tiểu thư, lão gia giao cho ta quản lý chuyện nhà ta không thể phụ lòng tin tưởng của lão gia, vô cớ đem người ngoài vào nhà, chuyện này thật sự là không ra thể thống gì." Tạ Hương hừ một tiếng, khinh thường nói, "Chính là vì có người ngoài xuất hiện, nhà chúng ta mới nổi lên sóng gió, lẽ nào người không hy vọng tất cả khôi phục lại bình thường sao?" Nàng nói như vậy, thần bí nháy mắt với Vương Bảo Trân một cái, mười phần ôn nhu đáng yêu. Vương Bảo Trân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, mặc kệ thế nào, việc này vẫn không ổn chờ phụ thân con trở về tìm ông ấy thương lượng rồi tính sau. Tạ Hương có chút thất vọng nhưng cũng không nói thêm cái gì, hướng về Vương Bảo Trân cáo lui. Lúc ra cửa, đúng lúc nàng chạm phải Tạ Nguyệt, Tạ Nguyệt định nói chuyện với nàng, ai ngờ Tạ Hương chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười liền bỏ đi. Trên mặt Tạ Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, đến khi vào trong phòng mới hướng về Vương Bảo Trân nói, mẹ, Tam Muội làm sao vậy? Con chào hỏi nó mà dáng vẻ của nó rất cổ quái. Vương Bảo Trân lạnh lùng nở nụ cười con đừng coi thường nha đầu này mưu ma trước quỷ của nó nhiều lắm nói xong câu này thì không chịu nói gì nữa tạ nguyệt nghe xong lông mày hơi nhướng lên tiểu quỷ dưới trướng diêm vương cỡ nào cũng không làm nên chuyện mẹ cứ an tâm đi vương bảo trân lộ ra biểu hiện căm ghét không ngừng chỉ sợ người tốt khó làm ác quỷ khó đối phó không quá mấy ngày vương bảo trân tản bộ trong hoa viên tạ gia đột nhiên nhìn thấy một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua còn chưa kịp phản ứng đã thấy có một trận gió quái dị thổi tới cây cỏ phát ra tiếng soàn soạt lần này vương bảo trân thấy rõ là một nữ nhân mặc áo trắng đứng ở đó tóc dài che mặt hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt nhưng lại vẫy tay với nàng đến khi các ma ma chạy qua bóng trắng đã biến mất mấy ngày sau đó người nhà họ tạ mỗi đêm đều thấy có ma đi quay lại trong đình viện có lúc là ở hoa viên có lúc là ở thư phòng có lúc là ở phòng các tỳ nữ nhưng nơi ma xuất hiện nhiều nhất vẫn là họa lâu Vương Bảo Trân trải qua chuyện như vậy, lại có tạ hương khuyến khích, cuối cùng đồng ý cầu viện Pháp Sư. Thế là tạ gia phái người đi mời đến một vị Pháp Sư nổi danh, vị Pháp Sư này tuổi hơn 40, là một đạo sĩ cao quý phong nhã. Đạo trường này làm rất lớn, Pháp Sư Ngũ Thuần Phong cố ý bày một hương án lớn ở Hoa Viên, bên người có chừng 10 tiểu đạo sĩ đi tới đi lui, trên đầu hắn đội đạo quán, tay cầm một cây kiếm gỗ điêu khắc tỉ mỉ, múa may giữa không trung. Nửa đêm giờ tí, Lư Hương lượng lờ khói thuốc, tiền giấy bay lượn khắp trời, Pháp Sư đi tới đi lui trong hoa viên, bảo kiếm trong tay chém qua chém lại, nhìn rất hoành tráng, khiến cho vô số tỳ nữ nô bột đứng xa xa quan sát, xì xào bàn tán. Có lẽ biểu hiện nghiêm trọng của vị Pháp Sư này ảnh hưởng đến mọi người, khiến tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, ngay cả người ban đầu không tin vào chuyện này như Vương Bảo Trân, cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, không nói một lời các vị tiểu thư tại gia không tiện ra ngoài tham gia trường hợp này liền dặn dò nha đầu của mình tới hoa viên nếu có tình huống gì thì lập tức về bẩm báo không lâu sau ngũ thuần phong thu hồi kiếm gỗ quay đầu hướng về phía vương bảo trân vương bảo trân nói đạo trưởng không biết pháp sự làm tới đâu rồi có thể đuổi được hồn ma không ngũ thuần phong sắc mặt nghiêm trọng thở dài một hơi nói một câu không nên nói nhà này bị ma ám rất nặng trong nhà có người làm chuyện thất đức vương bảo trân sững sờ vẻ mặt trầm xuống đạo trưởng nói vậy là ý gì lão gia nhà ta luôn làm việc thiện phu nhân quanh năm ăn chay niệm phật ngay cả một con kiến cũng không giẫm chết sao lại làm chuyện thất đức tạ gia không phải loại người đó đạo trưởng cười lạnh giả vờ vẫy vẫy tay đệ tử của hắn nâng lư hương cung kính đứng trước mặt hắn ngũ thuần phong lại thắp một nén hương cắm vào lư hương chỉ chốc lát sau làn khói đột nhiên đứt đoạn một nửa biến thành hình chữ u ngũ thuần phong lạnh lùng thốt nhìn thấy không nén nhang này cháy ở giữa, hai bên cao, đè ép đầu nhang, trong nhà này nhất định có người từng làm chuyện tạo nghiệp, khiến người khác chết oan. Trên mặt Vương Bảo Trân cuối cùng lộ vẻ lo lắng, thấp giọng nói, đạo trưởng, có cách nào hóa giải không? Ngũ Thuần Phong giả vờ lắc chuông đồng, trong miệng lẩm bẩm một hồi, lúc này mới trịnh trọng nói, cách không phải không có, chỉ cần tìm ra vị trí của quỷ ẩn náu, tìm cách trấn áp nó, nói không chừng sẽ dọa được nó rút lui. Vương Bảo Trân vội vàng nói, vậy làm phiền đạo trưởng. Nói xong, nàng xoay người nói với một ma ma, hồng ma ma, ngươi dẫn đạo trưởng đi một vòng các viện, vương bảo trân nói chuyện rất chú ý, nàng bảo hồng ma ma dẫn ngũ thuần phong đi một vòng, chỉ để trừ tà, cũng không nói hắn có thể vào bên trong, đó là nơi ở của nữ quyến, lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì khó ăn nói, nên mới cố ý dặn dò hồng ma ma, dẫn mọi người theo sát. Như vậy dưới con mắt của mọi người, sẽ không xảy ra chuyện gì thế là dưới sự giám sát của hồng ma ma ngũ thuần phong đi thẳng vào nội viện hắn dừng trước cổng viện của đại tiểu thư nhị tiểu thư tam tiểu thư tứ tiểu thư một lúc sau đó lại đi đến nơi của ba vị thiếu gia tạ gia kiểm tra cẩn thận một phen đều lắc lắc đầu nói không ở nơi này không ở nơi này còn người khác không hồng ma ma bất đắc dĩ lại mang theo hắn đi tới viện của tạ lão gia và tạ phu nhân nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì ngũ thuần phong vuốt râu tây nha đúng là kỳ quái, rốt cuộc là ở đâu, đôi mắt hồng ma ma xoay một cái, đột nhiên nghĩ đến một người, không khỏi nói, còn một chỗ chưa có kiểm tra, mời đạo trưởng đi cùng nô tỳ. Ngũ Thuần Phong nghiêng ngã đi theo hồng ma ma đến chỗ của Giang Tiểu Lâu, mới vừa đến cửa, Ngũ Thuần Phong quan sát vị trí một lát, quát to một tiếng, quỷ khí quá nồng, hồng ma ma không khỏi biến sắc, ý đạo trưởng là, con quỷ đó ở đây, Ngũ Thuần Phong gật gật đầu, hắn giơ kiếm gỗ trong tay, lớn tiếng nói, các ngươi chờ đã, để ta vào trong bắt quỷ, hồng ma ma vội vã ngăn lại, đạo trưởng, người ở viện này không phải khách nhân tầm thường, đó là con gái của bằng hữu mà lão gia nhà ta xem trọng nhất, nếu kinh động nàng thì nô tỳ không gánh được, hai mắt đạo trưởng công lên, lạnh lùng nói, nhà ngươi mời ta đến bắt quỷ, lại có nhiều cấm kỵ như vậy, nếu kiên quyết không chịu, chỉ đành phải tùy ý con quỷ này lộng hành, tổn thương người khác, bỏ đi, ta nên về thôi. Nói xong, hắn vẫy tay áo liền rời đi hồng ma ma vội vàng nói đạo trưởng bất giận nô tỳ chỉ lo lắng quý khách sẽ tức giận mà thôi thế này đi trước tiên để nô tỳ đi vào bẩm báo rồi hãy tính tiếp ngũ thuần phong cũng không nói lời nào tùy ý hồng ma ma cung kính đi vào viện không lâu lắm hồng ma ma tươi cười rạng rỡ bước ra nói gian tiểu thư nói xin mời đạo trưởng tùy ý ngũ thuần phong cười nhạt nói ta nói mà bắt quỷ là để mọi người sống yên ổn có gì mà lại không bằng lòng chứ nói xong hắn thay vào bộ mặt trịnh trọng từng bước đi vào sân các nha đầu ma ma thấy cảnh này liền vội vàng theo sát đứng ngó giáo giác ở cửa giang tiểu lâu và ly tuyết ngưng vốn đang ngồi ở hành lang trò chuyện trong tay ly tuyết ngưng trong tay còn cầm khung theo tiểu điệp và tinh tinh đứng ở một bên hầu hạ hiện tại đều mang bộ dáng giật mình nhìn đạo trưởng đi vào ngũ thuần phong không thèm nhìn tới hai vị tiểu thư hắn chỉ giơ kiếm gỗ lên đi một vòng quanh sân, không ngừng chém vào thân cây, phản phất như đang dò xét vị trí hồn ma. Giang tiểu lâu mở to mắt, hứng thú mà nhìn, như đang xem con khỉ diễn xiết. Trong chớp mắt, trên trán ngũ thuần phong xuất hiện máu, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ toàn bộ cái trán của hắn, rồi từ từ chảy xuống cằm, làm ướt toàn bộ vạt áo. Mọi người không khỏi kinh hãi biến sắc, nhưng cũng không dám tiến lên quấy rối. Qua một lúc lâu, ngũ thuần phong mới dừng lại, dáng vẻ mệt mỏi. Hồng ma ma vội tiến lên, hoảng sợ hỏi, đạo trưởng, trên trán ngài bị sao vậy, ngũ thuần phong nói, con quỷ này âm khí quá nặng, lúc nãy ta đấu với nó, bị tổn thương không nhẹ, ai, oán hận nặng như vậy, nhất định là oan khuất rất lớn, nếu nghiệp chướng chưa trừ, nó nhất định không chịu rời đi, ta cũng không còn cách nào khác, hắn nói xong câu đó, liền chấp tay nói, xin phu nhân nhà bà mời cao nhân khác đi. Lập tức vất tay áo rời đi, chương 62, 2, cá rơi vào lưới, hai hồng ma ma cuốn lên, lo lắng chặn trước mặt hắn, đạo trưởng đừng đi, nếu ngài đi rồi thì người trong viện này biết làm sao, tiểu điệp nháy mắt, dường như cũng sốt sắng, theo bản năng tiến lên hai bước, đạo trưởng, viện này thật sự có ma sao, ít nhất ngài đuổi nó đi rồi hãy đi, giang tiểu lâu nhìn tiểu điệp đang sợ hãi, hơi miễn cười, quả nhiên, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng đều dồn dập nói, hy vọng đạo trưởng có thể tìm cách bắt được hồn ma, tiêu tai giãn nạn, đạo trưởng nghĩ tới nghĩ lui, làm như rất khó xử, cuối cùng mới nói, như vậy đi, ta sẽ làm một bài vị cho vị cô nương này ở đạo quán, lập một đạo tràng trong 7749 ngày, đến khi đó oan khuất được giải, nàng cũng sớm ngày đầu thai, cũng không đến nỗi cứ ở lại nhân thế, nhận hết khổ sở, quấy nhiều người sống, Hồng Ma Ma gật đầu liên tục, được được, chỉ có điều đạo tràng kéo dài đến 49 ngày, trong thời gian này chúng tôi phải làm sao? Đạo trưởng vuốt râu, biểu hiện trịnh trọng nói, cái này bần đạo cũng hết cách người có đạo của người, quỷ có đạo của quỷ, có thù báo thù, có oán báo oán, đây là thiên đạo, cho dù là ta cũng không thể can thiệp được, nghe xong lời này, trên mặt hồng ma ma lộ ra biểu hiện thấp thỏm, ý đạo trưởng là, vào lúc này, đạo sĩ đột nhiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, không khỏi sáng mắt lên, lập tức, hắn đi về phía trước cẩn thận quan sát nàng, vẻ mặt khách thường, hồng ma ma sợ hắn bất kính với Giang Tiểu Lâu, vội nói, đạo trưởng, nếu đã đuổi được quỷ thì nô tỳ đưa ngài ra ngoài, đạo trưởng khoác tay áo nói, "Không vội, không vội, bần đạo còn muốn hỏi vị tiểu thư này mấy câu." Giang Tiểu Lâu thấy ánh mắt của mọi người rơi vào trên mặt mình, không khỏi dịu dàng nở nụ cười, đứng dây nhìn Ngũ Thuần Phong nói, "Không biết đạo trưởng có gì chỉ giáo?" Ngũ Thuần Phong nhìn nàng, hai mắt ngưng tụ, mời tiểu thư nói ra ngày sinh tháng đẻ. Giang Tiểu Lâu trầm mặt không nói, Ngũ Thuần Phong kiên trì bao nhiêu quan to quý nhân mời ta đến xem mà ta không chịu hôm nay xem như là ngoại lệ chính là có lý do khác còn không mau nói giang tiểu lâu thấp giọng dặn dò tiểu điệp đi lấy giấy bút đến sau khi viết xong thì tiểu điệp đưa đến cho ngũ thuần phong ngũ thuần phong nhìn một chút liền nói khi ngươi ba tuổi có một lần được người nhà dẫn ra ngoài xem hoa đăng suýt nữa bị bắt cóc giang tiểu lâu choáng váng lập tức miễn cười đáp vâng ngũ thuần phong nhướng mày nở nụ cười giống như tiên nhân đắc đạo nói lúc 13 tuổi, có một kiếp nạn, suýt chút nữa chết đuổi, khó khăn lắm mới sống được, khóe môi giang tiểu lâu cong lên, nói, đạo trưởng thần thông, nói không sai, mọi người thán phục vô cùng, tiểu điệp đứng bên cạnh nghe xong hai câu hỏi này, không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, chỉ nghe đạo trưởng nói tiếp, mạng của ngươi có hai lần kiếp nạn, lần thứ nhất đã bình an vượt qua, lần thứ hai nếu không thể vượt qua, sẽ có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, hồng ma ma nghe đến đây, trên mặt vô cùng ngạc nhiên, đạo trưởng, lời này là ý gì, ngũ thuần phong cao thâm thở dài một hơi, phong thủy của tòa nhà ta đã xem qua, ngươi xem đi, trước đại sảnh là 6 cây tùng, hợp với quẻ khảm, cửa lớn có 5 cây tùng là quẻ tốn, cửa bắc có 4 cây tùng là quẻ chấn, rất hợp với phong thủy, đây là bố trí đại phú đại quý. Nếu chỉ nhìn theo phong thủy và bác tự, lão gia và trưởng tử đều là người thường đi ra ngoài, hay đi xa, nhị nhi tử thông minh, có ngu trí nhi tử nhỏ nhất không khỏe, hay đau bệnh, tính đến bác tự của vị tiểu thư này, có mệnh thủy, thích hợp ở về hướng nam, nhưng lại thường xuyên bôn ba, di chuyển, vô cùng xung khắc với tòa nhà mang mệnh hỏa này. Nếu như tiếp tục ở lại đây, sẽ gây ra họa lớn cho bản thân nàng. Theo ta thấy, tốt nhất nên sớm ngày rời khỏi đây, cũng đỡ gặp phải tai tương, Giang Tiểu Lâu miễn cười liếc mắt nhìn hắn, không chút phản ứng, Ngũ Thuần Phong cười lạnh nói, bần đạo chỉ có một nói một, có hai nói hai, nếu tiểu thư không tin cũng không sao, nếu tiểu thư kiên trì theo ý mình, không chịu rời đi, không chỉ có người mang họa sát thân, người trong nhà này cũng bị ảnh hưởng, ông trời sẽ cảnh báo mọi người, tin hay không tin đều tùy các người thôi. Nói xong, hắn miễn cười, không chút do dự xoay người đi, hồng ma ma liếc mắt nhìn mọi người đang hoang mang, xoay người về phía giang tiểu lâu cười gượng gạo, giang tiểu thư, xin đừng nghe đạo trưởng đó nói linh tinh, người cứ yên tâm ở lại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hồng ma ma nói xong câu này, liền dẫn các hạ nhân khác lui xuống, ly tuyết ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, thở dài nói, lời của đạo sĩ đó muội tin không, đôi mắt tinh xảo của Giang Tiểu Lâu chớp động, cười nói, tỷ không nghe đạo sĩ đó nói sao, bác tự của ta và tạ gia sung khắc, ở lại sẽ có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa còn liên lụy mọi người trong nhà, ly tuyết ngưng nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói, đừng nghe hắn nói linh tinh, sung khắc cái gì, nạn kiếp cái gì, ta cũng không tin, Giang Tiểu Lâu lại có suy nghĩ của mình, về chuyện này, ta lại tin, Ly Tuyết Ngưng kinh ngạc nhìn nàng, tưởng mình nghe lầm, lúc nãy đạo sĩ kia nói, muội ba tuổi lạc đường, 13 tuổi có kiếp nạn suýt chết, là thật sao, Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn tinh tinh, đối phương có bộ dạng luống cúng mịt mờ, nàng cười nói, là thật, lúc ba tuổi phụ thân dẫn ta ra ngoài, chỉ lo bàn chuyện làm ăn suýt nữa lạc mất ta. Lúc 13 tuổi ta bị đại ca trêu đùa, rơi xuống hồ nước. Quả thật có nguy hiểm đến tính mạng, nhìn thấy tiểu điệp nháy mắt một cái, bộ dáng ngây thơ hồ đồ, tinh tinh vô cùng đắc ý, đôi mắt gian tiểu lâu lấp lóe, thở dài, tạ bá phụ có lòng tốt thu nhân giúp đỡ nhưng ta lại mang đến tai họa, thì ra là liên quan đến bác tự, đã như vậy, ta không thể ở lại tạ gia nữa, trên mặt nàng phản phất nét bi thương, tinh tinh dựa vào hành lang, khóe miệng không kèm được lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhưng vẫn cúi đầu, nên không ai thấy được, chờ đến khi tinh tinh xoay người đi châm trà, tiểu điệp hướng về bóng lưng của nàng làm một tư thế đầu heo, sau đó hướng về gian tiểu lâu, khóe môi hiện ra nụ cười vui vẻ. Giờ khắc này, gương mặt tròn trịa chất phát của nàng lộ ra ba phần giảo hoạt, khiến ly tuyết ngưng ngạc nhiên, gian tiểu lâu cong khóe môi lên, mang theo nét diễm lệ thanh tao. Ly tuyết ngưng ngẫm nghĩ xê chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, chỉ vào tiểu điệp nói, ngươi đó nha, tiểu điệp nháy mắt, hiện ra bộ dáng hoàn toàn vô tội. Nhưng khi tinh tinh quay lại, nàng liền trở về bộ dạng vụng về ngây ngô lúc nãy, ly tuyết ngưng nhìn thấu tất cả, không khỏi bật cười. Từ khi tiểu điệp theo gian tiểu lâu, công phu giả heo ăn thịt hổ đúng là tăng tiến, có những người tự cho mình là đúng, bị người ta bán mất còn giúp người ta đếm tiền. Ngốc, quá ngốc, ngốc hết thuốc chữa. Ánh mắt nàng rơi vào trên người tinh tinh trên đời này có người vô tâm phạm sai lầm, thì có thể tha thứ. Nhưng có người cố ý hành động, người như vậy chính là gieo gió gặp bão, không oán được người khác. Sau khi Hồng Ma Ma thuộc lại lời đạo trưởng nói, Vương Bảo Trân rất ấy nấy, nàng tự mình đến viện, luôn miệng xin lỗi Giang Tiểu Lâu, đảm bảo tạ gia sẽ không xảy ra chuyện gì, tìm mọi cách bảo vệ an toàn cho Giang Tiểu Lâu và người nhà, hy vọng nàng đừng để chuyện này trong lòng, lại càng không nên tin lời đạo sĩ kia ăn nói linh tinh. Giang Tiểu Lâu biểu hiện ra bộ dáng do dự, hiển nhiên là tin lời đạo sĩ đó ba phần. Vương Bảo Trân khuyên trái khuyên phải, thấy nàng kiên quyết như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể nói, bất kể thế nào, con là khách của lão gia mời về, nếu lúc ông ấy đi vắng mà ta để con rời đi, ông ấy về nhất định sẽ trách tội ta. Coi như là nể mặt ta, con đừng nên đi ngay, ít nhất cũng phải nói với lão gia một tiếng, Vương Bảo Trân tha thiết nhìn Giang Tiểu Lâu, hy vọng nàng đồng ý, Giang Tiểu Lâu toát ra ý khó xử, nửa ngày sau mới nói, Vương Di Nương nói không sai, dù sao con cũng nên cáo từ tạ bá phụ mới có thể đi, cuối cùng Vương Bảo Trân thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới kéo tay nàng, ôm nhu nói, hảo cô nương, người bên ngoài muốn nói gì thì cứ mặc kệ họ, không cần để ở trong lòng, nhưng mà, chuyện này nhanh chóng được lan truyền trong tạ gia. Người người đều lén lút nghị luận, nói ngũ thuần phong chắc chắn rằng bác tự của giang tiểu lâu xung khắc với tạ gia nếu tiếp tục giữ nàng lại không riêng bản thân nàng bị họa sát thân ngay cả trên dưới tạ gia cũng sẽ xui xẻo nhất thời người người đều hoảng sợ tránh nàng ba thước nói ra cũng kỳ quái tối hôm đó đó lại xảy ra một cái chết ly kỳ một tên sai vặt trong tạ phủ bởi vì say rượu ngã vào hồ nếu chỉ có vậy cũng không có gì ngạc nhiên nhưng hướng tây có địa thế cao Nước hồ vốn là từ hướng tây chảy về đông, thi thể của tên sai vặt lại từ đông hướng về tây, hôm sau khi được phát hiện, mọi người vây quanh xem rất đông. Vì nước hồ khá sâu, thi thể lại nổi lên bên giữa hồ, cách bờ rất xa, không ai nhìn thấy rõ, chỉ thấy thi thể hắn không ngừng trôi ngược dòng, không khỏi sợ hãi. Tạ Hương chạy đến hiện trường, nhìn thấy mọi người bàn tán ầm ĩ, lộ ra vẻ tức giận, đang muốn quát mắng mọi người, nhưng khi nhìn thấy thi thể đang trôi ngược dòng, không khỏi hoa dung thất sắc nàng đặc biệt dặn dò người xuống hồ đem thi thể kia lên sau đó báo lại việc này với vương bảo trân chuyện của mạch nhi đã khiến mọi người vô cùng khiếp sợ qua mấy ngày lại có tên sai vặt chết bề ngoài mọi người nói hắn là vì say rượu mà trượt chân vào hồ chết đuối nhưng tại sao thi thể lại trôi ngược dòng đúng là không hợp lẽ thường mọi người nghị luận sôi nổi trên mặt lộ ra biểu hiện sợ hãi không biết là ai nghĩ đến chỗ mấu chốt lặng lẽ nói đạo trưởng nói không sai, trong nhà quả nhiên có chuyện, trên mặt tạ hương mơ hồ lộ ra vẻ đắc ý, nàng quay đầu năm lấy tay áo vương bảo trân, thấp giọng nói, di nương nhìn đi, gây ra chuyện lớn như vậy, không thể che giấu được nữa. Đạo trưởng đã nói bác tự của Giang Tiểu Lâu xung khắc với nhà ta, nếu để nàng ta ở lại chỉ sợ sẽ khắc chết người nữa, nghe xong lời này, mọi người không khỏi gật đầu, liên tục kêu phải, Vương Bảo Trân nghĩ tới nghĩ lui, dáng vẻ rất khó xử, cuối cùng lắc đầu, không, tất cả phải chờ phụ thân con quay lại, chuyện này ta không làm chủ được, đôi mắt Tạ Hương đảo một vòng, nói, vậy thì đi tìm mẫu thân, bà có thể làm chủ mà, Vương Bảo Trân nhìn thấy mọi người đang bị kích động, cũng chỉ có thể thuận theo, ta sẽ đi bẩm với phu nhân, trong nhà xảy ra chuyện này quả thật phải báo cho bà ấy biết, nói xong liền bỏ lại mọi người, mang theo Hồng Ma Ma đi tới viện của Tạ phu nhân, nàng đi đến cửa viện, lại bị tỳ nữ thân cận nhất bên người Tạ phu nhân là Cẩm Tú chặn lại, Cẩm tú đầy mặt khiêm tốn cung kính nói, vương di nương, phu nhân đang niệm kinh, không gặp ai hết, trên mặt vương bảo trân hiện ra nét cười, nói, dĩ nhiên ta biết, chỉ là trong nhà xảy ra chuyện lớn, đầu tiên là nha đầu mạch nhi của tứ tiểu thư chết, tiếp theo là một tên sai vặt chết, việc này không thể không bẩm với phu nhân. Cẩm tú, ngươi đi bẩm báo thay ta đi, cẩm tú tỏ vẻ kinh ngạc, trái lo phải nghĩ, vẫn là xoay người tiến vào sân, chốc lát sau nàng liền ra bẩm báo. Phu nhân mời ngài đi vào, Vương Bảo Trân vui mừng, một đường bước nhanh vào sân. Đến khi nhìn thấy tạ phu nhân nàng tỏ rõ vẻ hổ thẹn bất an, phu nhân giao việc nhà cho thiếp, nhưng thiếp lại không chu toàn. Trong nhà xảy ra chuyện kỳ quái cỡ này, cho đến giờ vẫn không thể giải thích được, thật lòng thiếp rất khổ sở, xin phu nhân trách phạt, không trách ngươi." Tạ phu nhân nói như vậy, Vương Bảo Trân nghe lời đoán ý, chậm rãi nói, "Các nô tỳ bàn tán khắp nơi, cả nhà rối loạn." đạo trưởng nói bát tự của Giang Tiểu Lâu không hợp với tạ gia, không thể ở lâu, tạ phu nhân thở dài một hơi, bàn tay vẫn chảy lần chuỗi Phật Châu, Vương Di Nương, ta không thể không nhắc ngươi, Giang Tiểu Lâu là khách do lão gia mời về, không được lão gia lên tiếng, không ai được phép để cho nàng đi, Vương Bảo Trân tự hồ do dự, nhưng mọi người đều tin lời đạo trưởng, sợ là sẽ gây nên phẫn nộ, cũng không tốt cho nàng, đôi mắt tạ phu nhân nhướng lên, nhìn Vương Bảo Trân không chớp, trên đời này có bao nhiêu người thật sự đắc đạo chứ đa số đều là giang hồ thuật sĩ lời của hắn không thể tin hoàn toàn chuyện của mạch nhi và gã sai vặt đó ta đã biết chẳng qua là trùng hợp thôi bao nhiêu năm qua tại gia đâu phải chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nghĩ lại nha đầu bên người tạ nguyệt đi còn có tên quản gia vô cớ ôm tiền bỏ trốn nếu gia phong nghiêm khắc sao lại phát sinh tai họa như vậy bây giờ các người lại không biết thẹn mà đổ hết lên người một cô nương vô tội hay sao nàng không cha không mẹ, ngàn dặm xa xôi đến nương nhờ tạ gia, lẽ nào chúng ta vì vài lời nói vô căn cứ mà đuổi nàng đi? Các người xem lão gia là người thế nào, là loại người vong ân phụ nghĩa sao? Mấy câu nói này khá nghiêm trọng, sắc mặt vương bảo trân trắng mệt gần như trong suốt, càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, trong lòng nàng nổi lên phẫn hận, nhưng khiêm tốn nói, vâng, phu nhân giáo huấn rất phải, là thiết nhất thời hồ đồ. Những lời nói kia, thiếp sẽ căn dặn hạ nhân không được nhắc tới nữa tạ phu nhân không nói nhiều với nàng nữa chỉ cúi đầu niệm phật vương bảo trân liếc nhìn một cái nàng có mấy phần chán ghét bộ dạng hiền lành này nhưng trên mặt không để lộ ra chút nào chỉ cung kính cúi đầu lui xuống đến khi vương bảo trân vừa đi tạ phu nhân mới nhẹ giọng nói đi ra đi chẳng qua ngồi với mẹ một chút cần gì lén lút như vậy tạ liên thành cười khanh khách từ sau bức rèm đi ra hắn nhìn tạ phu nhân trên mặt lộ vẻ ôm nhu hiếm thấy mẹ nói sai rồi không phải con lén lút cũng không phải muốn tránh vương di nương chỉ có điều lời bà ta muốn nói sẽ không thể nói ra nếu có con ở đây tạ phu nhân nghe xong lời này không khỏi kinh ngạc nói xem ra con đã sớm biết nàng ta muốn nói gì tạ liên thành nhẹ nhàng cười mắt như sao sáng không chỉ con biết giang tiểu lâu cũng biết tạ phu nhân càng thêm không dám tin nàng cũng biết tạ liên thành tự nhiên nói dĩ nhiên là nàng biết trong phủ này có chuyện gì che giấu được con mắt của nàng. Hắn nói xong lời này, như là nghĩ đến chuyện gì thú vị, không khỏi công khóe miệng lên, tạ phu nhân tỉ mỉ nhìn hắn một chút, vẻ mặt trở nên quái lạ, từ lúc nào con thân với vị gian tiểu thư này như vậy, không lẽ là muốn tuân theo tâm nguyện của phụ thân con, tạ liên thành kinh ngạc, lập tức bật cười, mẫu thân lo xa rồi, con đã từ chối yêu cầu của phụ thân, nếu người tùy tiện nói ra những lời đó, không chỉ con không đồng ý, sợ là ngay cả gian tiểu thư cũng hoàn toàn không thèm để ý đến tài phú của tạ gia mà lập tức xoay người rời đi tạ phu nhân kinh ngạc nhìn trưởng tử phật châu trong tay ngừng chuyển động con tin nàng như vậy đúng là hiếm thấy nhưng mà lời đồn bên ngoài cũng không hay phải nhắc nhở nàng cẩn thận tạ liên thành hòa nhã nói mẹ người cứ yên tâm ma quỷ trong nhà này bọn con sẽ bắt hết hắn dùng từ bọn con ngoại trừ hắn thì còn ai tạ phu nhân nghe lời là hiểu ý hiếm khi thấy con lo những chuyện lặt vặt này tạ liên thành cười không nói tạ phu nhân suy nghĩ một chút trong lòng có suy nghĩ của mình tạ liên thành ngoài mặt luôn tươi cười thật sự bên trong là một người lạnh lùng muốn có được hảo cảm của hắn thì không khó nhưng muốn có được trái tim của hắn tuyệt không dễ hắn khóa chặt bản thân mình rất sâu không ai nhìn thấu được sâu trong lòng hắn đang ẩn chứa những gì ngay cả người mẹ như bà cũng có lúc không thể nào đoán được tâm ý con mình tâm trạng của hắn luôn bình ổn, cá tính ôn hòa hữu lễ, không biết yêu, không biết hận, không biết vui, không biết buồn, so với một cái xác biết đi cũng không khác gì lắm, hắn là con người, không phải công cụ kiếm tiền, ngoại trừ chuyện làm ăn thì cuộc sống của hắn không còn gì nữa, quả thật là đáng tiếc, nếu có một người vén được lớp mây mù đó ra, bà sẽ thấy rất an ủi, đàn hương trong phòng dịu dặt bay lên, từ từ mơ hồ đi gương mặt tạ phu nhân làm cho vẻ mặt bà trở nên vô cùng nhu hòa bà nhìn con trai của mình vẻ lạnh lùng khi đối mặt với vương bảo trân đã không còn nữa thay vào đó đều là ôn nhu ngũ thuần phong đuổi các đệ tử ra ngoài lặng lẽ thay quần áo đi ra cửa mãi đến lúc chạng vạn mới trở lại đạo quán vừa đến cửa đã thấy có mấy đại hán to khỏe đứng đó hắn cảm thấy bất ổn vội xoay người rời đi ai ngờ vừa đi tới đầu hẻm liền bị một đại hán ngăn cản đại hán cao to như một bức tường ngăn trước mặt hắn người lạnh một tiếng nói chính là hắn bắt lấy ngũ thuần phong liều mình vùng vẫy lại bị những đại hán như lan sói kia bịt miệng nhét vào một cái bao tải trên đường vừa đánh vừa đập hắn ở trong bao tải mặt mũi sưng vù hoa mắt chóng mặt hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào cuối cùng những người đó cũng đến nơi ném hắn xuống đất hắn rên lên một tiếng cả người đau đớn xương sườn như gãy hết vài cái vất vả bò từ bao tải ra đột nhiên nhìn thấy ánh sáng đầu óc còn mơ hồ giữa ánh tà dương, một cô gái mặc áo lam đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Cô gái này vẻ mặt ôn nhu, nụ cười rạng rỡ, khiến người ta không kềm được mà run rẩy. Ngũ Thuần Phong đột nhiên ngẩn ra, trong lòng không ngừng sợ hãi. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu mang theo ánh sáng khác thường, nụ cười như có như không. Đạo trưởng, còn nhớ ta không? Ngũ Thuần Phong muốn bò lên, nhưng cả người vô lực, như một con cá rơi vào lưới, chỉ có thể liều chết vùng vẫy. Chương 63, 1, Sát Tinh Khó Cầu, 1 trong chớp mắt ngũ thuần phong căng thẳng nhìn gian tiểu lâu nửa chữ cũng không nói ra được chờ đến khi hắn cố gắng đứng lên mới bày ra một bộ mặt chính nghĩa gian tiểu thư người có ý gì một nửa gương mặt của Giang tiểu lâu được ánh tà dương chiếu rọi tươi cười nói ta chỉ muốn mời đạo trưởng tới làm khách thôi cần gì lo lắng như vậy làm khách có kiểu mời khách như vậy sao ngũ thuần phong không phải tên ngốc hắn vẫn chú ý những đại hán vạm vỡ đang vây quanh những người kia khoanh tay trước ngực ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn tự hồ có thể nhào lên xé hắn thành từng mảnh bất cứ lúc nào nhìn cảnh tượng trước mắt tâm ngũ thuần phong có chút hoang mang bàn tay cứ siết chặt rồi thả lỏng trên mặt lộ ra tia chỉ trích gian tiểu thư chẳng qua ta chỉ xem bác tự cho ngươi hơn nữa cũng là thật lòng bình luận hôm nay ngươi vô lễ như vậy rốt cuộc là tại sao gian tiểu lâu nhìn đối phương căng thẳng đến biến sắc cười nói chẳng qua chỉ muốn hỏi đạo trưởng vài vấn đề những ánh mắt chung quanh càng thêm âm lãnh Ngũ Thuần Phong rõ ràng run run nhưng vẫn cố chống đỡ, hỏi cái gì? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu sâu xa, chậm rãi nói: "Hôm qua đạo trưởng nói những chuyện liên quan đến ngày sinh của ta đều là thật." Ngũ Thuần Phong thẳng người lên, vẻ mặt trấn định: "Dĩ nhiên là thật, ngươi đừng quên, thông qua bác tự ta đã thấy được quá khứ của ngươi, tuyệt đối không có sai lầm." Ý cười của Giang Tiểu Lâu ấm như gió xuân: "Phàm là kẻ lừa đảo đều phải khổ luyện, không có chút tài năng thì sẽ bị vạch trần. Ngươi thân là đạo sĩ nổi danh chỉ có chút trò vặt cũng dám đem ra lừa người, đúng là gan to bằng trời." Hai mắt Ngũ Thuần Phong quét ngang, "Nói vậy là sao?" Môi Giang Tiểu Lâu lộ ra chút gian xảo, "Chẳng qua ta chỉ nhờ Tiểu Điệp để lộ mấy cây nói ra ngoài, quả nhiên có người mắc câu, mà ngươi chẳng qua chỉ là công cụ ngắm bắn." Ngũ Thuần Phong lập tức hiểu được, trước mắt chính là cái bẫy, hắn cho rằng mình là người gài bẫy, không ngờ lần này lại thua rồi. Giang Tiểu Lâu đã sớm biết Tinh Tinh đang moi thông tin từ Tiểu Điệp, nên dựa vào đó truyền lời ra ngoài có như vậy thì những kẻ đang âm thầm trong bóng tối sẽ không thể ngồi yên được nữa ngũ thuần phong giờ khắc này đã biết được hắn nhận được tin tức giả nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói ta nghe không hiểu ngươi nói gì ngữ điệu gian tiểu lâu vô cùng bình tĩnh ngày sinh của ta hôm đó là giả ở tạ phủ ngoài tạ bá phụ ra không ai biết ta sinh ngày tháng năm nào nhưng người lại không ở trong phủ cho nên cái mà ta viết ra cho ngươi hoàn toàn không liên quan gì đến ta Ta còn cố ý bịa ra chuyện 3 tuổi suýt lạc đường, 13 tuổi suýt chết đuối, kết quả là ngươi nói theo y như vậy, nói xem có phải ngươi rất ngốc không?" Ngũ Thuần Phong chỉ cảm thấy cả người sợ hãi, hắn có thể khẳng định lần này mình đã bị người ta hãm hại. Hắn cắn răng nói: "Giang tiểu thư, người nhà họ tạ mời ta tới nhà để bắt ma, ta chỉ có lòng muốn xem cho ngươi một quẻ, vốn dĩ đoán mệnh thì phải thành tâm mới linh. Nếu ngày tháng của ngươi đưa cho ta là giả, vậy thì ta đoán ra thông tin sai cũng là đương nhiên." sao lại trách ta được giang tiểu lâu ồ một tiếng xem ra ngũ đạo trưởng chưa tới phút cuối chưa từ bỏ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ngũ thuần phong theo bản năng lùi lại một bước mấy đại hán vạm vỡ lập tức đi tới nhấn ngũ thuần phong xuống đất có người chụp cổ hắn có người bẻ tay có người mạnh mẽ đá vào gối ngũ thuần phong bắt đầu gào thét lên sau khi ngã xuống bọn họ lập tức dùng dây thừng trói hắn lại tay chân quấn vào một chỗ ngũ thuần phong vẫn đang liều chết vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của đám người này, nhưng bọn họ đều là những người rất hung hãn, một đạo sĩ như hắn làm sao thoát được, bọn họ đem hắn trói lên cây, nhất thời máu huyết xông thẳng lên đầu, đầu óc ngũ thuần phong hoàn toàn mơ hồ, Giang Tiểu Lâu chậm rãi đến gần hắn, trên mặt cực kỳ ôn hòa, đôi mắt mỹ lệ rung động lòng người, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn coi, đây là cái gì, ngũ thuần phong liều mình trợn mắt lên, nhìn thấy một đại hán tay cầm ngọn đuốc, ý đồ xấu xa hôi hôi trước mặt hắn. Giang tiểu lâu nhẹ thở dài, ngọn đuốc này nếu đốt vào chân ngươi, ngọn lửa sẽ lan từ chân lên đầu, đến khi đó ngươi sẽ nghe được tiếng cháy nổ lách tách, sau đó trên người sẽ nỉ bọng máu, nhưng sẽ không lập tức chết đi, chỉ có thể từng chút một nhìn bản thân mình bị đốt cháy. Theo ta thấy, cái chết này thật ra cũng không đau lắm, bởi vì đến sau cùng sẽ không còn cảm giác nữa, có điều trước giờ ta chưa có cơ hội thử nghiệm, lần này coi như đã tìm được người thích hợp. Đạo trưởng tiên phong đạo cốt, phép thuật cao thâm, để ta được nhìn thấy thần tiên được hỏa thiên, có được không? Sắc mặt ngũ thuần phong trắng bệt, mồ hôi chảy ra dưới cằm, chảy vào mắt, hắn yếu ớt nói, khốn kiếp, ngươi dám, biểu hiện của gian tiểu lâu ẩn dưới bóng cây, nhìn không rõ ràng, sao vậy, đạo trưởng nghi ngờ ta không làm được, ngũ thuần phong lạnh trên một tiếng, giúp người đền mạng, dĩ nhiên ngươi không thể làm, gian tiểu lâu bỗng nhiên tỉnh ngộ, đạo trưởng đang nhắc ta, một khi nổi lửa, rất dễ thiêu rụi cả cánh rừng này đến khi đó sẽ liên lụy người khác lại dễ bị phát hiện ta không thể vì người như ngươi mà gánh lấy tội danh giết người cho nên cách này tuy rằng giúp ta giải hận nhưng lại không dễ dàng sử dụng trên mặt ngũ thuần phong không khỏi lộ ra vẻ đắc ý hắn biết nữ nhân đều là loại nhẹ dạ ngoài miệng nói rất hay vẫn là không dám động thủ chỉ là nhất thời căm phẫn mà hù dọa hắn thôi làm sao dám thật sự giết người nếu không thể lưu lại vết thương vậy chúng ta phải đổi cách khác nàng trầm tư suy nghĩ một hồi, đột nhiên sáng mắt lên nói, có, ta tin cách này nhất định hợp ý đạo trưởng, nàng quay đầu, hướng về một đại hán thấp giọng dặn dò vài câu, ngũ thuần phong vặn vẹo thân người muốn nghe xem nàng nói cái gì, nhưng mà giang tiểu lâu cố ý dở trò, nói rất nhỏ khiến hắn không nghe được gì, một lát sau, ngũ thuần phong liền rõ ràng, vì hắn nhìn thấy đại hán kia bỏ cây đuốc xuống, đổi thành một cây sắt ốm dài. Cây sắt này vô cùng quen mắt, là vật dùng để kêu lò lửa trong nhà bình thường hay dùng. Giang Tiểu Lâu cười nói, trước kia đại ca ta du ngoạn khắp nơi, nhìn thấy có một trấn xử trí những kẻ lừa đảo thế này, bọn họ dùng lò lửa nung cây sắt này đỏ lên, sau đó đâm từ dưới trực tràn lên, xuyên qua bụng đâm thẳng vài tim phổi, đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, nhưng bên ngoài lại không nhìn ra chút gì. Ta thì cảm thấy từ dưới đâm lên có chút khó coi, từ trên xuống dưới hẳn là sẽ thú vị hơn, ngươi yên tâm, ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay, không để ngươi thấy đau đớn, cho dù người khác có phát hiện, cũng sẽ cho rằng ngươi ăn đang dược quá liều mà cháy cả lục phủ ngũ tạng, tuyệt đối không ngờ trong cơ thể của ngươi có một cây gậy sắt, trên môi nàng mơ hồ có một nụ cười gằn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, một đại hán bước tới nắm cầm ngũ thuần phong, muốn nhét cây sắt vào, ngũ thuần phong dùng hết sức cắn chặt hàm răng, đại hán nổi giận đánh hắn chừng 10 cái bạc tai, khiến răng hắn rụng lột bột, miệng mồm đầy máu vẫn không có cách nào nhét cây sắt vào. Giang tiểu lâu lạnh lùng cười, vậy thì đâm vào cầm hắn, loại giang hồ thuật sĩ dựa vào miệng lưỡi gạt người, lừa đảo tiền tài, cả đời không thể nói chuyện Âu cũng là tạo hóa. Nghe nàng nói vậy, đại hán đó liền muốn làm theo, ngũ thuần phong bị sự lạnh lùng trong mắt nàng hù dọa, bỗng nhiên kêu to, ta nói, ta nói, ta nói hết, giang tiểu lâu thở dài, ngũ đạo trưởng, đó giờ ta không thích miễn cưỡng người khác, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng hắn hoảng sợ nói nước giải cũng chảy ra đại hán nhất hắn xoay người lại như nhất con gà con vì dây thường trói quá chặt bỗng nhiên bị nhấc đi như vậy khiến da thịt ngũ thuần phong như bị xé rách hắn gào lên thê thảm âm thanh khủng bố giang tiểu lâu nhíu mày nói sao thô lỗ như vậy ta đã nói với các ngươi đạo trưởng là người nhã nhặn phải nhẹ nhàng một chút nói xong ánh mắt như nước chảy của nàng rơi vào trên cây sắt ngũ thuần phong rùng mình một cái lập tức nói là tạ tam tiểu thư cho ta tiền kêu ta đến nhà làm pháp sự nàng kêu ta bói cho ngươi một quẻ nói bác tự của ngươi khắc với tạ gia muốn để tạ lão gia chán ghét ngươi đuổi ngươi ra khỏi tạ phủ đến khi đó nàng sẽ có trọng lễ cho ta tạ gia tài cao thế lớn ta chỉ có thể làm theo lời nàng nói nhưng tiền nàng chỉ cho một nửa ta còn một nửa vẫn chưa lấy được giang tiểu lâu hơi mỉm cười nói à thì ra là tạ tam tiểu thư biểu hiện suy tư của nàng càng khiến ngũ thuần phong sợ hãi hắn không ngờ một cô nương trẻ tuổi lại độc ác như vậy đặc biệt nàng lại rất xinh đẹp không khỏi rơi lệ nói tiểu thư ngươi thả ta đi ta cũng chỉ biết nhận tiền của người giúp người giải ưu thôi nhất thời hồ đồ mới làm sai sau này ta không dám nữa tha cho ta đi giang tiểu lâu nhìn hắn quân tử chân chính trong lòng không có quỷ căn bản không cần sợ quỷ thần những kẻ giả thần giả quỷ không phải vì làm chuyện xấu mà sợ hãi mà muốn lợi dụng sức mạnh quỷ thần để đạt được mục đích xấu xa. Tạ Hương làm vậy chẳng qua là muốn đuổi Giang Tiểu Lâu ra khỏi phủ mà thôi, chỉ là chiêu thức của nàng quá nham hiểm, cả cái chết của Mạch Nhi cũng không buông tha. Nếu Giang Tiểu Lâu không sớm phòng bị, bây giờ nàng đã bị đuổi ra khỏi tạ phủ, ánh mắt Giang Tiểu Lâu lại rơi vào người ngũ thuần phong, vẻ mặt nổi lên ba phần hứng thú, người đoán mệnh đúng thật sao, ngũ thuần phong rung lên, cái này, nếu có ngày sinh thật sự của tiểu thư ta cũng có thể coi được. Giang tiểu lâu gật đầu nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi xem cho ta, nếu đoán sai thì, nàng đứng ở đó, ánh mắt mang theo ý cười nhìn ngũ thuần phong, khiến hắn dựng tóc gáy, luôn miệng nói, ta sẽ tận lực, nhất định tận lực. Giang tiểu lâu cười lạnh, nói ngày sinh của mình ra, ngũ thuần phong lẩm bẩm trong miệng, chăm chú nghiên cứu, một lúc lâu sau sắc mặt trắng bệt, không nói một lời. Giang tiểu lâu quan sát hắn, sao vậy, xem không ra, ngũ thuần phong chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiểu thư là mệnh vàng, một đời bình an, phú quý không tả, nói bậy, giang tiểu lâu kinh bị liếc hắn, đại hán vạm vỡ bên cạnh tắt hắn một bạc tai, ngũ thuần phong bị đánh cho miệng chảy máu, trong lòng không ngừng kêu khổ, giang tiểu lâu nói, xem lại, ngũ thuần phong cắn răng nói, tiểu thư chỉ nhất thời gặp khó khăn, sau này phu thê sẽ hòa thuận, hôn nhân hạnh phúc, con cái đầy nhà. Giang Tiểu Lâu cười gằn, lại sai rồi. Đại hán đùng một cái bạc tay hắn, làm rơi cả răng cửa của ngũ thuần phong, hắn nghẹn ngào nói, Giang Tiểu Thư, cầu ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa, đừng bắt ta xem nữa. Ta không dám xem, Giang Tiểu Lâu nói, không được, xem cho tới khi ta hài lòng thì ngươi mới được rời đi, làm đi, ngũ thuần phong liền đoán tiếp, nhưng đáp án nào Giang Tiểu Lâu cũng không thích, cho nên hắn đã hứng chừng 10 cái bạc tai, hai bên má đều bị đánh đến rác bỏng, Sưng phù như đầu heo, Giang Tiểu Lâu mới bảo đại hán vạm vỡ đó dừng tay, nếu nói dối đối phương không thích nghe, Vũ Thuần Phong đành phải kêu to, ngươi là thiên sát cô tinh, là thiên sát cô tinh, Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, không cười, lặp lại lời nói của ngươi lần nữa, Vũ Thuần Phong che mặt nói, thiên sát cô tinh khắc rất lợi hại. Lúc đầu sẽ được phú quý, sinh ra thì mất mẹ, còn khắc cha, cả đời gặp họa, hôn nhân khó cầu, về già thê thảm, lẻ loi cô quạng. Lục thân vô duyên, không có bằng hữu, cô độc đến cuối đời, nếu có quý nhân giúp đỡ cũng không sao, nhưng cũng không tránh được tổn thương, Vũ Thuần Phong vừa giải thích số mệnh vừa sợ hãi run lẩy bẩy. Nhưng một lúc lâu Giang Tiểu Lâu cũng không nói gì, cũng không sai người đánh hắn, dung nhan mỹ lệ của nàng một nửa chìm trong bóng tối, có vẻ đặc biệt sâu thẳm. Trong lòng chậm chậm nghiền ngẫm lời nói của hắn, mới nở nụ cười, lần này, ngươi xem rất khá, Vũ Thuần Phong có chút không dám tin ý của nàng là, chịu tha cho hắn. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt ngũ thuần phong, nụ cười ôm nhu, hôm nay ta tha cho ngươi, nhưng, nếu tạ phủ lại có người chết, đạo trưởng vẫn phải đi làm pháp sự tiếp, ngũ thuần phong vội vàng nói, không, không, cho ta nhiều tiền hơn ta cũng không dám, hắn không ngờ gặp phải sát tinh như giang tiểu lâu, quả thật là người điên, nói cũng đánh không nói cũng đánh, nói thế nào cũng là sai, rõ ràng là cố ý hành hạ người khác, giang tiểu lâu thở dài một hơi, nếu không đi, vậy là muốn ăn thêm 10 cái bạc tai, Vũ Thuần Phong sợ hãi vô cùng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, Giang Tiểu Lâu không nói nhiều, rất nhanh, đạo trưởng sẽ biết thôi, nghe được hai chữ rất nhanh, Vũ Thuần Phong theo bản năng lùi lại hai bước, ngón tay thon dài của Giang Tiểu Lâu kéo mặt hắn dơ lên, trái phải tỉ mỉ quan sát, một gương mặt đạo mạo, lại đắc tội phải người không nên đắc tội, lần sau khi tạ gia đến tìm người, ngươi biết phải nói thế nào chưa? Vũ Thuần Phong đột nhiên rùng mình một cái, đã rõ, hoàn toàn rõ, Giang Tiểu Lâu gật cù hài lòng, đánh giá hắn một cái, vết thương trên mặt phải chữa cho tốt, nếu có người hỏi tới, Ngũ Thuần Phong nói, là ta bị ngã, tự mình ngã, Giang Tiểu Lâu lắc đầu, không thể ngã thành ra như thế, hay là đạo trưởng tìm một lý do tốt hơn đi, đôi mắt Ngũ Thuần Phong đảo tới lui, hạ quyết tâm, là ta tiết lộ quá nhiều thiên cơ, ông trời trừng phạt ta, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu xoay người rời đi, hắn không biết bị ma gì ám. Đột nhiên nói to, Giang Tiểu Thư, nếu không tìm được quý nhân trong đời mình, cả đời này ngươi sẽ định là không thân không thích, cơ khổ đến già." Bước chân Giang Tiểu Lâu dừng một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, ra khỏi rừng cây, Giang Tiểu Lâu cho mấy đại hán một ít tiền thưởng, hỏi, "Đại thiếu gia ở đâu?" Một người trong đó không lưng trả lời, "Đại thiếu gia ở trong xe ngựa bên phía đông khu rừng chờ tiểu thư." Giang Tiểu Lâu gật đầu, đi theo hướng hắn chỉ. Mấy đại hám nhìn theo bóng lưng nàng, không khỏi lắc đầu nghị luận. Vị Giang tiểu thư này thật sự là lòng dạ độc ác, đúng đó, ngươi có thấy tên Ngũ Thuần Phong bị đánh thành cái đầu heo không, ta nghĩ trong vòng vài năm hắn cũng không dám ra ngoài lừa đảo nữa, bên này bọn họ nghị luận, bên kia Giang tiểu lâu đã lên xe ngựa. Tạ Liên Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, Giang tiểu lâu cười nói, "Hay cho Tạ đại thiếu gia, ta ở bên ngoài liều mình, huynh lại thản nhiên ngồi đây, nói cho cùng đây là chuyện nhà Tạ gia, huynh phải tự mình xử lý mới đúng." Tạ Liên Thành thở dài một hơi, Ta không giỏi hù dọa người khác, đành phải để nàng làm." Giang Tiểu Lâu cong môi, "Huynh cảm thấy ta đang hù dọa hắn sao?" Tạ Liên Thành ngạc nhiên nói, lẽ nào lúc nãy nàng nói thật? Tạ Liên Thành chưa đến nơi đã biết hết chuyện xảy ra trong rừng, Giang Tiểu Lâu không chút do dự, dĩ nhiên là thật, đó giờ ta chưa từng có ý hù dọa ai. Tạ Liên Thành nhìn biểu hiện của Giang Tiểu Lâu, trong lòng không biết là mùi vị gì, cô gái này cường hãn như vậy, lại không hề che giấu, phải nói là nàng biết sợ hay là nàng quá thành thật khiến hắn không biết nói sao. Hắn chậm rãi tiếp lời, tiếp theo nên đi bắt quỷ chứ, Giang Tiểu Lâu nở nụ cười sáng sủa, đặc biệt ôn hòa, phải, vẻ đẹp của Giang Tiểu Lâu nhìn bên ngoài thì không phân cao thấp với Tạ Du. Nhưng mà Tạ Du luôn biểu hiện thanh cao lãnh ngạo, như một đóa thủy tiên khiến người ta không dễ dàng đến gần, mà Giang Tiểu Lâu lại ôn nhu như một đóa hoa sen, khiến người ta không tự chủ được mà bị mê hoặc, chỉ khi đến thận gần mới nhận ra vòng xoáy sâu thẳm bên dưới lá sen đôi mắt hắn thâm trầm, khẽ mỉm cười nói, lúc nãy nàng nói không sai, đây là chuyện của tạ gia, ta không thể khoan tay đứng nhìn. Nếu thật sự muốn bắt quỷ, thì cho ta tham gia một tay, trên mặt giang tiểu lâu mang theo suy tư, tạ đại thiếu lo lắng ta tổn thương muội muội của huynh. Huynh không cần lo quá, ta trông giống người thủ đoạn tàn nhẫn lắm sao, tạ liên thành yên lặng thầm nghĩ, rất giống, chương 63, 2, sát tinh khó cầu, 2, 3 ngày sau, Tạ gia lại bất đắc dĩ mời Ngũ Thuần Phong đến, xin hắn tìm cách trừ tai họa. Ngũ Thuần Phong dựa theo Giang Tiểu Lâu từng nói, giả vờ một phen than thở, ác quỷ này oán khí quá nặng, đi khắp nơi lấy mạng người, bần đạo đã nghĩ ra cách tiêu tai giải nạn cho Tạ gia, chỉ là làm pháp sự 49 ngày thì vẫn cần thời gian, mà trong 49 ngày này lại không thể làm gì con quỷ đó, cho nên các vị phải thật cẩn thận, đừng cản đường của nàng, buổi tối cố gắng đóng cửa đừng đi ra ngoài. Nghe được lời nhắc nhở này, người người đều hoảng sợ vô cùng. Trên mặt tạ hương lộ vẻ đắc ý, nàng liếc nhìn chung quanh, không nhìn thấy tứ tiểu thư tạ du đâu, con người đảo một vòng nảy ra một ý hay, tiễn ngũ thuần phong đi, tạ hương quay đầu đi tới viện của tứ tiểu thư, đến khi nàng vào phòng, phát hiện tạ du đang đọc sách luyện chữ, không khỏi cười nói, tứ muội muội thật thanh thản, trong nhà xảy ra chuyện lớn, muội lại làm như không liên quan gì đến mình, tạ du ngẩng đầu lên nhìn thấy tạ hương, không khỏi sắc mặt trầm xuống, chuyện trong nhà có vương di nương và tam tỷ lo lắng rồi, ta chỉ là một người không có phận sự, nói thêm nửa câu cũng bị chê bai, cần gì phải chọc cho người khác chán ghét, tạ hương ngọt ngào cười, không thể nói vậy, mạch nhi là người của tứ muội muội, nàng đột nhiên chết quan lòng mang oán hận, dĩ nhiên sẽ đi khắp nơi quậy phá, nói không chừng gã sai vặt đó cũng bị nàng kéo đi đền mạng, lẽ nào muội không sợ, mí mắt tạ du rung lên, cúi đầu tiếp tục luyện chữ nhưng không kềm được run rẩy, nàng vội dùng tay trái giữ chặt tay phải, lúc này mới viết cho hết chữ cuối cùng, nhìn thấu vẻ mặt nàng chỉ là giả vờ trấn định, trong lòng Tạ Hương cười gằn, cố ý cúi đầu một lúc sau mới nói tiếp, chữ Tỉnh này viết thật đẹp, không biết tứ muội muội có biết, Giang Tiểu Lâu đó cũng rất có hiểu biết về thư pháp, Tạ Du nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh băng không một ý cười. Tạ Hương làm như không phát hiện ra, nghe nói Cầm Kỳ thi họa không có gì là không giỏi quả là một tài nữ, tạ du chỉ cảm thấy lòng ngực căng thẳng, lời của đối phương như một mũi kim vô hình, làm cho nàng đau đến không đứng nổi. Nàng giống như đang ôm nổi tâm tức trong lòng, còn tạ hương lại vô cùng bình tĩnh, tạ du là nữ tử tự xưng thanh cao, ý mình được sủng ái, ý dung mạo xinh đẹp, tự xưng là đệ nhất mỹ nhân trong tạ phủ, nhưng bây giờ trong phủ xuất hiện người ưu tú hơn, mỹ lệ hơn, khiến tạ lão gia sủng ái hơn. Dĩ nhiên nàng sinh lòng ghen ghét, ngọn lửa này, xem ra rất dễ kêu cho cháy lên. Tạ hương thấp giọng thần bí, nhưng mà, đẹp đến mấy cũng vô dụng, nếu không phải vì nàng, tại sao Mạch Nhi lại vô cớ chết đi, trong lòng tạ du rung lên, chỉ thấy hàm răng tê tê, người cũng đã chết rồi, còn nhắc tới làm gì, tạ hương lắc lắc đầu, đáy mắt tràn đầy thân thiết giả vờ, người ta không có hiền lành như tứ muội muội, sau lưng không biết đang nói cái gì. Ai, ta không nên nói, miễn cho muội phải tức giận, tạ du lập tức truy hỏi nói cái gì, tạ hương liếc mắt bốn phía, lúc này mới lặng lẽ nói, tứ muội muội không biết giang tiểu lâu ở sau lưng nói muội nói đến đây cố ý dừng lại một chút, quả nhiên thấy tạ du lo lắng, mới chậm rãi tiếp tục. Nàng nói mạch nhi chết là có liên quan đến tứ muội muội, tạ du cả người chấn động, bút lông trong tay rơi xuống tờ giấy, chữ tỉnh đẹp để lập tức bị mực làm loang lỗ. Nàng không lo nhặt lại cây bút, một phát bắt trúng tay tạ hương, lạnh lùng nói, tỷ có ý gì? Tạ Hương vội vã kêu đau, Tạ Du biết mình nhất thời luống cuốn, luống cuốn buông tay, cố gắng bình tĩnh, trên mặt cực kỳ hổ thẹn, nhẹ nhàng nói, xin lỗi tam tỷ, muội nhất thời kích động, tỷ đừng trách muội, muội chỉ muốn biết, vì sao nàng ta lại nói như vậy, trong lò hương tản ra mùi bách hợp, mùi vị vô cùng nồng nàn. Tạ Hương xoa xoa cánh tay bị đỏ hồng lên, nụ cười giả vờ thoải mái, không nhìn ra tứ muội muội bình thường ôm nhu yếu ớt, lại có khí lực lớn như vậy tay của tỷ suýt nữ là gãy rồi. Thật ra cũng không có gì, chẳng qua nàng ta muốn dời đi tầm mắt của mọi người, mọi người nói cái chết của Mạch Nhi liên quan đến nàng, nàng liền đem chuyện đẩy lên người muội, như vậy mới thoát được hiềm nghi, tạ du buông mắt xuống, có vẻ tâm sự nặng nề. Nàng dĩ nhiên biết lời nói của Giang Tiểu Lâu không dễ dàng khiến người ta tin tưởng, nhưng đại ca sẽ nghĩ sao, nói đến cùng, Mạch Nhi là nha đầu của nàng, nàng căn bản không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng càng thêm hận gian tiểu lâu, trước kia nàng chỉ đố kỵ dung mạo và tài hoa của đối phương, càng đố kỵ phụ thân bảo vệ nàng ta hơn mình. Sau đó, nàng hận gian tiểu lâu có cơ hội chiếm được đại ca, đây là cơ hội nàng cầu mong cả đời, nhưng mãi mãi cũng không thể cầu được. Từng ngày trôi qua, nàng cảm giác mọi chuyện xảy ra với mình đều do gian tiểu lâu gây ra. Nếu nàng không tiến vào tạ phủ, nếu nàng không gây nên sự đố kỵ của mình, nếu nàng không có khả năng gả cho đại ca, tất cả mọi thứ đều sẽ không xảy ra nàng chậm rãi khép mắt giây lát sau mở mắt ra cười lạnh một tiếng nàng nói gì muội cũng không quan tâm kẻ cầm đầu không phải muội muội không sợ tạ hương hơi nheo mắt lại đạo trưởng nói chuyện này vẫn chưa xong bây giờ hồn ma đi quấy phá khắp nơi không biết muốn gây hại cho ai tứ muội muội cũng nên cẩn thận khí huyết trong lồng ngực tạ du đảo lộn mắt mồ hồ tóe ra ánh lửa nhưng hiểu được không thể luống cúng lần thứ hai cho nên cố gắng kềm chế hỏa khí của mình, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, đa tạ tam tỷ tỷ nhắc nhở, dĩ nhiên muội sẽ cẩn thận, Giang Tiểu Lâu vừa trở lại họa lâu, Tiểu Điệp rất vui mừng chào đón, cao giọng nói, Tiểu Thư trở về nói. Vừa nói vừa hạ thấp giọng, Tiểu Thư, tinh tinh lại thăm dò nô tỳ chuyện cũ của Tiểu Thư, Giang Tiểu Lâu cười hỏi, hả, ngươi nói rồi sao, đôi mắt Tiểu Điệp nheo lại, mũi nhăn nhăn. Gương mặt chất phát ngây ngốc tăng thêm mấy phần đáng yêu, tiểu thư, người xem tiểu điệp là đồ ngốc sao, khi chúng ta còn ở chỗ đó tiểu điệp cũng không gây thêm phiền phức cho người mà. Ngày đầu tiên tinh tinh hỏi chuyện của người là nô tỳ đã phản ứng kịp, sao có thể bị ả lừa được, Giang Tiểu Lâu chỉ chỉ vào gáy nàng nói, nhìn ngươi đắc ý kìa, lúc trước là ai để mình béo như con heo hả, khuôn mặt tiểu điệp lập tức đỏ lên, đã là chuyện rất lâu rồi tiểu thư còn nhắc lại làm gì, nói xong hạ thấp giọng nói, đạo sĩ kia đã nói, quán khí của hồn ma không tiêu tan, là vì phải tìm được hung thủ giết nàng nhưng lại không tìm được phương hướng không thể không đi lung tung khắp nơi như vậy mới trói chân chúng ta trong viện giang tiểu lâu liếc mắt nhìn đạo bùa giáng trên cửa cười lạnh nói tiểu điệp ngươi tìm một ít máu lương nửa đêm xối một ít lên tường của viện tứ tiểu thư tiểu điệp chấn động máu lương thứ đó hôi lắm tiểu thư cần để làm gì tối đó tiểu điệp theo lời dặn của giang tiểu lâu lặng lẽ lấy máu lương xối lên bức tường bên ngoài viện của tạ du đêm khuya Mama giữ cửa nghe như có âm thanh xì xì bên ngoài, vừa giống như có người đi qua đi lại, vừa giống như đang đánh cái gì, liền khoác áo ngoài đốt đèn lồng đi xem. Ai ngờ vừa mở cửa ra, đèn lồng lóe lên, âm thanh kia liền biến mất. Bà nhìn ra ngoài cửa thì không thấy gì hết, cho rằng mình nghe lầm nên quay lại phòng, không ngờ vừa quay lại thì nghe thấy âm thanh kỳ quái đó, mở cửa ra nhìn thì vẫn không thấy gì. Như vậy chừng 10 lần, trước sau vẫn không thấy ai, bà đâu có biết máu lương rất tanh có thể hấp dẫn lũ dơi những con dơi ngửi mùi máu mà đến không ngừng đập cánh vào tường viện của tạ du nhưng chúng là động vật sợ ánh sáng bà cầm đèn lồng đi ra dĩ nhiên sẽ dọa bọn chúng sợ hôm sau ma ma giữ cửa báo cho cố ma ma biết bà nghe xong không khỏi run lên bà nói có người gõ cửa là ai ma ma giữ cửa lắc đầu nói ai mà biết mỗi lần đi ra ngoài lại không thấy ai thần kinh cố ma ma lập tức căng thẳng sắc mặt trắng bệch trên thực tế nhiều ngày qua bà đã mơ thấy ác mộng, thấy gương mặt trắng bệt đó nhìn mình chằm chằm, không nói một lời. Mỗi một lần tỉnh lại từ cơn ác mộng, bà đều ngồi trên giường thở dốc, hai tay tạo thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm niệm kinh, vừa niệm vừa nằm xuống, nhưng hồn ma đó vẫn không buông tha bà. Nếu theo lời ma ma giữ cửa nói, mọi chuyện đều không phải là nằm mơ, lại càng không phải bà suy nghĩ lung tung, mà chính là mạch nhi quay lại, trong lòng bà run rẩy. từ khi tại gia đồn đã là có ma, bà đã muốn ra ngoài xem thử, nhưng tứ tiểu thư ra lệnh cấm, kiên quyết không cho phép, bà chỉ có thể trốn trong nhà, vô cùng sợ hãi, nhưng bà không ngờ, trong chớp mắt liền đến cửa tìm, từ buổi tối hôm đó, liên tiếp ba ngày trong viện tạ du đều có chuyện ma quái, lúc thì nửa đêm gõ cửa, lúc thì giấu bàn tan bằng máu đã khô, khiến cố ma ma sợ đến không dám ngủ, chỉ có thể ngồi trên giường trơ mắt chờ đến sáng. Đến tối ngày thứ tư, bà không chịu nổi nữa, phía sau viện của tạ du có một cái giếng, bình thường dùng để tưới cây, chính là nơi mà Mạch Nhi chết. Cố ma ma đánh bạo, lặng lẽ tránh né ánh mắt mọi người, đi thẳng về phía cái giếng, bà đứng trong sân một hồi, thấy không ai chú ý tới mình, thở vào nhẹ nhõm, bà đi đến cạnh giếng, từ trong cái hộp gỗ lấy ra một nén nhang và cái lư hương, cắm nhang vào đó, lại lấy ra thêm một sấp tiền giấy đã chuẩn bị sẵn, sau khi đốt tiền giấy, bà ngã quỳ trên đất, vừa dập đầu vừa lẩm bẩm cầu khẩn mạch nhi ngươi đừng trách ta ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ ai kêu ngươi biết những chuyện không nên biết không ngờ vào lúc này trong rừng khúc phía sau giếng vang lên tiếng bước chân lạch bạch cố ma ma nhất thời hoảng sợ trợn to mắt nhìn thấy một cô gái áo trắng mái tóc dài phủ ngược ra phía trước mặt từ trong khu rừng bay đến gần đôi mắt của cô gái đó trợn to giống như muốn ăn thịt người cố ma ma hét to đừng tìm ta ta không cố ý giết ngươi đừng tìm ta đột nhiên bên tai bà vang lên tiếng bước chân hỗn độn cố ma ma cảm thấy có gì không đúng vừa mở mắt nhìn đã thấy gương mặt ma nữ hoàn toàn xa lạ rõ ràng không phải mạch nhi trong lòng bà biết là không xong vội vã quơ quào số tiền giấy trên đất còn chưa kịp dập lửa trên đất phía sau đã vang lên một âm thanh quen thuộc bắt lấy khi cố ma ma bị áp giải đến phòng khách tất cả mọi người đã chờ ở đó vương bảo trân không biến sắc chút nào đại thiếu gia giờ này tại sao còn tập hợp mọi người đến đây cố ma ma phạm vào lỗi gì sao lại bị trói chứ nghi vấn của mọi người đều hiện rõ trên mặt tạ liên thành nhìn cố ma ma đang bị trói lạnh lùng nói không bằng vương di nương hỏi bà ta đi cố ma ma lạnh run đại thiếu gia nô tì chỉ muốn đốt ít tiền cho mạch nhi cô nương thôi không lẽ vậy cũng là sai vương bảo trân nghe xong lời này không khỏi cau mày bà đốt tiền vàng cho mạch nhi cố ma ma gật đầu liên tục nói dạ phải nô tỳ muốn đốt ít tiền cho mạch nhi dù sao cũng thân thiết với nhau tạ liên thành nhẹ thở dài hoài an hoài an lập tức đi ra lớn tiếng nói vương di nương lão nô tài này rõ ràng đang nói dối lúc nãy nô tài phụng lệnh đại thiếu gia trốn ở bụi cỏ bên cạnh nghe rõ ràng bà ta nói là mạch nhi tha cho ta đi ta không cố ý còn nói là ngươi đừng trách ta tất cả là ngươi tự làm tự chịu ngươi biết được chuyện không nên biết sau đó nô tài cho một tỳ nữ bước ra hù dọa bà ta bà ta lập tức hét ầm lên, Hoài An nói lại lời của cố ma ma y như thật, mọi người cùng nhau biến sắc, cố ma ma trợn mắt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, Vương Bảo Trân không khỏi trầm mặt, cố ma ma, ngươi còn gì để nói, cố ma ma không biết phải làm sao biện giải để thoát tội, từng đôi mắt đang trợn to mắt nhìn bà, tạ nguyệt lạnh lùng nói, cố ma ma, Hoài An vừa nói là thật sao, như vậy, cái chết của Mạch Nhi là có liên quan đến bà. Tạ Hương cúi đầu uống trà, không lên tiếng, cố ma ma miệng hơi động, muốn giải thích cho mình. Còn không đợi bà mở miệng, Vương Bảo Trân đã tỉnh ngộ nói, ngươi nghe nói gần đây có ma quỷ, nên có thật giật mình, cho nên muốn tự mình đốt tiền giấy cho Mạch Nhi, giải nạn cho mình. Lời này xem như là nói đến điểm mấu chốt, trong đầu cố ma ma ầm một tiếng, sợ đến hô hấp hỗn loạn, nhưng vẫn mạnh miệng nói, các người muốn nói gì thì nói, nô tỳ không biết gì hết, đúng là cứng đầu. Vương Bảo Trân lạnh lùng nói, ngươi là ma ma trung thành nhất bên người tứ tiểu thư ta không tiện xử lý ngươi chuyện này vẫn là giao cho tứ tiểu thư tự mình xử lý thôi nói xong nàng dặn dò người bên cạnh đi mời tứ tiểu thư đến đây giang tiểu lâu thấy cảnh này chỉ cúi đầu ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay đôi mắt trầm tĩnh khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt tạ du bị đánh thức khoảng thời gian này nàng ngủ không được ngon cũng thường nằm mơ thấy mạch nhi những giấc mơ đó làm nàng rất khó ngủ cho nên phải đốt hương an thần cho đến khi có người gõ cửa thật mạnh nàng mới tỉnh lại, vội vã rửa mặt chạy đến phòng khách, tạ du thấy cố ma ma bị trói nằm dài dưới đất liền lạnh run người, lớn tiếng nói, các người đang làm gì vậy, cố ma ma phạm lỗi gì mà mọi người đối xử với bà ấy như vậy, tạ liên thành âm thanh lạnh lẽo như nước, tứ nguội, cố ma ma giết người, tạ du cả người run lên, cảm thấy có một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nàng nhìn chầm chầm tạ liên thành, hầu như biến thành một cái tượng gỗ, không biết nên trả lời thế nào, muội, muội, không thể nào, theo bản năng, nàng lớn tiếng nói, mọi người thả cố ma ma ra đi, nếu không ta, ta sẽ nói rõ với phụ thân, nhưng lúc người không có ở nhà, các người cố ý đổ tội vu oan cho người bên cạnh ta, nàng vừa nói vậy, hàng lông mày kiêu ngạo của tạ nguyệt nhướng lên, chậm rãi nói, tứ muội muội nói sai rồi, cố ma ma là ma ma bên người muội, lẽ nào mạch nhi không phải? Nàng là tỳ nữ thân cận của muội, tình cảm với muội rất tốt lại trung thành tuyệt đối chăm chỉ làm việc nàng chết không rõ ràng muội không muốn đòi lại công bằng cho nàng sao tạ du lạnh lùng nhìn tạ nguyệt đại tỷ mạch nhi chết là chuyện của viện muội mọi chuyện đều do muội xử trí hôm nay các người bày ra thế trận lớn như vậy luôn miệng nói cố ma ma giết người có chứng cớ gì vương bảo trân nhìn tạ du mắt giật giật cuối cùng lên tiếng tứ tiểu thư tối hôm nay chúng ta bắt được cố ma ma ở ngay bên giếng đang yên đang lành sao nửa đêm bà ta lại đi cúng tế, nhìn thấy tỳ nữ mặc áo trắng lại sợ hãi không ra hình người. Hoài An còn đích thân nghe thấy cố ma ma nói là xin lỗi Mạch Nhi, bà ta không phải cố ý giết người, sắc mặt tạ du trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng không ngờ cố ma ma lại bị bắt tại chỗ, cố gắng trấn định tinh thần lại, tối nay gió lớn, nói không chừng là Hoài An nghe lầm, vương di nương, tình cảm của cố ma ma đối với Mạch Nhi cũng giống như mẹ con, bà ấy không có lý do tổn thương tới Mạch Nhi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hoài An lớn tiếng nói, tứ tiểu thư, không riêng nô tài nghe thấy, mấy hộ vệ ở đây cũng đều nghe được, tạ du bỗng nhiên chững lại, trầm mặt xuống, không được nói bậy bạ nữa, mà lúc này cố ma ma không ngừng lăn lộn, nằm rạp xuống nắm lấy chân tạ du, thê thảm nói, tứ tiểu thư, đừng tranh luận vì nô tỳ nữa, bọn họ có rất tâm đổ hết tội lỗi này lên đầu nô tỳ. tứ tiểu thư, lão gia càng thương người, những người này càng không chịu nổi mà. Vương Bảo Trân không khỏi rét lạnh, nặng nề vỗ mặt bàn, vẻ mặt cực kỳ hung dữ, cố ma ma, ngươi nói lời này là có ý gì, tạ du thoáng vẻ trào phúng, từ từ nói, ý của cố ma ma rất dễ hiểu, chẳng qua là nói các người sớm nhìn thấy ta không vừa mắt, muốn thừa dịp phụ thân không ở nhà mà đuổi ta ra ngoài, các người không tiện nhắm vào ta, nên mới ra tay từ cố ma ma, đem cái chết của mạch nhi vu oan lên đầu bà ấy đáng thương cho một lão phụ nhân, bà có sức lực để giết chết Mạch Nhi hay sao? Đúng là quái lạ, vừa chớp mắt, lại nhìn thấy Giang Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn cạnh đó, biểu hiện như chuyện không liên quan gì đến mình, chỉ như đang xem chuyện cười của người khác, bàn tay tạ du gắt gao nắm chặt lại, trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ, nhục nhã, đố kỵ, thống khổ, các loại tâm tình tụ họp lại với nhau, giống như một ngọn lửa lớn, từ đáy lòng nàng bốc cháy rừng rực, Giang Tiểu Lâu, trong lòng nàng gằn đi gằn lại ba chữ này nhiều lần, gần như muốn thổ huyết. Chương 64, 1, tự gánh hậu quả, 1, cố ma ma nghe vậy càng thêm hăng say, nước mắt ròng ròng chảy xuống, sức mức nói, nô tỳ thực sự là oan uổng, chỉ vì nhìn thấy mạch nhi quá mức đáng thương, mới muốn đốt cho nó mấy tờ giấy, không có ý gì khác, không biết sao chuyện này lại bị mọi người bắt được. Nô tỳ ở phủ này bao nhiêu năm, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, cái này đúng là tai họa trời giáng mà, cố ma ma vừa dứt lời, đôi mắt của Vương Bảo Trân nheo lại, từ từ nói, Hoài An là người của đại thiếu gia, hắn sẽ không tùy tiện vu oan cho ngươi. Đại thiếu gia là người thế nào, mọi người đều biết rất rõ, tứ tiểu thư, tiểu thư đừng quá mức thiên vị lão nô này thì hơn, bất luận kẻ nào nói cố ma ma là hung thủ giết người, tạ du đều không để ý, chỉ có tạ liên thành, từng lời nói của hắn nàng đều rất để ý giờ khắc này sắc mặt nàng không khỏi đại biến, trung trung nói, đại ca, sao cả huynh cũng nói vậy, tạ hương hạ quyết tâm, thờ ơ hừ một tiếng nói, nếu cố ma ma chết cũng không chịu nói, chi bằng lôi ra ngoài dạy dỗ một trận, đánh 40 trượng. Ta không tin, cái miệng bà ta cứng hay xương cốt cứng hơn. Cương mặt vốn vui vẻ ngọt ngào, lại hiện ra một tia không tốt đẹp, tạ du sững sờ, giận dữ cười, ai dám động vào bà ấy, Giang tiểu lâu không một tiếng động mà nhìn, vẻ mặt lại vô cùng suy tư, cố ma ma quỳ ở đó, từ lâu đã không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, chỉ run rẩy không nói được một lời, giờ khắc này bà đã hiểu rõ, tứ tiểu thư bị tất cả mọi người công kích, nếu lão gia có mặt ở đây thì còn đỡ, nhưng tạ khang hà đang đi xa, cơ hội trừng trị tứ tiểu thư rơi vào tay vương bảo trân, bà ta sẽ dễ dàng buông tha sao. Cố ma ma rùng mình, bò đến bên chân tạ liên thành, lớn tiếng cầu khẩn, đại thiếu gia, người tứ tiểu thư có thể dựa vào cũng chỉ có một mình ngài, xin ngài hãy nói một câu công đạo cho tiểu thư. Nô tỳ không cầu ngài cứu nô tỳ, nhưng những người này muốn vu oan cho nô tỳ, mục đích chính là để liên lụy đến tứ tiểu thư, tiểu thư là một cô nương lương thiện, sao lại liên quan đến cái chết của Mạch Nhi được, tạ liên thành mặt không hề có cảm xúc, không nói một lời, Vương Bảo Trân nhìn cảnh này, thỏa mãn cúi mặt xuống, trong lòng không khỏi cười thầm ngày xưa đại thiếu gia vì nể mặt tạ khang hà mà khá quan tâm tứ tiểu thư nhưng hôm nay rõ ràng là rất thất vọng với hành vi của nàng người tin tường đều nhận ra được cố ma ma chính là hung thủ giết chết mạch nhi mà bà ta lại là vú nuôi của tứ tiểu thư dù thế nào tạ du cũng không thoát khỏi can hệ với vụ mưu sát này nàng chậm rãi hạ thấp lông mày mặt mày lạnh lùng như một khối băng từng chữ ra lệnh các ngươi đều mù rồi sao còn để cho bà ta làm phiền đại thiếu gia mau bắt lão nô này lại cho ta đông đảo ma ma cùng nhau tiến lên, nhanh chóng tóm lấy cố ma ma. Có người dùng sợi dây thường to trói chặt tay chân cố ma ma lại, cố ma ma ý thức được lúc này ngay cả đại thiếu gia cũng không giúp đỡ, vội vàng hét to, tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, cứu nô tỳ với. Nói như vậy, cũng đã bị những ma ma kia kéo ra ngoài, bà không quên quay đầu lại kêu to, tiểu thư cứu mạng, cứu mạng, tạ du vô cùng sốt ruột, gấp gáp tiến lên vài bước, bắt được tay áo vương bảo trân, Thần sắc giống như một con mèo bị kinh hãi, Di Nương muốn làm gì, mau sai người thả Cố Ma Ma ra. Vương Bảo Trân lạnh lùng nhìn Tạ Du, hất tay ra, đẩy Tạ Du lùi lại mấy bước, mặt mày không chút rung động, "Tứ tiểu thư, ta được phu nhân ủy thác chấp chưởng chuyện nhà, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà ta cũng chỉ là thay thế quản lý, mọi quyền lực đều nằm trong tay phu nhân." Từ lâu bà đã có quy định, nếu có kẻ hại tính mạng người khác, tuyệt không tha thứ, chuyện này liên quan trọng đại nếu ta đem cố ma ma giao cho quan phủ, thì danh dự gia đình sẽ bị ảnh hưởng, cho nên chúng ta phải lén lút xử lý, hy vọng tứ tiểu thư đừng nhúng tay vào, bằng không khó tránh khỏi người ta nghi ngờ đến cả tiểu thư, nghe được câu nói này, tạ du xanh mặt nhìn chầm chầm đối phương, mắt thấy những người kia lôi cố ma ma đi, nàng vội vàng bỏ lại vương bảo trân, xoay người nắm lấy tạ liên thành, trên bàn tay trắng nõn nổi gân xanh chằng chịt, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới cố ma ma, rõ ràng là do Mạch Nhi nghĩ không thông suốt thôi. Không, không, đều là vì Giang Tiểu Lâu, nếu không phải ả vu oan cho Mạch Nhi, Mạch Nhi cần gì phải tự tử. Tại sao các người không bắt ả, tại sao không đuổi ả ra khỏi nhà, mọi người đều không kềm được chấn động, có chút khó xử. Giang Tiểu Lâu ngồi một bên, mặt mày như bao phủ một tầng khói nhẹ, mông lung không rõ, ánh mắt nhàn nhạt lạnh lùng như không nghe thấy gì không cần nàng phải nói gì, tạ hương luôn rất căm ghét tạ du lập tức đứng lên nói, tứ muội muội, muội nói cái gì vậy hả, giang tiểu thư chẳng qua chỉ là khách đến ở nhà ta, liên quan gì tới cái chết của Mạch Nhi. Rõ ràng là cố ma ma không biết nghe theo lời ai lại giết chết Mạch Nhi, bây giờ vì sợ chết mà đi cầu thần cầu quỷ, bây giờ việc này di nương đã xử trí rất nhẹ, chỉ phán tội một mình cố ma ma, nếu tứ muội muội vẫn tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ, chỉ sợ phụ thân trở về muội cũng không thể ăn nói với người được tạ du giờ khắc này hoàn toàn không nghe lọt tai được lời nào cố ma ma vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc nàng là người thân cận nhất với nàng cho nên nàng sốt ruột nói lớn với tạ liên thành đại ca huynh bảo họ thả cố ma ma đi bà ấy là vú nuôi thân thiết nhất bên người muội tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm muội sẽ có cách chứng minh ma ma trong sạch thả bà ấy đi tạ liên thành nhìn muội muội của mình nhẹ giọng thở dài một hơi nếu không hoàn toàn chắc chắn, Huynh sẽ không xử trí cố ma ma. Mọi chuyện đều là quả báo của bà ta, không trách được người khác, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói, mang đi, nhìn tạ liên thành lãnh khốc như vậy, gương mặt tạ du trắng bệch, nàng vội vàng tiến lên, ngăn cản một ma ma, gương mặt đẹp để vạn vẹo biến hình, các ngươi muốn đưa bà ấy đi, không bằng đem ta đi trước đi, các ma ma nhìn thấy cảnh này, nhất thời không dám động thủ. Vương Bảo Trân nhìn thẳng tạ du, khẽ than một tiếng, dài giọng nói tứ tiểu thư chuyện trong phủ xưa nay đều xử lý theo lẽ phải tiểu thư tiếp tục hồ đồ như vậy là muốn mọi người ở đây cười chê hay sao tạ du cả người cứng đờ nàng lại liều mình kéo cố ma ma trở về quay đầu nhìn tạ liên thành trong mắt tràn đầy thê lương là muội sai rồi đều là sai lầm của muội muội sẽ không nói lung tung sẽ không đắc tội gian tiểu lâu nữa các người thả cố ma ma đi thả bà ấy đi vương bảo trân khó xử nhìn tạ liên thành mở miệng nói đại thiếu gia, cậu thấy tình hình này phải làm thế nào, tạ liên thành nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, nàng cũng mở mắt miễn cười nhìn hắn, từ đầu tới cuối nàng chỉ lặng lặng ngồi đó không nói một lời, là một khán giả thật sự, nhưng chỉ tạ liên thành biết, người vạch trần mọi chuyện chính là nàng, Giang Tiểu Lâu giống như không thích tự mình động thủ, chỉ thích yên lặng ngồi một bên thưởng thức bộ dạng luống cúng hoảng hốt của mọi người. Tạ Liên Thành nhìn thấy trong ánh mắt của nàng có một tia trào phúng, là ánh mắt bình tĩnh ngồi chờ xem chuyện vui giang tiểu lâu là người khiến người ta yêu thích không ai có thể chán ghét nàng nghi ngờ nàng sự chú ý của mọi người đều tập trung về tạ du và cố ma ma cho nên nàng hết sức an toàn tạ liên thành khẽ lắc đầu những năm này tạ du ở trong nhà vô cùng được sủng ái nên mới không biết nặng nhẹ dung túng ma ma của mình làm ra chuyện thế này trong phủ quả là không thể tha thứ cố ma ma là mạng người lẽ nào mạch nhi không phải nếu ai cũng học theo tạ du thì tạ gia thật sự sẽ hỗn loạn không có quy củ thì không ra gì, yêu thương không thể cưng chiều, cũng không thể dung túng. Hắn thở dài một hơi nói, phạt cố ma ma một trăm trượng, nếu còn sống, thì mời người nhà bà ta lĩnh về, tạ du hồn tiêu phách tán, theo thế nói, một trăm trượng, như vậy làm sao bà ấy còn mạng, một người ma ma thấy vậy, lập tức đẩy tạ du ra, cố ma ma thấy tạ du khổ sở cầu xin cũng không cứu được mình, thật sự vô cùng sợ hãi, hai mắt trợn to, tay chân xô đẩy liên tục la hét xin tha, tạ du nước mắt ròng ròng, ba hồn bảy vía đều bay mất, nhìn thấy cố ma ma khó giữ được tính mạng, nàng kinh hãi gần chết, không chút để ý đến hình tượng thường ngày, trầm một tiếng ngã xuống đất khóc trống lên, nhị tiểu thư tạ nhu vốn vẫn ngồi một bên đồng tình với nàng bây giờ đứng lên, tiến về phía trước hai bước, tự hồ lại kiên kỵ gì đó, cuối cùng không nhít nhíp nữa, tạ du vẫn được một đôi tay đỡ lên, người đỡ nàng dậy chính là người tạ du không thích nhất tạ xuân. Tạ Xuân lau nước mắt cho Tạ Du, lớn tiếng nói, cố ma ma giết người, có tội phải chịu trừng phạt, muội biết trong lòng tỷ rất đau đớn, rất phẫn nộ, nhưng phụ thân đã từng nói, ai làm sai chuyện gì đều phải trả giá, tỷ quản giáo không nghiêm tức là cũng có sai lầm, bây giờ đại ca không trách tỷ, lẽ nào tỷ còn không nhìn ra khổ tâm của huynh ấy sao, Tạ Du cả người run lên, cố gắng nâng đầu dậy, nhìn thẳng vào Tạ Xuân, khàng khàng nói, nhưng cố ma ma bà ấy tạ à xuân lắc lắc đầu với nàng ở tạ gia tạ khang hà là người có quyền uy nhất nhưng có lúc người cũng không cưỡng lại được đại ca nếu tạ liên thành đã quyết định thì ai cũng không làm trái được tạ du triệt để cảm thấy tuyệt vọng nàng phẫn nộ bi ai đảo qua gương mặt từng người cuối cùng rơi vào người giang tiểu lâu lập tức trong mắt nàng tràn ngập lửa hận thiêu đốt giờ khách này đã sớm quên đi cố ma ma cũng quên đi nhục nhã của chính mình chỉ hận không thể xông lên xé nát giang tiểu lâu ả à nhất định đang cười nhạo mình nhìn khóe môi của ả đang mỉm cười đắc ý, quả thật là đáng ghét đến cực điểm. Tạ Du nghĩ như vậy, đôi mắt bốc lên tia lửa, nhưng bỗng nhiên xoay mặt đi, lặng lẽ rơi lệ, không còn biểu hiện điền cuồng như lúc nãy nữa. Tạ Xuân thở vào nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt, lúc này Tạ Nhu mới đi tới, đỡ lấy Tạ Du nói, tứ muội muội đừng thương tâm nữa, đi về rửa mặt rồi trang điểm lại một chút, đừng làm mất mặt trước đám hạ nhân. Tạ Du không thể không gật đầu, chỉ là trong biểu hiện vẫn khó nén được hận ý, tạ liên thành nhìn thấy rõ, hơi nhíu mày. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù tứ muội tạ du có chút kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng cũng được xem như người thật thà, nhưng sự thật thà này của nàng bất tri bất giác lại làm tổn thương người khác, cũng tổn thương chính mình. Hy vọng trải qua chuyện này, nàng có thể nhận ra mình đã sai lầm, đừng dẫm vào vết xe đổ nữa, chuyện này đến đây xem như đã kết thúc. Nhưng khi tạ liên thành đi ra khỏi đại sảnh, vẫn cố ý chậm lại một chút, đến khi Giang Tiểu Lâu chậm rãi đi đến, mới mỉm cười nói, người giết người đã tìm được, nhưng người giả thần giả quỷ thì nàng định làm thế nào? Giang Tiểu Lâu nhìn thấy Tạ Liên Thành, nụ cười hàm súc, ý tứ sâu xa, Tạ gia đối xử với hung thủ giết người quá sức nhân từ, nếu ta xử lý kẻ giả thần giả quỷ, Tạ đại thiếu gia sẽ không đuổi ta ra ngoài chứ? Tạ Liên Thành thấy nàng như vậy, không khỏi thở dài, những năm này ta bận bịu chuyện bên ngoài, chuyện trong nhà không để ý. Mẫu thân vẫn nói với ta có một số chuyện quỷ thần náo loạn rất dữ, nhiễu loạn gia phong tại gia, có lẽ sự xuất hiện của Giang Tiểu Lâu đúng lúc có thể trấn áp tà khí. Nói xong hắn liền bước đi ra cửa, Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng của hắn, cong cong khóe môi, khó nói rõ là vui hay buồn. Ly Tuyết Ngưng đã sớm nhìn thấy mọi chuyện, đi tới bên cạnh nàng, không khỏi thấp giọng nói, vị đại thiếu gia này cũng thật kỳ lạ, biết rõ là muội ra tay rất nặng lại vẫn đem chuyện này giao cho muội xử lý. Quả thật là không sợ muội làm tổn thương muội muội của hắn sao?" Giang Tiểu Lâu cười lạnh, người nhà họ Tạ ai cũng có ý đồ riêng, đại công tử nhìn như gió như trăng không nhiễm bụi trần, thật ra trong lòng cũng hiểu rất rõ, Ly Tuyết ngưng ngộ ra, hắn là muốn mượn tay muội chỉnh đốn, Giang Tiểu Lâu cười nhạt nói, ta đã ở lại đây thì cũng phải có chút cống hiến, nếu hiện giờ đại công tử đã mở miệng, con ma này vẫn là không bắt không được, nàng nói đến đây, hơi nở nụ cười, mang theo vài phần giảo hoạt vài phần lạnh lùng, chỉ có nàng tự biết. Không sau khi đang dùng điểm tâm, Giang Tiểu Lâu chủ động nhắc tới chuyện tối qua trong viện của nàng lại có ma, hy vọng ngũ đạo trưởng lại có thể đến làm pháp sự lần nữa, đuổi đi oán khí. Hàng Mi hình cánh bướm của Tạ Nguyệt nhúc nhích một chút, nhưng vị đạo trưởng này đã làm pháp sự hai lần vẫn không được, nói không chừng đạo hạnh của hắn không cao, hay là đi mời người khác. Tạ Hương cầm khăn lụa che miệng cười, đại tỷ nói vậy là sai rồi. Ngũ Thuần Phong đạo trưởng là người có tiếng trong thành pháp lực cao thâm cứu vô số người nếu không vì mạch nhi chết quá thảm oan khuất quá nặng cũng không đến nỗi nàng nói đến đây liếc mắt nhìn vào vị trí vốn là của tạ du hay ngồi giờ khắc này trống không thấy đã thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người tạ hương ho nhẹ một tiếng bộ đáng đại gia khuê tú ta cảm thấy gian tiểu thư nói không sai đạo trưởng trở lại làm pháp sự lần nữa nói không chừng âm hồn sẽ tản đi dù sao bây giờ đã tìm được hung thủ giết người không phải sao chỉ là không hiểu sao nó còn cuốn lấy Giang Tiểu Thư, lẽ nào thật sự là bác tự không hợp, Giang Tiểu Lâu thở dài nói, đúng đó, đạo trưởng nói bác tự của ta quá nhẹ, tòa nhà này phong thủy quá vượng, ta không ép được, cho nên mới dẫn đến một số thứ không nhìn thấy được, lần này ta mời đạo trưởng đến là muốn ông ấy bố trí lại viện của ta một chút, thay đổi phong thủy, theo lý mà nói sau chuyện của tạ du, trong lòng tạ hương phải có cảnh giác, nhưng nàng hận không thể đuổi được Giang Tiểu Lâu ra ngoài. Thấy đối phương mắc câu, lập tức quyết định phải nắm lấy cơ hội này, nghe đến đây, Vương Bảo Trân gật đầu nói, như vậy cũng được, chỉ cần Giang tiểu thư có thể an tâm, chúng ta mới an tâm. Chương 64-2 Tự gánh hậu quả. 2 Xế chiều hôm đó, Vũ Thuần Phong lại lần nữa đến tại gia, trên gương mặt hắn vẫn còn lưu lại vết thương, xem ra có chút buồn cười, sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc. Khi người khác hỏi hắn tại sao lại bị thương, hắn chỉ nói bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, nên ông trời trừng phạt không cho người khác hỏi thêm, người ngoài nhìn bộ dạng của hắn, muốn cười không dám cười, chỉ có thể cúi đầu. Ngũ Thuần Phong bày ra đàn tế, dáng vẻ chính chắn đứng ở bên cạnh, miệng lớn tiếng đọc thần chú, một tay giơ chuông đồng, một tay giơ kiếm gỗ, mũi kiếm không ngừng lay động trong không trung. Các vị tiểu thư tại gia, ngoại trừ Tạ Du thì mọi người đều tập trung ở đây, dưới sự cổ động của Tạ Hương, các nàng cũng muốn biết vị đạo trưởng này làm sao trừ tà. Theo lý mà nói, hồn ma không diệt trừ được là vì oán khí quá nặng, nhưng bây giờ hung thủ là cố ma ma đã bị trừng phạt, mạch nhi hẳn là nên rời đi. Trên thực tế, tạ hương đã cẩn thận hẹn trước với ngũ thuần phong, lần này sẽ ở trước mặt mọi người cường điệu một lần nữa, giang tiểu lâu còn ở lại tạ gia, sẽ gây họa cho nhiều người, kiếm cớ đuổi nàng đi. Giờ khắc này, tạ hương tự cho là thành công, đáy mắt tỏa ra ánh sáng nóng rực, quả thật không thể che giấu được vẻ đắc ý, mọi người tò mò nhìn, đột nhiên ngũ thuần phong cầm cái chuông chụp thẳng bên bàn tế, hai mắt mở to, là cô ta, chính là cô ta. Ngón tay hắn chỉ một cái thẳng vào đám người, mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy được ở đó chính là tạ hương. Trong lòng tạ hương rụng rời, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hai tiểu đạo sĩ dùng dây thừng trói lại, hai người cầm dây thừng đứng hai bên, mạnh mẽ trói nàng lại, tỳ nữ bên cạnh vô cùng kinh hãi. Tạ hương đứng đó, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nổi giận nói, Ngũ Thuần Phong ngươi làm gì vậy, điên rồi sao, Ngũ Thuần Phong do tạ hương mời tới, mục đích là đánh đuổi Giang Tiểu Lâu đi, ai ngờ giờ khắc này người bị trói là nàng. Ngũ Thuần Phong trên lạnh một tiếng, kiếm gỗ bi nghi vung vẩy, trong miệng lẩm bẩm, chợt nghe hắn hét to, quan hồn đó đã bám vào người Tam Tiểu Thư, bần đạo đang tìm cách trừ khử, bất luận ai cũng không được quấy nhiễu. Nếu có vi phạm, sẽ phải gánh chịu tai họa, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Câu nói này khiến cho các tỳ nữ ma ma muốn bước lên giải cứu Tạ Hương đều ngây người. Các nàng nhìn tình cảnh này, tay chân cứng đờ, hầu như quên phản ứng. Ngũ Thuần Phong thở mạnh, sau đó nâng lư hương trên bàn lên, đốt một tấm bùa. Đột nhiên lớn tiếng giáo huấn: Bụi về với bụi, đất về với đất. Thái thượng lão quân có lệnh, tất cả hồ ma đều biến thành cho bụi. Trong nháy mắt, một lò hương toàn cho dội hết lên người Tạ Hương. Tạ Hương ta một tiếng thảm thiết, đầy đầu, đầy mặt đều là bụi tro nàng không ngừng ho khan, rõ ràng là nổi giận đến cực điểm, ngũ thuần phong, ngươi mù hay sao, nhìn cho rõ ta là ai, nhưng ngũ thuần phong hoàn toàn không để ý tới nàng, hắn nhíu mày, hai tay thuần thục hơ thành hình một câu thần chú, chỉ thấy máu gà trên bàn lập tức run rẩy dữ dội, cùng ngục nổi bong bóng, giống như muốn trào ra khỏi chén. Tay của hắn không ngừng lại, cầm lấy chén máu gà trên bàn, gương tay một cái hất hết lên người tạ hương máu gà sền sệt lập tức đổ hết lên gương mặt trắng nõn như ngọc của tạ hương, nàng kêu thảm không ngớt, trên lông mi, trên tóc đều đỏ một màu máu, dáng vẻ cực kỳ khủng bố, ngũ thuần phong lại cầm chuông đồng trong tay hơ hơ trước mặt mọi người, phun nước, đổ tro, dội máu gà, từng cái lặp lại ba lần, tạ hương cao giọng quát mắng, không ngừng kêu thảm thiết, nàng muốn né tránh, nhưng hai tiểu đạo sĩ kia lại gắt gao trói chặt nàng, làm nàng không thể tránh được, lúc này, thân nàng đầy máu gà, mặt bị tro nhang và máu làm cho không thấy rõ hình thù. Tạ Nguyệt thấy không ổn vội lớn tiếng nói, thả tam tiểu thư ra, các ngươi dừng tay, dừng tay, đều mù hết rồi hay sao, còn không mau cứu tiểu thư, không ai dám động, mọi người đều bị trận thế này dọa sợ, cho dù là người lớn gan như tạ Xuân cũng trợn mắt ngoát mồm. Vương Bảo Trân nghe tin chạy đến, từ xa nhìn thấy cảnh tạ hương chật vật kêu thảm thiết. Nàng cả kinh hồn phi phách tán, tiến lên lớn tiếng nói, đạo trưởng, ông làm gì vậy? bầu không khí như đang trong một tuần hài kịch nghiêm túc người tham dự đều thấy khiếp sợ hoàn toàn không để ý tới vương bảo trân vào lúc này tạ hương rất thê thảm nàng không ngừng ho khan mặt mũi đầy nước mắt bộ dạng kiêu ngạo đã tan biến thành mây khói vương bảo trân liếc mắt một cái bốn năm vị ma ma đồng thời xông lên ngăn cản hai tiểu đạo sĩ nhìn về ngũ thuần phong ngũ thuần phong gật đầu được có thể buông ra rồi tiểu đạo sĩ lúc này mới buông tay tạ hương lập tức nằm sấp trên đất đầy mặt nước mắt, chật vật đến cực điểm. Lúc này Vương Bảo Trân mới bước qua, muốn nâng nàng dậy nhưng không dám làm, chỉ có thể dặn dò tỳ nữ bên cạnh, còn không mau nâng tam tiểu thư dậy. Tỳ nữ liếc mắt nhìn nhau, cố gắng nâng tạ hương đứng lên, cả người tạ hương bị tro và máu gà làm cho rối tinh rối mù, thân thể đã mềm nhũng, nàng nhìn thấy Vương Bảo Trân đi đến, không khỏi thất thanh khóc lớn, di nương, xin người làm chủ cho con. Tên đạo sĩ này rõ ràng là, lời nói được một nửa liền im bặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn ngũ thuần phong không không đúng không thể nói nếu mình nói ra chuyện hắn là kẻ lừa đảo thì mọi chuyện sẽ bị vạch trần lửa giận bùng nổ trong lòng tạ hương gần như muốn thiết đốt chính nàng nàng nhìn về phía giang tiểu lâu đang đứng trên mặt đối phương là nụ cười ôn nhu đáy mắt không một gợn sóng tạ hương không khỏi cắn răng nếu lúc này nàng kêu vương bảo trân làm chủ cho mình thẩm vấn ngũ thuần phong rất có thể hắn sẽ khai ra chuyện mình mua chuộc hắn đuổi giang tiểu lâu đi đến khi đó tình hình sẽ không ổn tạ hương không phải kẻ ngu ngốc trong thời gian ngắn nàng đã hiểu rõ chỉ là cơn phẫn nộ trong lòng không ép xuống được sắc mặt lúc trắng lúc xanh trở nên vô cùng dữ tợn toàn bộ khoảng sân yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng hô hấp trong lúc đó ngũ thuần phong tiến lên phía trước nói với vương bảo trân hồn ma trong viện này đã được trục xuất hoàn toàn từ nay về sau sẽ không còn ma quỷ quấy phá nữa còn về tam tiểu thư lúc nãy hồn ma bị ta đuổi ra nhất thời không còn đường đi mới bám lên người nàng cũng may ta đã làm phép cứu được tính mạng tam tiểu thư đã đắc tội rồi vương bảo trân nghe xong không khỏi nhìn về tạ hương lộ ra biểu hiện hỏi ý bây giờ không thể phát tác nhất định phải nhịn tạ hương nhịn đến mức muốn cắn răng chảy máu cả người run bần bật thật lâu sau mới khàn giọng nói lúc nãy ta còn cảm thấy đầu váng mắt hoa thần trí không rõ may mà có đạo trưởng cứu giúp bằng không thật là nguy hiểm nói đến đây nàng gần như đã hận ngũ thuần phong đến tận xương tủy. Ngũ thuần phong lại rất khiêm tốn, không có chút chột dạ nào, nếu hôm nay hắn làm theo ý tạ hương, có nghĩa là hoàn toàn đắc tội gian tiểu lâu. Tạ hương dĩ nhiên không dễ chọc, nhưng gian tiểu lâu lại là một ả điên, chuyện gì cũng làm được, dĩ nhiên hắn phải cân nhắc. Ngực tạ hương phập phòng mãnh liệt, trâm cài trên túc cũng rung rung, như đang cố nén tức giận. Lúc đi khỏi, cả người mềm nhũng, không cẩn thận vấp ở ngưỡng cửa một cả, cả người bò ra đất, khiến các tỳ nữ ma ma phải cười lén sau lưng. Tạ hương vừa vội vừa giận, nước mắt muốn rơi xuống, nhưng cũng hết cách chỉ đành tức tối quát to một tiếng, còn không đỡ ta lên. Tỳ nữ theo sau vội dìu nàng dậy, vội vã đi về phòng, chờ đến khi sân viện khôi phục lại bình thường, ly tuyết ngưng mới không nhịn được cười, tiểu lâu, muội làm vậy thật là thất đức quá, giang tiểu lâu nở nụ cười xinh đẹp, đối phó kẻ khác thường thì phải dùng thủ đoạn khác thường, ta chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông thôi, không phải cố ý làm khó nàng ta, nếu thức thời, từ nay về sau tốt nhất đừng trêu trọc ta, nếu không thì, lần sau sẽ không đơn giản như vậy, trên môi ly tuyết ngưng là nụ cười ôn nhu, chỉ sợ nàng ta sẽ không từ bỏ như vậy, đôi mắt giang tiểu lâu chớp chớp, nụ cười tỏa sáng, tuyết ngưng tỷ lo xa quá rồi, nếu ta dám làm thì cũng không sợ nàng ta trả thù, ngược lại ta đang rất rảnh, ước gì có người đến cho ta luyện tay nghề một chút, ly tuyết ngưng không khỏi bội phục giang tiểu lâu, tuy rằng tạ liên thành giao việc này cho nàng toàn quyền xử lý nhưng nàng không thể ra tay quá nặng như vậy sẽ làm người nhà họ tạ đau lòng cũng không thể ra tay quá nhẹ vậy thì sẽ không có tác dụng cảnh cáo tạ hương hôm nay tạ hương mất hết mặt mũi trước mặt mọi người rồi còn phải cố mà thừa nhận ngũ thuần phong pháp thuật cao thâm chắc là tức tối vô cùng không có cách nào khác có thể khiến một kẻ giả ma giả quỷ tự làm tự chịu hay như cách này tạ liên thành đang xem sổ sách trong thư phòng hoài an đi vào kể lại mọi chuyện vừa xảy ra một cách vô cùng sống động tạ liên thành ngừng đọc sách đôi mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt tam muội muội bỏ qua như vậy sao vâng cả người tam tiểu thư đều là máu gà còn không ngừng nói là đạo trưởng làm phép linh nghiệm bộ dạng đó vô cùng buồn cười nô tài ở tạ phủ nhiều năm xưa nay thấy tam tiểu thư luôn luôn đắc ý hung hăng càng quấy chừng bao giờ thấy tiểu thư chật vật như vậy thực sự là khiến người ta cười đến rụng răng hắn nói xong Bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời, lập tức ngưng miệng lại, lặng lẽ nhìn về phía Tạ Liên Thành. Trên thực tế trong nhà này cũng không có mấy người yêu thích Tạ Hương, bởi vì nàng rất cay nghiệt với hạ nhân, còn đối với những chủ nhân khác trong nhà, nàng lại dùng mọi cách nịnh nọt, một người như vậy sẽ không bao giờ được mọi người thật lòng yêu thương bảo vệ, cho nên Hoài An không tự chủ được nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Tạ Liên Thành cũng không hề tức giận, trong mắt hắn hào quang đột nhiên nổi lên, ý cười sâu sắc cá tính của tam muội muội nếu không dạy dỗ một lần sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa bây giờ để cho nàng biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân như vậy cũng tốt cho nàng hoài an lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm lại nhỏ giọng nói đại thiếu gia tứ tiểu thư từ sáng sớm đã đứng ở đây tới giờ người không gặp thật sao tạ liên thành nhìn cái đồng hồ cát trong phòng tạ du đứng từ sáng sớm đến giờ vậy là đã hết hai canh giờ lúc này mặt trời chiếu thẳng vào sân chắc là đã sắp không chịu nổi, hắn lại mở một quyển sổ ra, đi mời Tứ tiểu thư vào đi, Hoài An đi ra ngoài dặn dò một tiếng, liền lập tức quay về bên cạnh Tạ Liên Thành mài mực, đôi mắt xoay chuyển liên tục. Tạ Liên Thành chú ý tới ánh mắt hắn, nhướng mày hỏi, tại sao lại nhìn ta như vậy? Hoài An cười nói, nô tài là thấy vui mừng cho lương duyên của đại thiếu gia. Tạ Liên Thành kinh ngạc, ta có chuyện gì đáng vui sao? Hoài An không nhịn được nói, từ khi Giang tiểu thư tới phủ chúng ta, tâm tình đại thiếu gia dường như rất tốt, gương mặt của tạ liên thành nửa sáng nửa rối, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, nếu lại để ta nghe thấy những lời hỗn láo này, thì thu dọn đồ đạc về nhà đi. Hoài An không ngờ một câu nói đã chọc giận đại thiếu gia, luôn miệng nói, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, vừa dứt lời, liền nhìn thấy một bàn chân bước đến cửa, hài theo lá sen thanh nhã, váy màu tím nhạt, tạ du bước từ trong ánh mặt trời vào phòng, nàng được nha hoàng dìu vào, bước đi loạn choạng ánh mắt hoảng hốt, khuôn mặt có vẻ bàn hoàng, Tạ Liên Thành chỉ ngồi đó, ánh mắt bình tĩnh, nàng vào đến phòng, đột nhiên đẩy Nha Hoàng ra, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Nha Hoàng không dám nhiều lời lặng lẽ lui xuống. Nàng từng bước tiến đến gần Tạ Liên Thành, đến trước mặt hắn, bỗng nhiên quỳ xuống, Hoài An sợ hết hồn, quay đầu nhìn Tạ Liên Thành, nửa người Tạ Du ôm lấy đầu gối hắn, bi ai nói, đại ca, muội sai rồi, xin huynh tha thứ cho muội lúc nàng nói chuyện như vậy ống tay áo nhẹ nhàng rớt xuống lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết ánh mắt trong sáng như trăng thân thể mềm mại như rắn một nữ tử cao nhã lãnh diễm lúc này lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu đổi thành người khác nhất định sẽ dao động hắn không thích những nữ tử quỳ trên đất làm ra vẻ bi thương bất kể sự bi thương này là thật hay giả hắn đều không thích ánh mắt tạ liên thành xẹt qua một tia không kiên nhẫn ánh mắt tuy vẫn ôn hòa nhưng vẫn có vẻ lạnh lẽo Tạ Du nhìn ánh mắt đó mà chấn động trong lòng, vội vã thấp giọng nói: "Đại ca, muội là một đứa con gái đáng thương, từ nhỏ mất đi mẫu thân, là phụ thân đem muội đến Tạ gia nuôi nấng." Trong lòng muội, người quan trọng nhất trên đời này chính là đại ca. Bây giờ ai cũng nói muội chỉ thị cố ma ma giết chết mạch nhi, trong lòng muội rất khó chịu, càng sợ huynh sẽ tin những lời nói hoang đường này. "Đại ca, chúng ta lớn lên cùng nhau, sao muội lại làm ra chuyện như vậy chứ?" cầu xin huynh tin muội, muội thật sự không có làm, nàng vừa khóc vừa vùi mặt vào đầu gối hắn, lại đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn, nắm rất chặt, đến mức thân thể không ngừng rung lên, tạ liên thành nhìn nàng, hắn không tin nổi một tứ tiểu thư hoặc bác đáng yêu lại trở nên như vậy. Cố ma ma và Mạch Nhi có thù hận gì chứ, nếu không có chỉ thị của nàng, cố ma ma sao lại làm vậy, luôn miệng thừa nhận mình đã sai, thật ra nàng đang chối bỏ sai lầm, tạ du như vậy có đúng là người muội muội mà hắn vẫn yêu thương không hắn suy nghĩ một chút nâng tạ du lên âm thanh còn lạnh lùng hơn lúc nãy mấy phần tứ muội trên đời này người tốt nhất với muội là phụ thân muội lại nói huynh là người quan trọng nhất đây là không thỏa đáng cũng không hợp lễ ta hy vọng từ hôm nay muội có thể nghĩ thật kỹ về lý do đại ca làm vậy tạ du nhìn hắn thấy đôi mắt của tạ liên thành trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy chính mình trong đó nhưng lại làm như không thấy sự đáng thương dịu dàng của nàng nàng không kềm được tức giận sao huynh không tin muội tại sao lại tin gian tiểu lâu nàng ta là cái gì chứ nàng còn chưa dứt lời sắc mặt tạ liên thành đã chìm xuống trong đôi mắt lóe lên vẻ thất vọng lạnh nhạt nói mỗi người chúng ta đều có lúc phạm sai lầm nhưng nếu phạm sai mà vẫn không ý thức được một lòng đem sai lầm của mình đổ lên đầu người khác người như vậy sao đáng được tha thứ hoài an sợ hãi nín lặng vẻ mặt tạ liên thành lúc này bén nhọn như đao kiếm, hiếm khi nào thấy đại thiếu gia như vậy, tạ du không tin nổi nhìn hắn, vẻ mặt thảm thiết tuyệt vọng đến cực hạn, đại ca, giang tiểu lâu mới quen biết huynh bao lâu, tại sao huynh lại che chở cho ả như vậy, tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng ta không lẽ không bằng ả sao, tạ liên thành nghe nàng hỏi hết sức kỳ quái, hắn là người thông minh, nghĩ lại một chút lập tức hiểu được, lập tức nắm lấy tay nàng, làm cho cổ tay tạ du đau nhói. Hôm đó những gì phụ thân và huynh nói, muội đều nghe thấy, tạ du không thèm để ý cánh tay đang đau đớn, cũng không biết khí lực từ đâu ra, nàng nhào vào lòng hắn kỳ thật chặt, đại ca, đừng cưới nữ nhân đó, ả không xứng với huynh. muội không thích ả, không thích ả, nàng cứ như vậy trực tiếp biểu lộ tình cảm của mình, khiến cho tạ liên thành trong nháy mắt đã hiểu rõ, hắn lập tức đẩy nàng ra, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết, tạ du, muội có biết mình đang làm gì không? Một câu nói này như sấm giữa trời quang, mắng cho tạ du tỉnh lại phải dù thế nào nàng cũng không được để cho tạ liên thành biết được tâm tư của mình điều này chỉ khiến hắn càng thêm trăm ngàn lần ghét nàng nàng còn muốn ở lại tạ gia muốn trăm phương ngàn kế nghĩ cách ở bên cạnh đại ca nghĩ tới đây không thể không trợn to mắt nước mắt trong suốt chảy ra ai oán nói muội ý muội là tại sao từ khi ả vào phủ mọi người chỉ quan tâm ả mà không thương muội muội mới là con gái tạ gia mọi người đều nghĩ như vậy mà. Muội thật sự rất sợ, có ngày mọi người sẽ thương ả hơn thương muội, lúc đó thì muội phải làm sao? Tạ Liên Thành bình tĩnh nhìn nàng, như đang quan sát kỹ, giọng điệu lạnh nhạt, Giang tiểu thư chỉ là người đến ở nhờ Tạ phủ, còn muội là chủ nhân Tạ phủ, sao không thể có chút dáng vẻ đại khách, lại cứ đối xử ngang ngược với khách? Đây là đạo đại khách phụ thân dạy muội sao? Muội làm như vậy, phụ thân sẽ thấy rất thất vọng muội nghĩ lại đi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này muội làm sao xuất giá, sai khiến ma ma bên người giết hại nha đầu thân cận, đây là chuyện đại gia khuê tú nên làm sao. Muội làm cho đại ca thất vọng quá mức, hắn nói như vậy xong thì đứng dậy, mặc kệ tạ du ngã xuống đất, vẻ mặt lạnh lẽo, từ nay về sau, nếu muội không thay đổi, thì đừng gọi ta là đại ca, ta không muốn nghe thấy muội chửi mắng gian tiểu thư, nàng chỉ là khách trong phủ, không làm sai chuyện gì không nên vì bản thân hẹp hòi mà trút giận lên người nàng tại du lòng rối như tơ vò tức muốn thổ huyết cúi đầu nghỉ một hồi cuối cùng nàng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn hắn trên mặt có một tia hổ thẹn hối hận đại ca là muội không đúng lòng dạ quá mức hẹp hòi cho nên mới ghi hận gian tiểu thư thật ra nàng cũng là một người ôn nhu đáng yêu muội cam đoan với huynh từ nay về sau sẽ cố gắng hòa hảo với nàng không làm ra chuyện khiến đại ca thất vọng nói xong nàng bước lên phía trước một bước, môi run run nói, như vậy, đại ca có thể tha thứ cho muội không? Tạ Liên Thành đang muốn mở miệng lại nghe có người bẩm báo, đại thiếu gia, giang tiểu thư cầu kiến. Nghe được câu này, đôi mắt của Tạ Du như độc tiễn bắn về phía cửa. Tiếp đó, nàng nghe Tạ Liên Thành nhàn nhạt nói, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, muội về trước đi, huynh còn chuyện phải làm. Nghe được câu này, tâm tư Tạ Du trở nên nặng nề, Nàng chưa bao giờ cảm thấy hận Giang Tiểu Lâu như lúc này. Đại ca đối với Giang Tiểu Lâu đặc biệt tốt, đặc biệt ôn nhu hơn xa so với nàng, cho dù hắn không thừa nhận, nhưng khi nhắc đến nữ nhân kia, âm thanh của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn. Nàng làm sao có thể cam tâm, làm sao nhịn được, không chỉ Giang Tiểu Lâu không thể ở lại Tạ phủ, ngay cả tính mạng của ả cũng không thể giữ lại. Lúc Giang Tiểu Lâu và Tạ Du đi ngang qua nhau, Tạ Du bỗng nhiên quay đầu, nhìn nàng không chớp mắt nụ cười lạnh thấu xương, Giang Tiểu Lâu, chuyện này ngươi làm rất tốt, tốt lắm, Tiểu Điệp bị ánh mắt kia nhìn, sợ đến mức phát mồ hôi lạnh khắp người. Chương 65, 1, gặp lại tầng tư, 1, từ thư phòng của tạ Liên Thành trở về họa lâu, Tiểu Điệp vẫn còn sợ hãi, Tiểu Thư, ánh mắt tứ Tiểu Thư thật là đáng sợ, Giang Tiểu Lâu liếc nhìn nàng một cái, cười nói, nha đầu nhát gan, thật không có tương lai, vừa dứt lời. Nàng đã nhìn thấy cuối hành lang lộ ra một chiếc hài theo, Giang Tiểu Lâu mỉm cười hướng về Tiểu Điệp vẫy tay, sau đó thì thầm mấy cây, chỉ vào đôi hài đó. Tiểu Điệp nở nụ cười gian xảo, lĩnh mệnh mà đi, Giang Tiểu Lâu thì đi vào phòng. Sau nửa canh giờ, Tiểu Điệp tươi cười đi vào nói, Tiểu Thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đi gọi nha đầu kia đến đây. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Điệp dẫn Tinh Tinh đi vào, Tinh Tinh lập tức cười nói, nô tỳ ra mắt Tiểu Thư, ngày thường miệng lưỡi Tinh Tinh như được bôi mật, tay chân nhanh nhẹn ở trong viện này rất thoải mái, ở trước mặt Giang Tiểu Lâu cũng có mấy phần thể diện, Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, cũng không bảo nàng đứng lên, chỉ ngồi chậm rãi uống trà, dáng vẻ suy tư, mãi đến khi uống được nửa chén trà mới nhẹ nhàng đặt xuống, nói, trói lại, trong lòng tinh tinh trầm xuống, không dám tin nói, Tiểu Thư, người làm gì vậy? Nô tỳ không biết đã làm sai chuyện gì, tiểu điệp vung tay lên, lập tức có bốn ma ma to khỏe tiến lên trói tinh tinh lại, tinh tinh biết chuyện không ổn, thất kinh tiểu thư, người muốn trừng phạt nô tỳ cũng phải có lý do chứ, nụ cười gian tiểu lâu như cũ, nhưng là như một hồ nước đóng băng không có chút ấm áp nào, tinh tinh, từ khi vào viện của ta, ta xem ngươi như người của mình, tại sao lại dám phản bội ta, thật khiến ta quá đau lòng, tuy giọng điệu gian tiểu lâu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, từng câu từng chữ như đâm vào lòng người, tinh tinh vốn dĩ làm chuyện khuất tất, trong lòng không yên. Trong tình huống này chỉ có thể liều chết không nhận, lập tức hô to, nô tỳ bị oan, nô tỳ bị oan. Tiểu thư, nô tỳ vẫn một lòng trung thành, chăm chỉ chịu khó, người đừng nên nghe lời người khác dèm pha mà đối xử với nô tỳ như vậy. Tiểu điệp hận nhất là kẻ xảo trá thế này, không khỏi hung hăng bước lên cho nàng một bạc tai, nặng nề nói, tiểu thư tốt với ngươi như vậy, cho dù ngươi không tuyệt đối trung thành, cũng không nên mưu hại tiểu thư. Nha đầu ở cùng phòng với ngươi nói nửa đêm ngươi toàn lẻn đi, Gần đây có phải mỗi canh ba ngươi đều mặc áo trắng giả thần giả quỷ khắp nơi không? Trong lòng Tinh Tinh cực kỳ kinh hoàng, từ khi Tam tiểu thư bị dội máu gà nàng liền cảnh giác, ai ngờ đối phương thật sự đã điều tra việc này, lập tức mặt tái mét, quyết tâm liều một phen, tiểu thư nghi ngờ nô tỳ, thì ra là vì việc này, từ nhỏ nô tì có chứng mộng du hay chạy ra ngoài, nếu tiểu thư không tin có thể hỏi các ma ma giữ cửa, xem nô tì có nói dối không nàng dám nói vậy dĩ nhiên là đã có thông đồng với ma ma giữ cửa trong lòng tiểu điệp oán giận nha đầu này chết không hối cãi lại còn nói là có chứng mộng du như vậy cũng nghĩ ra được tức giận nói tiểu thư nhất định là nha đầu này nói dối không ngờ giang tiểu lâu cười nói à thì ra là chứng mộng du không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà lại bị chứng bệnh này nhất định rất khổ sở xem ra tiểu thư như ta đúng là thiếu sót trách lầm ngươi rồi tinh tinh cho rằng đã bình an qua ải Vô liêm sĩ nói, tiểu thư quá lời, xưa nay nô tỳ một lòng vì chủ nhân, chỉ cầu chủ nhân không vứt bỏ nô tỳ là tốt rồi. Tiểu điệp cuốn lên nói, tiểu thư, sao người lại tin nha đầu này, nụ cười gian tiểu lâu như gió xuân ấm áp, thấm vào ruột gan, tiểu điệp, nói gì kỳ vậy, xưa nay tinh tinh làm việc kỹ lưỡng, ta cũng thấy rõ, chuyện ngày hôm qua ta nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi, tiểu điệp gấp đến độ không chịu được, đỏ mắt nói, tiểu thư, người, trong lòng nàng không khỏi lo lắng rốt cuộc tiểu thư vẫn mềm lòng, nói vài câu là đã tin lời nhà đầu này, trong lúc còn chưa cho phép nàng đứng lên, tinh tinh lại vui vẻ ngồi dậy, cười hì hì nói, tiểu thư, người quả là huệ chất lan tâm, thông minh cơ trí, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng hầu hạ, nô tỳ xin lui ra trước, không được chủ nhân cho phép, nàng dám tự động đứng dậy lui ra, đúng là to gan làm càng, có lẽ là do mình quá ôn hòa, khiến nàng thừa cơ làm tới, không nể mặt. Đúng là không biết sống chết. Giang Tiểu Lâu biết rõ điểm này nhưng mặt không biến sắc, Tinh Tinh còn chưa đi tới cửa đã bị bốn ma ma ngăn lại, nàng kinh hãi quay đầu nói: "Tiểu thư, không phải người đã tha thứ cho nô tỳ sao?" "Dĩ nhiên rồi, ngươi không có lỗi cần gì phải tha thứ." Giọng điệu Giang Tiểu Lâu nhàn nhã, đôi mắt đen như ngọc lóa lên ánh sáng lạnh buốt, "Chỉ là có bệnh phải chữa, chứng mộng du không phải bệnh nhẹ, trước kia ta ở chỗ Ngô tiên sinh học được một phương thuốc, chuyện trị chứng mộng du, hôm nay sẽ cho ngươi thử một lần." cũng không uổng phí lòng trung thành của ngươi dành cho ta. Tinh Tinh nhảy bén phát giác có gì không đúng, vội nói, tiểu thư, không cần, không cần, nô tỳ tự đi khám đại phu là được, không dám làm phiền người. Tiểu Điệp ra hiệu cho bốn ma ma giữ Tinh Tinh lại. Tiểu lâu nhỏ nhẹ nói, Tiểu Điệp chuẩn bị xong hết chưa? Bệnh này không thể kéo dài, phải cố gắng chữa. Tiểu Điệp vui mừng, lanh lảnh đáp một tiếng, lập tức lệnh cho bốn ma ma trói tay chân Tinh Tinh lại. Bốn ma ma này không phải người của Tạ Phủ mà do Giang Tiểu Lâu mua từ bên ngoài vào, dĩ nhiên hoàn toàn nghe lệnh của nàng. Tinh tinh kinh hải không ngớt, vừa muốn mở miệng đã bị một cái khăn bịt lại, một ma ma cầm một cái móc sắt lấy một con rắn thật dài trong bao tải ra, sau đó trước sự kinh hải của tinh tinh, thả con rắn vào trong cổ áo nàng, tiếp theo lại dùng móc sắt đánh vào người tinh tinh. Con rắn kìa vì bị đánh đau nên chạy loạn khắp người tinh tinh, thỉnh thoảng cắn một cái, khiến nàng da thịt bong tróc, máu me bê bết, tinh tinh liều mạng giải giụa vặn vẹo trên đất, muốn đè chết con rắn, nhưng động tác của nàng cho dù nhanh đến mấy cũng không bằng con rắn, không khỏi đau đến thấu tim, khóc lóc xin tha. Bốn ma ma đó cho dù kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị thủ đoạn của Giang Tiểu Lâu làm cho sợ tái mặt. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn tinh tinh, kẻ mềm yếu mãi mãi sẽ bị bắt nạt, mình không có lòng hại người, đối phương vẫn không chịu ngồi yên, nàng chỉ đành phải đưa lễ vật đáp trả. Có qua có lại mới thú vị, dừng lại cái đã sau khoảng thời gian uống một chung trà, tinh tinh gần như ngất đi, Giang Tiểu Lâu mới nhàn nhạt mở miệng, một ma ma tiến lên dùng móc sắt câu con rắn trên người tinh tinh ra, tạm thời bỏ vào bao, tinh tinh thoi thóp nằm trên đất, vô cùng sợ hãi, bi thảm xin tha, tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, xin tiểu thư hạ thủ lưu tình, Giang Tiểu Lâu cười, khỏi bệnh rồi sao, tinh tinh tràn ngập sợ hãi, nàng không ngờ người dễ bị gạt như Giang Tiểu Lâu lại độc ác như vậy, lập tức dập đầu không ngừng. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không có bệnh, là nô tỳ nói dối, Giang Tiểu Lâu không chút biến sắc nói, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu có nửa câu gian dối, con rắn lúc nãy không có độc, chẳng qua chỉ là ngươi bị thương da thịt, nếu bệnh ngươi chưa chữa khỏi, ta liền đổi thành thất bộ xà, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn. Rắn ăn thịt của ngươi, ta sẽ lấy nó nấu thành canh, ngươi uống vào mới đúng là đại bổ, chẳng phải là ăn thịt chính mình sao? Mặt mày tinh tinh tái mét, cả người run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy vết thương đang đau thấu tim, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết cái gì sẽ nói hết cái đó, mỗi đêm canh ba người đi đâu, nô tỳ tinh tinh ấp úng, mở mắt lại nhìn thấy con vật đang nhúc nhích trong bao, nhất thời sợ hãi, lập tức nói, nô tỳ nhưng lại ngập ngừng không nói tiếp, à, thì ra ngươi chê món rắn không đủ ngon, thật là hay lắm. Giang tiểu lâu cười, trong khóe mắt lóe ra tia trào phúng, tinh tinh run rẩy vội nói, nô tỳ biết sai, là tam tiểu thư bảo nô tỳ giả làm ma giang tiểu lâu cười gằn nói ngươi đúng là một nha đầu ngoan chăm chỉ làm việc tinh tinh cố nén sợ hãi nói dạ tam tiểu thư hứa cho nô tỳ một trăm lượng bạc lúc đó tinh tinh rất lo lắng cuối cùng không nhịn được mà đồng ý nhưng nàng không thể ngờ giang tiểu lâu không bị đuổi đi lập tức đi tìm ma ma giữ cửa trao đổi khẩu cung tìm mọi cách bày mưu lập kế cái gọi là chứng mộng du đổi lại người khác thì có thể không tin nhưng loại chủ tử hiền lành như Giang Tiểu Lâu thì rất dễ gạt, vạn lần không ngờ tới thủ đoạn của nàng như sấm sét, chỉ vài câu đơn giản đã ép mình đến không còn đường lui, nàng sợ hãi bất an dập đầu liên tục, nô tỳ biết sai, cầu tiểu thư nể tình nô tỳ tì phạm lỗi lần đầu, tha mạng cho nô tỳ, Giang Tiểu Lâu lặng lặng nở nụ cười, như một đóa hoa nở rộ, trắng trong thanh diễm, "Phải rồi, ta rất muốn tha cho ngươi." Nàng giống như tự lẩm bẩm, lại giống như đang nói với người khác. Lúc này có người đi vào bẩm báo, Giang Tiểu Thư, lão gia mời người đến phòng khách, Giang Tiểu Lâu nhìn tinh tinh một chút, nhàn nhạt nói, bây giờ là cơ hội ngươi thể hiện lòng trung thành, ta nghĩ, ngươi nên tự biết phải làm thế nào, tinh tinh cúi đầu, không kèm được hai hàm răng va vào nhau lập cập, dạ, đến đại sảnh, tạ khang hà mặt lạnh như sương ngồi đó, vương bảo trân bên cạnh ôn nhu khuyên nhủ, mấy người tạ nguyệt, tạ nhu lặng lẽ không nói, tạ du ôn nhu yếu ớt ở bên cạnh, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh giang tiểu lâu tiến lên hành lễ tạ bá phụ người đã về tạ khang hà nhìn thấy nàng mới thu lại vẻ tức giận ôn hòa nói tiểu lâu ngồi xuống đi ánh mắt tạ du mang theo tâm tư không rõ đến khi giang tiểu lâu nhìn nàng nàng lập tức xoay mặt đi chỗ khác tạ khang hà nhìn tạ du lạnh lùng du nhi con đã biết sai chưa trong lòng tạ du run lên cắn môi nước mắt lả chả rơi vương bảo trân vội vàng nói lão gia tứ tiểu thư đã biết sai rồi ông cũng đừng quá tạ khang hà nghiêm nghị nói thân nó là tứ tiểu thư trong phủ nha đầu ma ma bên người làm ra chuyện như vậy người ngoài biết được sẽ nói nhà ta không biết quản giáo nữ nhi vô cớ làm hỏng danh tiếng vốn phải trừng phạt thật nặng nhưng ta cũng nghĩ tình con không biết chuyện phạt con cấm túc một tháng những chuyện khác tạm ghi lại sau này sẽ phạt con có phục không ánh mắt vương bảo trân lóe lên ôn nhu khuyên nhủ lão gia tứ tiểu thư dù sao cũng là một cô nương cấm túc một tháng nghe không hay đâu chỉ là nghe không hay truyền ra ngoài người ta sẽ cho rằng nàng đã phạm lỗi lớn cho nên phải đóng cửa không ra đối với tạ khang hà mà nói đó là trừng phạt rất nặng trên mặt tạ du cực kỳ hổ thẹn ánh mắt tha thiết cảm động phụ thân nói đúng con gái xin nghe thực tế đây là chuyện nhà họ tạ giang tiểu lâu không muốn tham dự vào nhưng tạ khang hà kiên trì cho rằng nàng là một thành viên trong nhà nhất định phải tham gia vào mọi chuyện chờ xong chuyện này giang tiểu lâu chủ động đứng dậy hướng về tạ khang hà nói tạ bá phụ hôm nay người đã trở về tiểu lâu cũng muốn chính thức cáo từ tạ khang hà ngẩn ra lập tức đứng lên kinh ngạc nói tiểu lâu sao lại như vậy ta vừa mới về thôi mà có phải có chỗ nào không chu đáo vẻ mặt giang tiểu lâu thoáng thả lỏng miễn cưỡng cười bá phụ không liên quan đến ai hết chỉ là tiểu lâu không thể lại được sắc mặt tạ khang hà vô cùng khó coi ánh mắt hắn như dao nhọn xẹt qua từng người giờ khắc này hắn nhận ra nhất định có người nhân lúc hắn đi vắng đã nói hay làm gì đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếp thất và con cái, hận không thể mắng cho bọn họ một trận, ngay cả một cô gái không nơi nương tựa cũng không buông tha, gia đình hẹp hòi như thế này, quả thật làm người ta tức tối. Hắn đè nén phẫn nộ, ôm nhu nói, "Tiểu Lâu, bá phụ sẽ không để con đi, bất kể là ai bắt nạt con, thì cứ nói cho bá phụ biết, nếu con đi rồi lương tâm ta sẽ bất an cả đời, con đành lòng sao?" thần sắc hắn thành khẩn giọng điệu vô cùng nghiêm túc giang tiểu lâu chậm rãi lắc đầu bá phụ từ khi con đến tạ gia đã làm rối loạn cuộc sống yên tĩnh của gia đình này ở đây không ai thật sự yêu thích con hoan nghênh con con tồn tại là một sai lầm có thể con nói vậy người sẽ tức giận nhưng đây là sự thật tam tiểu thư sợ con cướp đi tài sản của tạ gia thậm chí mua chuột nha đầu trong viện giả ma giả quỷ hù dọa mượn cơ hội gây nên xích mích giữa con và tứ tiểu thư nếu còn ở lại chỉ sợ trong nhà mãi mãi không được yên bình, người muốn nhìn thấy chuyện như vậy sao, tạ khang hà sững sờ, ngây người, tạ hương cả kinh, sắc mặt trắng bệch lập tức nước mắt đầy mặt, tiểu lâu, ngươi nói vậy là ý gì? Ta chọc đến ngươi khi nào, ta thu mua nha đầu của ngươi khi nào, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tạ khang hà, quan ức mười phần, phụ thân, con gái không biết đã làm sai chuyện gì, con vẫn luôn cẩn thận từng chút, chỉ sợ làm cho khách nhân không cao hứng bây giờ nàng lại nhắm vào con, con thật sự không biết phải làm sao, nàng biết sự việc đã bại lộ, nhưng vẫn mang hy vọng Giang Tiểu Lâu chưa nắm được chứng cớ thiết thực nào. Giang Tiểu Lâu thấy nàng làm bộ cũng không nói một lời, vỗ tay một cái, bên ngoài có hai ma ma áp giải tinh tinh đi vào, tinh tinh ngã nhà xuống đất, tạ hương biến sắc, tinh tinh, ngươi kể hết mọi chuyện đã làm với tạ bá phụ đi, nhớ kỹ, nói cho đàng hoàng, vết thương trên người tinh tinh đau đến muốn chết, không dám làm trái chút nào, tiểu điệp đã cảnh cáo nàng, tuy rằng rắn không có độc, nhưng trên răng nanh nó đã bị bôi thuốc, nếu dám nói dối thì cẩn cái mạng. Tinh tinh lập tức hoảng sợ mà kể hết mọi chuyện, còn không quên bổ sung một câu, tất cả đều do tam tiểu thư sai phái, nô tỳ là bị cưỡng ép, xin lão gia tha mạng, tạ hương không thể ngờ chuyện này lại bị bại lộ, gương mặt trắng như tuyết, môi cũng bắt đầu xanh lên, tạ khang hà tức giận đến cứng người, nghi mặt nhìn tạ hương, nha đầu này nói có thật hay không ánh mắt tạ hương xoay chuyển trên người vương bảo trân cũng không dám công khai cầu tình chỉ nức nở con con không có phụ thân hãy tin con vương bảo trân nhận được tín hiệu cầu cứu của nàng nhìn chằm chằm tinh tinh lạnh lùng nói tinh tinh ngươi phải nghĩ cho kỹ tam tiểu thư là người thế nào ngươi có thể tùy tiện vu oan hay sao rõ ràng là chính ngươi làm sai lại đổ lên người tam tiểu thư còn dám ăn nói linh tinh thì cẩn thận da của ngươi gương mặt nàng cao quý xinh đẹp ánh mắt lại cực kỳ hung ác tinh tinh sợ đến cực điểm, lớn tiếng nói, lão gia, nô tỳ nói thật mà, tạ khang hà vẻ mặt phẫn nộ, hương nhi, con giải thích sao, tạ hương xanh cả mặt, mạnh mẽ tiến lên tác cho tinh tinh một cái, rồi xoay người ngã nhào xuống đất, gào thét khóc lóc, phụ thân, xưa nay tứ muội là người sâu xa, nhất định là tinh tinh bị nó mua chuột, rồi lại bị giang tiểu lâu bắt được, muốn tìm ra người thế mạng thôi, nữ nhi bị oan, tạ du bỗng nhiên đứng lên, nhưng liếc mắt nhìn biểu hiện của tạ khang hà rồi lại từ từ ngồi xuống trên môi hiện ra nụ cười nhàn nhạt muốn đổ lên đầu nàng sao không dễ đâu tinh tinh lấy làm kinh hãi vội dập đầu không ngừng lão gia nô tỳ nói thật không dám có nửa lời gian dối quả thật là tam tiểu thư sai nô tỳ làm vương bảo trân chưa bao giờ thấy tạ khang hà nổi giận như vậy vội vã chen vào lão gia tam tiểu thư là người hiền lành hiểu chuyện không có lý nào lại chống đối lão gia chỉ là tuổi nàng còn nhỏ, trong nhất thời chưa biết cách ứng xử, ánh mắt tạ khang hà lạnh lẽo, ta vừa đi, trong nhà từ trên xuống dưới rối thành một nùi, đây là quy củ kiểu gì, hắn chỉ vào tinh tinh nói, nhà đầu này lập lức cho uống thuốc câm rồi đưa đi, còn về hương nhi, phạt vào từ đường ở ba tháng, khi nào hối cải thì được về, đưa đi như vậy không biết là bán mình vào nơi, hai mắt tinh tinh lóe lên, hôn mê bất tỉnh, tạ hương bị dọa sợ. Trong mắt đang xen vẻ tuyệt vọng và vang sinh, đi đến từ đường sám hối, một khi phụ thân quên mất nàng, thì nàng không thể trở về nữa. Giang tiểu lâu hơi nhếch khóe môi lên, bá phụ, nếu người làm vậy, là ép con không thể ở lại tạ gia nữa, tạ khang hà sâu sắc ấy nấy, tất cả là do ta quản giáo không nghiêm, tiểu lâu, con đừng đi, nữ nhi này ta thà không nhận nữa, vốn tạ hương đang giả khóc, bây giờ lại có thể không khóc, đến mức ruột gan như đức ta từng khúc. Người bên cạnh thấy thế, mới biết là tạ khang hà thật sự nổi giận, không ai dám cầu xin. Giang tiểu lâu lại nói, tạ bá phụ, con biết người có ý tốt, nhưng người làm vậy chỉ làm con tăng thêm ấy nấy, khiến con không thể an tâm. Lời nói này rõ ràng là đang cầu xin cho tạ hương, tạ khang hà quay đầu nhìn chầm chầm tạ hương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói, trừ khi tiểu lâu tha thứ cho con, bằng không thì con không cần trở về nữa, tạ hương có cảm giác máu huyết toàn thân đang run rẩy hổ thẹn, hối hận, sợ sệt, tất cả đều xông thẳng lên đầu. Nàng gục ngã trước chân gian tiểu lâu, nước mắt ròng ròng, ta sai rồi, ta biết sai rồi, tiểu lâu, cô nương ở lại đi, sau này ta không dám nữa. Tha thứ cho ta, nếu bị phụ thân đuổi đi thì ta còn biết đi đâu, tiểu lâu, tiểu lâu, gian tiểu lâu chữ động nâng nàng dậy, ôm nhu lau nước mắt cho nàng, tam tiểu thư, đừng suy nghĩ quá nhiều, ta không có trách tiểu thư chỉ là ta sợ còn ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà thôi sau đó nàng hướng về tạ khang hà nói bá phụ tiểu lâu xin nói rõ ràng với mọi người ở đây con tuyệt đối không nhắm vào tài sản của tạ gia cũng sẽ không gây phiền phức cho tạ gia con đến chỉ là muốn gặp được người bằng hữu tốt nhất của phụ thân bất kể là xảy ra chuyện gì con cũng sẽ không nhận lễ vật của người nàng nói như chém đinh chặt sắt mọi người đều sửng sốt các nàng nhìn giang tiểu lâu nhất thời cảm thấy mơ hồ nàng có biết nàng đang nói gì không? nếu sau này nàng hối hận, thì chính là kẻ tham lam nuốt lời, bị người ta cười chê. không lẽ nàng thật sự từ bỏ tài sản của tạ gia sao? trên đời có người ngu như vậy sao? vương bảo trân thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải vì tiền, vậy thì không cần gì phải tranh đoạt. tạ hương có chút cáu giận, thầm nghĩ nếu như ngươi nói sớm một chút thì bọn ta cần gì phải gây ra chuyện như vậy. tạ nhu lại có chút bội phục giang tiểu lâu trước mặt mọi người thẳng thắn nói mình không để ý tiền của tạ gia, sau này không cần lo lắng bị mọi người làm khó dễ, đây mới thực sự là diệu kế, chỉ là nàng đã quyết tâm làm như vậy, nhưng vẫn mạnh mẽ trừng trị tam muội một trận, rõ ràng là người có thù phải báo. Đắc tội người như vậy thì quá ngu xuẩn, tạ khang hà ngồi lại trên ghế, hắn nhìn Giang Tiểu Lâu, trong mắt hiện ra vẻ bi ai, các nữ nhi của mình trong mấy ngày ngắn ngủi đã lộ ra bộ mặt thật, ngày thường các nàng ôn nhu thân thiện, đến lúc mấu chốt lại tranh cướp nghi ngờ lẫn nhau không còn vẻ đáng yêu từ trước nữa bây giờ hắn còn sống nếu có một ngày hắn chết rồi chút gia sản này sẽ trở thành đầu mối tranh đoạt gian tiểu lâu như một miếng mồi câu dụ dỗ ra dục vọng sâu sắc nhất trong lòng mỗi người hắn thở dài nói được nếu đây là nguyện vọng của tiểu lâu con thì ta đồng ý chỉ cần con an tâm ở lại thôi bất kể thế nào ta sẽ không để con rời khỏi tạ gia Giang Tiểu Lâu chỉ là miễn cười, tạ bá phụ, nếu muốn con an tâm thì người tha cho Tam Tiểu Thư đi, không chút lưu tình cho một cái tác, lại cho một viên kẹo ngọt, tạ hương hoàn toàn bị ngây ngốc. Chương 65, 2, gặp lại tầng tư, 2, có Giang Tiểu Lâu cầu xin, khó khăn lắm tạ hương mới thoát được trừng phạt, nàng theo Vương Bảo Trân vào phòng, nha đầu vội vã dân trà, Vương Bảo Trân nhận trà xong đuổi hết mọi người ra ngoài, rồi nhìn chầm chầm tạ hương, phẫn nộ quát, quỳ xuống tạ hương kinh hãi sắc mặt trắng bệch quỳ xuống bề ngoài nàng là tiểu thư của phủ trên thực tế mẫu thân nàng chỉ là tỳ nữ của vương bảo trân ngày thường vương bảo trân nể mặt nàng gọi nàng một tiếng tiểu thư nàng cũng không thật sự dám bày ra bộ mặt tiểu thư ánh mắt vương bảo trân bốc hỏa ai bảo ngươi thu mua tinh tinh làm ra chuyện như vậy trong lòng tạ hương oan ức không tả hết ngày thường nàng kiêu ngạo thành quen thường lén lút làm chuyện xấu xa mới nảy bị phụ thân mắng một trận bây giờ di nương hay thiên vị nàng cũng nghiêm khắc như vậy không khỏi đỏ mắt nước mắt chảy ào ào ngoài miệng lại nói di nương nha đầu đó mấy ngày nay được sủng như vậy tại sao con không được động vào ả chẳng qua chỉ do tinh tinh vụng về thất bại thôi con cũng chỉ vì nghĩ cho chúng ta đúng lúc tạ nguyệt vén rèm lên đi vào nghe xong lời này trên mặt chỉ lộ ra biểu hiện tiếc nuối thất vọng vương bảo trân rầm một tiếng ném chung trà lên bàn âm thanh lạnh lẽo nha đầu ngu ngốc này không lẽ ta không kiên kỵ gian tiểu lâu đó sao nhưng bao lâu nay lúc nào ta cũng phải cung kính với ả nhường nhịn ả đều là vì cái gì lẽ nào ngươi không biết tạ hương ngẩn ngơ lẩm bẩm nói là vì phụ thân vương bảo trân thở dài một hơi đúng còn có phụ thân của ngươi ở đây thì cho dù ngươi không ưa gian tiểu lâu đến mấy cũng phải nhịn nước mắt tạ hương rơi xuống càng dữ vương bảo trân thấy tạ hương run rẩy cả người không khỏi thở dài liếc mắt ra hiệu với tạ nguyệt Tạ Nguyệt lập tức dịu dàng tiến lên nâng nàng dậy, lau nước mắt cho Tạ Hương, nha đầu ngốc, có nghe thấy lời của Giang Tiểu Lâu nói lúc nãy không, ả à không cần tài sản Tạ gia, muội cần gì phải đưa đầu ra chịu đánh. Nước mắt Tạ Hương mông lung, nghe xong lời này thì hai mắt tỏa sáng, nhưng có thể tin được không? gương mặt kiều mị của Vương Bảo Trân xuất hiện nụ cười nhạt, đã nói trước mặt mọi người thì không thể hối hận, Tạ Hương lập tức vui vẻ, Tạ Nguyệt vỗ vỗ lên người nàng, vẻ mặt quán trách, muội đó Lần trừng phạt này muội phải nhớ kỹ, còn có lần sau thì di nương cũng không giúp được muội." Tạ Hương gật đầu liên tục, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Bên phía phụ thân, Vương Bảo Trân khẽ mỉm cười, ngón tay nhỏ dài chỉ vào trán đối phương, "Ta sẽ tìm cách nói giúp cho con, an tâm đi." Tạ Hương nghe vậy, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sau khi Giang Tiểu Lâu tuyên bố trước mặt mọi người là không cần tài sản Tạ gia, một lần nữa Tạ gia khôi phục lại yên tĩnh. Ban đầu đám người Tạ Nguyệt có chút lúng túng, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn, vì không còn xung đột lợi ích, tất cả mọi người cũng không theo sát Giang Tiểu Lâu nữa, có lúc cũng mặc kệ nàng đi đâu làm gì, ngày tháng thoi đưa, sắp đến mồng ngày 10 tháng 10 rồi, Tần Tư đi cùng Tần Phu Nhân dân hương, có vài nữ quyến cùng đi dân hương đều ngắm nhìn thám hoa lan này từ xa. Tuy hắn đã có thê tử, nhưng rất tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đường viền rõ ràng, thân hình hắn cao gầy, sống lưng thẳng tắp, trên mặt luôn mang vẻ cười ung dung tự tại, giống như tiên nhân trong tranh, phong nhã cực điểm, làm cho mọi người ngắm đến ngây ngốc, tần tư thấy vậy liền chủ động đi ra hậu viện. Khi đi theo tiểu sa di dẫn đường hướng dẫn hắn tham quan cảnh sát, hắn đột nhiên ngẩn người, một nữ tử áo tím trẻ tuổi đang ngồi ở trò nghỉ mát, trước mặt có một bàn cờ, vốn là đang cúi đầu suy ngẫm không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, làng váy nàng trải rộng như hải đường mới nở, vòng eo mềm mại, có một loại phong tình đặc biệt, đôi mắt đẹp đang cúi thấp không biết suy nghĩ gì, một luồng ký ức từ trong đầu hiện lên, không ngừng cuồn cuộn xoay quanh, lượn lờ, quất quyết, cuối cùng tụ hợp thành hình ảnh một nữ nhân mỹ lệ, sáng sủa, nhẹ nhàng lơ đãng trước mắt hắn. Tiểu lâu, hắn lẩm bẩm như thở dài, chỉ đứng từ xa nhìn nàng, bàn tay hắn đã túa đầy mồ hôi. 20 năm qua đây là lần đầu hắn có cảm giác này, một cảm giác kích không tên, không chút nghĩ ngợi, hắn bước nhanh lên trước nắm chắc vai nữ tử đó, âm thanh run run, tiểu lâu, nữ tử khiếp sợ xoay người lại, tần tư nhìn thấy một gương mặt xa lạ, tuy rằng hoa nhường nguyệt thẹn như nhau nhưng lại là xa lạ, trong lòng hắn có một trận thất vọng, lập tức lùi về sau nửa bước, tràn ngập ấy nấy nói, xin lỗi cô nương, ta nhận lầm người, cô gái trẻ đứng lên, kinh hải nhìn hắn, thấy hắn ngoại hình phong nhã, thái độ ôn nhu, mới thở vào nhẹ nhõm nói, công tử. Lần sau xin đừng lỗ mãn như vậy, sẽ dọa người khác trong lòng tần tư thở dài, trên mặt vẫn miễn cười xin lỗi lần nữa. Nữ tử cười cười, vừa định nói gì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên, tỷ tỷ, thì ra tỷ ở đây, âm thanh trong veo êm tai, giống như lục lạc đung đưa trong gió, ôm nhu quyến rũ, khiến lòng hắn rung động. Một cô gái áo hồng nhẹ nhàng lướt đến, cầm đầy đặn, đôi mắt thu thủy, nụ cười ôn nhu, nhan sắc diễn lệ, tuy không mị hoặc chúng sinh, nhưng có nét phong hoa tuyệt đại không ai sánh bằng tần tư nhìn đến ngây ngốc, hoa mắt mê mẩn, nữ tử áo hồng đi qua bên cạnh hắn, đôi mắt tỏa sáng, lộ ra một chút xa lạ và kinh ngạc, đó là đôi mắt nhìn người lạ, sắc bén như một lưỡi đao cắt thẳng vào lòng tần tư, mơ hồ đau nhói, rồi lại mang theo một mùi vị ngọt ngào quái lạ, trong chớp mắt, chuyện cũ hiện về ào ào như cơn sóng lớn, khiến lòng hắn tràn đầy nhu tình, chỉ muốn tiến lên ôm nữ tử đó vào lòng, nhưng hắn vừa đến gần, nữ tử đó đã lướt qua, hướng về một nữ tử khác cười nói, "Tỷ tỷ, cuối cùng đến lượt tỷ mời đại sư xem tướng rồi, mau đi, thật sao?" Trên mặt Ly Tuyết ngưng lộ ra vui mừng nói, "Tiểu Điệp, ở lại đây trong chừng, ta sẽ quay lại ngay." Nói xong nàng mỉm cười gật đầu với Tần Tư, nhẹ nhàng rời đi. Tần Tư đứng tại chỗ, trong đầu chỉ còn hình ảnh đôi mắt sáng rực của cô gái áo hồng, là nàng sao, chính là nàng. Rõ ràng dung mạo tương tự nhưng khí chất lại như hai người hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Giang Tiểu Lâu xinh đẹp, nhưng lại không có sức quyến rũ quyến rũ thế này. Huống chi, Giang Tiểu Lâu đã chết rồi làm sao sống lại được, không lẽ nữ tử trước mắt chỉ là người giống người, nhưng trên đời sao lại có người giống nhau đến vậy, thấy đối phương đã ngồi xuống, hắn trái lo phải nghĩ, thật sự không nhịn được nữa, tiến lên miễn cười nói, Tiểu Thư có nhã hứng này, sao không gọi ta cùng đánh cờ, trong lòng Giang Tiểu Lâu cười lạnh, trên mặt lại hết sức bình tĩnh chỉ nhấc mắt lên liếc nhìn hắn lại buông mắt xuống nhìn bàn cờ lúc này trong lòng nàng chợt nhớ lại trước kia tần tư có thói quen mỗi sáng sẽ uống một chung trà thiết quan âm thượng hạng bản thân mình mỗi ngày dậy sớm ra vườn hứng sương pha trà tần tư thích ăn uống thanh đạm mình không ngại thân phận tự mình xuống bếp nấu cháo đậu xanh cháo bạch ngọc cháo gạo đen thậm chí đến quán ăn nổi tiếng ở kinh thành để mua thức ăn tần tư bị đau đầu mình liền tìm đủ cách phân ưu với hắn mình toàn tâm toàn ý chỉ đổi lại một nam nhân tuyệt tình tần tư ơi tần tư ta mới là hôn thê đường đường chính chính của ngươi nếu ngươi không thích ta cứ nói rõ là được cần gì phải tuyệt tình như vậy tần tư không ngờ nàng lạnh nhạt như vậy cũng không tức giận chỉ ngồi xuống đối diện nàng giọng điệu thăm dò vị tiểu thư này chúng ta đã quen nhau từ trước đúng không ánh mắt của hắn sâu thẳm gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ ôn nhu khác thường cuối cùng giang tiểu lâu dừng con cờ trong tay ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn nam tử trước mắt tóc đen như mực mắt sáng như sao quý khí bức người công bằng mà nói hắn là một mỹ nam tử hiếm thấy hắn nhẹ nhàng nở nụ cười có thể làm vô số thiếu nữ đỏ mặt đáng tiếc bây giờ nàng lại thấy hắn không có chút sức hấp dẫn nào đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của giang tiểu lâu tần tư không nhịn được hỏi ta thật sự cảm thấy nàng giống như một vị cố nhân của ta vẻ mặt hắn ôn nhu giọng điệu triều mến, đôi mắt sâu không thấy đáy dập dần tình ý, hắn đang lấy lòng nàng, cẩn thận dịu dàng, điều trước nay chưa từng có. Giang Tiểu Lâu không khỏi thấy buồn cười, có tình nghĩa mới gọi là cố nhân, thù sâu như biển phải gọi là cừu nhân mới đúng. Nhưng mà, nàng chỉ cười nhạt, vẻ mặt hững hờ, công tử nhìn lầm rồi, ta chưa từng gặp huynh, nàng nói vô cùng lạnh lùng, dĩ nhiên Tần Tư không tin, ánh mắt của hắn nhìn thẳng nàng, từ từ trở nên lạnh lẽo, không, nàng là Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu nhíu mày, huynh có ý gì? Tần Tư trịnh trọng nhìn nàng, chậm rãi nói, chúng ta lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm, cho dù nàng biến thành bộ dạng gì ta cũng không quên. Hắn vừa nói chuyện vừa tìm kiếm nơi gương mặt nàng, cuối cùng tìm được cảm giác quen thuộc. Giang Tiểu Lâu bỏ lại quân cờ, ánh mắt lạnh lẽo, vị công tử này có biết mình đang nói gì không? Thấy gương mặt thanh lệ lạnh đến mức không có một chút tình cảm, coi hắn là người xa lạ, hắn phải cố đè nén lửa giận vô hình, nhìn thẳng nàng tiểu lâu ai cũng có thể nhìn lầm chỉ có ta là không trên mặt giang tiểu lâu lộ ra vẻ trào phúng chỉ lẳng lặng nâng chung trà lên làm ngơ hắn tần tư sầm mặt lại nhưng hắn là người rất tâm cơ đầu óc xoay chuyển nhẹ đưa tay ra đột ngột nắm lấy tay trái giang tiểu lâu động tác này cực kỳ thân mật trong chớp mắt giang tiểu lâu lạnh mặt nhìn hắn đầy xa cách tần tư ngẩn người hôn thê của hắn dù rất xinh đẹp nhưng chưa từng có biểu hiện vừa quyến rũ vừa lạnh lùng như vậy Giống như thần nữ ở trên cao, dùng ánh mắt hững hờ nhìn hắn, xưa nay đều là nàng phí hết tâm tư làm hắn vui vẻ, nhưng giờ mọi thứ đảo ngược, hắn như muốn nằm rạp xuống chân nàng cầu được nàng ngó đến, hắn tưởng mình sẽ nổi giận, nhưng không, thậm chí ánh mắt kia khiến hắn thấp thỏm. Theo bản năng hắn nắm lấy tay nàng ôm nhu nói, "Tiểu Lâu, nàng đúng là Tiểu Lâu, nàng là Tiểu Lâu đúng không? Xin nàng nói với ta, nàng là hôn thê của ta, là Tiểu Lâu của ta." Thám hoa lan kiêu căng tự mãn lại thấp giọng năng nỉ nàng như vậy, người khác nhìn thấy sợ là sẽ trợn mắt há mồm. Tiểu điệp bừng bừng nổi giận, giang tiểu lâu liếc mắt ra hiệu với nàng phải bình tĩnh, nàng không chút biến sắc rút tay ra, đứng lên lùi về sau một bước, che giấu vẻ căm ghét trong mắt, chỉ lạnh lẽo nói, công tử hiểu lầm thật rồi, ta không quen biết huynh, tần tư vẫn gắt gao nắm chặt, cũng đứng lên bước tới trước một bước, tiểu lâu, nàng chỉ giả vờ không quen biết ta, nàng thay đổi thật rồi, thay đổi đến nỗi ta không nhận ra nữa, hắn không nhận ra nàng. Nghĩ lại, chẳng lẽ nàng nhận ra hắn sao? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu tỏa sáng khiếp người, công tử, nếu còn vô lễ như vậy, ta sẽ gọi hộ vệ đuổi ngươi đi. Tần tư mê muội chìm vào đôi mắt đó, nhưng lại không biết vòng xoáy đó sâu bao nhiêu. Hắn thất thần trong nháy mắt, lẩm bẩm nói, tại sao nàng lại biến thành như vậy, rốt cuộc nàng là ai? Tần tư là người kiêu ngạo, chưa từng luống cuốn trước mặt người khác nhưng Giang Tiểu Lâu là một nữ tử rất đặc biệt. Giang Tiểu Lâu lạnh lùng liếc nhìn vẻ nghi hoặc và kích động của đối phương, chỉ nhẹ giọng nói, công tử, xin buông tay, nếu để người ta biết đường đường là tham hoa lan ở đây đùa dẫn dân nữ, cẩn thận đường làm quan của huynh. Tần Tư nghe xong câu này sắc mặt đại biến, bàn tay chợt lỏng ra, Tiểu Điệp không nhịn được nữa, bước tới đẩy mạnh một cái, Tần Tư không kịp phòng bị nên phải lùi ra sau nửa bước, cười lạnh nói, được, tốt lắm, còn dám uy hiếp cả ta. Giang Tiểu Lâu hững hờ nhìn hắn, đó là vì huynh vô lễ trước, chưa từng có ai chọc giận được hắn, ánh mắt khinh thường của nàng lại làm hắn nổi giận, tần tư cảm giác như không thở nổi, hắn nhìn nàng, nàng càng ung dung thì hắn càng kích động, phẫn nộ trong lòng càng bốc lên dữ dội, nàng biết ta là ai, nhất định nàng là Tiểu Lâu. Hắn nói ra vài chữ, vốn là nghe nói thám hoa lan ở hậu viện, còn muốn chứng kiến phong thái, nhưng không ngờ lại là kẻ không biết liêm sĩ như vậy. Giang Tiểu Lâu biểu hiện dáng vẻ vô cùng chán ghét hắn, nhàn nhạt nói với Tiểu Điệp, đi thôi, nhưng Tần Tư lại cản trước mặt nàng, tại sao, từng chữ hắn phun ra như đang đè nén bên trong phổi, từng chữ thấu xương. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, ánh mắt mỹ lệ như lấp lóe ánh đao, bởi vì ta chưa từng quen biết huynh, Tần Tư nhìn chầm chầm nàng không chớp mắt, vẫn kiên trì, không, nàng là Giang Tiểu Lâu, vị hôn thê của ta, Giang Tiểu Lâu cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi không lưu luyến tần tư nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, hầu như quên ngôn ngữ, Giang Tiểu Lâu là một người đặc biệt, nàng đã giúp hắn đạt thành giấc mơ của hắn, hắn từng thật lòng thương tiếc Giang Tiểu Lâu, nàng là người mỹ lệ ôn nhu thông tuệ, dù là cầm kỳ thi họa, hay là trí tuệ, đều không làm hắn xấu hổ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn và nàng là một đôi trời sinh, ngay cả hắn cũng cho rằng nàng đủ để xứng với hắn, nhưng sau đó hắn đổ thám hoa, từ thương hộ trở thành quan. Trong lòng hắn kiêu ngạo, nhất định phải đại triển hùng đồ, nhưng hắn hoàn toàn thất vọng, những người kia không để ý đến tài năng của hắn, bọn họ ở sau lưng kinh bị hắn xuất thân thương hộ hạ tiện. Lòng cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy, tiện dân, thương hộ, dấu ấn này cả đời hắn không thoát được. Dần dần hắn căm hận thân phận của mình. Nhưng hắn không thể chọn cha mẹ, nên chỉ có thể chọn đi con đường khác, cưới được nữ nhi nhà tôn quý, vốn dĩ hắn có thể bỏ qua gian tiểu lâu, hoàn toàn không cần phải tàn nhẫn như vậy, nhưng mà, muốn trèo cao thì phải liều lĩnh, nữ nhân này mỹ lệ ôm nhu, hoàn toàn hơn những kẻ son phấn thô tục khác, tuyệt đối là một lễ vật cực tốt, bình tĩnh phán đoán tình thế, không chút do dự lợi dụng, những tâm tuyệt tình đẩy nàng vào vực sâu, hắn nắm chặt mọi thứ có thể lợi dụng được, sau đó, hắn thường tỉnh lại từ trong mộng, hoài niệm đôi mắt đen bóng thiện lương ngây thơ của nữ tử đó, nàng yêu hắn, chân thành. Chờ đợi trở thành tân nương của hắn nhưng hắn lại trói nàng lại đưa vào phủ tử y hầu với cá tính của nàng sẽ không chịu được lâu đời này sẽ không thể gặp lại nữa cho nên hắn mới không kiên kỵ mà tưởng nhớ nàng thậm chí có thể nói hắn không phải chỉ hoài niệm gian tiểu lâu trước kia mà chỉ là hoài niệm một điểm nhấn từng lướt qua cuộc đời hắn điều không thể tin được là nàng lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa khóe môi châm biếm ánh mắt quyến rũ thái độ với hắn lạnh như đá nàng đã thay đổi thành một người khác sợ hãi mãnh liệt xông lên đầu trong nháy mắt trở nên rất rõ ràng nhưng hắn cũng nhận ra được bên cạnh sợ hãi còn có một cảm giác hưng phấn mơ hồ sự hưng phấn bùng cháy trong lòng hắn càng lúc càng lớn nàng đã trở về cuối cùng đã trở về hắn không thể nào ngờ tới đây là sự thật vừa khiến người ta hoảng sợ vừa khiến người ta thấy cuồng loạn